Chương 21, Nguyễn Huỳnh vẫn luôn biết, cũng sâu sắc cho rằng, giọng nói của Lục Ngộ An hay, quen biết lâu như vậy, cô cho rằng mình đã không còn hưng phấn, thậm chí là động lòng với giọng nói của anh giống như khi mới đầu nghe thấy. Mỗi lần khi anh gọi tên của cô một cách rõ ràng, cô vẫn không thể tránh khỏi mà bị hấp dẫn. Rõ ràng là hai chữ hai thậm chí còn không có gì đặc biệt, nhưng được nói ra từ miệng Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh luôn cảm thấy có loại cảm giác lưu luyến thu hút, cô hít sâu, không chế không để cho mình có phản ứng kích động giống như chưa từng nghe giọng của anh trì hoãn một lúc nguyễn huỳnh dời mắt nói lãng đi nguyễn huỳnh đó còn có thể diện rất lớn lục ngộ an nhướng mày tán thành nói đúng là rất lớn nguyễn huỳnh nghẹn lời gọi bác sĩ lục lục ngộ an nhìn cô trong đôi mắt có ý cười nhàn nhạt nguyễn huỳnh chỉ về phía sau khoan hẳn đi tôi mua chút đồ cho mấy đứa trẻ lấy giúp tôi nhé cốc sau mở ra lục ngộ an nhìn cái túi tràn đầy rồi nhìn về phía nguyễn huỳnh ý tứ rất rõ ràng đây gọi là một chút hả nguyễn huỳnh công môi lần đầu tới nên tôi cũng không biết mua gì cảm thấy cái gì hợp thì mua một chút lục ngộ an rủ mắt đều là đồ bọn nó thích nguyễn huỳnh thật sao lục ngộ an lấy đồ ra khỏi xe thật đối với những đứa trẻ ở viện mồ côi mà nói chỉ cần là quà thì bọn nó đều sẽ thích đồ quá nhiều lục ngộ an gọi điện thoại cho trần tịnh dương bảo cậu đến chuyển đồ về phần nguyễn huỳnh lục ngộ an giao cho cô nhiệm vụ trong coi cốc xe chuyển đồ xong, Lục Ngộ An giới thiệu Nguyễn Huỳnh cho bọn trẻ vừa ngủ trưa dậy, tướng mạo Nguyễn Huỳnh xinh đẹp, trên người lại có sự tương tác trời sinh. Giọng nói của cô mềm mại, là chị gái dịu dàng mà các bạn nhỏ ở viện mộ cô thích, thời gian trôi qua một lúc, các bạn nhỏ đã mở miệng là một tiếng chị Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An không hề ngạc nhiên khi Nguyễn Huỳnh được hoan nghênh như vậy. Anh biết Nguyễn Huỳnh khiến cho người ta rất thích, chơi với bọn trẻ một lúc, Nguyễn Huỳnh chú ý tới Trần Tịnh Dương đang dọn đồ, giống như muốn đi ra ngoài buổi chiều phải đi ra ngoài à trần tịnh dương bất ngờ anh trai em chưa nói với chị à nguyễn huỳnh chớp mắt chưa vậy có thể là anh ấy quên trần tịnh dương nói buổi chiều tụi em đến vườn trái cây hái quyết đôi mắt nguyễn huỳnh sáng lên gần đây có vườn trái cây à có trần tịnh dương nói cho cô biết hình như là ở vùng lân cận địa chỉ cụ thể thì trần tịnh dương không rõ lắm nhưng lúc sáng cậu đã nghe thấy viện trưởng nhắc đến với lục ngộ an quyết trong vườn trái cây chín rồi hàng năm bọn họ đều sẽ tổ chức cho bọn trẻ đến vườn hái quyết chơi. Nhân lúc Lục Ngộ An và Trần Tịnh Dương cũng ở đây nên dứt khoát quyết định hành trình vào hôm nay. Không khác với lời Trần Tịnh Dương nói cho lắm, vườn trái cây cách viện mồ côi thật sự không xa. Đoàn người của Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An xuất phát, chưa tới 20 phút là đã đến cổng vào của vườn trái cây. Nguyễn Huỳnh xuống xe, đập vào mắt là cành lá xanh biếc, quýt màu da cam. Một cơn gió thổi vào mặt, Nguyễn Huỳnh tự như ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt tổ chức cho các bạn nhỏ đi vào vườn trái cây, ba người Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An, Trần Tịnh Dương và các thầy cô cùng với viện trưởng của viện mộ côi tự mình mang theo mấy đứa trẻ đi hái quyết, trong coi bọn chúng. Vườn trái cây rất lớn, ngoại trừ quyết ra thì còn có các loại hoa quả như hồng, dâu. Có điều dâu chưa chín nhiều, tạm thời không thể hái được, Nguyễn Huỳnh mang theo rổ quả, dẫn theo mấy người bạn nhỏ đi đến dưới cây quyết, cành của cây quyết tản ra giống như hoa, quyết nặng triểu rủ xuống, cho dù không cần trẻo câu thì cũng có thể hái được không ít chị nguyễn huỳnh em hái được rồi có một bạn nhỏ gọi cô nguyễn huỳnh rủ mắt khóe môi cong lên giỏi quá chị nguyễn huỳnh em cũng hái được một trái rồi em cũng có thoáng cái các bạn nhỏ đều trở nên hưng phấn bọn nó bắt đầu thi đấu xem ai hái được nhiều quýt nhất nguyễn huỳnh nhìn thấy từng khuôn mặt vui cười sáng lạng trước mắt tâm tình trở nên vui vẻ nhưng sau vui vẻ cô lại cảm thấy chua xót bỗng dưng có một mùi thơm quen thuộc mà lạnh lùng chui vào mũi nguyễn huỳnh nghiêng đầu bác sĩ lục sao anh lại qua đây rồi vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy lục ngộ an mang theo mấy bạn nhỏ đi sang bên khác lục ngộ an ngước mắt còn chưa kịp nói chuyện thì trông thấy một đám bạn nhỏ vây tới anh lục em muốn quả quyết to kia anh hái giúp em được không anh lục em cũng muốn em muốn quả siêu to này em muốn quả ở trên cùng ấy nguyễn huỳnh mờ mịt còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bị chen lấn rồi Cô nhìn lục ngộ an bị một đám trẻ vây quanh, có chút muốn cười, lục ngộ an không có cách nào, chỉ có thể hỗ trợ hái quả quyết mà bọn nó muốn rồi đưa cho bọn nó. Nguyễn Huỳnh ở bên cạnh, sự chú ý dời từ quyết sang lục ngộ an. Lục ngộ an rất cao, Nguyễn Huỳnh nhìn ra được trên 1m85, cánh tay anh rác dài, trái quyết mà mấy bạn nhỏ muốn, anh khẽ nâng tay lên là có thể hái được, dưới ánh nắng sáng sủa, cảm giác lạnh lùng thỉnh thoảng xuất hiện trên người anh đã biến mất. Thay vào đó là sự dịu dàng khi lục ngộ an ngẩng đầu nguyễn huỳnh cố định ánh mắt trên yết hầu sắc bén của anh cô phát hiện ra yết hầu của lục ngộ an có chút gợi cảm đang nghĩ ngợi thì nguyễn huỳnh va vào ánh mắt của lục ngộ an các bạn nhỏ vây quanh anh lấy được quả quyết mình muốn thì chạy mất trong nháy mắt ở đây chỉ còn lại hai người họ bị anh nhìn như thế nguyễn huỳnh có chút chột dạ cô giả vờ bình tĩnh thu tầm mắt lại lục ngộ an đột nhiên lên tiếng muốn quả nào nguyễn huỳnh sửng sốt ánh mắt nhìn thuận theo hướng dẫn dắt của ánh mắt anh anh đang hỏi nguyễn huỳnh muốn quả quýt nào anh xem cô là bạn nhỏ mà săn sóc nguyễn huỳnh chớp mắt chỉ vào một quả bên tay phải của lục ngộ an quả đó trông cũng không tệ lắm lục ngộ an đưa tay hái xuống quả cô muốn nguyễn huỳnh đưa tay nhận lấy nghe thấy lục ngộ an hỏi bây giờ ăn luôn à ừm nguyễn huỳnh gật đầu theo bản năng nói tôi nếm thử xem có chua không vừa dứt lời Nguyễn Huỳnh nhìn thấy ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng và vỏ quyết màu cam hình thành nên sự so sánh rõ ràng. Anh chậm rãi bóc vỏ quyết, thời gian trôi qua một lúc, trong tay Nguyễn Huỳnh bị nhét hơn một nửa vỏ quyết, thậm chí ngay cả sơ quyết cũng bị lột ra. Thử đi, lục ngộ an đưa cho cô. Mi mắt Nguyễn Huỳnh run lên, lòng bàn tay có xúc cảm ấm áp lướt qua. Khi lục ngộ an đặt quả quyết xuống, ngón tay lơ đãng cọ qua da thịt trong lòng bàn tay cô, Nguyễn Huỳnh mất tập trung, cúi đầu nhìn quyết trong tay nhẹ nhàng ừm một tiếng, tôi thử xem, cô tách một muối bỏ vào miệng, răng cắn một cái, nước quyết chua ngọt tràn đầy lan tràn trong miệng, ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, ngạc nhiên nhìn về phía lục ngộ an, chia sẻ với anh, không chua, cô nhìn qua anh, mặt mày công công, vui cười cao hứng, trông cực kỳ xinh đẹp, bác sĩ lục, thử không, lục ngộ an quay mặt đi, ít hầu hơi lăn, ừm, dứt lời, anh thuận miệng hỏi, không thích chua à. Nguyễn Huỳnh chia cho Lục Ngộ An một nửa, gật đầu, không thích lắm chua một chút thì nguyễn huỳnh chấp nhận nhưng nhiều thì không được cô không phải là người giỏi ăn chua hai người đứng dưới cây quyết nguyễn huỳnh nhìn xung quanh chỉ về phía vườn dâu cách đó không xa bác sĩ lục dâu ở bên kia khi nào thì hái được lục ngộ ăn liếc nhìn cô muốn ăn dâu à một chút nguyễn huỳnh rất thành thật thật ra cô muốn hái dâu hơn lục ngộ ăn nhướng mày bây giờ dâu vẫn chưa chín hẳn chua lắm nghe vậy nguyễn huỳnh ồ một tiếng vậy thôi lần sau vậy Nói đến đây, cô không nhìn được mà tìm hiểu, bao lâu anh tới viện mồ côi một lần, xem tình hình, lục ngộ an lại hái mấy quả quyết chính ném vào trong rổ bên chân Nguyễn Huỳnh, không bận thì một hai tháng sẽ đến một lần. Nguyễn Huỳnh vừa nghe vừa tính, vậy lần sau anh đến thì hẳn là dâu hái được rồi nhỉ, lục ngộ an nghiêng đầu, chắc là có thể rồi, sao vậy? Nguyễn Huỳnh cảm thấy lục ngộ an biết rõ còn cố hỏi, cô im lặng một lúc rồi ăn ngay nói thật, nếu như đến lúc đó thì tôi không có thời gian tới nữa, anh có thể. Cô còn chưa nói hết lời kế tiếp thì chuông điện thoại của Lục Ngộ An vang lên. Lục Ngộ An lấy ra xem, là Tất Khải Hoàng gọi điện tới. Tôi nghe điện thoại, Nguyễn Huỳnh Thu lại lời nói, anh đi đi, các bạn nhỏ vừa mới chạy đi lại quay về, đang liếu riếu nói chuyện. Lục Ngộ An bắt máy, nhấc chân đi về phía khu yên tĩnh hơn một chút, nhìn qua bóng lưng Lục Ngộ An đi xa, Nguyễn Huỳnh Thu tầm mắt lại, tiếp tục đưa các bạn nhỏ đi hái quyết. Ở trong vườn trái cây mấy tiếng, lúc chạng vạn tối, mấy người Nguyễn Huỳnh quay về viện mồ côi. Thời gian không còn sớm, bọn họ phải đi rồi. Nói tạm biệt với các bạn nhỏ xong, Nguyễn Huỳnh đi vệ sinh một chuyến. Khi cô trở ra, ở cổng viện mồ côi chỉ còn lại một mình lục ngộ an. Xe của anh cũng biến mất không thấy đâu. Nguyễn Huỳnh nhìn quanh một vòng, không thấy Trần Tịnh Dương đâu, Trần Tịnh Dương đâu, lục ngộ an, đi rồi. Nguyễn Huỳnh sửng sốt, kịp phản ứng lại, cậu ấy lái xe của anh đi rồi à, từng lục ngộ an thản nhiên, nó phải đi sân bay đón người. Nguyễn Huỳnh có chút mờ mịt với tình hình đột phát này, có điều cũng không hỏi nhiều. Cô đứng bên cạnh Lục Ngộ An, im lặng ba giây rồi quay đầu hỏi: anh lái hay tôi lái? Lục Ngộ An đưa tay về phía cô. Nguyễn Huỳnh cong khóe môi lên, vô cùng cao hứng mà đưa chìa khóa xe cho anh. đã bôn ba cả ngày rồi nên cô có chút mệt mỏi. trong xe quanh quẩn mùi thơm trong veo nhàn nhạt. hai người lên xe, Nguyễn Huỳnh cầm lấy dây cáp sạc pin, điện thoại kết nối với bảng điều khiển. Cô nhấn mở chỉ đường, thuận tay trả lời tư niệm hai tin nhắn. Trong xe yên tĩnh, Lục Ngộ An không nói lời nào, Nguyễn Huỳnh không biết nói gì mới được. Nguyễn Huỳnh đang suy tư tiền chủ đề thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự tĩnh lặng trong xe. Nhìn thấy dãy số không tên hiện lên trên màn hình, Nguyễn Huỳnh kết nối, "Alo?" Một lúc sau, Nguyễn Huỳnh nghe thấy trong xe vang vọng giọng nói có chút quen thuộc, "Nguyễn Huỳnh, là Triệu Kinh Vĩ." Nguyễn Huỳnh mờ mịt trong nháy mắt rồi mới nhớ tới điện thoại của cô tự động kết nối với bản điều khiển, ở trong xe nghe điện thoại hay nghe nhạc thì âm thanh sẽ vang lên ở trong xe. Nghĩ tới đây, mi tâm của Nguyễn Huỳnh nặng nề nhảy lên, quỷ thần xui khiến, cô liếc nhìn về phía bên cạnh, nhìn vẻ mặt của Lục Ngộ An, tự như nhận ra ánh mắt của cô, Lục Ngộ An liếc mắt đối mặt với cô. Nguyễn Huỳnh còn chưa sắp xếp được ngôn ngữ thì giọng nói của Triệu Kinh Vĩ một lần nữa vang lên, ban ngày bận quá, quên hỏi cô, tối hôm qua thấy cô đã uống không ít, không có chỗ nào khó chịu chứ. Nghe thấy mấy chữ uống không ít, trong đầu Nguyễn Huỳnh bị cưỡng ép trót vào ký ức mà mình đã cố gắng bỏ qua. Cô nghẹn lời, vội vàng nói, vẫn tốt, tôi không sao. Triệu Kinh Vĩ kinh ngạc, cười một cái nói, cô còn uống rất giỏi. Nguyễn Huỳnh, Tổng Giám Đốc Triệu, anh tiền tôi có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là hỏi tình hình của cô một chút thôi. Giọng điệu của Triệu Kinh Vĩ rất quen thuộc, ngày mai có thời gian không? Tôi nghe nói cô thích xem phim, gần đây đúng lúc có phim mới, có muốn cùng đi xem không nghe thấy lời này nguyễn huỳnh hơi dừng lại cô vốn định từ chối thẳng lại cân nhắc đến triệu kinh vĩ là nhà tài trợ cho đài phát thanh cô uyển chuyển hơn một chút có chút không khéo cô nhẹ giọng tôi đã hẹn bạn ngày mai xem phim rồi vừa dứt lời bên phía triệu kinh vĩ yên tĩnh mấy giây vậy à được rồi vậy lần sau tôi hẹn cô sớm hơn một chút nguyễn huỳnh cười cười vì để tránh cho anh ta nói tiếp cô lên tiếng nhắc nhở tổng giám đốc triệu tôi đang lái xe Triệu Kinh Vĩ nghe ra được ý trong lời nói của cô, nhạt giọng nói, vậy cô chú ý an toàn, cúp đây, điện thoại cúp máy, trong xe còn yên tĩnh hơn trước đó. Nguyễn Huỳnh không khỏi thấp thỏm, cô mím môi, cẩn thận liếc trọng người lái xe. Đường nét bên mặt của lục ngộ an tinh xảo, mũi của anh rất thẳng, sống mũi rất cao, làm nổi bật lên ngũ quan góc cạnh hơn. Chăm chú nhìn mấy giây, Nguyễn Huỳnh yếu siêu mở miệng, bác sĩ lục, ngày mai anh có đi làm không? nếu không đi thì có thể cho tôi mượn mấy tiếng đồng hồ không? Buổi tối cao điểm nên hơi tắt đường, lục ngộ an đạp thắng xe, chậm rãi nhìn cô một cái, giọng điệu bình tĩnh, muốn làm gì? Đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, Nguyễn Huỳnh cảm thấy ánh sáng lờ mờ ngoại cửa sổ xe nổi lên gần sóng, xem phim đó. Lục ngộ an thu hồi lại ánh mắt đặt trên người cô, tiếp tục lái xe về phía trước, cảm xúc không mặn không nhạt, không phải hẹn bạn rồi à, Nguyễn Huỳnh chớp mắt, trừng mắt nhìn anh chầm chầm, cười yếu ớt nhẹ nhàng nói anh không phải bạn sao câu nói này của nguyễn huỳnh là câu nghi vấn cũng là câu lựa chọn trong khoang xe trở nên yên tĩnh cửa sổ xe đóng chặt chợt có tiếng kèn chui vào con đường đột nhiên trở nên thông thoáng lục ngộ an không liếc mắt nữa nguyễn huỳnh đợi một hồi đang suy tư xem mình nói lời này có phải tự nhiên quá rồi không có chút làm khó dễ lục ngộ an nghĩ thế bên tai lại truyền đến giọng nói dịu dàng của lục ngộ an muốn xem phim gì nguyễn huỳnh sửng sốt ngày mai anh thật sự không đi làm à buổi sáng phải tới bệnh viện lục ngộ an để ý liếc nhìn cô một cái buổi chiều và buổi tối cô chọn đi anh giao quyền lựa chọn cho nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh im lặng ba giây một lần nữa cầm điện thoại lên tôi xem xem gần đây có phim gì cô thích xem phim nhưng gần đây bận rộn nên cũng không chú ý đến phim mới ra rạp cho nên nguyễn huỳnh vẫn rất muốn biết triệu kinh vĩ nghe ai nói cô có sở thích xem phim có thể là mùa đông sắp tới mấy phim mới ra rạp đều là phim tình cảm. Nguyễn Huỳnh nhìn chầm chầm vào hai chữ tình cảm này một lúc, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở một bộ phim cô từng xem được chiếu lại thêm lần nữa. Bác sĩ Lục, anh có phim nào muốn xem không? Trước khi nói ra lựa chọn của mình, Nguyễn Huỳnh cảm thấy phải hỏi suy nghĩ của Lục Ngộ An trước. Lục Ngộ An liếc nhìn cô, chọn phim cô muốn xem đi. Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, luôn cảm thấy anh nói lời này có chút mờ ám. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Cô lại cho rằng đây chính là lời mà Lục Ngộ An sẽ nói Nguyễn Huỳnh quen biết anh trong khoảng thời gian không dài Nhưng kể từ ngày quen biết anh Cô đã biết anh là một người dịu dàng cẩn thận Càng chú ý đến cảm nhận của người khác hơn Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh không còn xoắn suýt nữa Chọn phim xong, Nguyễn Huỳnh lại rơi vào trong sự xoắn suýt xem chọn đạp nào Khoảng cách giữa cô và Lục Ngộ An không tính là xa Nhưng cũng không được xem làm gần Do dự một lúc, Nguyễn Huỳnh chọn một đạp ở khá gần bệnh viện hoàn cảnh cũng tương đối tốt. Chọn xong, Nguyễn Huỳnh đang muốn nói với Lục Ngộ An một tiếng thì chuông điện thoại lần nữa vang lên. Lần này là tư niệm, cô nhướng mày, một lần nữa bắt máy, sao vậy, đến đâu rồi, tư niệm vừa nhìn thấy tin nhắn cô trả lời mình lúc 20 phút trước, tâm tình vui vẻ, tối hôm qua vứt bỏ tớ đi uống rượu với tổng giám đốc triệu, tối nay dù sao cũng có thể đi với tớ rồi nhỉ. Nguyễn Huỳnh vốn cho rằng, chuyện uống rượu này chỉ cần mình không nhớ lại thì coi như qua, Thế nhưng một buổi tối lại có tận hai người đến nhắc nhở mình. Cô không nói gì trong chốc lát, có chút cạn lời mà nặng chữ ra, "Hôm nay trong quán không bận à?" Tư niệm, "Khách không nhiều lắm, tớ có thể đi trước." Tô ánh mắt Nguyễn Huỳnh nhìn thẳng vào con đường phía trước, không dám nhìn Lục Ngộ An, "Đổi thời gian được không? Cô không muốn để lại cho Lục Ngộ An ấn tượng rằng mình là một người uống rượu vào là phóng túng." Tư niệm suy nghĩ một chút, "Hôm nay Nguyễn Huỳnh đã bôn ba một ngày, quả thật có thể đã mệt rồi, vậy được thôi." vậy tớ sẽ đi với lâm cảnh. Cậu về đến nhà thì nghỉ ngơi cho tốt, nghe thấy cái tên quen thuộc, Nguyễn Huỳnh kinh ngạc, cậu ấy về nước rồi à, tháng trước lâm cảnh đi nước ngoài du lịch, Nguyễn Huỳnh thỉnh thoảng có thể lướt đến ảnh chụp phóng khoáng cậu đăng trong vòng bạn bè, tư niệm, đúng, buổi chiều vừa xuống máy bay, đợi chút nữa đến quán của tớ, vậy các cậu đi đi, có lâm cảnh ở đó, Nguyễn Huỳnh yên tâm hơn một chút, có việc gì thì gọi điện cho tớ, tư niệm, biết rồi, cúp điện thoại. Nguyễn Huỳnh dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, cô không muốn lại nghe điện thoại dưới sự dự thính của Lục Ngộ An nữa, cho dù từ đầu đến cuối anh không hề lên tiếng, càng không nhắc đến chuyện cô uống rượu, nhưng cô chính là vô hình trung cảm nhận được cảm giác áp bách anh mang đến. Rất đột nhiên, Nguyễn Huỳnh nghĩ đến sự hình dung của mấy người Vu Tích Ngọc đối với Lục Ngộ An. Lúc nằm viện, phần lớn cô nghe được lời tán dương của bệnh nhân và người nhà cùng với các nhân viên y tế dành cho Lục Ngộ An. Đương nhiên thỉnh thoảng các y tá cũng có cái nhìn và đánh giá khác biệt đối với anh nguyễn huỳnh nhớ rất rõ buổi tối thứ hai sau khi phẫu thuật cô không ngủ được đã đi đến trạm y tá đúng lúc bắt gặp mấy người vu tích ngọc đang an ủi một y tá bị bác sĩ mắng trong phòng phẫu thuật vào ban ngày nói một lúc có người cảm khái nếu như bác sĩ lục gặp phải chuyện như vậy chắc chắn anh ấy sẽ không mắng y tá vậy thì cô đừng nghĩ như vậy bác sĩ lục là người sẽ không mắng ai cả vu tích ngọc nói tiếp nhưng cô phạm lỗi trước mặt anh ấy cô thà để anh ấy mắng thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút vì sao y tá không hiểu lục ngộ an lắm hỏi vu tích ngọc bởi vì khi anh ấy sầm mặt lặng lẽ liếc nhìn cô cô sẽ có một loại suy nghĩ sao mình lại ngu như vậy chi bằng mình chết quách đi đám người im lặng khi ấy nguyễn huỳnh nghe thì cảm thấy sâu sắc rằng vu tích ngọc nói hơi quá nhưng vào lúc này cô bắt đầu tán thành với lời nói của vu tích ngọc lục ngộ an quả thật là một người không nói lời nào chỉ dùng khí chất thôi là đã có thể khiến bạn e ngại có điều lúc này nguyễn huỳnh cũng không phải e ngại anh cô chỉ là chột dạ nguyễn huỳnh suy nghĩ miên man trong xe yên tĩnh cô bất giác đã ngủ thiếp đi khi cô tỉnh lại thì xe đã dừng ở cửa tiểu khu nhà mình mà lục ngộ an cũng đã không ở trong xe nữa nguyễn huỳnh mờ mịt trong nháy mắt cầm điện thoại lên muốn hỏi anh xem có phải anh về nhà rồi không thì khóe mắt bắt được một bóng dáng cao gầy đi về phía bên này từ nơi không xa cô bình tĩnh nhìn lục ngộ an đi đến bên cạnh xe rồi mở cửa ánh sáng của đèn đường chiếu xuống làm tăng thêm không ít độ sáng cho khoang xe khuôn mặt của lục ngộ an cũng trở nên rõ ràng hơn anh rủ mắt nhìn nguyễn huỳnh giọng nói nặng nề dậy rồi nguyễn huỳnh gật đầu giọng nói hơi thô đến nơi lâu lắm rồi hả lục ngộ an cũng tạm anh đưa đồ trong tay cho nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh đưa tay nhận lấy nghi ngờ nói đây là Cô còn chưa nói xong thì trước tiên đã nhìn thấy đồ được đựng trong túi ni lông màu trắng. Giọng nói của lục ngộ an đồng thời vang lên, thuốc khi say rượu chống mặt, tác dụng phụ khá là nhỏ. Vừa dứt lời, xung quanh trở nên yên tĩnh. Một bầu không khí xấu hổ mà kỳ lạ lan tràn. Nguyễn Huỳnh cảm thấy thuốc này lục ngộ an tặng có chút âm dương quái gở, nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy chu đáo. Nhìn chầm chầm vào hai hộp thuốc kia một lúc, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, lấy dũng khí, bác sĩ lục lục ngộ an rủ mắt xuống nguyễn huỳnh mím môi có chút căng thẳng tối hôm qua tôi gọi điện cho anh không nói cái gì quá đáng chứ lục ngộ an nhìn vẻ mặt lo lắng bất an của cô đuôi mày khẽ nhướng lên quên rồi à ừm nguyễn huỳnh rất sợ trong lòng chột dạ lục ngộ an ngước mắt không có chút ấn tượng nào à nghe thấy lời này nguyễn huỳnh cảm thấy sâu sắc rằng tối hôm qua có khả năng mình đã làm chuyện gì đó cực kỳ cực kỳ quá đáng cô nhanh chóng liếc nhìn vẻ mặt lục ngộ an bờ môi động đậy chỉ nhớ là đã gọi điện thoại cho anh. Lục ngộ an ừm một tiếng, có nói, Nguyễn Huỳnh ngây người, kinh ngạc nhìn anh, nói gì, lục ngộ an nhướng mày, công môi một cách khó nhận ra, trong cái nhìn chăm chú chờ đợi lại sợ hãi của Nguyễn Huỳnh, anh mang theo ý tứ sâu xa vứt lại một câu, từ từ suy nghĩ, Nguyễn Huỳnh, chỉ bảo cậu từ từ suy nghĩ, sau đó thì không nói gì nữa à, tư niệm còn chưa tới quán bar thì đã nhận được cuộc gọi của Nguyễn Huỳnh, cô ấy hỏi lại, Nguyễn Huỳnh quể oải nằm trên ghế sofa, rất tự kỷ, đúng, cậu nói xem tớ có thể nói gì với anh ấy được đây, tư niệm, câu hỏi hay, tớ cũng không biết cậu có tà tâm gì với bác sĩ Lục nữa, Nguyễn Huỳnh nghẹn lời, tớ có thể có tà tâm gì được, tớ cùng lắm là thèm giọng nói của anh ấy thôi, ồ, tư niệm nhướng mày, vốn muốn hỏi cô là không thèm mấy cái khác chút nào sao, lời đến khóe miệng thì lại cảm thấy câu hỏi này không phù hợp lắm, vậy tớ vẫn thật sự không biết cậu có thể nói lời quá đáng gì với bác sĩ Lục nữa thái độ của anh ta hôm nay đối với cậu như thế nào nguyễn huỳnh đổi tư thế ngẩng đầu nhìn trần nhà nhớ lại cũng được không khác trước đó lắm vậy thì có thể là không nói gì quá đáng cả tư niệm nói ít nhất là cậu chắc chắn không bảo anh ta hát cho cậu nghe ký ức đã chết đi của nguyễn huỳnh một lần nữa quay về cô cò vào gối ông, rất bất lực có thể đừng nhắc nhở tớ về chuyện xấu tớ đã làm trong quá khứ không tư niệm buồn cười không thể thỉnh thoảng tớ phải nhắc cậu sau khi cậu uống say thì quá đáng tới mức nào?" Nguyễn Huỳnh im lặng, Tư Niệm cười một lúc rồi nghiêm chỉnh an ủi cô, "Đừng suy nghĩ nhiều quá, bác sĩ Lục không nói thẳng cho cậu biết thì chắc chắn chính là vì cậu cũng không quá đáng nhiều. Nếu không anh ta nhất định sẽ nói với cậu, sau này bớt uống rượu lại." Lời này có chút đạo lý, Nguyễn Huỳnh suy nghĩ rồi bày tỏ sự tán thành sâu sắc, "Cậu nói đúng, vậy thì tớ không nghĩ nữa." Tư Niệm ừm một tiếng, "Lâm cảnh tới rồi, tụi tớ đi quán ba đây." Nguyễn Huỳnh, uống ít một chút, cúp điện thoại, Nguyễn Huỳnh nằm trên ghế sofa một lúc, tính toán khoảng cách đi từ nhà cô đến nhà Lục Ngộ An rồi nhắn tin cho anh, bác sĩ Lục, anh về đến nhà chưa? Lục Ngộ An vừa xuống xe thì nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Huỳnh, anh rủ mắt xuống, vừa đi vừa trả lời, vừa tới, Nguyễn Huỳnh, được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, Lục Ngộ An, ngủ ngon, nhìn hai chữ ngủ ngon này, Nguyễn Huỳnh quả thật có sự xúc động muốn nghe Lục Ngộ An nói ngủ ngon nhưng nghĩ đến tối hôm qua mình uống say gọi điện cho người ta nguyễn huỳnh cảm thấy gần đây mình phải khiêm tốn một chút nếu không lục ngộ an rất có thể sẽ kéo cô vào danh sách đen mất hôm sau nguyên huỳnh bị tiếng mưa rơi đánh thức từ sớm cô kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài mưa không lớn không nhỏ tí ta tí tách nghe rất dễ chịu đứng bên cửa sổ một lúc cô mới sửa soạn rồi ra ngoài đi đến phòng tập thể hình đi đến phòng tập một chuyến rồi về nhà Nguyễn Huỳnh nhận được bản kế hoạch chương trình mới mà Lâm Du Anh gửi tới. Nguyễn Huỳnh nhìn, có chút khó hiểu, cô nhớ rõ, thứ tư mình sẽ trả lời Lâm Du Anh, mình không muốn tranh giành chương trình mới này. Bỗng dưng điện thoại lại rung lên, Lâm Du Anh, bản sau khi sửa lại đấy, em xem xem. Chỉ biết em không muốn nhận chương trình mới này, nhưng trước mắt trong đài chỉ cân nhắc em và Thiên Ngưng, cá nhân chỉ hy vọng em nắm chương trình này. Nguyễn Huỳnh, chị Du, em không có suy nghĩ đổi chương trình quá mãnh liệt lâm du anh em cứ xem trước đi nói không chừng em sẽ thay đổi suy nghĩ xem hết rồi có thời gian rảnh thì thuận tiện đề xuất ý kiến cải thiện nguyễn huỳnh hết cách điều khiến cô bất ngờ chính là bản kế hoạch lần này rõ ràng sáng tỏ hơn nhiều so với bản thô sơ trước đó mình nhìn thấy bất giác trong đầu cô nhảy ra một hình ảnh đến buổi tối trước khi ra ngoài nguyễn huỳnh đều chăm chú tiêu hao thời gian vào bản kế hoạch chương trình mới vết xong đề xuất cần cải thiện nguyễn huỳnh trang điểm rồi đi ra ngoài Phim mà cô và Lục Ngộ An hẹn nhau xem chiếu vào 7 giờ tối. Mưa vừa tạnh, không khí trở nên tươi mát, nhiệt độ cũng xuống thấp hơn không ít. Người đi trên đường đã nhiều hơn. Khi Nguyễn Huỳnh đến rạp chiếu phim thì thời gian còn sớm, Lục Ngộ An cũng chưa tới. Cô đi lấy vé trước rồi đi loanh quanh ở cổng rạp. Cuối tuần rạp chiếu phim đông người, khu nghỉ chân đã không còn chỗ trống nữa. Nguyễn Huỳnh đi dạo qua một vòng, chuyển ánh mắt về phía poster tuyên truyền ở cổng rạp. Phim mới ra rạp gần đây thật sự không ít có mấy bộ phim còn có diễn viên mà nguyễn huỳnh thích cô nhìn một lúc rồi lấy điện thoại ra chụp mấy tấm poster gửi cho tư niệm hẹn thời gian với cô ấy lục ngộ an vừa đi ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp ở không xa nguyễn huỳnh xem phần giới thiệu của poster đến mức tập trung cũng không chú ý tới có người đến gần đợi đến khi cô xem hết chuẩn bị tìm chỗ ngồi một lúc vừa quay đầu thì đã nhìn thấy lục ngộ an không biết đã đứng đó bao lâu hai người bốn mắt va vào nhau ánh mắt nguyễn huỳnh sáng lên bất ngờ nhìn anh, bác sĩ Lục, anh đến lúc nào vậy, anh đèn sáng ngời của rạp phim chiếu vào khuôn mặt Nguyễn Huỳnh, làm nổi bật khuôn mặt không tỳ vết của cô. Nguyễn Huỳnh xinh đẹp là một sự thật mà tất cả mọi người không thể nghi ngờ, nhưng Lục Ngộ An cảm thấy, điểm xinh đẹp nhất của cô chính là đôi mắt, đôi mắt của cô vừa sáng vừa tròn, tự như ẩn chứa một đầm nước suối, trong veo sáng rực, khi nhìn chầm chầm vào bạn thì bạn hoàn toàn không chống đỡ được. Lục Ngộ An có chút mất hồn rồi mới lên tiếng trả lời, vừa đến. Anh dời ánh mắt đi, nhìn về phía tấm poster mà vừa rồi Nguyễn Huỳnh xem không rời mắt, "Chờ lâu rồi à?" "Không có," Nguyễn Huỳnh lắc đầu, ăn ngay nói thật, "cũng chỉ đợi 20 phút thôi." Lục Ngộ An anh bất đắc dĩ cười cười, "Có việc chậm trễ, anh mới chạy tới từ bệnh viện." Nguyễn Huỳnh nhìn vẻ mặt nghiêm trang của anh, cô không nhịn được cười, "Đùa anh đó," Nguyễn Huỳnh giải thích, "là tôi đi ra ngoài sớm, Lục Ngộ An không hề đến muộn, thậm chí còn chưa tới thời gian chiếu phim." Lục ngộ an nhìn cô rồi quay đầu nhìn về phía nơi đang xếp hàng mua đồ ở không xa, có muốn ăn gì không? Nguyễn Huỳnh không có thói quen ăn khi xem phim, cô suy tư một chút, nước khoáng là được, lục ngộ an, tôi đi mua, thấy lục ngộ an đi đến phía sau xếp hàng, Nguyễn Huỳnh đứng tại chỗ một lúc, cô đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi chờ thì khóe mắt nhìn thấy có người đi đến bên cạnh lục ngộ an, kích động nói chuyện với anh, Nguyễn Huỳnh đang đứng ngoài quan sát, lục ngộ an tự như nhận ra, cùng cô xa xa nhìn nhau, bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên là tin nhắn lục ngộ an gửi tới có tiện tới đây không xem xong nguyễn huỳnh ngẩng đầu lục ngộ an còn đang nhìn cô nguyễn huỳnh cất điện thoại rồi chậm rãi đến gần anh giọng điệu rất quen thân còn phải đợi bao lâu nữa nhìn thấy cô xuất hiện cô gái vừa rồi bắt chuyện với lục ngộ an muốn xin cách thức liên lạc ngẩn người ngượng ngùng nói làm phiền rồi sau khi người rời đi nguyễn huỳnh mở miệng bác sĩ lục lục ngộ an hửng Nguyễn Huỳnh nghĩ đến dáng vẻ khó xử vừa rồi của anh, mặt mày công công trêu chọc, mỗi lần anh gặp tình huống như vậy thì đều tìm bạn bè bên cạnh làm bia đỡ đàn sao. Không phải, lục ngộ an nhìn lại cô, đôi mắt sạch sẽ đen bóng, có thể để cô nhìn thấy cái bóng của mình. Bỗng dưng, cô nghe thấy lục ngộ an nói, lần đầu tiên, ở cửa rạp phim cũng không yên tĩnh, tiếng ồn ào không ngừng, hỗn loạn mà huyên náo. Bốn phương tám hướng cũng có tiếng trò chuyện của những người xa lạ nhưng câu nói này của lục ngộ an lại hoàn toàn rõ ràng như trước đây chui vào tai nguyễn huỳnh sự mềm mại trong giọng nói trong trẻo của anh khiến ba chữ ngắn ngủi trở nên dài ra trong mơ hồ nguyễn huỳnh cảm thấy hơi thở ấm áp của lục ngộ an lướt qua tai lỗ tai trở nên nóng nổi trong lúc nguyễn huỳnh thất thần trái tim vốn sẽ vì giọng nói của lục ngộ an mà chập trùng rõ ràng nhảy nhanh hơn mấy nhịp còn chưa bắt lấy được tình cảm chợt lóe lên nguyễn huỳnh lại nghe thấy giọng nói của lục ngộ an có ăn bắp trang không sắp đến bọn họ rồi nguyễn huỳnh kéo suy nghĩ về cúi đầu nhìn vị trí ngực trái sau đó nhìn về phía từng hạt bắp trang vàng óng ánh chồng lên nhau trong tủ kính trong suốt cô đang muốn nói không ăn thì khóe mắt nhìn thấy cặp đôi xếp phía trước hai người đã mua bắp trang ngọt ngào đút cho nhau ăn đầu óc tạm dựng mấy giây nguyễn huỳnh nghe thấy lời nói trái lương tâm của mình ăn mua đồ xong nguyễn huỳnh và lục ngộ an đợi một lúc rồi đến lượt phim của hai người soát vé lục ngộ an lơ đãng quét mắt ở cửa kiểm tra vé đều là người lớn và trẻ con xếp hàng, anh ngước mắt lên, nhảy bén phát hiện ra điều không thích hợp, phim chúng ta xem, anh hỏi Nguyễn Huỳnh, là gì vậy? Vé xem phim được Nguyễn Huỳnh mua lúc ở trong xe tối hôm qua. Lục Ngộ An để cô chọn phim mình thích, mua xong rồi Nguyễn Huỳnh cũng không nói tên phim, chỉ nói cho Lục Ngộ An biết là mình đã mua vé rồi. Sau đó, Lục Ngộ An cũng không hỏi nhiều. Nguyễn Huỳnh à một tiếng, vừa đi về phía nơi xếp hàng vừa nói, phi vụ động trời, Lục Ngộ An nhận ra được sự im lặng của lục ngộ an nguyễn huỳnh cũng im lặng theo anh không thích à không có chỉ là lục ngộ an không nghĩ tới bọn họ lại đi xem phim hoạt hình nguyễn huỳnh thật à cô nhìn chằm chằm lục ngộ an cố gắng tìm ra cảm xúc khác thường trên khuôn mặt anh lục ngộ an nhìn cô nghiêm túc trả lời thật dừng lại một chút anh bổ sung là phim cô muốn xem là được nghe được lời này mi mắt nguyễn huỳnh rung lên cô theo bản năng mím môi quay đầu nhìn về phía nơi khác ừm tôi thật sự muốn xem mà mãi đến khi ngồi xuống trong phòng chiếu nguyễn huỳnh nhìn người lớn và trẻ con ở xung quanh nghe thấy giọng nói kích động của bọn họ cô bắt đầu có chút hối hận không nên mua vé phim hoạt hình cho dù cô mua vé phim kinh dị thì tình cảnh có khả năng cũng sẽ tốt hơn bây giờ nguyễn huỳnh nghĩ vậy lén lút liếc về phía bên cạnh phòng chiếu tắt đèn chỉ có ánh sáng phản xạ của màn hình lớn ánh sáng màu trắng sáng chiếu vào người bên cạnh làm nổi bật đường nét bên mặt góc cạnh rõ ràng của anh đường nét cầm lưu loát cùng với yết hầu thỉnh thoảng nhấp nhô nguyễn huỳnh vẫn luôn biết hơn nữa còn cho rằng rạp chiếu phim là một nơi mập mờ nhưng việc này chỉ giới hạn ở thời điểm xem phim tình cảm điều cô không nghĩ tới chính là trong hoàn cảnh đám trẻ không ngừng thét chói tai vào lúc này cô cũng sẽ cho rằng ánh sáng chiếu trên người lục ngộ an tựa như màn mưa mông lung rơi xuống vào buổi sớm hấp dẫn lấy cô cô nhìn quá chăm chú ánh mắt trừng trừng khiến lục ngộ an muốn bỏ qua cũng khó khăn hồi lâu sau anh liếc mắt nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh sửng sốt gì cơ lục ngộ an né tránh ánh mắt sáng rực của cô biết hầu lăn một cái phim bắt đầu rồi nguyễn huỳnh dời ánh mắt đi nhìn qua hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn chậm rãi đáp lại trước kia anh từng xem sao lục ngộ an chưa nguyễn huỳnh ồ một tiếng vậy anh tập trung xem đi cô không nói gì thêm nữa lục ngộ an nguyễn huỳnh từng xem phi vụ động trời rất nhiều lần rồi mỗi lần xem đều có cảm giác không giống nhau vừa mới bắt đầu, cô xem không tập trung lắm. Thời gian dần trôi qua, Nguyễn Huỳnh một lần nữa bị câu chuyện hấp dẫn, Nguyễn Huỳnh xem đến mức không dời mắt, cũng không chú ý tới ánh mắt của Lục Ngộ An từng dừng lại trên người cô trong một khoảng thời gian rất dài. Phim kết thúc, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An chờ sau khi phần lớn người lớn và trẻ con rời đi rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Hai người chậm rãi đi ra ngoài theo dòng người, Nguyễn Huỳnh vẫn đắm chìm trong câu chuyện của phim vừa rồi, ngay cả ánh mắt cũng không cho người bên cạnh. Cho đến khi cô đi nhà vệ sinh một chuyến rồi ra ngoài, lúc cô ngước mắt nhìn thấy người đang chờ mình ở nơi không xa, ánh mắt và sự chú ý của cô mới cố định trên người anh. Có thể là do buổi sáng đến bệnh viện, hôm nay Lục Ngộ An ăn mặc rất chuyên nghiệp, áo trắng quần đen áo khoác dài, ánh đèn sáng loáng phát họa ra khí chất cao ngạo kiêu căng của anh, đẹp đến mức khiến người ta thất thần. Nguyễn Huỳnh cũng không ngoại lệ, tự như có cảm ứng, Lục Ngộ An ngước mắt nhìn về phía cô, người xung quanh nhốn nháo tiếng hát trong đạp phim và tiếng nói của người lạ không ngừng đang xen ánh mắt của họ va vào nhau đối mặt mấy giây nguyễn huỳnh nhấc chân đi về phía lục ngộ an với mới đi một bước trước mặt đột nhiên bắt gặp một đứa trẻ nằm trên mặt đất ăn vạ với người lớn ánh mắt của đa số người đều tập trung ở đây trong lúc nguyễn huỳnh kinh ngạc thì lục ngộ an đã đi đến bên cạnh cô sao anh lại qua còn chưa nói hết lời thì người xem náo nhiệt chen chúc đến đây ngày càng nhiều lục ngộ an hơi cau mày lại đưa tay nắm chặt cánh tay nguyễn huỳnh kéo cô đi ra khỏi đám người một cách an toàn. Đi ra ngoài, bàn tay nắm lấy Nguyễn Huỳnh của anh nhanh chóng buông ra, thậm chí không cho Nguyễn Huỳnh thời gian phản ứng. Đợi đến khi cô hoàng hồn chậm nửa nhịp thì sự ấm áp nóng hổi mà lục ngộ an để lại trên cánh tay cô đều đã bị gió thổi tan. Đúng lúc là giờ cao điểm ra khỏi phòng chiếu của rạp phim, ở cửa thang máy có không ít người chờ. Nguyễn Huỳnh nhìn rồi quay đầu hỏi, chúng ta đi thang cuốn nhé, lục ngộ an gật đầu, rạp chiếu phim ở lầu 7, đi thang cuốn xuống sẽ chậm hơn rất nhiều. Hai người đi về phía đầu thang cuốn, bước lên thang cuốn, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu đang muốn hỏi lục ngộ an chuyện phẫu thuật của Kỳ Kỳ, trong tầm mắt có một bóng dáng quen thuộc lướt qua, cô nhíu mày lại, vô thức chạy xuống, đi chưa được hai bước thì cái bóng quen thuộc biến mất, nhìn hành động này của cô, lục ngộ an khẽ cau mày lại, sao vậy, hình như tôi nhìn thấy người quen, Nguyễn Huỳnh nhìn quanh một vòng, không chắc chắn lắm, lục ngộ an quan sát thấy vẻ mặt cô thay đổi, giọng nói anh trầm thấp, bạn à xem là thế đi nguyễn huỳnh nói một người em gái vừa rồi hình như cô nhìn thấy thôi đồng nhưng cô nhớ không nhầm hôm qua cô đi ăn với thôi trị đã nghe ông ấy nói thôi đồng bởi vì việc học sa sút nhiều mà chủ động đưa đề nghị cuối tuần đến trường luyện thi dựa theo thời gian học bổ túc mà thôi trị nói cho cô biết lúc này thôi đồng hẳn là vừa tan học chưa đến nửa tiếng đồng hồ mới đúng nhà cô ấy cách nơi này rất xa cho dù sau khi tan học chạy tới đây thì cô ấy cũng không thể nào xuất hiện ở đây được Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, ấm giọng hỏi, "Có muốn gọi điện thoại hỏi xem sao không?" Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút, "Thôi, bất kể có phải là Thôi Đồng hay không thì cô ấy cũng sẽ không nhận cuộc gọi của cô." "Còn nữa, dựa theo lời hôm qua Thôi Trị nói thì rất có thể cô nhìn nhầm rồi." Hai người đi đến bãi đậu xe, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đậu xe rất gần nhau. Bác sĩ Lục đi đến bên cạnh xe, Nguyễn Huỳnh tỏ ý, "Vậy tôi về nhà đây." Lục Ngộ An ừm một tiếng, "Chú ý an toàn." nguyễn huỳnh cười một tiếng anh cũng thế cô đi về phía trước hai bước lại nhớ ra rồi nói thứ tư tôi đi thăm kỳ kỳ lục ngộ an rủ mắt xuống buổi trưa à nguyễn huỳnh gật đầu cô và kỳ kỳ đã hẹn nhau buổi trưa lục ngộ an gật đầu hơi dừng lại một chút rồi nói trước khi đến thì nói một tiếng nguyễn huỳnh dừng lại được mở cửa xe nguyễn huỳnh đang muốn ngồi vào thì bỗng nhiên nghe thấy lục ngộ an gọi cô nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh ngẩng đầu cái gì lục ngộ an đút hai tay vào túi rủ mắt nhìn cô chăm chú không cần gọi tôi là bác sĩ lục mãi đâu gọi tên tôi là được không cần gọi là bác sĩ lục nguyễn huỳnh khẽ chớp mắt vẫn nở nụ cười tôi biết rồi bác sĩ lục khi lục ngộ an nghe được xưng hô như thế rồi nhìn về phía cô mặt mày nguyễn huỳnh khẽ công cô hiểu ý cười một cái lần cuối cùng cuối tuần buông thả qua đi thứ quay đầu lại là công việc làm mãi không xong mỗi ngày nguyễn huỳnh ngoài trừ phát thanh chương trình cố định ra thì công việc ngổn ngang cũng không ít cô bận đến sức đầu mẹ tráng, cũng không rảnh nghĩ đến sự việc con người gì. Hôm thứ tư đó, Nguyễn Huỳnh ngủ dậy là đi thẳng tới bệnh viện. Cô và Kỳ Kỳ đã hẹn nhau vào 11 giờ 30 nhưng cô muốn đến sớm hơn một chút. Trên đường đi đến bệnh viện, Nguyễn Huỳnh nhìn thời gian rồi rẽ đến cửa hàng sữa đậu nành trước. Đã qua thời gian bữa sáng của đại đa số người, lúc này cửa hàng sữa đậu nành chỉ còn một bàn khách. Nhìn thấy Nguyễn Huỳnh, ông chủ cười nhẹ nhàng chào hỏi với cô, tới rồi à, giọng điệu của chú ấy rất quen thuộc, Nguyễn Huỳnh có vẻ bất ngờ, "Chú còn nhớ cháu à?" Ông chủ gật đầu, "Bạn của bác sĩ Lục." Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, "Trí nhớ của chú thật là tốt." Ông chủ cười không nói, "Muốn ăn gì đây?" Lúc Nguyễn Huỳnh vừa tỉnh ngủ ăn không được quá nhiều món, nên chỉ có thể lấy một ly sữa đậu nành. Đến chỗ ngồi xuống, Nguyễn Huỳnh nhìn sữa đậu nành trước mặt hồi lâu, lấy điện thoại ra gửi hai tin nhắn cho Lục Ngộ An. Lục Ngộ An vừa kiểm tra phòng xong quay về văn phòng, điện thoại liền rung lên, anh lấy ra nhấn mở nhìn thấy hình ảnh sữa đậu nành và một câu hỏi Nguyễn Huỳnh gửi cho mình, cô hỏi anh là Kỳ Kỳ có thể uống sữa đậu nành hay không, cô muốn mua một ly cho Kỳ Kỳ. Nhìn câu nói tiếp theo, Lục Ngộ An nhướng mày, ngón tay hoạt động, múa cho Kỳ Kỳ, Nguyễn Huỳnh, đúng thế, con bé không thể uống sao? Nhìn thấy lời này, Lục Ngộ An khẽ giật khóe miệng, có thể uống, Nguyễn Huỳnh, vậy thì được, Lục Ngộ An, ừm, lúc trả lời tin nhắn xong, Lục Ngộ An để điện thoại qua một bên, vẻ mặt tập trung bận rộn công việc cập nhật lại tình hình của bệnh nhân sau khi kiểm tra phòng, Lục Ngộ An quét mắt nhìn chiếc điện thoại yên lặng nằm bên cạnh. Chẳng mấy chốc, anh lại cầm lên lần nữa. Khi Nguyễn Huỳnh đóng gói sữa đậu nành ở cửa hàng xong rồi đi đến chỗ đậu xe thì đúng lúc thấy một cửa hàng hoa ở ven đường mở cửa. Cô quay đầu nhìn mấy giây rồi nhấc chân đi vào. Trong lúc chờ bà chủ đóng gói thì điện thoại của cô rung lên. "Lục Ngộ Anh, chút nữa tôi có cuộc phẫu thuật." Nếu như không vội đi thì buổi trưa có muốn thử tay nghề của đầu bếp ở nhà ăn bệnh viện không? Nguyễn Huỳnh cong khóe môi lên, không gặp tình huống đột xuất thì hẳn là có thể đi thử một chút. Lục Ngộ An, "Ừm", nhìn chữ lời ít ý nhiều mà Lục Ngộ An gửi tới, Nguyễn Huỳnh nhướng mày, bổ sung nói, "Có điều có phải anh đã quên mất một chuyện rồi không? Lục Ngộ An?" "Hửm?" Nguyễn Huỳnh không nói gì, nhắc nhở anh, "Tôi đã ở bệnh viện của anh gần một tuần đấy." Trong khoảng thời gian một tuần đó, ngoại trừ bữa sáng là đồ ăn bên ngoài do đàm tuyết nhi và tư niệm thay phiên nhau đưa cho cô bữa trưa và bữa tối của cô đều đồ ăn do bệnh viện chuẩn bị cho nên cô đã thử qua tay nghề của đầu bếp nhà ăn rồi lục ngộ an không quên nguyễn huỳnh nhìn chằm chằm vào mấy chữ đối phương đang nhập chờ đợi tin nhắn thứ hai của lục ngộ an đợi một lúc cô nhận được ghi âm lục ngộ an gửi tới đầu bếp nhà ăn công nhân viên chức và đầu bếp nấu cho bệnh nhân khác nhau có suy nghĩ nếm thử thêm không nghe xong Nguyễn Huỳnh nhìn không được mà cười một cái, cô mím môi, vốn định trả lời thẳng là có, nhưng sau khi nhập vào thì cô lại xóa đi, đổi thành, nếu như tôi nói không có thì anh có tìm lý do thuyết phục tôi không, nhấn gửi đi rồi, Nguyễn Huỳnh nhìn chầm chầm vào điện thoại. Một lúc sau, cô nhận được ghi âm lục ngộ an gửi tới, có, tiệm hoa vừa kinh doanh, trong tiệm ngoại trường Nguyễn Huỳnh và bà chủ thì chính là hoa tươi mới xinh đẹp ướt ác vừa được chuyển xuống xe, trong hơi thở đều tràn đầy hương hoa. Khi nghe tin nhắn thoại này của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh đang đứng bên cạnh một chậu cây mau lương hoa trắng, nụ hoa hé mở, chuẩn bị nở ra. Nghe xong tin nhắn thoại này, cô không nhìn được mà cong khóe môi lên. Trong lúc vô tình, cô nhìn thấy cái bóng trong gương trên tường, dáng vẻ cười lên vào giờ phút này của cô có chút tương tự với cây mau lương hoa trắng trước mặt. Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, trả lời Lục Ngộ An, không có. Nếu cô nói không có, Lục Ngộ An sẽ tìm lý do thuyết phục mình vậy thì nguyễn huỳnh cũng sẽ không khách sáo với anh cô muốn nghe lý do anh dùng để thuyết phục mình lục ngộ an không bất ngờ khi nguyễn huỳnh trả lời mình như vậy anh quay đầu nhìn về phía mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ im lặng cười một cái nói cho cô biết món cá kho mà đầu bếp của nhà ăn nhân viên làm cũng không tệ nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh mờ mịt cô rất kinh ngạc sao anh biết tôi thích ăn cá nguyễn huỳnh cầm điện thoại suy nghĩ cô hẳn là chưa từng đề cập với lục ngộ an rằng mình thích ăn cá Tin nhắn được gửi đi, đợi một lúc, cô nhận được tin Lục Ngộ An gửi tới, em ra là thật, Nguyễn Huỳnh trợn tròng mắt. Chẳng lẽ là Lục Ngộ An chỉ đoán đại thôi? Cô còn chưa kịp hỏi ra lời này thì Lục Ngộ An đã gọi điện tới. Alo, Nguyễn Huỳnh bắt máy, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói của Lục Ngộ An trước, "Nguyễn Huỳnh, tôi phải đến phòng phẫu thuật đây. Nếu thuận lợi thì khoảng 12 giờ sẽ ra." Nguyễn Huỳnh kịp phản ứng lại, không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa, "Anh đi nhanh đi." đợi chút nữa tôi trực tiếp đi thăm kỳ kỳ luôn. Lục ngộ an bổ sung, nếu ra muộn thì không cần chờ tôi đâu, vào phòng phẫu thuật rồi, lục ngộ an cũng không có cách nào bảo đảm được 12 giờ mình có thể ra được hay không, có đôi khi sẽ khó tránh khỏi việc gặp phải tình trạng đột phát, cho nên anh phải nói trước với Nguyễn Huỳnh một tiếng. Nguyễn Huỳnh hơi dừng lại, hiểu rõ ý của anh, tôi biết rồi, cúp điện thoại, hoa mà Nguyễn Huỳnh muốn cũng đã được gói xong, cô ông hoa quay về xe rồi lái xe đi về phía bệnh viện khi nguyễn huỳnh đến khu nội trú thì lục ngộ an đã vào phòng phẫu thuật rồi cô lên tiếng chào hỏi với vu tích ngọc đứng ở trạm y tá tặng hoa trong tay cho bọn họ rồi mới đi đến phòng bệnh của kỳ kỳ mấy ngày không gặp nguyễn huỳnh cảm thấy kỳ kỳ lại nảy nở thêm một chút những đứa trẻ ở độ tuổi của cô bé tuy sẽ không mỗi ngày một kiểu nhưng thay đổi cũng rất nhanh nguyễn huỳnh ngồi bên giường nhìn cô bé bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của lục ngộ an và viện trưởng viện mồ côi vào hôm thứ bảy Kỳ, kỳ trước đây không lâu đã được chuyển từ viện mồ côi nông thôn đến viện mồ côi của bọn họ khi cô bé còn rất nhỏ là đã bị vứt bỏ rồi đến nay cũng chưa thể tìm được bố mẹ của cô bé trước khi nghe viện trưởng nhắc đến nguyễn huỳnh chưa từng nghĩ tới bây giờ vẫn còn chuyện trẻ con bị vứt bỏ thế này thế nhưng sự thật lại bày ra trước mặt bọn họ đến giờ phút đó cô đột nhiên hiểu được lời mà trước đó lục ngộ an nói với mình kỳ kỳ là đứa trẻ thiếu tình yêu thương không có cảm giác an toàn cho nên anh hy vọng Nguyễn Huỳnh thích cô bé là thật lòng, càng hy vọng sự đối tốt của mọi người với cô bé đều sạch sẽ thuần khiết không pha trộn bất cứ mục đích gì. Nguyễn Huỳnh đang suy nghĩ miên man thì bả vai bị người ta vỗ vỗ. Cô nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt tròn long lanh của Vu Tích Ngọc, "Cô Nguyễn, có tiện ra đây một chút không?" Nguyễn Huỳnh gật đầu, tôi nói với Kỳ Kỳ một tiếng, "Được." Nguyễn Huỳnh nói với Kỳ Kỳ một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Phòng bệnh số 12 nằm ở ngoài cùng, đi ra khỏi phòng bệnh bên cạnh chính là cửa sổ cuối hành lang ánh nắng buổi sáng không tệ ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ thủy tinh hành trang trở nên sáng sủa y tá vu nguyễn huỳnh hỏi cô ấy tìm tôi có chuyện gì sao vu tích ngọc nói lời cảm ơn với nguyễn huỳnh vừa rồi bận rộn nên cũng chưa kịp nói một tiếng cảm ơn cô cô ấy đang nói đến hoa nguyễn huỳnh tặng cho các cô ấy nguyễn huỳnh công môi việc tôi nên làm mà không cần khách sáo đâu chuyện cô làm chỉ là tiện tay mà thôi Lúc nằm viện mấy người Vu Tích Ngọc đã chăm sóc cô rất nhiều, hoa là sự cảm ơn mà cô muốn bày tỏ. Vu Tích Ngọc nhìn dáng vẻ cô vào giờ phút này, nhìn không được mà mất hồn, nói: "Cô Nguyễn, trước kia tôi nói không sai chút nào, cái gì cơ?" Nguyễn Huỳnh có chút không theo kịp tư duy của cô ấy. "Vu Tích Ngọc, cô thật là xinh đẹp." Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh bật cười, "Cảm ơn." Mặc dù cô đã nghe lời này từ nhỏ đến lớn, nhưng khi nghe được thì Nguyễn Huỳnh vẫn cao hứng không có ai không thích được khen cả cô cũng như vậy thôi vu tích ngọc khen cô hai câu rồi nghiêm mặt nói thật ra tôi gọi cô ra đây chủ yếu là muốn hỏi cô xem thứ bảy tuần này cô có rảnh không nguyễn huỳnh nhìn cô có chuyện gì sao vu tích ngọc gật đầu thứ bảy là cuộc phẫu thuật của kỳ kỳ nguyễn huỳnh biết kỳ kỳ sẽ phẫu thuật vào tuần này nhưng tuần trước khi ở viện mồ côi cô đã nghe lục ngộ an nói với viện trưởng là thời gian cụ thể phải chờ đi làm rồi quyết định sau mấy ngày nay cô bận rộn cũng chưa kịp hỏi. Có điều, Nguyễn Huỳnh nhớ rõ thứ bảy sẽ có rất ít bác sĩ nhận phẫu thuật. Trừ phi khám gấp, nếu không thì sẽ sắp xếp vào ngày làm việc hành chính. Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh không nhìn được mà hỏi, sao lại quyết định vào thứ bảy, vu tích ngọc ừm một tiếng, nói cho Nguyễn Huỳnh biết, tuần này lịch phẫu thuật của bác sĩ Lục khá là dày đặc, kỳ kỳ xem như là bệnh nhân có tình hình đặc thù trong tay anh ấy. Tình hình đặc thù, Nguyễn Huỳnh kinh ngạc, vu tích ngọc giải thích, bệnh viện chúng ta trường hợp ưu tiên, làng đường ưu tiên của kỳ kỳ là do bác sĩ lục hỗ trợ xin bình thường mà nói đa số bệnh viện đều sẽ có trường hợp ưu tiên trong việc cứu chữa bệnh trường hợp như vậy trong mỗi khoa là có hạn phần lớn trường hợp ưu tiên là vì cần phẫu thuật nhưng chi phí có hạn hoặc là dành cho bệnh nhân có nguyên nhân khác kỳ kỳ là đứa trẻ do viện mồ côi đưa tới chính cô bé đã có điều kiện phù hợp chỉ có điều do tổng hợp nhân tố từ các phương diện nên xin được trường hợp ưu tiên cho cô bé cũng tốn không ít thời gian Nguyễn Huỳnh cái hiểu cái không, suy nghĩ một chút, ý này là, cuộc phẫu thuật của kỳ kỳ là bác sĩ lục làm miễn phí, vì không để chậm trễ cuộc phẫu thuật cho những bệnh nhân khác nên sắp xếp vào thứ bảy, đúng không? Vu Tích Ngọc cười, có thể hiểu như vậy, nghe xong, Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh bên kia, kỳ kỳ không gọi cô, còn đang ngoan ngoãn truyền nước, im lặng một lúc không nói, Nguyễn Huỳnh hỏi, thứ bảy mấy giờ? Vu Tích Ngọc, khoảng 10 giờ sáng, sợ Nguyễn Huỳnh suy nghĩ nhiều, Cô ấy cố ý bổ sung, hôm đó viện trưởng của viện Mồ Côi sẽ đến, nhưng tôi cảm thấy Kỳ Kỳ vô cùng thích cô, con bé là đứa trẻ có tâm lý khá là trưởng thành. Cho dù muốn cô đến thì có thể con bé cũng sẽ không nói. Cho nên tôi mạo muội đến hỏi cô xem sao. Được, tôi biết rồi, Nguyễn Huỳnh cười với Vu Tích Ngọc, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, tôi sẽ tới sớm. Cô biết ý của Vu Tích Ngọc, càng có nhiều người bên cạnh Kỳ Kỳ thì sự sợ hãi của cô bé sẽ giảm bớt. Vu Tích Ngọc nói chuyện với Nguyễn Huỳnh xong rồi quay về trạm y tá làm việc. Nguyễn Huỳnh đứng một lúc bên cửa sổ rồi mới quay về phòng bệnh. Lúc cô đi vào thì Kỳ Kỳ đã ngủ rồi. Tướng ngủ của cô bé rất tốt, yên tĩnh, cũng không đá chăng. Nguyễn Huỳnh ở bên cạnh nhìn hồi lâu, nhìn thấy nước trong bình được truyền xong mới hoàn hồn. Khi Lục Ngộ An đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi quần áo cầm lấy điện thoại thì đã sắp một giờ rồi. Quy Trác của anh nhận được hai tin nhắn, là của Nguyễn Huỳnh gửi tới lúc 12 giờ. Nguyễn Huỳnh bác sĩ lục đài phát thanh có việc đột xuất tôi về trước đây nguyễn huỳnh lần sau tôi tới rồi lại nếm tay nghề của đầu bếp sẽ không muộn chứ lục ngộ an rủ mắt trả lời không đâu trả lời tin nhắn xong lục ngộ an về văn phòng khi anh đến văn phòng tất khải hoàng đang uống cà phê xem bệnh án nhìn thấy anh anh ấy ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi với lục ngộ an vừa kết thúc à ừm lục ngộ an cầm ly nước uống cho trân họng mấy tiếng không uống nước cuốn họng khô cạn nói chuyện cũng không có sức uống xong, lục ngộ an đưa tay xoa khuôn mặt mỏi mệt. đột nhiên, bả vai của anh bị đụng vào. tôi uống cà phê của cậu rồi đó. lục ngộ an dừng lại, liếc mắt nhìn anh ấy, trong mắt lộ ra sự nghi ngờ. cà phê gì? tất khải hoàng sửng sốt, giơ ly cà phê đã uống hơn một nửa ở trong tay lên. chính là cái này, không phải của cậu à? lục ngộ an bình tĩnh nhìn ly cà phê trong tay anh ấy, cái ly đó khá quen mắt. thấy anh không nói lời nào, tất khải hoàng chậm chạp nhận ra, thật sự không phải cậu mua à? Lục Ngộ An hơi cau mày lại, "Khi cậu quay về thì cái ly này ở trên bàn tôi à?" Tất Khải Hoàng, "Đúng vậy, hai ly, còn có một ly đại từ cầm đi tôi, đại từ là một bác sĩ khác trong văn phòng lớn tuổi hơn bọn họ một chút, các bác sĩ trong văn phòng đều có quan hệ cực kỳ không tệ, ai ăn đồ của ai thì cũng không cần phải báo trước, mọi người đều sẽ không để ý, cái nghề này của bọn họ, lúc bận rộn thì có thể bị đói trong thời gian dài, phần lớn thời gian trên bàn làm việc có cái gì thì bọn họ đều có thể ăn tùy ý. Quan hệ của Tất Khải Hoàng và Lục Ngộ An càng là như vậy, Lục Ngộ An mua cà phê thì sẽ mua thêm mấy ly, ai muốn uống thì uống. Tất Khải Hoàng cũng giống như vậy. Nói xong, Tất Khải Hoàng nhìn Lục Ngộ An rồi lẩm bẩm, không phải đưa cho cậu, vậy thì cái này là, anh ấy còn chưa nói hết lời thì Lục Ngộ An đã đứng dậy đi ra ngoài. Y tá Vu, Vu Tích Ngọc đang chuẩn bị chập mắt một lúc thì nghe thấy Lục Ngộ An gọi mình, cô ấy ngẩng đầu, Bác sĩ Lục, sao thế? Lục Ngộ An ngẫm nghĩ một lúc rồi thấp giọng hỏi, "Cà phê trên bàn tôi là do cô hỗ trợ để đó à?" "Đúng, Vu Tích Ngọc gật đầu, lúc cô Nguyễn gần đi đã bảo tôi đưa cho anh." Sợ Lục Ngộ An không vui, Vu Tích Ngọc nhỏ giọng, "Cô ấy nói để anh nâng cao tinh thần, có lẽ anh sẽ thích." Thật ra trong tình huống bình thường mà nói, Vu Tích Ngọc cũng không chịu trách nhiệm giúp bệnh nhân tặng đồ cho bác sĩ, nhưng cô ấy cảm thấy quan hệ của Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An không phải là quan hệ bác sĩ bệnh nhân bình thường cho nên mới nhiều lần làm chuyện như vậy. Lục Ngộ An nhìn vẻ mặt thấp thỏm của cô ấy, bình tĩnh lại, cô ấy đi lúc mấy giờ, ăn cơm với Kỳ Kỳ xong thì đi, hình như 12 giờ, Vu Tích Ngọc nói đúng sự thật. Lục Ngộ An gật đầu bày tỏ đã hiểu, cô nghỉ ngơi đi, thấy anh đi ra ngoài rồi quay lại, tất khải hoàng hỏi, hỏi được chưa, cà phê của ai vậy? Lục Ngộ An nhìn ly cà phê đã uống một nửa trước mặt anh ấy, cảm xúc không tốt không xấu, ném cái túi đựng cà phê đi rồi à, tất khải hoàng, hả? Anh ấy mờ mịt, cậu lấy cái túi làm gì? Lục Ngộ An không nói lời nào. Tất Khải Hoàng bị anh nhìn mà có chút chột dạ, lo sợ nói, "Ném vào thùng rác rồi, không phải là cậu muốn đi tìm manh mối chứ?" Trong cái túi đó không có gì cả. Nghe lời này của Tất Khải Hoàng, Lục Ngộ An không nói gì mà giật môi một cái, "Anh tìm manh mối gì chứ? Không phải vì tránh cho Tất Khải Hoàng liếu lo không ngừng, anh quét mắt nhìn logo của cái ly quen thuộc kia, cậu uống đi, lần sau cà phê của quán này anh dừng lại một chút rồi thay đổi lời nói tôi đi ăn cơm đây tất khải hoàng anh ấy kinh ngạc nhìn bóng lưng lục ngộ an rời đi nhìn logo của cái ly đó thì thào quán này làm sao tốt xấu gì thì cậu cũng nói hết lời đi chứ bên kia nguyễn huỳnh tranh thủ lúc rảnh rỗi xem điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn lục ngộ an gửi cho mình vào nửa tiếng trước ngoại trừ trả lời câu hỏi của cô là lần sau đi ăn có muộn hay không thì còn một tin nữa nội dung trông giống như khiếu nại lục ngộ an xin lỗi Đồng nghiệp của tôi uống mất cà phê rồi, không hiểu sao, trong đầu Nguyễn Huỳnh hiện ra vẻ mặt của Lục Ngộ An khi gõ dòng chữ này, cảm giác giống như có chút tuổi thân, Nguyễn Huỳnh cúi đầu cười, cầm điện thoại trả lời, vậy thì hòa nhau. Lục Ngộ An hồi âm rất nhanh, hửm, Nguyễn Huỳnh, tôi không nếm được tay nghề mà anh mời tôi thử, anh cũng không thể uống được cà phê tôi mời anh, có phải là hòa nhau không? Lục Ngộ An, cô tính toán như vậy à? Nguyễn Huỳnh tự biết ý của anh, cô buồn cười anh không ủng hộ tôi tính như vậy à, Lục Ngộ An, ừm, Nguyễn Huỳnh đang muốn hỏi anh vì sao thì tin nhắn mới của Lục Ngộ An đã đến, cô lỗ quá, nhìn thấy ba chữ này, Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, sau khi bước vào xã hội, thật ra cô đã từng chịu không ít thiệt thòi, trước kia cũng muốn so đo, nhưng lần nào cũng sẽ bị nói là hẹp hòi, tính toán chi ly không cần thiết, rộng lượng một chút thì đối với ai cũng là điều tốt, dần ra, Nguyễn Huỳnh cũng thật sự lười so đo những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi này cho nên mấy chữ cô lỗ quá này thật sự rất lâu rồi không ai nói với cô cả. Cho dù cô không hề cảm thấy mình lỗ trong chuyện mình có qua có lại trong hai việc này với lục ngộ an. Nhìn chầm chầm tin nhắn này hồi lâu, Nguyễn Huỳnh mím môi trả lời, lần sau anh mời tôi thì tôi sẽ không lỗ nữa. Lục ngộ an, được. Nói chuyện đơn giản hai câu, Nguyễn Huỳnh nói với lục ngộ an một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Đến giờ cơm tối, Nguyễn Huỳnh đang thảo luận với đàm tuyết nhi xem ăn gì thì chuông điện thoại vang lên. Nguyễn Huỳnh bắt máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói của nhân viên giao thức ăn, cô Nguyễn đúng không ạ? À? Đúng, Nguyễn Huỳnh nghi ngờ, anh là, đồ ăn của cô đến rồi. Xuống dưới lầu lấy đồ ăn lên, Nguyễn Huỳnh nhìn chầm chầm vào hai chữ quen thuộc trên túi giữ ấm một lúc rồi mở túi ra. Đúng lúc đàm tuyết nhi đi vệ sinh quay lại, khi nhìn thấy hai chữ lệ chi, cô ấy trợn tròn mắt, chị Nguyễn Huỳnh, chị gọi đồ căng của lệ chi khi nào vậy, cô ấy thấp giọng cái này đắt lắm đúng không, Nguyễn Huỳnh vừa mở túi vừa trả lời, không phải chị gọi đàm tuyết nhi hả mở túi ra nguyễn huỳnh trước tiên nhìn thấy ở tầng cao nhất đặt một quả vải cạnh lá xanh tươi xuống chút nữa là mấy hộp cơm tinh xảo nhìn nguyễn huỳnh lấy ra từng hộp cơm đàm tuyết nhi ở bên cạnh suy đoán chị nguyễn huỳnh nhà hàng mà lần trước chị và mấy người sếp lâm đi ăn chính là lợi chi đúng không nguyễn huỳnh ừm đàm tuyết nhi nhìn vẻ mặt của cô nhẹ giọng hỏi đồ ăn này không phải là tổng giám đốc triệu tặng chứ mấy ngày nay trong đài phát thanh có không ít tin đồn phần lớn là nhắc đến chuyện xảy ra vào hôm nguyễn huỳnh và mấy người triệu kinh vi ăn cơm có người nói triệu kinh vĩ đang theo đuổi nguyễn huỳnh cũng có người nói là nguyễn huỳnh muốn đùi triệu kinh vĩ đương nhiên nguyễn huỳnh cũng biết những lời bàn này có điều cô lười làm sáng tỏ chuyện giả dối không có thật chỉ cần không mang đến nói trước mặt mình thì cô sẽ giả vờ không biết mà nhìn phần đồ ăn trước mặt này nhìn thế nào cũng giống như của triệu kinh vĩ tặng không biết nguyễn huỳnh cũng rất mơ mịt ngửi mùi hương tỏa ra từ hộp cơm đàm tuyết nhi nuốt nước bọt vậy chị có cần hỏi tổng giám đốc triệu không nguyễn huỳnh nhìn dáng vẻ thèm ăn của cô ấy cười khẽ một tiếng muốn ăn à muốn đàm tuyết nhi ăn ngay nói thật nhưng em biết chị không có ý gì với tổng giám đốc triệu em sẽ không dục chị ăn đâu cơm cũng được đưa đến rồi dù sao cũng không thể bỏ được thật sự không được nữa thì nguyễn huỳnh sẽ chuyển lại tiền cơm cho triệu kinh vĩ nhấn mở uy chát nguyễn huỳnh đang định nhắn tin cho triệu kinh vĩ thì đã nhận được tin nhắn của trần tịnh dương trước trần tịnh dương chị nguyễn huỳnh chị thích mùi vị của lệ chi trà nguyễn huỳnh ngẩn ra đột nhiên có một suy nghĩ cô ngây người một lúc rồi trả lời trần tịnh dương em đang ở lệ chi hả trần tịnh dương đúng em và tổng giám đốc úc mà lần trước chị thấy đang ở đây ăn cơm vừa nghe quản lý nói anh trai em bảo đầu bếp làm mấy món rồi đưa đến đài phát thanh lệ chi là sản nghiệp của úc đình quân cũng trùng hợp buổi tối úc đình quân và vân sơ tìm lục ngộ an nói chuyện phẫu thuật mắt của bà nội vân sơ bởi vì hai người này gần đây đang giận dỗi trần tịnh dương được xem như là khách quý làm sôi động bầu không khí bị úc đình quân gọi tới khi bọn họ đến thì lục ngộ an vẫn chưa tan làm ba người vừa mới vào nhà hàng thì người quản lý dẫn bọn họ vào phòng bao đã thuận miệng nhắc đến một câu nói bác sĩ lục vừa mới bảo người ta gửi đi một phần đồ ăn trần tịnh dương nhiều chuyện tìm hiểu mới biết đồ ăn được đưa đến đài phát truyền hình gần đó nhìn thấy tin nhắn này của trần tịnh dương nguyễn huỳnh bỗng nhiên thả lỏng hơn cô khẽ cong khóe môi nói cho cậu biết khá là thích trả lời tin nhắn của trần tịnh dương xong nguyễn huỳnh cầm điện thoại lên chụp hình quả vải rồi gửi cho lục ngộ an nguyễn huỳnh nhận được rồi nha có thể là lục ngộ an đang bận nên không kịp trả lời cô có điều chuyện này không quan trọng là đồ anh tặng nguyễn huỳnh yên tâm mà ăn đồ ăn mà, lệ chi, đưa tới có số lượng của bốn năm người, ngoại trừ có món cá kho mà Nguyễn Huỳnh muốn ăn, còn có mấy món chay mặn Nguyễn Huỳnh khá là thích, số lượng nhiều, Nguyễn Huỳnh gọi đồng nghiệp trong chương trình cùng nhau ăn, cơm nước xong xuôi, Lục Ngộ An vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, Nguyễn Huỳnh quét mắt nhìn rồi để điện thoại xuống, tập trung làm việc, màn đêm dày đặc, bóng cây hỗn tạp, gần 12 giờ, nhiệt độ lạnh hơn ban ngày mấy độ, tan làm, Nguyễn Huỳnh vừa tạm biệt đồng nghiệp vừa nhìn điện thoại hai tiếng trước lục ngộ an đã trả lời cô hỏi cô mùi vị thế nào không ngon thì có thể nói với anh anh sẽ phản hồi với đầu bếp và ông chủ của lệ chi mặt mày nguyễn huỳnh khẽ công cô cố ý hỏi anh mời tôi ăn lệ chi là vì để tôi giám định à lần này lục ngộ an trả lời rất nhanh tan làm rồi à nguyễn huỳnh ừm 응. một lúc sau lục ngộ an gọi điện thoại tới vừa bắt máy nguyễn huỳnh đánh đòn phủ đầu ngay bác sĩ lục anh mời tôi ăn lệ chi là vì để cho tôi bình luận à lục ngộ an hơi dừng lại anh đứng ở ban công hóng gió ngắm nhìn bóng đêm nồng đậm không phải nguyễn huỳnh nhướng mày thật sự không phải hả lục ngộ an đáp một tiếng bất đắc dĩ cười cười tiếng cười chui vào tai nguyễn huỳnh một cách tê dại thật sự không phải anh trả lời nguyễn huỳnh tai nguyễn huỳnh ngứa ngáy suýt nữa không chống đỡ được cô mím môi ngồi lên xe chậm rãi ồ một tiếng miễn cưỡng tin anh vậy lục ngộ an cong môi vừa rời khỏi đài à Ừ, Nguyễn Huỳnh đặt điện thoại lên giá đỡ, chuẩn bị về nhà, nghe thấy tiếng động cơ, Lục Ngộ An im lặng. Hồi lâu sau, Nguyễn Huỳnh mở miệng lần nữa, "Hôm nay tôi đến bệnh viện đã nghe y tá Vu nói, thứ bảy kỳ kỳ phẫu thuật à, Lục Ngộ An, ừm, muốn tới không? Chắc là tôi có thời gian rảnh đấy." Nguyễn Huỳnh nói, "Anh chào đón không?" Lục Ngộ An yên tĩnh một chút, hỏi cô, "Trên đường nhiều xe không?" Đề tài bị thay đổi quá nhanh, Nguyễn Huỳnh bỗng chốc không theo kịp, cô nhìn quanh một vòng xung quanh tối đen, chỉ có đèn đường chiếu sáng đường lớn rộng rãi, không nhiều, sao vậy, không sao, nghe thấy giọng nói cô đứt quãng, tốc độ nói chuyện của lục ngộ an trở nên chậm hơn, anh trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, chào đón chứ, Nguyễn Huỳnh, cô không nói gì một lúc, không nhịn được nói, bác sĩ lục, có phải tư duy của anh nhảy nhanh quá rồi không, lục ngộ an cong môi, gọi tên của cô, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh nhướng đuôi mày lên, vừa quan sát đường xá vừa trả lời, cái gì? Lục Ngộ An, có nhớ chuyện mà hôm chủ nhật đã đồng ý với tôi không? Nguyễn Huỳnh sửng sốt, có chút không rõ Lục Ngộ An đang nói đến chuyện gì. Ý anh là, Lục Ngộ An nhắc nhở, ở bãi đậu xe, Lục Ngộ An kịp phản ứng lại, Lục Ngộ An, âm sắc của cô dịu dàng, bởi vì là phát thanh viên, nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc, khi gọi tên người ta thì đương nhiên sẽ mang theo giọng phát thanh rõ ràng. Khi rơi bên tai, màn nhĩ giống như được gió lướt qua, mang theo cảm giác lưu luyến thu hút, Nguyễn Huỳnh cười tủm tỉm nói, bây giờ tôi đổi thì có kịp không? Lục ngộ an rủ mắt, đón lấy cơn gió lạnh chậm chậm thổi đến, yết hầu khẽ động đậy, tôi nói không kịp thì cô sẽ làm thế nào? À, đúng lúc đèn đỏ, Nguyễn Huỳnh đạp thắng, tập trung suy tư mấy giây, lục ngộ an, lục ngộ an, hửm, Nguyễn Huỳnh bật cười, tôi hô thêm mấy tiếng bù lại được không? Lục Ngộ An, cô bắt đầu lặp đi lặp lại, không sợ người khác phiền mà gọi tên anh. Trong đầu, bên tai là giọng nói cuốn theo ý cười nhàn nhạt của cô uyển chuyển nhu hòa so với tưởng tượng thì còn thu hút hơn lục ngộ an nâng mí mắt lên nhìn về phía nơi khác ánh mắt dần sâu hơn nguyễn huỳnh gọi mấy tiếng rồi mới dừng lại hỏi lời xin lỗi này của tôi vẫn được tính là có thành ý chứ lục ngộ an yên lặng một chút vẫn cười tính chứ à nguyễn huỳnh kéo dài âm cuối trêu chọc thật sự chỉ có thể là tính thôi hả lục ngộ an tự biết mình đã rơi vào bẫy của cô nghiêm mặt nói cực kỳ có thành ý cái này còn tạm được, ánh mắt Nguyễn Huỳnh nhìn thẳng về phía trước, khóe môi khẽ cong, lục ngộ an, lục ngộ an, hửng, giọng nói của anh rất thấp rất trầm, so với lời trước đó Nguyễn Huỳnh nghe được thì càng có sức hấp dẫn hơn, cái gì, Nguyễn Huỳnh mất tập trung sờ tai, lơ đãng nói, mấy giờ anh nghĩ, cuộc gọi của hai người vẫn chưa ngắt, lục ngộ an quét mắt nhìn đồng hồ trên tường, có phải cô sắp tới nhà rồi không, Nguyễn Huỳnh ngước mắt, nhìn thấy cổng tiểu khu ở không xa, đúng, sắp vào bãi đậu xe rồi nghỉ ngơi sớm một chút lục ngộ an nói thứ bảy tám giờ tôi sẽ đến bệnh viện nguyễn huỳnh khẽ chớp mắt được ngủ ngon lục ngộ an ngủ ngon lái xe vào bãi đậu xe xong nguyễn huỳnh nhấc chân đi về phía thang máy vào giờ này phần lớn các hộ gia đình đều đã ngủ tiểu khu yên tĩnh gió trở nên lớn hơn đi vào thang máy nguyễn huỳnh dựa vào trong góc nghỉ ngơi khi lơ đã nhìn về phía mặt kính của thang máy cô nhìn thấy biểu cảm không giống thường ngày của mình khi cô gọi điện thoại với lục ngộ an thì khóe miệng cong lên vẫn còn để lại đường cong mờ chăm chú nhìn chốc lát nguyễn huỳnh một lần nữa không nhịn được cười thời gian của ngày làm việc hành chính đều khiến người ta cảm thấy khó qua thứ sáu Cảm xúc của đồng nghiệp trong văn phòng rõ ràng đã cao hơn hai ngày trước. Nguyễn Huỳnh làm xong công việc quan trọng thì đã đến giờ tan làm của các đồng nghiệp khác. Cô đưa tay xoa cái cổ đau nhất, đang muốn đi đến phòng giải khát uống nước thì Triệu Thiên Ngưng đi tới. Nguyễn Huỳnh, rảnh không, cô ta đứng bên cạnh bàn làm việc của đàm tuyết nhi từ trên cao nhìn xuống cô chúng ta nói chuyện mấy câu đi nguyễn huỳnh ngước mắt không thể nói ở đây à triệu thiên ngưng cô bận lắm à nguyễn huỳnh cạn lời nhìn xung quanh các đồng nghiệp chưa đi đều đang lén nhìn về phía hai người họ đi thôi cô cầm lấy cái ly tôi rót ly nước cô đến ban công chờ tôi triệu thiên ngưng đáp một tiếng rồi nhấc chân đi về phía ban công chị nguyễn huỳnh nhìn cô ta đi xa đàm tuyết nhi hơi nhỏ giọng nói thầm với nguyễn huỳnh Chị chú ý an toàn. Nguyễn Huỳnh cười, biết rồi, em tập trung làm việc đi. Đàm Tuyết Nhi, uống gần nửa ly nước thấm giọng, Nguyễn Huỳnh đi về phía ban công. Đài phát thanh có mấy cái ban công được bố trí cực kỳ ấm áp, vào lúc chạng vạn tối là thời điểm nắng chiều rất đẹp, đứng ở ban công nhìn ra xa, đập vào mắt là cảnh sắc hoàng hôn mênh mông vô bờ. Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu, muốn tìm tôi nói chuyện gì? Triệu Thiên Ngưng thấp hơn Nguyễn Huỳnh mấy cm, nhưng lúc này cô ta mang giày cao gót miễn cưỡng có thể nhìn thẳng với nguyễn huỳnh mang giày đế bằng tôi muốn nói chuyện với cô về chương trình mới nguyễn huỳnh ngước mắt lên trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ mà nhìn cô ta tôi không cạnh tranh chương trình mới cô nói chuyện với tôi cũng vô dụng nhưng chị du càng hy vọng cô đi làm chương trình mới triệu thiên ngưng có chút khó chịu nói thật ra cô ta cực kỳ không hiểu vì sao nguyễn huỳnh được người ta yêu thích như vậy đa số đồng nghiệp thích cô thì cũng thôi đi ngay cả tổng thanh tra là lâm du anh thậm chí là trưởng đài cũng rất yêu thích đối đã rất đặc biệt với nguyễn huỳnh nếu không phải vì chuyện đó trong khoảng thời gian trước bây giờ nói không chừng nguyễn huỳnh đã cao hơn cô ta một cấp rồi nghe vậy nguyễn huỳnh có chút buồn cười sau đó thì sao cô tìm tôi nói chuyện là muốn nói với tôi nếu như chị du kiên trì bảo tôi đi nhận chương trình mới thì tôi phải từ chối à triệu thiên ngưng sầm mặt lại cô cũng quá coi trọng bản thân rồi nguyễn huỳnh hơi có vẻ mờ mịt lời này không phải là cô nói à cô nghe ý trong lời nói vừa rồi của triệu thiên ngưng chính là như vậy mà không phải sao triệu thiên ngưng bị cô làm cho nghẹn lời khớp cắn siết chặt nghiến răng nghiến lợi nói cô không có chút ý nghĩ nào với chương trình mới à không có nguyễn huỳnh trả lời rất kiên định ít nhất thì hiện tại không có cô ngước mắt nhìn về phía triệu thiên ngưng có phải đáp án này có thể khiến cho cô yên tâm hơn một chút rồi không triệu thiên ngưng ngậm miệng không nói một lúc rồi hỏi nếu như trưởng đài cũng muốn cô nhận thì sao nghe được hai chữ trưởng đài này đôi mắt nguyễn huỳnh hơi lóe lên sẽ không đâu triệu thiên ngưng dừng lại ánh mắt nhìn cô có chút thay đổi sẽ không nhận đều sẽ không nguyễn huỳnh hỏi còn chuyện gì khác không không có thì tôi đi làm việc đây triệu thiên ngưng động đậy môi không lên tiếng nguyễn huỳnh liếc nhìn cô ta một cái rồi xoay người quay về vị trí làm việc nhìn nguyễn huỳnh đi xa triệu thiên ngưng đứng tại chỗ ngẫm nghĩ về câu đều sẽ không mà nguyễn huỳnh nói sau khi suy nghĩ rõ rồi cô ta giật giật môi khẽ cười rời đi Nguyễn Huỳnh cũng không để trong lòng lời Triệu Thiên Ngưng nói với mình, cô đã sớm trả lời Lâm Du Anh rồi, cô không có suy nghĩ gì với chương trình mới, cho dù bản kế hoạch mới cũng không tệ lắm, cô cũng tạm thời không muốn rời khỏi chương trình hiện tại. Có điều chuyện cô không nghĩ tới là, chuyện trưởng đài thật sự quan tâm đối với cô mà nói không phải là chuyện nhỏ chẳng quan trọng. Khi trưởng đài gọi điện thoại tới, Nguyễn Huỳnh đang chuẩn bị đi vào phòng phát thanh, cô bất đắc dĩ nghe máy, trưởng đài chương, vừa kết nối, Thứ Nguyễn Huỳnh nghe thấy trước không phải là giọng nói của Trương Hưng Hiền, mà là không khí ồn ào từ bên kia truyền đến, nghe giống như đang ở bữa tiệc nào đó. Cô đang nghĩ ngợi thì giọng nói trầm thấp hùng hồn của Trương Hưng Hiền truyền đến, Nguyễn Huỳnh, đang bận à, Nguyễn Huỳnh, chuẩn bị vào phòng phát thanh, Trương Hưng Hiền nhíu mày, vậy được, cô làm việc trước đi, thứ hai đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Nhìn màn hình cuộc gọi kết thúc, Nguyễn Huỳnh có chút buồn bực, đây là chuyện lộn xộn gì vậy? Đàm Tuyết Nhi có vấn đề muốn hỏi Nguyễn Huỳnh, chú ý tới sắc mặt cô không tốt lắm thì chuẩn bị tìm những đồng nghiệp khác hỗ trợ. Nguyễn Huỳnh rất ít khi tức giận, cũng không hay cáu kỉnh. Nhưng khi tâm tình cô không tốt thì cần có hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, không bị bất cứ việc vặt vảnh nào quấy rầy. Đàm Tuyết Nhi đang nghĩ ngợi thì chuông điện thoại của Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên vang lên lần nữa. Mi tâm cô ấy nhảy lên một cái, mặc niệm ba giây cho người gọi điện thoại cho Nguyễn Huỳnh. Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, ngay cả thông báo cuộc gọi cũng không nhìn trực tiếp kết nối, alo, hỏi xong, bên kia không nói chuyện ngay, Nguyễn Huỳnh nhăn trán, nhìn màn hình, là tư niệm, sao vậy, tư niệm im miệng không nói ba giây rồi hỏi, buổi tối uống rượu không, không uống, Nguyễn Huỳnh cúi thấp đầu, buồn bực nói, tâm tình không tốt, tư niệm ăn ngay nói thật, cảm nhận được mà, xảy ra chuyện gì vậy, cũng không có gì, Nguyễn Huỳnh thở dài, chỉ là có chút phiền phức, tư niệm hiểu, con người đều có thời điểm tâm tình không tốt, vậy không phải là càng nên uống rượu sao? cô ấy hỏi tớ và trần tịnh dương đang ở cùng nhau đây thật sự không đến à nguyễn huỳnh không hề bất ngờ khi hai con sâu rượu này có thể chạm mặt nhau cô hững hờ nói ngày mai kỳ kỳ phẫu thuật đêm nay tớ phải ngủ sớm một chút được thôi tư niệm không miễn cưỡng nữa đợi chút nữa tan làm mà muốn uống thì gọi điện cho tớ nguyễn huỳnh tớ biết rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng nguyễn huỳnh đứng dậy đi vào phòng phát thanh thử âm diễn tập kết thúc đến giờ chương trình chính thức bắt đầu cùng lúc đó Lục Ngộ An làm việc xong chuẩn bị tan làm, anh thay áo khoác trắng ra, cầm áo khoác lên rồi đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, anh gặp đồng nghiệp ở hành lang, bác sĩ Lục, đào gia nhiên nhìn qua người mình tình cờ gặp được, nhàn nhạt cười lên, phải đi rồi hả? Lục Ngộ An khẽ gật đầu, đào gia nhiên thấy anh như vậy thì miếng môi hỏi, tối ngày mai có rảnh không? Lục Ngộ An không tỏ rõ cảm xúc, có chuyện gì? Đào Giai Nhiên đối diện với đôi mắt đen nhánh ống ánh của anh, nhịp tim tăng lên. Cô ta giả vờ tự nhiên nói, tối mai có vở kịch cũng không tệ lắm, tôi có hai vé, có muốn cùng đi xem không? Lục Ngộ An đang muốn lên tiếng thì điện thoại bỗng nhiên rung lên mấy cái. Đào Gia Nhiên nghe tiếng, khéo hiểu lòng người mà chỉ chỉ, anh trả lời tin nhắn trước đi. Lục Ngộ An nói một câu xin lỗi rồi nhấn mở tin nhắn uy chát Trần Tịnh Dương gửi tới. Trần Tịnh Dương, anh, tan làm chưa? Trần Tịnh Dương, mấy người anh định quân đang ở quán bar, anh có muốn tới uống rượu cùng không? Trần Tịnh Dương, nếu như anh tới thì thuyết phục chị Nguyễn Huỳnh cùng đi đi. Vừa rồi chị Tư Niệm gọi điện cho chị ấy, hình như tâm tình chị ấy không tốt lắm, xem xong tin nhắn của Trần Tịnh Dương, Lục Ngộ An cất điện thoại đi. Anh nhìn về phía đồng nghiệp trước mặt, giọng nói thật trầm, "Xin lỗi. Ngày mai tôi có cuộc phẫu thuật, đạo gia nghiêng sửng sốt, tôi biết." Cô ta kinh ngạc nhìn Lục Ngộ An, "Buổi tối mà anh cũng phẫu thuật à?" "Không phải." Giọng điệu Lục Ngộ An nhàn nhạt, "Tôi không hiểu về kịch" cô hỏi những đồng nghiệp khác đi. Tôi đi trước, đào gia nhiên còn chưa kịp phản ứng thì lục ngộ an đã sải bước trời đi rồi, nhìn bóng lưng anh đi xa, đào gia nhiên mím môi, trên khuôn mặt đầy vẻ mất mát. Khi Nguyễn Huỳnh kết thúc phát thanh thì có chút mệt mỏi hiếm thấy, đàm tuyết nhi dọn dẹp đồ đạc, chị Nguyễn Huỳnh, cùng đi không, tí nữa chị đi sau, mọi người về trước đi, Nguyễn Huỳnh cảm thấy đôi mắt mệt mỏi, đang suy nghĩ xem có cần bắt xe về không ngày mai đến bệnh viện xem kỳ kỳ xong rồi lại đến đài phát thanh lái xe về mắt cô không bị cận thị gần đây có thể là vì dùng mắt quá độ và thường xuyên nên khiến cô cảm thấy mỏi nguyễn huỳnh nghĩ hôm nào đó có thời gian rảnh thì hỏi lục ngộ an xem hoặc là đi đến bệnh viện lấy mấy chai thuốc nhỏ mắt đồng nghiệp trong văn phòng lần lượt rời đi trong phòng trở nên yên tĩnh tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ cuốn tới khiến cho người ta nghe thấy rõ ràng nguyễn huỳnh ngồi im một lúc rồi quyết định bắt xe về nhà Cô còn chưa nhấn phần mềm đặt xe thì đã nhận được tin nhắn Lục Ngộ An gửi tới trước. Lục Ngộ An, vẫn chưa tan làm à, tầm nhìn của Nguyễn Huỳnh dừng lại, ánh mắt trở nên rõ ràng. Cô chớp mắt, trong đầu suy tư về ý trong lời này của Lục Ngộ An. Còn chưa nghĩ ra được thì anh lại gửi cho Nguyễn Huỳnh một câu, định ngồi trong văn phòng bao lâu. Nguyễn Huỳnh lập tức đứng dậy từ ghế làm việc, đẩy cánh cửa sổ đóng chặt ở bên cạnh ra, nhìn ra xa. Điều đáng tiếc này, văn phòng của cô ở tầng hai mươi mấy, hoàn toàn không thấy rõ bên dưới có người cô muốn thấy hay không. Bóng đêm tối tăm, trong tầm mắt chỉ có đèn đường yếu ớt chiếu sáng, tự như biết cô đang làm gì, trong điện thoại của cô lại có tin nhắn mới. Lục Ngộ An, đừng nhìn nữa, xuống lầu đi. Nguyễn Huỳnh vẫn luôn biết thang máy của đài đã lão hóa rồi, tốc độ rất chậm. Nhưng bình thường cô không có cảm giác mãnh liệt như vậy, đến lúc này nhìn chậm chằm vào số tầng lầu trên màn hình, cô mới thấu hiểu rất rõ, thật sự rất chậm thứ hai đi đến văn phòng của trưởng đài cô phải nhắc đến vấn đề này thôi đi ra khỏi thang máy xuyên qua đại sảnh đi tới dưới mái hiên của đài phát thanh nguyễn huỳnh liếc mắt là nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu dưới bậc thang xe dựng dưới đèn đường ánh sáng chiếu rõ lục ngộ an đứng bên cạnh xe quay mặt về phía cổng vào của đài sau lưng là ánh sáng mờ nhạt trên đỉnh đầu anh chiếu xuống phát họa ra dáng người cao lớn của anh giống như có thần giao cách cảm lục ngộ an ngước mắt nhìn về phía cô trong khoảnh khắc anh ngước mắt quang ảnh yếu ớt rơi trên khuôn mặt tinh xảo của anh, có thể là do màn đêm thăm thẳm, Nguyễn Huỳnh cảm thấy lục ngộ an của giờ phút này có loại cảm giác lạnh lùng cấm dục, ánh mắt của anh sâu sắc mà sáng ngời, so với ánh sáng sau lưng cô và anh thì còn sáng hơn, tự như ngân hà sáng chói mà cô từng tận mắt nhìn thấy, hơi thở của Nguyễn Huỳnh hơi nhẹ đi, bước chân đi về phía anh trở nên chậm hơn, rõ ràng chỉ có mấy bậc thang, xuyên qua mấy mét của đường xe chạy một chiều nhưng cô lại đi rất lâu. Khoảng cách của hai người dần rút ngắn. Nguyễn Huỳnh ngửi thấy mùi hương gỗ lạnh lùng trên người Lục Ngộ An, bác sĩ, chữ phía sau còn chưa nói ra khỏi miệng, Nguyễn Huỳnh va vào ánh mắt sâu xa của Lục Ngộ An thì cứng nhắc đổi giọng, anh vừa tan làm à? Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ hơi lúng túng của cô, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, được một lúc rồi, Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, ngước mắt nhìn qua anh, cũng không hỏi xem anh đến tìm mình có phải là có chuyện gì hay không, ngày mai mấy giờ kỳ kỳ phẫu thuật? Lục Ngộ An, tầm 10 giờ, anh nhìn Nguyễn Huỳnh, mệt không? Vẫn ổn, Nguyễn Huỳnh im lặng một chút rồi lại hỏi, vậy ngày mai mấy giờ anh đến bệnh viện? Nghe thấy vấn đề quen thuộc lại trùng lập này, Lục Ngộ An cục mắt nhìn Nguyễn Huỳnh, không nhắc nhở cô là hai ngày trước cô đã hỏi rồi. Anh lặp lại cho cô biết, 8 giờ, trước khi phẫu thuật có một loạt công tác chuẩn bị, mặc dù cũng không cần chiếm quá nhiều thời gian nhưng ngày mai là thứ bảy, Lục Ngộ An không có việc khác cho nên có thể qua đó sớm một chút. Nguyễn Huỳnh gật đầu ghi nhớ, 9 giờ tôi đến thì có muộn không? không đâu, lục ngộ an nhìn đôi mắt ống ánh của cô, ánh mắt sâu thẳm, 10 giờ phẫu thuật, vào phòng phẫu thuật trước nửa tiếng là đủ rồi, 9 giờ Nguyễn Huỳnh đến thì còn có thể gặp được kỳ kỳ trước khi phẫu thuật, Nguyễn Huỳnh ưm một tiếng, lời nói xoay chuyển, 8 giờ anh đến bệnh viện, vậy đêm trước đó mấy giờ nghỉ ngơi, lục ngộ an nhướng mày, muốn nói gì, chỉ muốn hỏi anh, đối diện với khuôn mặt đẹp trai của anh, Nguyễn Huỳnh thản nhiên, hôm nay có mệt không, có vội về nhà không, lục ngộ an ưm một tiếng, vẻ mặt nhàn hạ, sau đó thì sao? Nguyễn Huỳnh ngước cầm lên, chỉ vào chiếc sau ở phía sau anh, nếu không mệt cũng không vội về nhà, vậy thì có thể tiễn tôi một đoạn không? Nói xong Nguyễn Huỳnh nhìn anh chầm chầm, lục ngộ an nghiêng người, đưa tay mở cửa xe ở ghế phụ ra cho Nguyễn Huỳnh rồi mới trả lời cô, cũng được, anh dừng lại một chút, còn nói, hôm nay tôi đã nhận một công việc làm thêm, Nguyễn Huỳnh không hiểu, ánh mắt lục ngộ an sáng rực nhìn cô, con ngươi đen bóng, anh chậm rãi nói, cho nên tối nay cô muốn đi đâu, tài xế tôi đây đều có thể đưa đi được. Ánh đèn bên đường lay động, mặt trăng treo trên cao, bóng cây lắc lư. Khi Lục Ngộ An nói chuyện, trong mắt phản chiếu khuôn mặt bị đèn chiếu sáng của Nguyễn Huỳnh. Nguyễn Huỳnh bình tĩnh nhìn anh, bên tai là tiếng giọng nói anh vọng lại. Một hồi lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, tài xế. Lục Ngộ An nhìn cô, ý tứ không rõ. Nguyễn Huỳnh lấy lại tinh thần, nhìn anh kéo cửa xe ra, mặt mày khẽ cong, thật sự là tôi muốn đi đâu cũng được à, lục ngộ an cục mắt, cô muốn đi đâu, tâm tình của Nguyễn Huỳnh trở nên tốt hơn nhiều, khóe môi khẽ cong, cô nhướng mày với lục ngộ an, sau khi lên xe sẽ nói cho anh biết, ngồi lên xe rồi, Nguyễn Huỳnh nhìn về phía người đi vòng qua đầu xe rồi vào trong xe, ánh trăng yên tĩnh, trong xe cũng rất yên tĩnh, lục ngộ an ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu qua nhìn cô, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh nhìn lại, lặng lẽ nói, cứ đi trước đi đã, tôi vẫn chưa nghĩ ra đi đâu lục ngộ an hơi dừng lại không nhanh không chậm hỏi không muốn về nhà à thật ra hẳn là phải về nhà nguyễn huỳnh trả lời hẳn là đó chính là không muốn lục ngộ an ngầm hiểu ánh mắt nhìn thẳng phía trước lái xe đi mà không có mục đích muốn uống rượu không nguyễn huỳnh im lặng cảm thấy sâu sắc rằng đối với lục ngộ an mình có thể đã để lại cho anh ấn tượng của con sâu rượu rồi nghĩ đến đây cô cũng không che giấu bản thân nữa ăn ngay nói thật ngày mai phải đi thăm kỳ kỳ lần sau đi Lục ngộ an ừm một tiếng, khi Nguyễn Huỳnh đang suy nghĩ thì anh nói, nếu vẫn chưa nghĩ ra thì có muốn cùng tôi đi đến một nơi trước không? Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, liếc mắt nhìn anh, đương nhiên, cô nhìn chầm chầm vào bên mặt với đường nét rõ ràng của lục ngộ an, cố định tiêu điểm ánh mắt ở chóc mũi cao thẳng của anh, anh là tài xế, tôi nghe theo anh. Bóng đêm càng sâu, trên đường rất ít xe cộ, Nguyễn Huỳnh không xác định được lục ngộ an muốn dẫn mình đi đâu, nhưng đối với lục ngộ an, Nguyễn Huỳnh rất yên tâm cô cảm thấy mình có thể hoàn toàn tín nhiệm anh bỗng dưng điện thoại rung lên là tin nhắn tư niệm gửi tới hỏi cô về nhà chưa nguyễn huỳnh vẫn chưa tư niệm tăng ca à hay là không muốn về nhà không muốn về thì tớ đi đón cậu nhé nguyễn huỳnh không cần tớ và lục ngộ an đang ở cùng nhau tớ gặp anh ấy rồi tư niệm tư niệm vậy các cậu chơi vui vẻ không cần trả lời tin nhắn của tớ đâu cất điện thoại đi nguyễn huỳnh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ chiếc xe đúng lúc đi qua cầu phóng tầm mắt nhìn mặt cầu tựa như có chút ánh huỳnh quang nguyễn huỳnh nhìn kỹ mới phát hiện ra là bóng đèn đường ở hai bên cầu nếu như thời tiết không lạnh nguyễn huỳnh còn rất muốn bảo lục ngộ an dừng xe đến bên cầu đi dạo nghe tiếng nước dưới cầu một chút cô đang nghĩ ngợi thì người bên cạnh lên tiếng muốn đi bên kia không không muốn nguyễn huỳnh cực kỳ thành thật lạnh lắm lục ngộ an cong môi giọng nói trầm xuống sợ lạnh à phải xem là đi đâu đã nguyễn huỳnh quay đầu bên cầu thì thích hợp hóng gió vào mùa hè mùa đông trừ khi tôi có chuyện gì đó cực kỳ vô cùng nghĩ không thông thì tôi mới đi nguyễn huỳnh là một người cho dù muốn giải sầu thì cũng chọn chỗ vừa dứt lời không bao lâu thì xe của lục ngộ an dừng lại nguyễn huỳnh đang muốn hỏi đây là đâu thì trước hết đã liếc mắt nhìn thấy bản hiệu sáng đèn ở không xa cô ngẩn người đôi mắt trở nên to hơn sáng hơn sân trượt băng à khi lục ngộ an xuống xe thì nguyễn huỳnh cũng đã đẩy cửa xe đi xuống cô dường như vẫn có chút khó có thể tin được sao anh lại dẫn tôi tới sân trượt băng thế lục ngộ an rủ mắt xuống sẽ cảm thấy lạnh sao nghe thấy lời này đôi mắt nguyễn huỳnh chứa ý cười liếc nhìn anh một cái sẽ không đâu cô thản nhiên trước kia tôi cũng rất thích đến sân trượt băng đặc biệt là khi tâm tình không tốt lục ngộ an ra hiệu đi vào đi vẫn đang mở cửa đấy nguyễn huỳnh gật đầu sân trượt băng mà lục ngộ an chọn mở cửa 24 giờ. Khi hai người đi vào thì trong sân có mấy vị khách, nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện thì cũng không quá bất ngờ. Có điều việc mà Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới chính là, lục ngộ an không biết trượt băng. Cô kinh ngạc, anh thật sự không biết à, lục ngộ an đút hai tay vào túi đứng bên cạnh cô, vẻ mặt tự nhiên, không biết, Nguyễn Huỳnh chớp mắt, đầu óc xoay chuyển, vậy sao anh biết là tôi biết. Nếu như không phải biết cô chơi được, Lục Ngộ An không thể nào đưa cô tới đây lục ngộ an nói lời ít mà ý nhiều có phải cô từng đề cập với kỳ kỳ không nguyễn huỳnh sửng sốt cố gắng nhớ lại hình như vậy nhưng cô cũng không xác định lắm lúc cô đi đến thăm kỳ kỳ thì thường sẽ chọn nói những chuyện lý thú tuổi thơ của mình cùng với sở thích cô cũng sẽ cổ vũ kỳ kỳ hứa hẹn sau khi cô bé phẫu thuật thì sẽ đưa cô bé đến những nơi thú vị như công viên để chơi nghĩ đến đây nguyễn huỳnh không truy hỏi ngọn nguồn với lục ngộ an nữa vậy anh lục ngộ an biết cô muốn nói gì anh đưa tay chỉ về phía ghế dài bên cạnh tôi qua bên kia nghỉ ngơi một lúc được đèn của sân trượt băng không được tính là sáng tỏ nhưng cũng không tối sân rất lớn một tòa nhà nhỏ độc lập trong sảnh có âm nhạc nghe nhiều nên thuộc thay giày xong nguyễn huỳnh vịnh lan can trượt nửa vòng tìm cảm giác đã một khoảng thời gian rất lâu rồi cô không đến sân trượt băng nếu như không phải tối nay lục ngộ an đưa mình tới đoán chừng nguyễn huỳnh cũng không nhớ ra mình còn có năng khiếu này nghĩ đến lục ngộ an nguyễn huỳnh ngẩng đầu tìm anh anh yên lặng ngồi vào ghế dài chỗ cửa vào có thể là vì hơi mệt nên tư thái không thẳng tắp như thường ngày thậm chí có chút lười biếng khi nguyễn huỳnh nhìn anh chăm chú anh đang đưa tay lấy chiếc kính gọng vàng trên sóng mũi nhìn chăm chú một lúc nguyễn huỳnh đi tới gần anh bóng người quen thuộc ở nơi xa xuyên qua ánh đèn mà đến lục ngộ an tinh mắt khẽ động đậy ánh mắt khóa chặt cô ánh mắt bọn họ giao nhau càng ngày càng gần mãi đến khi nguyễn huỳnh dừng lại đứng trước mặt anh hai người một đứng một ngồi hiếm khi nguyễn huỳnh có loại cảm giác nhìn từ trên cao xuống khi ở trước mặt lục ngộ an lục ngộ an nguyễn huỳnh đối mặt với đôi mắt không có kính mắt che chắn của anh vui cười nhẹ nhàng quay video giúp tôi đi lục ngộ an thất thần ánh mắt dời khỏi khuôn mặt cô giọng nói hơi trầm xuống dùng điện thoại của cô hay là của tôi nguyễn huỳnh không lựa chọn cái nào cũng được lục ngộ an đáp một tiếng rồi lấy điện thoại của mình ra đi đi quay đẹp một chút trước khi đi nguyễn huỳnh không quên dặn dò lục ngộ an lục ngộ an ừm nửa tiếng sau lục ngộ an gửi cho nguyễn huỳnh mấy video mình đã quay nguyễn huỳnh cũng chơi mệt rồi cô thay sang giày của mình cùng lục ngộ an sống vai đi ra ngoài gửi hết cho tôi rồi sao lục ngộ an gửi rồi dứt lời anh thuận miệng nói sao bỗng nhiên lại muốn quay video lâu rồi chưa đến sân trượt băng nguyễn huỳnh nhấn mở uy chát rồi tải xuống vừa làm vừa nói tôi gửi cho mẹ tôi xem Nguyễn Huỳnh được bố dạy trượt băng. Sau khi bố qua đời, trong một khoảng thời gian rất dài cô không thể thoát ra được. Mà rất nhiều thứ ông dạy mình, cô càng không chạm vào. Khi nghỉ thoáng rồi, cô đã quay về Bắc Thành học đại học, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được bà Lý mấy lần. Thời gian dần trôi qua, Nguyễn Huỳnh đã dưỡng thành thói quen thường chia sẻ với bà về chuyện hàng ngày. Bất kể là chuyện lớn nhỏ, chỉ cần là chuyện tốt thì cô đều sẽ nói với bà Lý. Tại xong, Nguyễn Huỳnh nhìn thời gian, đã qua 12 giờ rồi, cô kiềm chế sự xúc động, quyết định ngày mai gửi video cho bà Lý sau. Nếu như Nguyễn Huỳnh gửi cho bà vào giờ này, sáng mai thức dậy nhất định sẽ bị bà Lý nhắc nhở thức đêm các thứ. Nguyễn Huỳnh rất hưởng thụ sự lãi nhãi của bà nhưng cũng không muốn để bà lo lắng. Quay vào trong xe, Lục Ngộ An đưa Nguyễn Huỳnh về nhà. Sân trượt băng cách chỗ ở của Nguyễn Huỳnh rất gần, lái xe chưa đến 10 phút là đã đến rồi. Nguyễn Huỳnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc nhìn tài xế bên cạnh, Lục Ngộ An rất yên tĩnh, vẻ mặt chăm chú nhìn đường. Nguyễn Huỳnh ngồi ở ghế phụ nghỉ đợi chút nữa cô cứ như vậy mà xuống xe thì có phải là hơi quá đáng không? Bỗng dưng, cô nghĩ đến lời khi Lục Ngộ An đến đài đón mình đã nói, cho nên khi xe dừng lại ở cửa tiểu khu, Nguyễn Huỳnh quay đầu hỏi Lục Ngộ An, "Tài xế Lục, nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của cô, Lục Ngộ An nghiêng đầu nhìn cô, đuôi mày khẽ nhướng, "Cái gì?" Nguyễn Huỳnh cười nhàn nhạt nhẹ nhàng nhìn anh trêu chọc nói anh làm thêm một đêm bao nhiêu tiền giọng nói của cô và tiếng gió cùng nhau chui vào tai lục ngộ an có một khoảnh khắc cho rằng mình nghe nhầm anh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nguyễn huỳnh dừng lại một chút cô cảm thấy đáng giá bao nhiêu không biết nguyễn huỳnh rất thành khẩn trước kia chưa từng gọi người làm thêm như anh lục ngộ an bị cô làm cho nghẹn lời hững hờ nói vậy cô từng gọi người làm thêm thế nào nghe vậy nguyễn huỳnh nhướng mày vốn muốn nói là kiểu nào cũng không có lời đến khóe miệng, cô lại cười với lục ngộ an, anh đoán xem, lục ngộ an từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn cô thật sâu, không hiểu sao, nguyễn huỳnh hơi sợ, cô đưa tay xoa tay, luôn cảm thấy vào buổi tối, giọng điệu của lục ngộ an cạn có tính mê hoặc hơn ban ngày, cô mím môi, giả vờ bình tĩnh nói, anh trả lời tôi trước đi, cái việc làm thêm này của anh thu phí như thế nào, lục ngộ an phối hợp với cô, nhạt giọng nói, xem tâm tình, tâm tình tốt thì không thu phí, hả? Lần đầu tiên Nguyễn Huỳnh nghe thấy tiêu chuẩn thu phí như vậy, cô không nhìn được cười, vậy tâm tình bây giờ của anh thế nào? Lục Ngộ An không trả lời cô thẳng, ngược lại ném vấn đề cho cô, cô thì sao? Nguyễn Huỳnh ngẩn ra. Đối mặt với ánh mắt mang theo độ nóng của anh, cô khẽ nói, rất tốt, tâm tình bây giờ của cô, vô cùng vô cùng tốt. Nhìn thấy đôi mắt như nước của cô hiện ra trước mặt mình, Lục Ngộ An rủ mắt, biết rồi, về đi, anh, Nguyễn Huỳnh kinh ngạc đang muốn mở miệng thì câu nói tiếp theo của lục ngộ an chui vào tai cô, tôi cũng rất tốt, anh đang nói đến tâm tình mà cô vừa hỏi. Về đến nhà, Nguyễn Huỳnh ném túi lên ghế sofa, người cũng tê liệt theo, cô nhìn chầm chầm lên trần nhà đập vào mi mắt hồi lâu rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho tư niệm, Nguyễn Huỳnh, về nhà chưa, tư niệm, đang trên đường, sao vậy, Nguyễn Huỳnh, không sao, ngày mai nói với cậu, mấy giây sau, tư niệm gọi điện thoại tới, Nguyễn Huỳnh bắt máy, không phải đang trên đường về nhà à, tư niệm khẽ chật một tiếng, tớ uống rượu nên không cần lái xe, cậu nói chuyện một nửa, cậu cảm thấy cái tính nôn nóng này của tớ có thể chịu được à, Nguyễn Huỳnh tức cười, chậm chậm nói, vậy là trách tớ hả, đương nhiên, tư niệm không để ý đạo lý, buổi hẹn hò của cậu và bác sĩ Lục kết thúc rồi à, hẹn hò, Nguyễn Huỳnh bắt lấy trọng điểm trong lời nói của cô ấy, tư niệm ưm một tiếng, Chẳng lẽ hơn nửa đêm hai người các cậu ra ngoài không phải đi hẹn hò hả? Nguyễn Huỳnh im lặng cô yên tĩnh hồi lâu tâm tình tớ không tốt anh ấy đưa tớ về nhà nói đến đây nguyễn huỳnh tò mò có điều sao anh ấy biết được hôm nay tâm tình tớ không tốt à tư niệm lặng lẽ trần tịnh dương nói với anh ta đó nguyễn huỳnh đã hiểu lúc cậu gọi điện cho tớ trần tịnh dương nghe thấy đúng không tư niệm đúng hai người im lặng không nói chốc lát tư niệm nhắc đến chuyện cô tìm mình vừa rồi cậu muốn nói gì với tớ tớ vẫn chưa có cách nào xác định được nguyễn huỳnh cân nhắc nói chờ tớ xác định được rồi sẽ nói cho cậu biết sau tư niệm không nói với cậu nữa tớ sẽ đánh người mất nguyễn huỳnh bật cười thế bây giờ tớ quả thật không nói ra được lý do mà cậu muốn tớ làm sao đây dừng lại tư niệm không chịu được nhất là giọng nói thế này của cô cậu đừng làm nũng với tớ cậu muốn lần sau nói thì lần sau nói nguyễn huỳnh tớ đâu có làm nũng tư niệm vừa rồi cậu chính là làm nũng tớ xuống xe cúp đây ồ cúp điện thoại Nguyễn Huỳnh mới chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm, ánh đèn phòng tắm sáng rõ, cô soi gương tháo phụ kiện, trong lúc tháo trang sức, trước mặt hiện ra vẻ mặt của Lục Ngộ An nói câu đó khi nhìn về phía cô, tâm tình của cô tốt, cho nên tâm tình của anh cũng rất tốt, Nguyễn Huỳnh lặng lẽ cong khóe miệng, vốc nước lên mặt mình. Nước ấm áp, rửa mặt xong, cô tính toán thời gian rồi nhắn tin cho Lục Ngộ An: "Nguyễn Huỳnh, anh đến nhà chưa?" Lục Ngộ An cầm điện thoại, giọng nói rất nhẹ: vừa mới vào nhà, Nguyễn Huỳnh nghe xong thì liếm môi một cái, vậy ngày mai gặp, Lục Ngộ An lại trả lời cô bằng một tin nhắn thoại, trong giọng nói giống như có móc câu, làm cho Nguyễn Huỳnh mất hồn, ngày mai gặp, ngủ ngon, sáng sớm hôm sau, sương mù tràn ngập bầu trời, phóng tầm mắt nhìn ra xa là màu xám mênh mông, đều không thấy rõ mặt đường, thời tiết không tốt, nhiệt độ chợt hạ, Nguyễn Huỳnh cực kỳ buồn ngủ, ráng chống đỡ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa mắt xong, cô mới tỉnh táo được một chút quét mắt nhìn đồng hồ trên tường, Nguyễn Huỳnh xoắn suýt giữa việc trang điểm và không trang điểm rồi lựa chọn vế sau. Cô sợ mình trang điểm xong mới ra ngoài thì sẽ không kịp thời gian mất. Vừa thay quần áo xong là chuông điện thoại của Nguyễn Huỳnh vang lên, là tư niệm gọi tới. Cô nhướng mày, có chút bất ngờ, alo, sao hôm nay cậu, còn chưa nói hết lời thì giọng nói gấp gáp của tư niệm truyền đến, sao cậu vẫn chưa xuống? Hôm nay cậu không đến bệnh viện à? Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, Lúc này kịp phản ứng lại là cô ấy muốn cùng mình đến bệnh viện, cô hãy còn nở nụ cười, đang ở dưới lầu à, tư, tư niệm dựa vào tường ngáp một cái, mau xuống đây, đang chờ cậu đấy, Nguyễn Huỳnh công môi, xuống ngay đây, tớ đi ra chờ thang máy, dứt lời, cô nhớ tới hỏi, tối hôm qua tớ không lái xe về, xe của cậu có ở nhà không, có, tư niệm xoa đôi mắt mệt mỏi, nhưng tớ cảm thấy vẫn chưa tỉnh rượu tối hôm qua, cậu lái nha, Nguyễn Huỳnh ưm một tiếng hai người gặp nhau ở cửa thang máy lầu một rồi đi đến bãi đậu xe dưới hầm tư niệm buồn ngủ muốn chết kéo tay nguyễn huỳnh lão đảo bước đi nói tối qua tớ quên mất hai ngày trước cậu đã nói với tớ là hôm nay kỳ kỳ phẫu thuật nếu nhớ thì tớ chắc chắn không đi ngủ muộn như vậy nguyễn huỳnh hoàn toàn không tin nếu nhớ thì cậu cũng sẽ uống rượu thôi tư niệm nghẹn lời nguyết cô một cái đừng có vạch trần tớ nguyễn huỳnh lắc đầu sao bỗng nhiên lại muốn cùng tớ đến bệnh viện tư niệm thở dài trầm giọng nói mặc dù tớ không có thân với con bé giống như cậu nhưng nói thế nào tụi tớ cũng đã gặp một lần chuyện phẫu thuật lớn như vậy trẻ con chắc chắn sẽ sợ hãi tớ cảm thấy tớ cần phải đi động viên con bé cố lên nghe vậy nguyễn huỳnh nói cho cô ấy biết con bé còn nhớ cậu mà thật không tư niệm kinh ngạc nguyễn huỳnh liếc nhìn cô ấy đương nhiên là thật hai ngày trước tụi tớ còn nhắc đến cậu đấy nghe thấy lời này tư niệm càng vui vẻ hơn chúng ta đi qua đó thì có cần mua cho con bé chút quà không nguyễn huỳnh suy nghĩ một chút vốn định mua bó hoa nhưng không còn kịp nữa chúng ta đi trước đã rồi nói sau trong lúc nói chuyện thì hai người đã đi đến bên cạnh xe nguyễn huỳnh nhận lấy chìa khóa xe mà tư niệm đưa ngồi vào ghế lái nhưng xe của tư niệm là xe thể thao khả năng điều khiển chiếc xe này của cô cực kỳ tệ lề mề một lúc nguyễn huỳnh xuất phát đến bệnh viện trên đường nguyễn huỳnh nhận được tin nhắn thoại mà lục ngộ an gửi tới nhân lúc đèn đỏ cô nhấn mở nghe anh hỏi cô có uống sữa đậu nành không nguyễn huỳnh còn chưa kịp trả lời tư niệm ở bên cạnh nghe được thì kích động nói đương nhiên là uống cô ấy thúc giục nguyễn huỳnh cậu nói cho bác sĩ lục biết ngoại trừ sữa đậu nành thì cậu cũng muốn sủi cảo bánh bao hấp bảo anh ta mua nhiều một chút chúng ta ăn khỏe mà nguyễn huỳnh nói với lục ngộ ăn xong thì đúng lúc đèn đỏ chuyển sang xanh nguyễn huỳnh không nhìn điện thoại nữa đạp chân ga đi thẳng đến bệnh viện vào thứ bảy bệnh viện vắng vẻ giống như lần trước đến Đậu xe xong, Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm cùng nhau đi đến thang máy của khu nội trú, còn chưa đến gần, hai người đã nhìn thấy Trần Tịnh Dương đã vẫy tay với bọn họ. "Chị Nguyễn Huỳnh, chị Tư Niệm, cậu thấp giọng gọi." Nguyễn Huỳnh có chút bất ngờ, "Em đến lúc mấy giờ vậy?" "Tư Niệm, cậu tỉnh rượu rồi à?" Nghe vấn đề mà hai người cùng nhau hỏi, Trần Tịnh Dương vô tội nhìn bọn họ khai báo, "Đến cùng với anh trai em, tỉnh rồi." Nguyễn Huỳnh cười một cái, thuận miệng nói, "Vậy em ở đây làm gì thế?" Trần Tịnh Dương nhìn cô, dáng vẻ cà lơ phất phơ, anh trai em bảo em ở đây chờ các chị. Nguyễn Huỳnh ngược lại không nghĩ đến Lục Ngộ An còn sắp xếp nhiệm vụ này cho Trần Tịnh Dương, cô công môi, vất vả rồi, bây giờ chúng ta đi lên đi. Ba người đi vào thang máy lên lầu, Nguyễn Huỳnh hỏi, mấy người viện trưởng tới chưa? Tới rồi, Trần Tịnh Dương nói, chưa đến 8 giờ là đã tới rồi. Trong lúc nói chuyện thì ba người đã đến lầu 6, Kiki và viện trưởng đang ngồi với nhau, bên cạnh là y tá đang nói với bọn họ về các công việc trong quá trình phẫu thuật nguyễn huỳnh nhìn từ xa không đi qua quấy rầy cô nghiêng đầu nhìn về phía văn phòng ở chỗ khác từ góc độ này của cô thì không nhìn thấy được lục ngộ an có ở trong đó hay không bỗng dưng điện thoại rung lên nguyễn huỳnh cúi đầu nhìn là tin nhắn của lục ngộ an đến rồi à nguyễn huỳnh ừm anh không ở trong văn phòng à lục ngộ an vừa đi kiểm tra phòng xong buổi sáng tôi sẽ hơi bận các cô có cần gì thì nói với trần tịnh dương nó biết đồ ăn sáng để ở đâu nguyễn huỳnh nhìn một chuỗi chữ dài mà anh gửi tới hiểu ý cười cười biết rồi bác sĩ lục anh bận đi không cần trả lời tôi đâu vì để phòng ngừa lục ngộ an nói cô nguyễn huỳnh nhấn mạnh ở bệnh viện gọi là bác sĩ lục không tính là trái với quy ước chứ lục ngộ an không tính sau tin nhắn này lục ngộ an thật sự không hồi âm cô nữa chờ sau khi y tá dặn dò với mấy người kỳ kỳ xong nguyễn huỳnh đi qua nói chuyện với kỳ kỳ một lúc gần đến giờ đoàn người đi đến phòng phẫu thuật trên lầu kỳ kỳ được đưa vào phòng phẫu thuật mấy người nguyễn huỳnh ở bên ngoài chờ đi đến ghế ngồi xuống tư niệm nhìn thấy vẻ mặt của nguyễn huỳnh thì nhẹ giọng hỏi lo lắng à nguyễn huỳnh suy nghĩ một chút lo kỳ kỳ sẽ sợ tư niệm cười một cái nhướng mày không lo bác sĩ lục phẫu thuật à cái này thì không lo nguyễn huỳnh ăn ngay nói thật có lẽ mọi người đều rất yên tâm về năng lực của anh ấy tư niệm không hiểu rõ lắm không có cách nào nói được lời này cô ấy im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói lúc cậu phẫu thuật ấy tớ sợ muốn chết khi nguyễn huỳnh phẫu thuật tư niệm và đàm tuyết nhi đều tới bọn họ ngồi ở cửa phòng phẫu thuật mấy tiếng không dám thả lỏng một giây nào bọn họ sợ trong lúc phẫu thuật nguyễn huỳnh sẽ xảy ra chuyện cũng sợ di chứng phẫu thuật rất nhiều rất nhiều thứ lần đó tư niệm thà rằng người nằm trong phòng phẫu thuật là mình chứ không phải nguyễn huỳnh đôi mắt xinh đẹp đó của cô không thể bị người ta làm hỏng được nguyễn huỳnh biết ý của cô ấy dựa vào vai cô ấy nói vậy tớ thường xuyên mời cậu uống rượu mấy lần để nhận lỗi thì thế nào tư niệm liếc cô một cái miễn cưỡng chấp nhận hai người đang nói chuyện thì màn hình điện thoại của nguyễn huỳnh sáng lên là cuộc gọi của lục ngộ an cô đảo mắt một vòng không nhìn thấy anh alo nguyễn huỳnh bắt máy bên kia truyền đến giọng nói khiến cô yên tâm có mang tai nghe không nguyễn huỳnh ngẩn ra gì cơ Lục Ngộ An, tôi sắp phải thay quần áo vào phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật của kỳ kỳ đoán chừng cần ba tiếng, anh dừng lại một chút, giọng điệu dịu dàng hơn, nhẹ hơn thường ngày, cô và tư niệm tìm bộ phim xem, xem xong là tụi tôi ra rồi, giọng nói của anh không nhanh không chậm mà chui vào tai cô, Nguyễn Huỳnh chia tách mỗi câu nói của anh, ghi nhớ từng từ. Sau khi hiểu được Lục Ngộ An nói một đoạn dài như vậy chỉ vì để cô không cần căng thẳng không cần lo lắng, đôi mắt cô hơi lóe lên, cúi đầu mím môi, đeo rồi, lát nữa xem, Lục Ngộ An cúp máy, vậy cúp máy nhé, chờ một chút, Nguyễn Huỳnh nhẹ giọng, Lục Ngộ An, Lục Ngộ An, hửm, Nguyễn Huỳnh lặng lẽ, ấm giọng nói, cố lên, tôi tin anh, nghe thấy lời này, Lục Ngộ An cười, khóe môi có đường cong mờ, yên tâm, đèn phòng phẫu thuật sáng lên, Nguyễn Huỳnh nhìn chăm chú một lúc rồi quay đầu nói chuyện với viện trưởng, phân tán sự chú ý của bà ấy. Mấy người nói chuyện phím mà không có trọng điểm, thời gian đã thấm thoát trôi qua rất nhanh. Chờ đến khi Nguyễn Huỳnh lấy lại tinh thần nhìn thời gian thì cuộc phẫu thuật đã tiến hành hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, cuối cùng là khoảng thời gian khó khăn nhất, ngoại trường Nguyễn Huỳnh, viện trưởng cũng chú ý tới thời gian, bà ấy không yên lòng, không lên tiếng nữa. Trong chốc lát, mấy người bọn họ đều yên tĩnh lại, khi Nguyễn Huỳnh cảm thấy tâm lý mạnh mẽ của mình sắp bị đồng hồ chuyển động tí tách càng chậm hơn làm rối loạn thì cửa phòng phẫu thuật mở ra, hành động của bọn họ đều nhau, đồng loạt nhìn về phía bên kia. Kỳ kỳ nằm trên giường bệnh di động, được hai nhân viên y tế đẩy ra ngoài. Phẫu thuật rất thuận lợi, bóng dáng thông dài của lục ngộ an đi ra, giọng hơi khàn nói cho bọn họ biết tin tốt này. Viện trưởng vui đến phát khóc, bác sĩ lục, cảm ơn cậu. Lục ngộ an gật đầu, đôi mắt sau cặp kính sáng tỏ sâu thẳm, là việc tôi nên làm mà. Dứt lời, ánh mắt của lục ngộ an rơi trên người Nguyễn Huỳnh, nói một tiếng, tôi đi thay quần áo đã. Phẫu thuật thuận lợi, thuốc gây tê của kỳ kỳ vẫn chưa hết hẳn nhưng cô bé đã tỉnh trước mắt đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê cô bé có thể miệng nói được hai câu quay về giường trong phòng bệnh cô bé lẩm bẩm bảo viện trưởng và nguyễn huỳnh yên tâm rồi lại lặng yên ngủ thiếp đi nguyễn huỳnh nhìn băng gạt trên mắt cô bé nhẹ nhàng chớp mắt đè nén nỗi chua xót trong mắt bệnh nhân cần nghỉ ngơi mấy người nguyễn huỳnh cũng không tụ tập ở bên trong nữa đúng lúc lục ngộ an thay đồ xong đến phòng bệnh kiểm tra tình hình sau khi phẫu thuật của kỳ kỳ sau khi xác nhận không có bất cứ phản ứng khó chịu nào, anh đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy người đứng hóng gió bên cửa sổ. Sao lại ở đây một mình, lục ngộ an cục mắt nhìn Nguyễn Huỳnh. Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng, nói cho anh biết hành trình của hai người còn lại, tư niệm đi nghe điện thoại rồi, Trần Tịnh Dương hình như đến nhà vệ sinh. Lục ngộ an nghe xong, trong đôi mắt có sự bất đắc dĩ chợt lóe lên, anh nhìn Nguyễn Huỳnh chăm chăm, bỗng nhiên hỏi, căng thẳng à, một chút, Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật, anh thì sao? lục ngộ an im lặng một lúc nói căng thẳng hả nguyễn huỳnh kinh ngạc nhìn anh thật à lục ngộ an nhìn đôi mắt trợn tròn của cô hơi nhướng mày bất ngờ thế à ừm nguyễn huỳnh gật đầu thản nhiên nói cho anh biết tôi cho rằng anh sẽ không căng thẳng khi nằm viện cô đã nghe các y tá nhắc tới không chỉ có lục ngộ an các bác sĩ khác vào phòng phẫu thuật đều sẽ không căng thẳng căng thẳng là phản ứng cơ thể mà bọn họ đã khắc phục trước khi vào phòng phẫu thuật huống chi lục ngộ an bác sĩ có năng lực chuyên ngành quá vững mà tất cả nhân viên y tế, ngay cả bệnh nhân đều công nhận, anh căng thẳng là thật sự là việc khiến Nguyễn Huỳnh không tưởng tượng nổi. Lục ngộ an ừm một tiếng, thản nhiên nói, không hay như thế lắm, anh rất ít khi căng thẳng, hôm nay là ngoại lệ lâu rồi mới có. Nguyễn Huỳnh đối diện với đôi mắt rũ xuống của anh, trái tim dường như có cảm xúc khác thường lướt qua, còn chưa kịp bắt giữ thì giọng nói lúng túng của Trần Tịnh Dương đã vang lên bên tai hai người, anh, anh có thể đi rồi chứ? Em sắp chết đói rồi, đã 2 giờ chiều rồi, đám người bọn họ cũng chưa ăn cơm trưa. Hai người nghiêng đầu nhìn về phía cậu, lục ngộ an hờ hững liếc cậu một cái rồi hỏi Nguyễn Huỳnh, có món nào muốn ăn không? Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút, chờ tư niệm quay lại rồi hỏi cậu ấy đi. Tuy có bác sĩ trực ca ở bệnh viện vào thứ bảy nhưng Lục Ngộ An là bác sĩ mộ chính của Kỳ Kỳ, cho nên không có cách nào đi ăn với mấy người Nguyễn Huỳnh được. Vậy anh ăn gì? Nguyễn Huỳnh nhìn anh. Sau khi Lục Ngộ An phẫu thuật thì ăn cũng không nhiều, lúc này càng không đói bụng, tôi không đói, tối nay ăn sau." Nguyễn Huỳnh hiểu rõ, lời nói xoay chuyển, cả ngày hôm nay anh đều phải ở bệnh viện à? Ừm. 24 giờ sau phẫu thuật khá là quan trọng, đúng lúc Lục Ngộ An cũng không có lịch trình khác, ở bệnh viện trông coi sẽ yên tâm hơn một chút." Nguyễn Huỳnh hiểu ra. Đúng lúc Tư Niệm nói chuyện điện thoại xong quay lại, nói một tiếng với Lục Ngộ An rồi ba người rời khỏi bệnh viện, nhìn mấy người họ đi xa, lục ngộ an quay về phòng bệnh nhìn kỳ kỳ một chút rồi mới về văn phòng đi ra khỏi bệnh viện rồi lên xe nguyễn huỳnh hỏi hai người muốn ăn gì tư niệm đang muốn hỏi xem có đề cử gì thì trần tịnh dương ngẩng đầu hỏi chị nguyễn huỳnh chị muốn ăn ở lệ chi không nguyễn huỳnh chị sao cũng được cô hỏi tư niệm cậu thì sao tư niệm cũng sao cũng được trần tịnh dương vậy thì đi lệ chi anh em mời đến lệ chi ba người lấy một phòng nhỏ Trần Tịnh Dương đưa thực đơn cho hai người để hai người gọi món trước, cầm thực đơn, Nguyễn Huỳnh lật xem xong rồi hỏi Trần Tịnh Dương, anh trai em thích ăn gì? Cô và Lục Ngộ An đã từng ăn cơm mấy lần, nhưng một điểm rất kỳ lạ là Nguyễn Huỳnh phát hiện ra mình không hiểu về Lục Ngộ An chút nào, thậm chí cô còn không biết anh thích ăn gì. Trần Tịnh Dương ngẩn người, nhìn Nguyễn Huỳnh rồi lắc đầu, em không biết, cậu cố gắng nhớ lại, hình như anh trai em không kén ăn, cái gì cũng ăn. Không quá thích món nào cũng không quá ghét món nào. Bên kia, Lục Ngộ An quay về văn phòng bận rộn một lúc, đưa tay tháo mắt kính xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc thì nhận được cuộc gọi của bà Trần. "Alo?" Lục Ngộ An đưa tay xoa mi tâm, tư thái lười nhác dựa vào ghế ngửa đầu. "Mẹ?" Trần Thư Tuệ nghe giọng nói khàn khàn của anh, ừm một tiếng, "Ở bệnh viện à?" "Lục Ngộ An, vâng." "Hôm nay có cuộc phẫu thuật." "Sao vậy ạ?" À? Trần Thư Tuệ vốn muốn hỏi anh xem buổi tối có muốn về nhà ăn cơm không nghe anh nói vậy thì lại thu lại lời đã đến khóe miệng, không sao, chỉ là nhàm chán nên gọi điện cho con thôi. Lục ngộ an hiểu rõ, trầm giọng nói, tối mai con về nhà ăn cơm. Trần Thư Tuệ hứa với anh một tiếng, chuyện ngày mai thì chiều mai nói, ai biết được con có việc đột xuất hay không. Lục ngộ an nghẹn hồng, được. Trần Thư Tuệ nhắc nhở anh hai câu đại loại như chú ý nghỉ ngơi rồi cúp máy. Lục ngộ an không nói gì cười một cái, đang muốn hỏi xem có phải bố lại đi công tác rồi hay không thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa trước anh nghiêng đầu nhìn thấy người mặc áo khoác vàng nhạt buộc tóc đuôi ngựa thấp xách theo cái túi đứng ở cửa phòng làm việc nguyễn huỳnh dựa vào cửa đôi mắt hơi rũ nhìn qua lục ngộ an đang nhìn mình chằm chằm không nói lời nào cô thấp thỏm nói có phải tôi quấy rầy anh rồi không lục ngộ an đặt điện thoại xuống lập tức đứng dậy đi về phía cô sao lại quay lại anh đưa tay đón lấy cái túi trong tay cô Nguyễn Huỳnh tự giác đưa cho anh, ra hiệu nói, tôi tới đưa đồ ăn cho bác sĩ bận rộn đó. Sau khi ăn cơm ở Lệ Chi xong, tư niệm phải về quán, Trần Tịnh Dương định về nhà ngủ bù, Nguyễn Huỳnh vẫn không buồn ngủ, buổi chiều cũng không có lịch trình khác. Xoắn suýt một lúc, cô bảo tư niệm đưa mình đến cổng bệnh viện rồi đi lên một mình, lục ngộ an đặt cái túi lên bàn, thuận tay kéo ghế ra cho cô, ngồi đi, Nguyễn Huỳnh ngồi xuống, chỉ vào cái túi, không biết anh thích ăn gì nên chọn đại hai món. Lục Ngộ An ừm một tiếng, thấy cô ngồi một cách cứng nhắc thì lặng lẽ cong môi, "Có muốn uống nước không?" Nguyễn Huỳnh nhìn anh, "Muốn, uống nước có thể phân tán sự chú ý." Lục Ngộ An nhấc chân, đi đến bên cạnh máy nước uống rót cho Nguyễn Huỳnh ly nước ấm rồi đưa cho cô, "Anh ăn cơm trước đi." Nguyễn Huỳnh nhận lấy, bưng nó làm ấm tay, "Không cần phải để ý đến tôi đâu." Dứt lời, cô lại nhớ ra rồi hỏi, "Tôi ngồi ở đây sẽ không có ảnh hưởng không tốt gì chứ?" "Không đâu." Lục Ngộ An đến bên cạnh cô ngồi xuống nhạc giọng nói yên tâm ngồi đi nguyễn huỳnh phòng má ồ một tiếng trước khi nguyễn huỳnh đến lục ngộ an thật sự không đói cho đến khi lấy hộp cơm trong túi ra từng chút mùi thơm đồ ăn hòa với mùi nước hoa thanh ngọt chui vào mũi anh mới cảm thấy dạ dày đang kháng nghị văn phòng vắng lặng chỉ có hai người ở đó người yên cạnh ăn cơm rất yên tĩnh cũng rất ưu nhã nguyễn huỳnh phát hiện ra lục ngộ an không ăn cơm như hổ đối giống như những đồng nghiệp nam của cô nhưng tốc độ lại không chậm anh ăn cơm cũng không phát ra tiếng, nhã nhặn giống như lúc anh đeo kính vậy. Nguyễn Huỳnh đang nhìn thì bên cạnh truyền đến giọng nói hơi bất đắc dĩ của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh, hả, cô hoàng hồn, sao vậy? Lục Ngộ An đối diện với đôi mắt nhìn chằm chầm mình của cô, ít hầu khẽ động đậy, anh dời đi sự chú ý của cô, chút nữa có sắp xếp gì, về nhà ngủ, Nguyễn Huỳnh nói. Lục Ngộ An đáp một tiếng, thuần miệng nói, buổi tối muốn đi quán ba à, nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh hơi bối rối, Lục Ngộ An. Lục Ngộ An nhìn cô, Nguyễn Huỳnh sờ lên chóp mũi, ngượng ngùng, có phải tôi đã để lại cho anh ấn tượng của một con sâu rượu rồi không? Nhìn dáng vẻ quẩn bách của cô, trong mắt Lục Ngộ An hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh quay đầu cong môi, một chút, Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ, nhỏ giọng giải thích cho bản thân mình, thật ra tôi rất ít khi uống say, cô chỉ thích uống rượu một chút xíu thôi. Lục Ngộ An nhướng mày, vẻ mặt không tin lắm, Nguyễn Huỳnh nhìn anh, nhấn mạnh, thật đó, không tin thì anh, nói được một nửa thì Nguyễn Huỳnh dừng lại, cô đang nói gì vậy? Đối mặt với vẻ mặt sâu xa của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh cứng nhắc đổi giọng, lần trước là ngoại ý muốn, Lục Ngộ An nhìn cái tai đỏ lên của cô, rủ mắt, tử lượng không tốt à, bình thường, Nguyễn Huỳnh mím môi, bỗng nhiên nghĩ đến món rượu mà lần trước anh đề cử cho mình, lần đó tôi đến quán ba, thật sự không nhìn thấy món anh nói ở trong thực đơn rượu, Lục Ngộ An ừm một tiếng, bartender điều chế riêng, lần sau đi sẽ mời cô uống. Nguyễn Huỳnh chớp mắt một cái, được, chờ Lục Ngộ An ăn xong, Nguyễn Huỳnh tự giác đứng dậy, vậy tôi về trước đây. Lục Ngộ An thu dọn bàn xong, nghiêng đầu nhìn cô chầm chầm một lúc rồi nói, tôi tiễn cô xuống dưới. Hai người đi ra khỏi tòa lầu khu nội trú, Nguyễn Huỳnh bắt xe chuẩn bị quay lại đài phát thanh lấy xe của mình, Lục Ngộ An cùng cô đứng ở bên đường chờ. Đợi chưa đến một phút thì xe taxi dừng lại, Lục Ngộ An đưa tay mở cửa xe cho cô, giọng nói hơi trầm xuống, đến nơi thì nói với tôi một tiếng. Nguyễn Huỳnh gật đầu rồi ngồi vào hàng ghế phía sau, bỗng dưng, cô lại nghe thấy Lục Ngộ An gọi cô, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu, hạ cửa sổ xa xuống nhìn về phía anh, sao vậy, Lục Ngộ An rủ mắt xuống, thứ bảy tuần sau, Nguyễn Huỳnh mờ mịt, sau khi hiểu được anh đang nói đến chuyện gì thì cười rạng rỡ một cái, tôi cân nhắc đã, Lục Ngộ An mỉm cười, được, ghi nhớ biển số xe taxi, Lục Ngộ An đứng tại chỗ hóng gió một lúc rồi mới nhấc chân quay về khu nội trú còn chưa đi ra khỏi cửa thang máy thì điện thoại rung lên, anh lấy ra nhìn, là tin nhắn Nguyễn Huỳnh gửi tới, nếu như đến quán bar thì một ly rượu không thể nào làm tôi thỏa mãn được, tôi có thể xin uống nhiều thêm mấy ly không? Lục Ngộ An, lại muốn uống say à, Nguyễn Huỳnh, anh cứ nói xem có được không? Lục Ngộ An cúi đầu cười, khẽ thở dài, tự như bất đắc dĩ, tự như dung túng, được thứ bảy tuần sau cho phép cô uống say, hoàng hôn sâu xa thăm thẳm, gió mát phất phơ. Nguyễn Huỳnh đi từ bệnh viện về nhà ngủ bù, quên đóng cửa sổ. Từng đợt gió lạnh thổi phần phật vào phòng, làm cô lạnh tỉnh, quể oải nhìn ngoài cửa sổ, Nguyễn Huỳnh cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi nhấn mở. Trong uy chát có mấy tin nhắn tư niệm gửi tới, hỏi cô buổi tối có muốn đến quán cà phê ngồi một lúc không, trong quán lúc này không nhiều người, Nguyễn Huỳnh ở nhà không có việc gì, gửi cho cô ấy tin thoại nói một lát nữa qua. Trả lời xong, ánh mắt cô hướng xuống, rơi trên ảnh đại diện uy chát của lục ngộ an tên uy chát của lục ngộ an rất đơn giản chính là họ của anh nguyễn huỳnh không cần đổi ghi chú cho anh là đã có thể nhận ra trong một giây ảnh đại diện có chút vượt ra khỏi dự đoán của nguyễn huỳnh là ảnh vẽ đơn giản hình một con mèo con có điều nguyễn huỳnh chưa từng nghe lục ngộ an và trần tịnh dương từng nhắc đến là anh nuôi mèo mà xui quỷ khiến thế nào đó nguyễn huỳnh nhấn mở khung cha của hai người đập vào mắt ngoại trừ tin nhắn khi về đến nhà mà cô nói với lục ngộ an vào hai tiếng trước còn có tin nhắn lục ngộ an trả lời cô khi cô vừa ngồi lên xe taxi hai chữ cho phép dưới sự làm nền của ánh trời chiều cho dù là cách màn hình thì tự như cũng có chút mờ ám nhìn chăm chú chốc lát nguyễn huỳnh nhẹ nhàng mím môi một cái chậm rãi đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài quán cà phê ở rất gần chỗ cô ở mặt trời lặn vào lúc hoàng hôn rất đẹp nguyễn huỳnh ôm suy nghĩ thưởng thức cảnh sắc chậm rãi đi bộ qua đó. Lúc Nguyễn Huỳnh đến nơi, trong quán thật đúng là không có được mấy người khách, cô vừa ngồi xuống, tư niệm đã bưng hai ly cà phê đặt lên bàn cô, thử xem. Nguyễn Huỳnh thấy hai ly cà phê đó vẫn còn bốc hơi nóng, ánh mắt liếc nhìn cô ấy, sản phẩm mới à, tư niệm ưm một tiếng, vừa nghiên cứu ra được, bình luận đi. Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ cười một tiếng, cậu muốn tới đêm nay không ngủ sao? Một ngùng thôi, tư niệm nghẹn họng, cậu cứ nếm xem, có chỗ nào không tốt thì lát nữa tớ sửa lại dứt lời cô ấy lại bổ sung còn nữa nếu như cậu thật sự không ngủ được thì tớ cũng sẽ thức cùng cậu nguyễn huỳnh liếc xéo cô ấy một cái nghĩ đến chất lượng giấc ngủ gần đây chuyển biến tốt của mình cô cố hết sức đánh giá giúp cô ấy nến tỉ mỉ nguyễn huỳnh đưa ra từng đánh giá khá là chủ quan mùi vị của ly này đậm đà độ ngọt hơi quá một chút ly này cũng không tệ mặc dù vị hơi chát nhưng tớ thích nghe xong tư niệm ghi nhớ rồi quay về quầy tiếp tục nghiên cứu nguyễn huỳnh ngồi một bên cửa sổ sát đất nghiêng đầu nhìn bóng đêm mông lung ngoài cửa sổ người đi đường vội vã từng người đi lướt qua trước mắt có loại mỹ cảm độc đáo bỗng dưng nguyễn huỳnh nghe thấy tư niệm gọi cô huỳnh huỳnh cậu có còn muốn đi xem kịch sân khấu không nguyễn huỳnh sửng sốt theo trực giác nhìn đồng hồ trên tường bây giờ à đúng tư niệm vừa nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại lâm cảnh nói đã lấy được vé của vở kịch sân khấu mà cậu muốn xem đó tối nay có vở biểu diễn kịch sân khấu mà trước đó nguyễn huỳnh muốn xem điều tiếc nuối là khi vé được phát hành qua các kênh chính thức thì nguyễn huỳnh và tư niệm đều không cướp được cô không có tính nôn nóng không có được thì có cơ hội lại xem nghe thấy lời này nguyễn huỳnh quay đầu nhìn về phía tư niệm cậu nói với lâm cảnh rồi hả đối diện với ánh mắt của cô tư niệm có chút chột dạ buổi chiều cậu ấy gọi điện thoại cho tớ tớ thuận miệng nhắc một câu nói đến đây cô ấy quan sát biểu cảm của nguyễn huỳnh cậu không muốn để cho lâm cảnh biết à nguyễn huỳnh không có cô đi đến bên quầy cầm lấy cà phê mà vừa rồi chỉ nếm thử một miếng tiếp tục uống sắc mặt bình tĩnh hai tháng trước tư niệm đã cảm thấy bầu không khí trước đó của nguyễn huỳnh và lâm cảnh không đúng lắm thế nhưng mãi không tìm được cơ hội để hỏi cô ấy nhìn chằm chằm vào nguyễn huỳnh hồi lâu thật sự không nhịn được nữa có phải cậu và lâm cảnh có chuyện gì mà tớ không biết không uống hơn nửa ly cà phê nguyễn huỳnh chuyển ánh mắt về phía cô ấy không có tư niệm liếc cô một cái mơ hồn đoán được vấn đề giữa hai người cô ấy không hỏi nữa trầm giọng nói vậy có đi không nguyễn huỳnh cân nhắc một lát uống hết ly cà phê ngòn ngọt đó đi cậu nhớ đưa tiền vé cho cậu ấy cô và lâm cảnh chỉ là không liên hệ nhiều như trước kia nữa anh ấy không tìm cô nguyễn huỳnh đương nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi anh ấy nhưng hai người chưa tới tình trạng cả đời không qua lại với nhau hơn nữa đã mua vé rồi cô không đi thì mấy cái vé này sẽ uổng phí mất. Tư Niệm im lặng một lúc, hỏi ra trọng điểm, cậu cảm thấy cậu ấy sẽ nhận à? Lâm Cảnh có thể sẽ thiếu rất nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất không thiếu chính là tiền. Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút, anh ấy sẽ không nhận, vậy cậu mời cậu ấy ăn một bữa cơm đi. Tư Niệm, ồ, thời gian bắt đầu vở kịch là 8 giờ. Khi Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm chạy từ quán cà phê đến cửa rạp hát thì đã là 7 giờ 50. Hai người xuống xe liếc nhìn thấy lâm cảnh đang chờ ở cửa ra vào vội vàng chào nhau một tiếng rồi ba người soát vé vào rạp rạp hát kín người hết chỗ toàn là người đến đây xem biểu diễn tư niệm ngồi giữa hai người nguyễn huỳnh ở bên phải lâm cảnh ở bên trái sau khi ngồi xuống tư niệm đang muốn nói chuyện với người bên cạnh thì phát hiện ra sự chú ý của cô tập trung trên sân khấu cô ấy không nói gì quay đầu tìm lâm cảnh bắt được ánh mắt của anh ấy vượt qua mình rơi trên người nguyễn huỳnh tư niệm kịp phản ứng chậm nửa nhịp lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Huỳnh, có phải Lâm Cảnh tỏ tình với cậu không? Nguyễn Huỳnh không nhìn điện thoại, tư niệm đưa tay đụng vào cánh tay cô một cái, để thấp giọng nói, xem điện thoại, ánh đèn rạp hát tối xuống, Nguyễn Huỳnh nhìn câu mà tư niệm gửi cho mình, ngón tay hơi dừng lại, cậu biết khi nào vậy? Tư niệm liếc mắt nhìn ra được chuyện cô hỏi là, cô ấy biết Lâm Cảnh thích cô từ khi nào, chứ không phải là vấn đề Lâm Cảnh tỏ tình với cô lúc nào. Xoắn suýt một chút, tư niệm thản nhiên khai báo, lúc sinh nhật cậu màn hình sáng lên nguyễn huỳnh xem hết rồi quay đầu nhìn người bên cạnh khuôn mặt tư niệm vô tội cô ấy tiếp tục nhắn cho cô cậu ấy không cho tớ nói nói là chờ lúc thích hợp sẽ nói cho cậu biết tớ bèn giả vờ như không biết gì cả nguyễn huỳnh rủ mắt cất điện thoại đi tư niệm mượn ánh sáng trên sân khấu quan sát vẻ mặt của cô đến gần bên cô hỏi giận à không có nguyễn huỳnh nói khẽ đây là lời nói thật lâm cảnh không cho tư niệm nói Cô ấy hết lòng tuân thủ lời hứa không nói là điều cơ bản nhất. Chỉ có điều Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới lúc đó cô ấy đã biết rồi, sinh nhật của cô là vào cuối tháng 2, đến bây giờ đã hơn nửa năm rồi, là cô quá chậm chạp, nếu như cô có thể phát hiện ra Lâm Cảnh thích mình sớm hơn một chút, cô sẽ không qua lại với anh ấy nhiều như vậy, hai người cũng sẽ không quen biết sâu như vậy. Tư niệm nhìn cô đang muốn nói chuyện thì Nguyễn Huỳnh thấp giọng nói một câu, bắt đầu rồi, sau khi kết thúc rồi nói, được đưa ánh mắt nhìn về phía sân khấu nhìn cách hóa trang quen thuộc của từng diễn viên nguyễn huỳnh tạm thời dứt bỏ vấn đề phức tạp tập trung xem biểu diễn đây là một vở kịch sân khấu cải biên từ câu chuyện của một tác phẩm văn học tình cảm nguyễn huỳnh xem quyển sách này khi vừa lên đại học cô tùy ý cầm lấy ở thư viện thật ra lần đầu tiên xem không hiểu lắm đến lần thứ hai cô mới thoáng hiểu ra được rất nhiều quanh co trong đó sau đó nữa thì trở nên thích có chút yêu chuộng diễn viên trên sân khấu mang tình cảm chân thành tha thiết, có mấy lần biểu diễn đã khiến những người xem trực tiếp đắm chìm trong câu chuyện của bọn họ. Bọn họ dẫn dắt sự chập trùng trong tình cảm trong khán giả, câu chuyện của vợ kịch này không dài, tính toán đâu ra đấy thì không quá 120 phút, ba người Nguyễn Huỳnh xem xong rời đi thì vừa mới đến 10 giờ, khán giả đều chảy ra ngoài theo dòng người, ba người họ chậm rãi đi ở phía sau, bầu không khí kỳ lạ, tư niệm nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó, lại không tìm được chủ đề cho đến khi người xung quanh giảm bớt lâm cảnh mở miệng nói trước hai cậu đói không có muốn đi ăn chút gì đó không tư niệm nhìn nguyễn huỳnh cậu đói không chú ý tới sự thăm dò trong mắt hai người nguyễn huỳnh không mất hứng đi thôi ăn gì đây lâm cảnh tớ biết một quán cháo hải sản mới mở đi ăn cháo nhé nguyễn huỳnh không có ý kiến thì tư niệm không dám có ba người đi đến quán cháo khi đến người trong quán còn không ít lâm cảnh và ông chủ dường như quen nhau khi chỗ đang eo hẹp còn lấy một phòng bao. Muốn ăn gì, tư niệm đưa thực đơn cho cô trước. Nguyễn Huỳnh nhận lấy, ánh mắt rơi trên ba chữ cháo hải sản, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh khi đi ăn khuya với Lục Ngộ An và Trần Tịnh Dương vào lần trước. Cô lặng lẽ cong môi, thấp giọng nói, cháo hải sản, tớ đi vệ sinh. Tư niệm nhìn cô, không lấy cái khác à, Nguyễn Huỳnh, không. Các cậu gọi đi, từ nhà vệ sinh đi ra, Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn thấy Lâm Cảnh ở bên ngoài phòng bao cô ngước mắt lên đi đến gần có chuyện nói với tớ à lâm cảnh nhìn cô không phải nên là cậu có chuyện nói với tớ hả nguyễn huỳnh im lặng một lúc rồi hỏi anh ấy còn nhớ lời tớ nói trước khi cậu ra nước ngoài không lâm cảnh bình tĩnh nhìn cô không lên tiếng sao anh ấy có thể quên được anh ấy tỏ tình với nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh từ chối thậm chí là cố ý nhấn mạnh cô không có tâm tư về phương diện đó với anh bây giờ không có tương lai cũng sẽ không có nếu như anh vẫn còn tâm tư đó với cô vậy thì ngay cả bạn bè bọn họ cũng không làm được nữa nguyễn huỳnh không nuôi cá càng không thích thả thính người khác đường ranh giới của cô trong chuyện tình cảm rất mạnh nghĩ đến đây lâm cảnh cười một tiếng đắng chát cậu nói xem anh ấy lười nhác dựa vào tường tớ chỉ đi chơi hơn một tháng lại không phải đi một hai năm trí nhớ của tớ không kém như vậy nguyễn huỳnh hiểu rõ ý của anh ấy đi vào đi cậu vào trước đi lâm cảnh nói nguyễn huỳnh gật đầu đang muốn đẩy cửa thì lâm cảnh bỗng nhiên gọi cô lại nguyễn huỳnh cái gì nguyễn huỳnh quay đầu lâm cảnh cười cười nói tớ mang theo quà cho cậu và tư niệm để trong xe chút nữa sẽ lấy cho các cậu sợ cô không nhận lâm cảnh bổ sung hai cậu giống nhau không đáng tiền nguyễn huỳnh nhìn anh hồi lâu rồi đáp một tiếng được cảm ơn nghe thấy cô nói lời cảm ơn lâm cảnh kéo môi không có gì nhìn nguyễn huỳnh đi vào phòng bao anh ấy ra bên ngoài hút một điếu thuốc rồi mới một lần nữa trở lại bên bàn ăn. Ăn khuya xong, Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm lấy quà từ chỗ Lâm Cảnh rồi lái xe về nhà. Xuống xe, Tư Niệm kéo tay Nguyễn Huỳnh nói nhỏ, "Đêm nay tớ ngủ với cậu." Nguyễn Huỳnh nhướng mày, "Cậu thật sự chỉ muốn ngủ với tớ thôi à?" Tư Niệm hơi nghẹn lời, nhỏ giọng, thuận tiện hóng hớt chuyện của cậu và Lâm Cảnh. Nguyễn Huỳnh liếc xéo cô ấy một cái, thấp giọng nói, "Như những gì cậu nghĩ thôi, cậu thật sự không thích cậu ấy chút nào sao?" Tư niệm hỏi, mặc dù trước đó Lâm Cảnh có chút đa tình, nhưng dáng dấp cậu ấy không tệ, con người cũng không tệ, điều kiện gia đình cũng không tệ. Sự hình dung này của tư niệm thật ra đã cô động không ít. Lâm Cảnh không chỉ là dáng dấp không tệ, anh ấy là kiểu người có khuôn mặt khá sắc sảo, dáng dấp có hơi giống với một nam minh tinh đang ho. Còn điều kiện gì đó thì càng là thứ rất nhiều người phấn đấu mấy chục năm cũng không chạm đến được. Nguyễn Huỳnh mở cửa vào nhà, trả lời tư niệm, không có ban đầu bọn họ quen biết nguyễn huỳnh chưa từng nghĩ theo hướng tình yêu nam nữ tư niệm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô khẽ thở dài đột nhiên tớ có chút đồng cảm với lâm cảnh nguyễn huỳnh tớ đi tắm đây cậu đồng cảm với cậu ấy gần nửa tiếng rồi tư niệm nghẹn họng chờ nguyễn huỳnh tắm rửa xong đi ra tư niệm cũng không nhắc đến lâm cảnh nữa cô ấy hiểu nguyễn huỳnh rất rõ biết người mà cô không thích cho dù đối phương có cố gắng nhiều hơn nữa thì cô cũng sẽ không thích tư niệm nhớ rất rõ ràng khi bọn họ học năm nhất trong lớp có một người vừa thấy nguyễn huỳnh là đã yêu sau đó thì triển khai theo đuổi cô mãnh liệt đủ loại hoa đủ loại quà chưa từng gián đoạn theo đuổi như vậy kéo dài một năm nguyễn huỳnh không chỉ không nhận thậm chí còn không hề có xu thế dao động không ít bạn học nói nguyễn huỳnh có ý chí sắt đá nguyễn huỳnh từ chối cho ý kiến mà người bạn học đó cũng tin tưởng rất vững chắc một năm không được thì hai năm ba năm cậu ta tin rằng lòng chân thành sẽ làm vỡ kim cương. Điều tiếc nuối là, cái tảng đá Nguyễn Huỳnh này là thứ mà cậu ta có tốn 4 năm, thậm chí là 10 năm thì cũng sẽ không vì cậu ta mà nứt vỡ. Ngày tốt nghiệp, Nguyễn Huỳnh bị cậu ta chặn ở sân tập, tỏ tình lần nữa. Kết quả không hề khiến tư niệm bất ngờ, Nguyễn Huỳnh vẫn từ chối. Vì thế, bạn học nam thất bại đó tức giận đến mức mắng Nguyễn Huỳnh. Nói cô là tảng đá có ủ cũng không nóng. Nhắc đến việc này, Nguyễn Huỳnh rất vô tội, dung mạo cậu ta không đẹp giọng nói cũng chả hay đương nhiên quan trọng nhất chính là lúc đó cô bận học hoàn toàn không rảnh yêu đương tư niệm liếc cô một cái vậy lâm cảnh đẹp mà giọng nói nguyễn huỳnh ăn ngay nói thật còn nữa lâm cảnh không phải là kiểu cô thích tư niệm bị cô làm sặc lặng lẽ nói vậy bác sĩ lục thì sao cậu nhiều lần gặp mặt anh ta thậm chí còn hẹn ăn cơm xem phim là bởi vì giọng nói anh ta hay hay là dáng dấp anh ta đẹp trước đó tư niệm đã muốn hỏi vấn đề này nhưng không tìm được cơ hội phù hợp nhìn ánh mắt trừng trừng thăm dò của tư niệm nguyễn huỳnh im lặng hồi lâu nếu như tớ nói đều có thì cậu có cảm thấy tớ nông cạn quá không không đâu ánh mắt tư niệm sáng lên cô ấy đang muốn hỏi tiếp nguyễn huỳnh ngăn lại kịp thời những cái khác tạm thời chưa biết xác định xong sẽ nói cho cậu nghe được thôi tư niệm gật đầu tập trung sự chú ý vào mấy tấm hình chụp ở rạp hát tớ chỉnh tấm này thế nào không méo chứ nguyễn huỳnh nhìn một cái cũng được tư niệm vậy tớ đăng đây, Nguyễn Huỳnh, đăng đi, đăng vòng bạn bè xong, tư niệm vứt điện thoại lại rồi đi tắm rửa. Cùng lúc đó, Lục Ngộ An còn đang trực ca ở bệnh viện hắt hơi một cái, gió ngoài cửa sổ lại lớn hơn một chút rồi, anh đứng dậy đóng kín cửa sổ văn phòng rồi quay lại trước bàn máy tính, nhìn thấy tin nhắn mà Trần Tịnh Dương gửi tới, anh, anh có uy chát của chị tư niệm không? Lục Ngộ An, không có, Trần Tịnh Dương, ồ, Lục Ngộ An, có việc gì thì nói thẳng, Trần Tịnh Dương, anh có tò mò vòng bạn bè của chị tư niệm không lục ngộ an không tò mò trần tịnh dương vậy thì không có chuyện gì cả lục ngộ an không hiểu không để ý đến cậu nữa mà lúc này trần tịnh dương đang hết sức chăm chú nghiên cứu tấm hình trên vòng bạn bè của tư niệm vốn dĩ cậu chỉ nhấn thích một cái rồi chuẩn bị lướt xuống nhưng trong lúc vô tình trần tịnh dương phát hiện ra bên cạnh tấm ảnh chụp chung của tư niệm và nguyễn huỳnh có lộ ra một nhúm tóc màu đen tóc ngắn trông giống như của đàn ông trần tịnh dương biết tư niệm và nguyễn huỳnh đều không có bạn trai vậy thì cái nhúm tóc này là của ai rất đáng được tìm tòi nghiên cứu nghiên cứu một lúc thì trần tịnh dương từ bỏ dù sao anh trai cậu cũng không tò mò không căng thẳng vậy thì cậu càng không cần lo lắng cùng lắm thì chính là chờ đến lúc anh trai cậu muộn màng nhận ra mình đã thất tình thì cậu sẽ an ủi anh đêm dài vắng lặng căn phòng của nguyễn huỳnh có cách âm không tệ gần như không thể nào nghe thấy tiếng gió gào thét thổi qua ngoài cửa sổ nhưng cho dù là như thế thì cô cũng không thể ngủ được. Trằn trọc nhiều lần, Nguyễn Huỳnh cam chịu số phận mà mở mắt ra. Tư niệm ngủ rất ngon, tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai. Nguyễn Huỳnh vùng vẫy một lúc, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi vén chăn xuống giường, đi ra khỏi phòng. Khi cô không ngủ được thì sẽ thích vùi mình trên ghế sofa xem phim để gây ngủ. Chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất, bảo đảm sẽ không đánh thức người trong phòng. Nguyễn Huỳnh bọc lấy tấm chăn co lại trên sofa, nhìn qua màn hình chiếu, Nguyễn Huỳnh ngẩn người một lúc, không khỏi nghĩ đến Lục Ngộ An. Buổi chiều khi cô đi Lục Ngộ An đã đề cập tới, 24 giờ sau khi phẫu thuật là quan trọng nhất, cả ngày hôm nay anh cũng sẽ ở bệnh viện. Vào giờ này, Nguyễn Huỳnh không xác định được là anh nghỉ ngơi rồi hay chưa. Do dự một lúc, cô Vân không nhìn được mà gửi một tin nhắn uy chát cho anh. Nguyễn Huỳnh, bác sĩ Lục, tình hình của kỳ kỳ thế nào rồi? Mọi chuyện đều tốt chứ, gửi tin nhắn đi, Nguyễn Huỳnh ở trong lòng khinh bỉ mình ba giây cô tìm cớ quá vụng về vừa khinh bỉ xong là lục ngộ an trả lời sao còn chưa ngủ nguyễn huỳnh nhếch khóe môi lên chụp tấm hình gửi cho anh không ngủ được lục ngộ an có chuyện phiền lòng à nguyễn huỳnh không lúc tối không cẩn thận uống ly cà phê mất ngủ lục ngộ an nguyễn huỳnh sao anh cũng chưa nghỉ ngơi lục ngộ an chuẩn bị nguyễn huỳnh chớp mắt mấy cái cúi đầu gõ chữ vậy có phải tôi quấy rầy anh rồi không nhìn thấy tin nhắn này của nguyễn huỳnh Lục Ngộ An bất đắc dĩ cười một cái. Anh nhấn mở danh bạ, tìm số của cô rồi gọi đi. Alo, Nguyễn Huỳnh hạ giọng, không phải anh muốn nghỉ ngơi rồi à? Lục Ngộ An ừm một tiếng, giọng nói nặng nề, bị cô đánh thức rồi. Nguyễn Huỳnh không cổng cái nồi này đâu, cô nửa nằm trên ghế sofa, ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm vào hình ảnh xuất hiện trên màn hình, khóe môi vẫn lên. Anh lại chưa ngủ, sao lại bị tôi đánh thức được? Lục Ngộ An nghe giọng nói mềm mại của cô, khẽ nhướng mày, không có chút buồn ngủ nào à? Hình như vậy, Nguyễn Huỳnh có điều mắt hơi mệt, cô nhớ ra, có phải tôi phải đến bệnh viện làm kiểm tra không? Hoặc là lấy thuốc nhỏ mắt. Ừm, Lục Ngộ An mở ngăn kéo ra, tìm tới báo cáo kết quả kiểm tra lần trước của Nguyễn Huỳnh, mắt kiệt sức, sau này chú ý đừng dùng mắt quá độ, khi mỏi thì dùng thuốc nhỏ mắt, Nguyễn Huỳnh phải đến bệnh viện lấy sao? Không cần, Lục Ngộ An im lặng một lúc rồi hỏi, đêm nay định mấy giờ ngủ? Không biết, Nguyễn Huỳnh nói giọng thành khẩn năm sáu giờ gì đó mấy giờ cô ngủ quyết định ở hàm lượng ca trong ly nước tư niệm làm tối nay lục ngộ an anh lấy mắt kính xuống đưa tay nhéo mi tâm giọng điệu hơi trầm xuống trước kia cũng như vậy hả nguyễn huỳnh cảm thấy giọng điệu của anh không đúng lắm cô yếu ớt nói thỉnh thoảng bản thân giấc ngủ của cô đã không tốt lắm cộng thêm ly cà phê lúc tối đoán chừng đêm nay cô sẽ không ngủ lục ngộ an hiểu ra lời nói xoay chuyển đang xem phim gì vậy nguyễn huỳnh sửng sốt bị chậm mấy nhịp rồi nói cho lục ngộ an biết tên phim lục ngộ an chưa xem phim đó nguyễn huỳnh giải thích với anh chính là câu chuyện bé trai mang theo bé gái bị bệnh ra ngoài mạo hiểm lục ngộ an ngước mắt lên bọn chúng làm những chuyện mạo hiểm gì nguyễn huỳnh tìm kiếm trong trí nhớ làm nhiều lắm mấy chuyện thường thấy như nhảy dù trượt tuyết thì đều có cả tôi nhớ chuyện nguy hiểm nhất có lẽ là bọn họ đi lên đỉnh núi tuyết ngắm mặt trời mọc lục ngộ an nghe giọng nói của nguyễn huỳnh sau khi xác định cô thật sự không có chút buồn ngủ nào, anh bế tắc một cách hiếm thấy, Nguyễn Huỳnh. Nguyễn Huỳnh vừa nói xong thì chỉ nghe thấy Lục Ngộ An gọi tên mình rõ ràng, cô miếm khóe môi, hả, Lục Ngộ An, trước kia cô không ngủ được thì sẽ làm gì, Nguyễn Huỳnh, xem phim, ngoại trừ xem phim thì sao, Lục Ngộ An hỏi, Nguyễn Huỳnh không nghĩ nhiều, khi ở một mình thì bình thường sẽ xem phim nghe kịch truyền thanh, nếu tư niệm cũng không ngủ được thì chúng tôi sẽ ra ngoài, cô và tư niệm từng nửa đêm đi qua đường cái leo núi, đi đến hiệu sách 24 giờ, thậm chí là đi quán nét. Lục ngộ an nghe cô nói một lúc, giọng nói trầm thấp, giống như mang theo từng chút mê hoặc, bây giờ muốn làm gì nhất, Nguyễn Huỳnh, ngủ, đáng tiếc là cô không ngủ được, ngoại trường ngủ thì còn muốn làm gì nữa, lục ngộ an kiên nhẫn hỏi, Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu, nhìn về phía ánh trăng ngoài cửa sổ, đi dạo, đi dạo dưới ánh trăng. Nói xong, Nguyễn Huỳnh còn thật sự rất muốn thay quần áo rồi xuống lầu đi dạo dù sao cô cũng không ngủ được, tự như nhận ra sự kích động của cô, lục ngộ an nhắc nhở, một mình cô không an toàn, Nguyễn Huỳnh, tôi biết, dứt lời, cô nghe thấy giọng nói của lục ngộ an một lần nữa lướt qua bên tai, Nguyễn Huỳnh, hửm, cô vô thức đáp lại, lục ngộ an ấm giọng, về phòng nằm, nhắm mắt lại thử xem có thể ngủ không, rất kỳ lạ, giọng nói của lục ngộ an kèm theo một chút thôi miên, Nguyễn Huỳnh khẽ động đậy bờ môi, đáp lại, ừm, tôi thử xem sao. Lục Ngộ An, Đi đi, ngủ ngon, Nguyễn Huỳnh đoán chừng Lục Ngộ An cũng phải nghỉ ngơi rồi. Lục Ngộ An, ngủ ngon. Cúp điện thoại, Nguyễn Huỳnh mới chú ý tới, trong lúc không hay không biết, cô và Lục Ngộ An đã nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng rồi. Đôi mắt thật sự mệt mỏi, Nguyễn Huỳnh cẩn thận duỗi mắt, nằm trên ghế sofa thôi miên bản thân ngủ đi. Rất rất lâu sau, đến 3 giờ 50 phút, Nguyễn Huỳnh vẫn chưa ngủ được, cô cầm lấy điện thoại nhấn vào vòng bạn bè uy chát, mang tâm trạng không yên mà lướt. Điện thoại của Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên rung lên. Cô nghi hoặc thoát ra thì nhìn thấy tin nhắn Lục Ngộ An gửi cho cô vào 4 giờ sáng. "Lục Ngộ An, ngủ rồi sao?" Nguyễn Huỳnh vốn định trả lời thẳng là chưa, gõ ra hàng chữ này, co lại xóa đi rồi trả lời Lục Ngộ An, "Bị anh đánh thức rồi." Tin nhắn được gửi đi, cô nhận được cuộc gọi thứ hai trong đêm nay mà Lục Ngộ An gọi cho mình. "Có còn muốn đi dạo không?" Đôi mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, cô không do dự chút nào, "Muốn." Lục Ngộ An, "Mặc đồ dày một chút." Khoảng 10 phút nữa tôi đến, dứt lời, anh lại bổ sung, khi tôi đến rồi cô hẳn ra, Nguyễn Huỳnh khẽ nhếch môi, đè nén trái tim đập quá nhanh, được, rón rén quay về phòng thay quần áo, Nguyễn Huỳnh lặng yên không tiếng động mà đi ra khỏi cửa nhà. Bầu trời vào lúc 4 giờ vẫn rất tối, ánh trăng đã biến mất không thấy đâu nữa, nhưng đi trên đường của tiểu khu, Nguyễn Huỳnh lại cảm thấy nơi đường chân trời có ánh sáng thoáng hiện hiện. Lục Ngộ An từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Huỳnh mặc chiếc áo lông màu vàng nhạt, thân hình nhỏ nhắn Đứng cô đơn dưới đèn đường, nghe thấy tiếng xe, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu, xe dừng lại, khuôn mặt quen thuộc của Lục Ngộ An xuất hiện trong tầm mắt của cô. Mặc dù đã mặc áo lông nhưng Nguyễn Huỳnh vẫn đánh giá thấp nhiệt độ vào lúc 4 giờ sáng, nhìn thấy khuôn mặt bị lạnh đỏ lên của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An không biến sắc nhăn mày lại một cái, nhiệt độ trong xe đã được chỉnh đến mức cao nhất, anh quét mắt nhìn về phía người bên cạnh, sao lại ra sớm vậy? Nguyễn Huỳnh lên xe ngồi một lúc, cảm nhận được hơi ấm trong xe cuốn tới nguyễn huỳnh thấy đầu óc mình có thể hoạt động bình thường rồi thì mới lên tiếng không sớm hơn bao nhiêu đâu chỉ hai phút thôi nói xong cô quay đầu nhìn lục ngộ an bên phía bệnh viện của anh không có việc gì sao vừa rồi khi lục ngộ an gọi điện cho mình cô quên hỏi anh không cần trực ca hay sao lục ngộ an có bác sĩ trực ca rồi tình hình của kỳ kỳ rất tốt khi tôi đi đã xem qua rồi vốn dĩ tối nay cũng không phải ca trực của lục ngộ an sở dĩ anh ở lại bệnh viện là để yên tâm hơn trước mắt kỳ kỳ ổn định lục ngộ an rời đi thì cũng sẽ không có chuyện gì cho dù có bất chợt xảy ra tình trạng nhỏ thì ở bệnh viện cũng có bác sĩ khác nguyễn huỳnh gật đầu trở nên yên tâm cô lơ đã nhìn bản chỉ đường lướt qua tò mò chúng ta đến đâu đi dạo vậy lục ngộ an đang tìm quán nhỏ còn mở cửa hờ hững nói trên núi nguyễn huỳnh kinh ngạc còn chưa kịp hỏi nhiều thì lục ngộ an đã dừng xe lại anh nhìn nguyễn huỳnh một cái ở trong xe chờ tôi đôi mắt nguyễn huỳnh lóe lên Nhìn anh xuống xe rồi đi về phía cửa hàng bữa sáng đã mở cửa bật đèn ở bên cạnh, chưa đến mấy phút, Lục Ngộ An đã mang theo bữa sáng nóng hổi quay lại, anh đưa một ly sữa đậu nành bốc hơi nóng trong đó cho Nguyễn Huỳnh, ủ ấm tay. Suy nghĩ của Nguyễn Huỳnh hơi chậm lại, cô nhìn ngón tay đông lạnh đỏ lên còn chưa ấm lại của mình, lại nhìn sữa đậu nành Lục Ngộ An đưa qua, mi mắt khẽ run rẩy nói, "Ừm, cô mấp mấy môi, "Cảm ơn." Lục Ngộ An ngước mắt lên, không tiếp lời, sữa đậu nành hẳn là vừa được nấu rất nóng rất nóng cách ly giấy có thể đúng lúc khiến ngón tay đông cứng của nguyễn huỳnh trở nên ấm hơn trong xe yên tĩnh ngoài cửa sổ cũng rất yên tĩnh nguyễn huỳnh bưng lấy sữa đậu nành chờ nhiệt độ dần hạ xuống một chút thì mới uống một ngụm nhỏ rất ngọt rất đậm đà mùi vị rất giống với quán ở cửa bệnh viện cảnh đường phố xẹt qua ánh mắt đang không ngừng thay đổi chờ đến khi nguyễn huỳnh uống hết một ly sữa đậu nành thì lục ngộ an đã lái xe đến đỉnh núi trong khoảnh khắc xuống xe bầu trời vốn có màu xám mênh mông xảy ra sự biến hóa mạnh mẽ, giống như từ lúc khai thiên lập địa, tầng mây nghiêng lệch xoay chuyển, ánh sáng màu vàng hiện lên trước mắt cô, tầng mây mềm mại đang di động, mây mù tự như được một đôi tay nâng lên, chậm chặt tách ra hai bên, thời gian dần trôi qua, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy mặt trời mọc xinh đẹp mà sáng chói trên đỉnh núi tuyết giống như cảnh trong bộ phim tối qua. Mặt trời mọc lộng lẫy mà rung động, thì giác của cô đạt được sự thỏa mãn cực mạnh. Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm đến khi mặt trời hoàn toàn lộ ra, cô vô thức muốn chia sẻ với người bên cạnh. Trong khoảnh khắc quay đầu, cô rơi vào trong đôi mắt sâu mà sáng của lục ngộ an, anh đang nhìn cô. Mặt trời mọc chói mắt mà rực rỡ, mà thứ còn sáng hơn cả mặt trời mọc là đôi mắt của lục ngộ an. Khi anh nhìn mình, đáy mắt tự như ẩn chứa thủy triều bao vây mình, khiến cô không tự chủ được mà xa vào đó. Nguyễn Huỳnh không biết anh đã nhìn cô bao lâu, cô chỉ biết là ngay sau đó, cô nhớ tới một câu mình từng đọc. Người cùng bạn ngắm mặt trời mọc còn lãng mạn hơn cả bình minh, thật ra trước khi nhận được tin nhắn của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới mình sẽ cùng anh hẹn nhau đi ra ngoài vào lúc 4 giờ sáng, lại chỉ có hai người họ, cô rất ít khi hẹn ai vào đêm khuya, cũng không nghĩ tới Lục Ngộ An lại hẹn mình, điều cô càng không nghĩ tới là mình sẽ không chút do dự, thậm chí là không hỏi nơi đến mà đã leo lên xe của anh, bản thân chuyện này thật ra đã hơi vượt qua giới hạn bạn bè, vị trí hiện tại của bọn họ mà vì sao có thể như vậy thì có rất nhiều nguyên nhân bất kể là loại nào dường như đều là kiểu mà bọn họ có thể còn sẵn lòng tiếp nhận nguyễn huỳnh suy nghĩ miên man cho đến khi giọng nói của người bên cạnh kéo suy nghĩ của cô về nguyễn huỳnh cô ngước mắt lục ngộ an rũ mắt nhìn cô mặt mày tuấn lãng đôi mắt đen nhánh thâm thúy cho dù đã thức cả đêm thì cũng không nhìn ra được chút suy sụp từ trên người anh tinh thần ngạo mạn trước sau như một gió trên đỉnh núi rất to thổi phần phật bên tai Nguyễn Huỳnh bị đông cứng đến độ phản ứng chậm chạp hơn nhiều, cô sửng sốt hồi lâu rồi mới đáp, cái gì? Lục ngộ an bình tĩnh nhiên người, cố gắng hết khả năng chặn lại ngọn gió thổi về phía Nguyễn Huỳnh, muốn quay về trong xe không? Bên ngoài lạnh quá, Nguyễn Huỳnh mím môi, nhìn về phía nơi xa. Mặt trời đã hoàn toàn lộ ra, treo ở nơi cuối của ngọn núi cao, rơi vào trong mắt bọn họ. Lúc này quay vào trong xe thì cũng rất tốt, được cô hít mũi một cái, hơi lạnh rồi, lục ngộ an ừm một tiếng, đi theo phía sau cô quay về xe ngồi vào xe một lúc nguyễn huỳnh mới nhận ra được mình sống lại một lần nữa cô phản ứng chậm mà hạ cửa sổ xe xuống chụp hai tấm hình mặt trời mọc rồi lưu lại đợi cô chụp xong lục ngộ an mới lên tiếng còn muốn đi đâu nữa không nguyễn huỳnh quay đầu nhìn anh không nhìn được cười lục ngộ an lục ngộ an hửng nguyễn huỳnh cong khóe môi đường cong của đôi mắt to tròn trở nên nhu hòa cô khẽ nói anh không mệt sao lục ngộ an liếc cô một cái đại khái còn có thể chống đỡ mấy tiếng nữa nguyễn huỳnh cười thì vui vẻ một lúc nhìn đồng hồ đi ăn sáng sau đó về nghỉ ngơi đi cô cũng có chút buồn ngủ rồi xe đi xuống núi chậm hơn lúc lên núi một chút hơi ấm trong xe rất đầy đủ sau khi cơ thể ấm lên nguyễn huỳnh mới nhớ tới hỏi trước kia anh thường đến đây ngắm mặt trời mọc à dựa theo mức độ thông thạo đối với con đường này của lục ngộ an nguyễn huỳnh đoán anh không phải lần đầu tới đây nghe thấy lời này lục ngộ an khẽ nhếch khóe môi giọng điệu khoan thai, lần đầu tiên, Nguyễn Huỳnh dừng lại, hơi nhướng máy, tự như biết cô đang nghĩ gì, Lục Ngộ An nói, bạn bè thích, đã nhắc đến mấy lần, lời giải thích này ngược lại hợp tình hợp lý, Nguyễn Huỳnh gật đầu, mấy năm trước tôi từng xem qua một bộ phim, hình như là được quay ở đây đấy, đó là thời đại học, bộ phim công chiếu, phòng vé bùng nổ, mặc dù không đến tình trạng muôn người đều đổ xô ra đường, nhưng người yêu thích, đặc biệt là người trẻ tuổi thì rất nhiều. Phim ra rạp chưa được bao lâu thì cảnh quay được chọn bị lộ ra, rất nhiều người, đặc biệt là các cặp đôi đều qua đó chụp hình check-in. Lúc đó Nguyễn Huỳnh bận học, chỉ dành thời gian xem phim, chưa từng đi đến nơi quay phim. Sau đó có chút thời gian, Nguyễn Huỳnh lại cảm thấy đi một mình không có ý nghĩa gì cả. Lúc này nghĩ đến, Nguyễn Huỳnh còn sinh ra sự xúc động nhớ lại bộ phim tình cảm đó. Lục Ngộ An biết đại khái cô đang nói đến bộ phim nào. Anh vốn định xác nhận lời đến khóe miệng lăn một vòng rồi lại bị nén về. Cái tên của bộ phim đó quá thẳng thắn mập mờ, giờ phút này anh nói ra thì có chút không thích hợp lắm, Nguyễn Huỳnh cũng giống thế. Nếu không phải như vậy, cô còn rất muốn hỏi Lục Ngộ An đã xem bộ phim đó hay chưa? Không bao lâu sau, xe đã chạy ra khỏi núi, sáng tinh mơ chưa tỉnh ngủ, xe cộ người đi lại trên đường cũng không tính là nhiều. Không khí cuộc sống ở gần nơi ở của Nguyễn Huỳnh rất đậm, có rất nhiều quán ăn nhỏ, hai người đều hơi đói bụng, sau khi hỏi Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An dừng xe ở một quán đồ ăn sáng. Chủ nhật, cửa hàng đồ ăn sáng ít người. Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đi vào quán, ngăn cách hơi lạnh ở bên ngoài. Trong quán ấm áp, trên bếp có ngọn lửa đang cháy, nóng hôi hổi. Muốn ăn gì, Nguyễn Huỳnh nhìn thực đơn trên tường, hỏi Lục Ngộ An. Lục Ngộ An ngước mắt, cô gọi là được. Nguyễn Huỳnh gật đầu, tôi hơi tò mò, đối diện với ánh mắt nhìn qua của Lục Ngộ An, cô nói thẳng, có phải bác sĩ các anh đều không kén ăn không lục ngộ an rót hai ly nước nóng đẩy một ly đến trước mặt nguyễn huỳnh cho cô làm ấm tay anh chậm rãi làm xong những việc này rồi mới nói cũng kén nguyễn huỳnh tò mò vậy anh kén cái gì lục ngộ an muốn biết à nguyễn huỳnh cho anh một ánh mắt rõ ràng cô không muốn biết thì sẽ không hỏi lục ngộ an uống một ngụm trà nóng làm trơn giọng giữa khuôn mặt lộ ra chút mỏi mệt sau này nói cho cô biết nguyễn huỳnh nói như không nói ấy cô không hỏi nữa nói với ông chủ đi tới cho hai phần cháo thịt nạc rau xanh rồi hỏi lục ngộ an bánh bao hấp và bánh thịt anh chọn cái nào hai món này đều là món thương hiệu của quán này lục ngộ an nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô cười một tiếng trầm thấp tôi có thể nếm thử hết hai loại không đôi mắt nguyễn huỳnh sáng lên đương nhiên là được cô cũng muốn nếm cả hai gọi món với ông chủ xong nguyễn huỳnh đứng dậy đi vệ sinh khi đi ra từ nhà vệ sinh cô đứng ở góc nghiêng đối diện nhìn thấy người đang chống đầu nhắm mắt nghỉ ngơi Ánh đèn trong quán ăn rất sáng, đèn nóng sáng loáng chiếu vào bàn của bọn họ, lục ngộ an nhắm mắt, lông mi công lên đổ bóng dưới mắt, đang nhìn thì ông chủ đưa cháo của hai người lên, các loại món ăn kèm của cháo trong quán này như hành hoa, rau thơm sẽ được đưa lên trong một cái đĩa nhỏ, tiện cho khách lấy dùng, động tĩnh rất nhỏ đã đánh thức lục ngộ an, anh mở mắt ra một lúc, khi ông chủ chuẩn bị thẳng người rời đi thì anh khàn giọng nói một câu, không lấy rau thơm, Nguyễn Huỳnh không ăn rau thơm, thậm chí là không thích ngửi mùi rau thơm trên đường nhấc chân đi về chiếc bàn nhỏ đó nguyễn huỳnh nghĩ hình như cô chưa từng nhắc với lục ngộ an về chút kén ăn vô vị đó của mình ăn sáng xong hai người quay về bên cạnh xe nguyễn huỳnh đang muốn nói lục ngộ an đưa chìa khóa xe còn chưa nói ra miệng thì lục ngộ an đã lên tiếng trước buồn ngủ chưa nguyễn huỳnh ngẩng đầu nhìn anh nếu như tôi nói chưa thì có phải là hơi khoa trương không không đâu giọng nói của lục ngộ an trầm thấp hơn thường ngày một chút còn muốn đi đâu nữa không Nguyễn Huỳnh khẽ lắc đầu, buồn ngủ rồi, anh thì sao? Lục Ngộ An vẫn ổn. Nguyễn Huỳnh gật đầu, kịp thời thu hồi lại câu nói để tôi lái đã đến bên miệng. Khi Nguyễn Huỳnh về đến nhà thì Tư Niệm còn đang ngủ, cô nhẹ chân nhẹ tay về phòng tắm rửa mặt một phen rồi mới bò lên giường. Trước khi nhắm mắt, cô cầm lấy cái điện thoại chỉ còn 20% pin ở bên cạnh. Nguyễn Huỳnh tính toán thời gian, đang muốn nhắn cho Lục Ngộ An hỏi anh về đến nhà chưa thì tin nhắn của anh đã tới trước. Lục Ngộ An, đến rồi. Nguyễn Huỳnh nhìn chầm chầm vào hai chữ thật đơn giản này, yên tâm ngủ thiếp đi. Một giấc này Nguyễn Huỳnh ngủ đến 2 giờ chiều, khi cô thức dậy thì tư niệm đã đi đến quán cà phê rồi, rèm cửa trong phòng đóng kín, một mảng đen kịt. Trong thoáng chốc, Nguyễn Huỳnh có loại cảm giác mình bị cả thế giới vứt bỏ. Trong phòng yên tĩnh, không có chút động tĩnh nào. Nằm trên giường một lúc, Nguyễn Huỳnh thôi miên bản thân, ngủ nữa thì ban đêm lại không ngủ được. Ông suy nghĩ như vậy, cô tráng chống đỡ rời giường phòng khách có bữa trưa mà tư niệm để lại cho cô trong uy chát cũng có tin nhắn cô ấy nhắn ngoại trừ dặn dò cô sau khi dậy thì nhớ ăn chút gì đó thì còn có hai tin nhắn rất quan trọng hỏi cô tối hôm qua lén lút đi đâu bảo cô thẳng thắn sẽ được khoan hồng nguyễn huỳnh không hề bất ngờ với việc nửa đêm cô ấy tỉnh dậy phát hiện ra mình không có ở nhà cô cầm điện thoại cười một lúc trả lời cô ấy vừa dậy tối nay tớ đến quán cà phê tư niệm hồi âm rất nhanh trước khi đến thì tổ chức ngôn ngữ sẵn đi Nguyễn Huỳnh, hàng huyền hai câu đơn giản với tư niệm xong, Nguyễn Huỳnh lướt xuống, nhìn chầm chầm vào ảnh đại diện uy chát của lục ngộ an trong giây lát rồi vẫn nhịn sự xúc động nhắn tin cho anh. Vào giờ này, có khả năng lục ngộ an vẫn chưa dậy, nhét đầy cái bao tử xong, Nguyễn Huỳnh dọn dẹp nhà đơn giản một chút rồi về phòng trang điểm, sau đó mới đến quán cà phê. Buổi chiều quán cà phê nhiều người, sau khi Nguyễn Huỳnh đến quán, tư niệm không thể kịp thời truy hỏi, hỗ trợ bưng mấy ly cà phê xong, nguyễn huỳnh đi vào trong góc ngồi xuống bận rộn làm công việc trong tay cô mang theo máy tính tới bận rộn một lúc màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên máy tin nhắn uy chát nhảy lên nguyễn huỳnh nhấn mở là triệu kinh vĩ gửi hỏi cô buổi tối có rảnh không có muốn cùng nhau ăn cơm hay không nguyễn huỳnh nhìn hai tin nhắn kia chốc lát vốn định trả lời thẳng nói không rảnh nhưng vừa nghĩ tới triệu kinh vĩ là nhà tài trợ của đài cô lại cảm thấy trả lời như vậy thì không nể mặt mũi quá Suy nghĩ một chút, Nguyễn Huỳnh vẫy tay với Tư Niệm, hỏi cậu một vấn đề, Tư Niệm tranh thủ dành ra cho cô một phút, nói, Nguyễn Huỳnh trình bày thuật lại một lần với cô ấy về chuyện của Triệu Kinh Vĩ một cách đơn giản, tớ từ chối thế nào mới có thể tương đối khách sáo, lại để cho anh ta biết khó mà lui. Tư Niệm suy nghĩ, không biết cô ấy phiền muộn, anh ta cũng chưa tỏ tình với cậu đúng không? Ừm, Nguyễn Huỳnh chính là cảm thấy Triệu Kinh Vĩ lại không nói thẳng, cho nên mới phiền não. Nếu như anh ta nói thẳng vậy thì cô hoàn toàn không cần xoắn suýt nhiều như vậy hai người im lặng một lúc nguyễn huỳnh nói tớ biết xử lý thế làm rồi tư niệm ừm một tiếng xử lý thế nào nguyễn huỳnh nói thẳng là tớ có hẹn rồi nếu như tớ nhớ không nhầm tư niệm liếc cô một cái lần trước anh ta hẹn cậu đi xem phim cậu cũng lấy cái cớ y chang nguyễn huỳnh vô tội nhìn cô ấy nhưng tối nay tớ vốn hẹn với cậu mà tư niệm bật cười than thở nói bây giờ tớ càng đồng cảm với vị tổng giám đốc triệu này rồi Nguyễn Huỳnh liếc cô ấy một cái, đi làm việc của cậu đi, tư niệm và cô tán dốc vài câu, vốn muốn nhân cơ hội này hóng hớt xem đêm hôm khuya khoác cô đã đi đâu thì từ không xa truyền đến tiếng của nhân viên, bà chủ, tư niệm quay đầu, tới đây, trong quán có khách vào, cô ấy lại đi làm việc, sau khi Nguyễn Huỳnh từ chối triệu kinh vĩ xong thì tập trung làm xong công việc trong tay, xong xuôi, cô lười biến dựa vào thành ghế nhìn người lui tới ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú một chút, Nguyễn Huỳnh nhấn mở điện thoại muốn chụp hai tấm khóe mắt nhìn thấy hình chụp mặt trời mọc trên đỉnh núi cô suy nghĩ ba giây lâu lắm rồi mới chọn một tấm đăng lên vòng bạn bè vừa đăng chưa được một lúc nguyễn huỳnh đã nhận được không ít lượt thích và bình luận nhao nhao hỏi cô ngắm mặt trời mọc ở đâu thật là đẹp các thứ trong số lượt thích đông đảo nguyễn huỳnh nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc của lục ngộ an chốc lát nguyễn huỳnh rời khỏi vòng bạn bè cô còn chưa kịp gửi tin nhắn cho đối phương thì đối phương đã nhắn tin trước lục ngộ an đã ngủ bao lâu nguyễn huỳnh có lẽ là ít hơn anh hai tiếng, gửi xong, Nguyễn Huỳnh lại bổ sung thêm một câu, tình hình kỳ kỳ thế nào rồi? Hôm nay anh vẫn phải đến bệnh viện sao? Lục Ngộ An, tối nay đi, đêm nay trực ca, Nguyễn Huỳnh, ồ, tối nay tôi có thể sẽ không rảnh đi thăm con bé được, anh giúp tôi nói với con bé một tiếng nhé, Lục Ngộ An, được. Hàng Huyên đơn giản hai câu, Lục Ngộ An rời giường rửa mặt, rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, anh bất ngờ khi nhìn thấy Trần Tịnh Dương ở phòng khách. Trong khoảng thời gian này, trần tịnh dương ở chỗ của lục ngộ an hai nhà đều yên tâm chỉ có điều vào ban ngày lục ngộ an cơ bản không nhìn thấy cậu đâu anh không biết quản lý cho lắm cũng lười nói trần tịnh dương đang nhìn điện thoại xem vòng bạn bè của nguyễn huỳnh cậu cực kỳ không xác định mà nhìn lượt thích trong bài đăng của nguyễn huỳnh hồi lâu nhấn vào một ảnh đại diện quen thuộc sau khi xác nhận không nhầm cậu ngước mắt nhìn về phía lục ngộ an anh lục ngộ an đi về phía phòng bếp rót ly nước đi ra ngoài rồi mới mở miệng, sao lại ở nhà, tối nay ra ngoài, Trần Tịnh Dương nói xong thì đưa điện thoại đến trước mặt Lục Ngộ An, sốt ruột thay cho anh, sao anh lại bấm thích bài đăng của chị Nguyễn Huỳnh, chị ấy đi xem mặt trời mọc với ai, anh không lo lắng chút nào sao, Trần Tịnh Dương không hề biết, người ngắm mặt trời mọc với Nguyễn Huỳnh chính là Lục Ngộ An, buổi sáng khi cậu thức dậy thì Lục Ngộ An đã về đến nhà rồi, hai người bỏ lỡ một cách hoàn mỹ, đương nhiên, cho dù không bỏ lỡ, Trần Tịnh Dương cũng sẽ không cho rằng một người trực ca ở bệnh viện sẽ nhẫn nhịn gần 20 tiếng, còn đi lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Lục Ngộ An trực tiếp đẩy cậu ra, nhíu mày lại, trọng điểm lệch đi, cô ấy và người khác đi ngắm mặt trời mọc thì anh không thể nhấn thích được à. Nghe thấy lời này, Trần Tịnh Dương mờ mịt trong giây lát, trợn tròn mắt nhìn anh, chị ấy rõ ràng là đi với đàn ông mà, cậu nói không suy nghĩ, chẳng lẽ anh không ghen. Lục Ngộ An dừng lại, không tiếp lời. Trần Tịnh Dương khó hiểu nói, hay là nói anh không thích chị nguyễn huỳnh dứt lời cậu lại tiến hành tự mình phủ nhận không đúng nếu như anh không thích chị nguyễn huỳnh thì anh sẽ không có thái độ như vậy với chị ấy lúc đầu lục ngộ an không có hứng thú với lời nói lẩm bẩm của trần tịnh dương nhưng nghe cậu phân tích có lý có chứng cứ anh chậm rãi mở miệng anh có thái độ gì với cô ấy trần tịnh dương nói thẳng anh không cảm thấy anh đối với chị nguyễn huỳnh không có đường giới hạn rõ ràng kia sao với sự hiểu biết của trần tịnh dương về lục ngộ an lục ngộ an đối với người bên cạnh thật ra có thiết lập giới hạn bình thường chung đụng không nhìn ra được trông anh như dịu dàng không cáu kỉnh ai cần hỗ trợ anh tiện tay thì cũng sẽ giúp nhưng thực tế không phải thật sự như vậy lục ngộ an đối với đồng nghiệp với bạn bè với bệnh nhân sẽ phân chia giới hạn rõ ràng giả thiết bạn là bệnh nhân của anh vậy thì anh đối với bạn sẽ chỉ có quan hệ bác sĩ và bệnh nhân tuyệt đối sẽ không vượt qua một bước anh sẽ không cũng sẽ không cho bạn cơ hội vượt ranh giới nhưng nguyễn huỳnh là ngoại lệ trần tịnh dương cảm thấy anh đối với nguyễn huỳnh vừa không giống như đối với bệnh nhân cũng không giống như đối với bạn bè còn nữa bên cạnh lục ngộ an cũng chưa từng xuất hiện bạn bè khác phái có quan hệ tốt như vậy nếu không phải nhận ra chuyện ẩn giấu bên trong trần tịnh dương cũng sẽ không đến nỗi ở bên cạnh xem náo nhiệt đúng là không có lục ngộ an nghĩ anh trần tịnh dương nhìn bên mặt trầm tĩnh của anh trong đôi mắt lóe ra ánh sáng nhiều chuyện anh nói xem có phải anh thích chị Nguyễn Huỳnh không? Lục Ngộ an bình tĩnh liếc cậu một cái, uống hết ly nước trong tay, thản nhiên nói, em định khi nào về trường? Thấy anh đổi chủ đề, Trần Tịnh Dương bó tay một lúc, nhỏ giọng thầm thì, anh thích chị ấy thì phải hành động, chị Nguyễn Huỳnh xinh đẹp như vậy, rất nhiều người thích, rất nhiều người theo đuổi. Lục Ngộ an nghe, không để ý tới cậu, anh đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm chút đồ ăn. Bỗng dưng, màn hình điện thoại sáng lên, là cuộc gọi của Úc Đình Quân. Lục Ngộ An bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói phiền muộn của Úc Đình Quân, cậu xem sao phụ nữ lại khó dỗ như vậy. Lục Ngộ An, bà nội của Vân Sơ đến rồi à, Úc Đình Quân vừa bị đuổi ra khỏi nhà, lúc này đang tránh ở ngoài tường sân hút thuốc, giọng nói nặng nề, đến rồi, buổi tối tụ tập chứ, dù sao đêm nay anh ấy cũng không thể về nhà ngủ. Giọng điệu của Lục Ngộ An lạnh nhạt, phải đến bệnh viện, được thôi Úc Đình Quân cạn lời, cậu cứ sống với công việc của cậu đến hết đời đi, dứt lời anh ấy nghĩ tới gì đó đúng rồi có chuyện tìm cậu xác nhận một chút lục ngộ an nói Úc đình quân trần tịnh dương nói gần đây cậu qua lại thân thiết với một người phụ nữ anh ấy dừng lại một chút dáng vẻ có lòng tốt đầu tiên tôi nói trước tôi không có tâm tư hóng hớt bác sĩ lục trong chuyện gió trăng tôi chỉ nói với cậu trước đó không lâu tôi và trần tịnh dương ở quán bar đã nhìn thấy người rồi triệu kinh vĩ có chút ý tứ với cô ấy đấy lục ngộ an ồ cậu biết triệu kinh vĩ là ai không Úc Đình Quân không đợi anh lên tiếng thì đã nói cho anh biết một cách đơn giản lỗ mãn, con trai của Triệu Quảng Cường, chính là người vào Tết Dương Lịch năm ngoái mang theo hai cái rương tiền mặt đến nhà cậu, cậu bố cậu làm việc, cúp điện thoại, lục ngộ an cục mắt nhìn ngọn lửa cháy trên bếp, tập trung tinh thần, ánh mắt anh lệch đi, rơi trên điện thoại vừa rồi bị đặt tùy ý, phút chốc, màn hình một lần nữa sáng lên, lục ngộ an lấy qua nhấn mở, là tin nhắn Nguyễn Huỳnh gửi tới, Nguyễn Huỳnh, tôi vừa mới suy nghĩ một chút vẫn muốn đi thăm kỳ kỳ, mấy giờ anh đến bệnh viện, vốn dĩ hôm nay Nguyễn Huỳnh không có ý định đi bệnh viện. Cô cảm thấy gần đây mình chạy đến bệnh viện có chút cần mẫn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Nguyễn Huỳnh lại cảm thấy vẫn phải đi, cho dù chỉ đi rồi ở lại 10 phút thì cũng tốt hơn là không đi. Lục Ngộ An nhìn lời này của Nguyễn Huỳnh, đứng tại chỗ hồi lâu, đến khi tin nhắn thứ hai của Nguyễn Huỳnh đến, anh mới vẫn khóe môi hoàng hồn, khoảng 6 giờ, Nguyễn Huỳnh, vậy thì 7 giờ gặp, Lục Ngộ An, để điện thoại xuống, trong đầu anh nhớ tới lời Trần Tịnh Dương nói, anh đối với Nguyễn Huỳnh, quả thật chưa từng có giới hạn phân chia quan hệ. Nếu đã không có, vậy thì thuận theo tự nhiên thôi, 7 giờ tối, Nguyễn Huỳnh xuất hiện ở bệnh viện đúng giờ, khi cô đến khu nội trú, phần lớn bệnh nhân vẫn chưa nghỉ ngơi, tiếng nói dông dài truyền ra từ trong phòng bệnh, không khỏi còn có chút không khí cuộc sống nồng đậm. Khi Nguyễn Huỳnh đi đến hành lang, đúng lúc chạm mặt với lục ngộ an mặc áo khoác trắng đeo kính mắt, Hai người tụ họp ở khoảng cách không gần không xa, ánh mắt Nguyễn Huỳnh dời từ trên xuống dưới, rơi trên chỗ cổ áo khoác trắng của anh, cố định ở cổ áo sơ mi lộ ra ngoài, cúc áo sơ mi được cài lại kín kẻ, ít hầu lộ ra một nửa, như ẩn như hiện vẫn luôn hấp dẫn hơn là lộ rõ ra. Thuận theo ánh mắt của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An rũ mắt xuống. Mấy giây sau, anh đè xuống ý cười chợt lóe lên ở đáy mắt, ngước lên nhìn về phía người trước mặt, tới một mình à? Đôi mắt Nguyễn Huỳnh hơi lóe lên, nhìn khuôn mặt anh Tuấn của anh, lỗ tai khẽ động đậy, ừm. Anh không bận hả, vậy mà còn có thể ở đây nói chuyện với cô, lục ngộ an ngước mắt lên, khóe miệng nằm lấy ý cười nhàn nhạt, vẫn chưa tới giờ giao ca, Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, anh đã đi thăm kỳ kỳ rồi sao, lục ngộ an vươn tay về phía cô, giọng điệu dịu dàng, thăm rồi, tình hình sau phẫu thuật không tệ lắm, Nguyễn Huỳnh rủ mắt xuống, nhìn bàn tay anh để ngang trước mặt mà ngẩn ngơ, cô chần chờ đưa cái túi trong tay cho anh, đây là đồ ngọt trong quán của tư niệm, mang đến cho các anh, để chắc chắn hơn, Nguyễn Huỳnh không quá xác định mà hỏi, đủ chia không, cô đã đóng gói từ trong quán của tư niệm, lấy 10 phần bánh crepe cắt miếng, nhưng cô không xác định được có đủ chia hết cho các nhân viên y tế trực ca vào cuối tuần hay không, cái túi không nặng, lục ngộ an nhận lấy nhìn, đủ rồi, Nguyễn Huỳnh, vậy là tốt rồi, trong tay cô còn ông một bó hoa nhỏ, vậy tôi đến phòng bệnh của kỳ kỳ đây. Chút nữa tôi qua, lục ngộ an và cô sống vai đi vào trong, lên tiếng chào hỏi với y tá ở trạm y tá xong, Nguyễn Huỳnh đi về phía phòng bệnh của Kỳ Kỳ. Viện trưởng cố ý ở lại bệnh viện với Kỳ Kỳ, nhìn thấy Nguyễn Huỳnh xuất hiện thì vội và đứng lên, cô Nguyễn, Nguyễn Huỳnh cười một cái, Kỳ Kỳ kích động ngồi dậy từ trên giường bệnh, chị Nguyễn, chị tới rồi, ừm, Nguyễn Huỳnh gật đầu chào hỏi với viện trưởng rồi đưa tay sờ lên đầu Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ nhớ chị không, Kỳ Kỳ, nhớ chứ, cô bé nắm lấy tay Nguyễn Huỳnh, dòng điệu non nớt chị tới nhanh ghê đó nghe vậy nguyễn huỳnh khẽ nhướng đuôi lông mày anh lục của em đã nói trước với em là chị sẽ đến à kỳ kỳ gật đầu mạnh nói cho cô biết anh ấy nói lúc kiểm tra cho em nguyễn huỳnh vẫn môi lên đến chiếc ghế bên giường ngồi xuống nói chuyện phím với kỳ kỳ hỏi thăm cảm nhận của cô bé sau phẫu thuật kỳ kỳ phải làm tổng cộng hai cuộc phẫu thuật thì mắt mới có thể nhìn thấy được tình hình cụ thể thế nào nguyễn huỳnh đã nghe lục ngộ an nhắc đến vài câu đáng tiếc đều là từ chuyên ngành cô không thể nhớ được bao nhiêu nguyễn huỳnh ở trong phòng bệnh một hồi lâu lục ngộ an nói chút nữa tới cũng không tới trong điện thoại của cô nhận được tin nhắn của tư niệm thấy gần đến giờ nguyễn huỳnh nói một tiếng với viện trưởng và kỳ kỳ rồi đứng dậy rời đi ra khỏi phòng bệnh nguyễn huỳnh do dự xem có cần nhắn tin cho lục ngộ an hỏi tình hình một chút không y tá đã lên tiếng gọi cô trước cô nguyễn nguyễn huỳnh ngước mắt y tá nhìn cô nhạt giọng nói bác sĩ lục bảo tôi nói với cô một tiếng bên cấp cứu có bệnh nhân anh ấy đi làm việc rồi anh ấy bảo cô đi về chú ý an toàn nghe ý tá thuật lại xong nguyễn huỳnh ngẩng ra rồi nở nụ cười vui vẻ tôi biết rồi cảm ơn cô y tá mỉm cười cô nguyễn khách sáo rồi buổi sáng hôm sau nguyễn huỳnh vừa tới vị trí làm việc ngồi xuống ngay cả ngụm nước cũng chưa kịp uống thì lâm du anh đã đi ra từ phòng làm việc bên cạnh nguyễn huỳnh vẻ mặt chị ấy bình thường đi với chị đến văn phòng của trưởng đài nhìn Nguyễn Huỳnh và Lâm Du Anh rời đi, Triệu Thiên Ngưng ngồi ở vị trí làm việc trầm mặt xuống. Trợ lý ở một bên lén liếc chị, thận trọng nói: Chị Thiên Ngưng, sao chị Du chỉ gọi chị Nguyễn Huỳnh theo chị ấy đi gặp trưởng đài vậy? Cô ấy có chút lo lắng, không phải là trưởng đài có sắp xếp khác cho chương trình mới chứ? câm miệng, Triệu Thiên Ngưng nghe lời cô ấy nói, tâm tình bực bội, lạnh mặt trăng dậy, hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho cô chưa? Trợ lý, xong ngay. Tiếng ồn ào bên tai biến mất triệu thiên ngưng ngồi tại chỗ một lúc không thể kiềm chế được cô ta đứng dậy đi về phía cửa thang máy nguyễn huỳnh có cửa sau cơ hội được đưa đến trước mặt cô mà cô ta thì khác càng không biết trong lòng trưởng đài trương hưng hiền đang nghĩ gì đi theo lâm du anh đến văn phòng của trưởng đài trương hưng hiền đang nghe điện thoại ông ta đưa tay chỉ chỉ ra hiệu cho hai người ngồi không bao lâu sau cuộc gọi của ông ta kết thúc trưởng đài trương lâm du anh đưa tài liệu trong tay cho ông ta đây là tài liệu ông muốn, Chương Hưng Hiền nhận lấy, nói một câu, tối nay tôi xem xong rồi nói với cô, ông ta dừng lại, nhìn về phía Nguyễn Huỳnh, Du Anh đi ra ngoài trước đi, tôi và Nguyễn Huỳnh nói chuyện đôi câu, trước khi đi, Lâm Du Anh có chút ngượng ngùng nhìn Nguyễn Huỳnh, cửa phòng làm việc mở ra rồi đúng lại, ngăn cách sự tiền tội nghiên cứu ở bên ngoài, Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Chương Hưng Hiền, trưởng đài chương, ông có chuyện gì thì nói thẳng, Chương Hưng Hiền im lặng, nhìn đôi mắt đã khôi phục như thường của cô không nhìn ra được chút dấu vết phẫu thuật nào hồi lâu giọng điệu ôn hòa hỏi thật sự không có hứng thú với chương trình mới à nguyễn huỳnh gật đầu chương hương hiền nhìn cô truy hỏi ngọn nguồn lý do là gì không muốn lộ mặt hay là chương trình không thú vị chương trình hiện tại nguyễn huỳnh đang làm là kiểu chia sẻ tình cảm cô không cần lộ mặt chỉ cần ngồi trong phòng phát thanh đóng kín dùng giọng nói chia sẻ câu chuyện với mọi người là được mà chương trình mới thì cần phát thanh viên lộ mặt. Tuy rằng cô học chuyên ngành MC phát thanh, nhưng trước mắt cô quả thật không có hứng thú quá lớn với việc lộ mặt, cũng cảm thấy chương trình hiện tại mình làm rất tốt. Nghĩ đến đây, Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật, đều có. Chương Hưng Hiền bị lời nói thành khẩn của cô làm nghẹn lại, nói lời sâu xa, đây là một cơ hội tốt để rèn luyện. Tôi biết, Nguyễn Huỳnh thản nhiên, sau này hẳn nói đi. Dứt lời, cô ngước mắt nhìn về phía Chương Hưng Hiền, trưởng đài Chương. Chương Hưng Hiền nhìn cô, Nguyễn Huỳnh mím môi, hít sâu một hơi nói, "Mắt tôi bị thương cũng không hoàn toàn vì ông và vợ ông, ông không cần phải có gánh nặng trong lòng, càng không cần cảm thấy ấy nấy." Chú ý tới sắc mặt thay đổi của Chương Hưng Hiền, Nguyễn Huỳnh nhanh chóng nói hết lời, "Chương trình mới có những đồng nghiệp khác cạnh tranh, bọn họ cũng đều là phát thanh viên rất tốt." Trong văn phòng yên tĩnh hồi lâu, Chương Hưng Hiền im lặng trong chốc lát, "Tôi thay vợ tôi nói với cô một câu xin lỗi." Nguyễn Huỳnh cười một tiếng, "Giải thích rõ ràng là được." Cô hỏi trưởng đài chương còn có chuyện gì khác không không có thì tôi đi làm việc trước đây chương hương hiền động đậy môi cuối cùng dặn dò cô một câu tìm cháu tới nói chuyện chương trình không chỉ là chú chương muốn mở cửa sau cho cháu càng nhiều hơn là vì chương trình của cháu vào đêm khuya cháu đã đến lúc thay đổi chương trình để rèn luyện rồi con gái cứ thức khuya mãi cũng không tốt lần đầu tiên nghe chương hương hiền tự xưng là chú chương nguyễn huỳnh hơi ngẩn ra rồi rủ mắt nói cháu sẽ cân nhắc thời gian còn sớm sau khi rời khỏi văn phòng của Trương Hưng Hiền, Nguyễn Huỳnh không vội quay về vị trí làm việc, cô có chút buồn phiền. Dưới lầu đài phát thanh có mấy tiệm trang phục không tệ, Nguyễn Huỳnh nhớ mang máng, có một quán cà phê và đồ ngọt đều không tồi. Dựa vào trí nhớ đi vào quán, Nguyễn Huỳnh gọi một ly cà phê và một phần đồ ngọt, đưa đồ ngọt cho đàm tuyết nhi, Nguyễn Huỳnh chụp tấm hình gửi cho tư niệm, đồng thời nói cho cô ấy biết, so với đồ ngọt trong quán cô ấy thì ngon hơn một chút xíu. Tư niệm trả lời tin nhắn rất nhanh, hồi âm cô bằng một chuỗi dấu chấm lửng nguyễn huỳnh nếm cà phê lại nói cho cô biết mùi vị cà phê cũng không tệ lần sau cậu tới đây tớ mời cậu uống tư niệm có phải cậu muốn bị tớ kéo vào danh sách đen không nguyễn huỳnh vô tội tớ chỉ là để cho cậu biết sự cạnh tranh giữa các quán cà phê rất khốc liệt tư niệm nói đi gặp phải chuyện gì tư niệm hiểu nguyễn huỳnh rất rõ nếu như không phải cô gặp chuyện phiền lòng cô sẽ không nói với mình những chuyện này trong giờ làm việc nhìn chằm chằm vào tin nhắn tư niệm gửi tới trong chốc lát nguyễn huỳnh giống như nhục chí mà trả lời đến văn phòng của trưởng đài một chuyến tin nhắn vừa được gửi đi là tư niệm đã gọi điện đến alo nguyễn huỳnh bắt máy giọng nói của tư niệm truyền đến chuyện gì vậy sao lại bỗng dưng tìm cậu nói xin lỗi với cậu à nguyễn huỳnh cười trước đó đã nói rồi tư niệm hừ hừ vậy cậu nói thế nào vốn dĩ cậu cũng không so đo với bọn họ trưởng đài tìm cậu làm gì nói chuyện công việc, Nguyễn Huỳnh đè thấp giọng, mơ hồ nói, bởi vì tớ bị thương nên ấy nấy muốn dùng chương trình tốt để đền bù cho tớ. Tư niệm cạn lời, cậu suýt nữa bị hủy dung, đây là chuyện mà một câu đền bù có thể giải quyết được sao? Cô ấy rất tức tối, vậy cậu nói sao? Nguyễn Huỳnh, từ chối rồi, tư niệm im lặng, sao không nhận? Thật ra cậu nên đòi thăng chức tăng lương mới đúng, Nguyễn Huỳnh cười, ấm giọng nói, quả thật cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ được. Đương nhiên một điểm quan trọng hơn là, Nguyễn Huỳnh không biết chuyện mình bị thương bị bà Lý biết. Mẹ con bọn họ không ở cùng nhau, không cùng một thành phố, cô sợ sau khi bà Lý biết thì sẽ lo lắng. Chuyện mắt của Nguyễn Huỳnh bị thương, nói đến thì máu chó đầy đầu. Khi cô tốt nghiệp đại học thì đã vào đài phát thanh thực tập, là Lâm Du Anh dẫn dắt cô. Lúc ấy thật ra có người thấy lạ, thủ đoạn của Lâm Du Anh lợi hại, sao lại chủ động dẫn dắt thực tập sinh chứ? Cũng là sau này Nguyễn Huỳnh mới biết được, lâm du anh dẫn dắt cô là cho chương hương hiền sắp xếp trước khi đến đài phát thanh nguyễn huỳnh từng nghe đến tên của chương hương hiền cũng biết người này nhưng sự hiểu biết đối với ông chỉ giới hạn ở việc ông ấy là trưởng đài của đài phát thanh mãi đến khi nguyễn huỳnh phát hiện ra điều không bình thường chương hương hiền mới nói cho cô biết ông ấy và mẹ của nguyễn huỳnh là bạn thời đại học khi cô đến đài phỏng vấn là ông ấy đã nhận ra cô rồi bởi vì chương hương hiền vô cùng chú ý đến nguyễn huỳnh trong đài thỉnh thoảng sẽ có tin đồn linh tinh nhưng giữa Nguyễn Huỳnh và Trương Hưng Hiền trong sạch, cũng không cố ý đi làm sáng TR những chuyện giả dối không có thật này. Nhưng không khéo, không biết vợ của Trương Hưng Hiền nghe được tin đồn từ chỗ nào, thậm chí còn nắm giữ, chứng cứ mà tìm tới cửa. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Nguyễn Huỳnh bị tai bay và gió. Lúc vợ của Trương Hưng Hiền làm náo loạn khùng điên ở trong văn phòng của ông ấy thì mắt của Nguyễn Huỳnh bị vật nhọn làm bị thương. Thu lại suy nghĩ, Nguyễn Huỳnh nghe thấy lời nói giận dữ của tư niệm, nhưng cậu bị thương là sự thật, với hành vi này của vợ ông ấy, cậu khởi tố bà ta cố ý gây thương tích cũng có thể thắng được, Nguyễn Huỳnh từng một tiếng, tớ biết, vậy cậu, biết tư niệm hỏi gì, Nguyễn Huỳnh nói thẳng cho cô ấy biết, tụi tớ có làm điều kiện trao đổi, đương nhiên, Nguyễn Huỳnh không khởi tố không chỉ vì đã làm giao dịch của Trương Hưng Hiền, thực tế là, vợ của Trương Hưng Hiền tìm mình gây phiền phức không thể trách vợ ông ấy được, muốn trách thì chỉ có thể trách Trương Hưng Hiền nếu như không phải trong nhà ông ấy giữ lại hình chụp với bà Lý, mà dáng dấp của Nguyễn Huỳnh lại rất giống bà Lý thì cũng sẽ không đến nỗi có chuyện tai bay và gió này. Nguyễn Huỳnh bị thương rất quan, nhưng cô cũng biết rõ, vợ của Trương Hương Hiền là người bị hại. Trương Hưng Hiền là trưởng đài, cô làm việc dưới tay ông ấy, dù sao cũng không thể làm ầm ĩ khó coi quá được, không cần thiết, cũng không tới bước đó. Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, khi ông ấy nhắc đến cô có điều kiện gì cũng có thể nói ra, nguyễn huỳnh đã đồng ý điều ước đền bù nghe nguyễn huỳnh nói như vậy tư niệm thoáng yên tâm hơn một chút vậy thì tốt dù sao cũng không thể thua thiệt quá được nguyễn huỳnh sắp xếp xong cảm xúc tớ biết không nói với cậu nữa tư niệm có việc gì thì tìm tớ bất cứ lúc nào uống cà phê đắng xong nguyễn huỳnh tập trung sự chú ý vào công việc buổi chiều đoàn người mở họp lâm du anh tuyên bố chương trình mới do triệu thiên ngưng toàn quyền phụ trách các đồng nghiệp bất ngờ nhưng cũng không bất ngờ đến thế Nguyễn Huỳnh tiếp nhận ánh mắt mọi người nhìn mình, vẻ mặt lạnh nhạt. Hợp xong, Nguyễn Huỳnh đi vệ sinh một chuyến. Khi đi ra thì đúng lúc chạm mặt Triệu Thiên Ngưng. Triệu Thiên Ngưng liếc nhìn cô một cái, từ trên cao nhìn xuống, nói một câu mà Triệu Thiên Ngưng không hiểu rõ lắm, cô cũng không thật sự có bản lĩnh đến thế. Nguyễn Huỳnh không hiểu gì, kéo giấy lau tay thuận tiện trả lời, cô nói đúng, cô vốn chỉ là người bình thường. Triệu Thiên Ngưng nhìn bóng lưng rời đi của Nguyễn Huỳnh, một hơi của cô ta nghẹn ở họng không lên cũng không xuống. Mỗi lần cãi nhau với Nguyễn Huỳnh, Triệu Thiên Ngưng đều cảm thấy như mình đang đàn gãy tai trâu. Nguyễn Huỳnh không để lời nói của Triệu Thiên Ngưng ở trong lòng. Chạng vạn tối, cô bận rộn kiểm tra lần cuối cho chương trình phát thanh buổi tối. Chờ Nguyễn Huỳnh kết thúc phát thanh, văn phòng ngoại trừ đàm Tuyết Nhi và mấy người đồng nghiệp thì những người khác đều đã tan làm. Trong phòng im ắng, bên ngoài cũng yên tĩnh, không có quá nhiều hơi thở của sức sống. Nguyễn Huỳnh lái xe về nhà, không khỏi nghĩ đến lời chương hưng hiền nói với cô cô không thể cứ làm chương trình vào thời gian này mãi được mấy ngày sau đó có lạnh càng quét cảm cúng tập kích bất ngờ nguyễn huỳnh bất hạnh trở thành một trong số những người trúng chiêu cảm cúm. thứ sáu vừa tới văn phòng đàm tuyết nhi thấy dáng vẻ tiêu tụy của cô thì có chút lo lắng chị nguyễn huỳnh chị có muốn xin nghỉ phép đi bệnh viện khám không ngày mai rồi đi giọng nói nguyễn huỳnh khàn khàn tối nay còn phải phát thanh đàm tuyết nhi lo lắng thuốc lấy trước đó không có chút hiệu quả nào sao nguyễn huỳnh uống hơn một nửa ly nước nóng cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi mới lên tiếng hình như vậy vì bảo vệ cổ họng để buổi tối phát thanh thuận lợi cô và đàm tuyết nhi hẹn nhau có việc gì thì nói qua uy chát cô phải nói ít đi vừa giao ước với đàm tuyết nhi xong nguyễn huỳnh bất ngờ nhận được cuộc gọi của lục ngộ an chủ nhật hôm đó sau khi rời khỏi bệnh viện nguyễn huỳnh và lục ngộ an không hề liên lạc với nhau cô bận Lục Ngộ An còn bận hơn, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhìn thấy thông báo cuộc gọi của anh, Nguyễn Huỳnh còn có chút kinh ngạc, cô bắt máy, "Alo, Lục, vừa mở miệng, Nguyễn Huỳnh nghe thấy bên kia truyền đến giọng nói mát lạnh, có chút giống với cơn mưa nhỏ rơi tí tách trên cửa sổ, sạch sẽ lạnh lẽo, đang bận à?" Nguyễn Huỳnh sửng sốt, hắn giọng trả lời, "Tôi vừa tới đài phát thanh, sao vậy?" Nghe giọng nói khàn khàn của cô, Lục Ngộ An rũ mắt, "Bị cảm à?" Từng Nguyễn Huỳnh có chút ngượng ngùng anh nghe ra rồi hả? Lục Ngộ An không trả lời trực tiếp, đến bệnh viện khám chưa? Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Huỳnh chột dạ. Có thể bởi vì Lục Ngộ An là bác sĩ, cô cảm thấy mình bị bệnh không đi khám bác sĩ, đối với bác sĩ mà nói tính tổn thương rất lớn. Nghĩ vậy, cô hàm hồ nói, tôi uống thuốc rồi, Lục Ngộ An đã hiểu, uống thuốc, nhưng chưa khám bác sĩ. Thuốc có thể là thuốc cảm mua ở tiệm thuốc, ngoài trừ cổ họng không thoải mái thì còn chỗ nào khó chịu không, Lục Ngộ An thấp giọng hỏi, Nguyễn Huỳnh mím môi, thành khẩn nói, đầu hơi choáng váng, cổ họng đau. Lục Ngộ An ừm một tiếng, đo nhiệt độ cơ thể chưa? Nguyễn Huỳnh, hôm nay vẫn chưa? Lục Ngộ An, biết rồi, tối nay tôi tới, Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, Lục Ngộ An đã cúp điện thoại. Cô ngơ ngác nhìn điện thoại hồi lâu, không xác định lắm mà nhắn tin cho anh, chút nữa anh tới. Tới đài của tôi à, tin nhắn được gửi đi, Lục Ngộ An không trả lời. Cùng lúc đó, lục ngộ an cất điện thoại đi rồi mở máy tính lên kê một đơn thuốc lại nói một tiếng với tất khải hoàng tôi ra ngoài nửa tiếng có tình huống khẩn cấp thì cậu gọi điện thoại cho tôi lúc này đang là giờ nghỉ trưa cũng là thời gian nghỉ ngơi bình thường của bác sĩ để đề phòng chuyện ngộ nhỡ lục ngộ an vẫn dặn dò tất khải hoàng một câu tất khải hoàng nhìn đơn thuốc được in ra trong tay anh nhướng mày cậu đi đâu vậy lục ngộ an đưa thuốc hả tất khải hoàng vẫn chưa kịp hỏi tiếp lục ngộ an đã đi mất rồi nhìn bóng lưng anh rời đi anh ấy quét mắt nhìn đơn thuốc hiện ra trên màn hình máy tính của anh khẽ ngước mắt nói một mình chỗ lấy thuốc bây giờ cũng nghỉ rồi mà lục ngộ an đi đến lầu một mới chậm chạp nhớ ra vào giờ này phòng phát thuốc cũng trong thời gian nghỉ ngơi anh quét mắt nhìn thời gian cách lúc vào ca còn hơn nửa tiếng nữa lục ngộ an đưa tay nhéo xương lông mày thật sự có chút sốt ruột suy nghĩ một chút anh nhấc chân đi ra ngoài vừa đi đến cửa thì chạm mặt đào dai nghiêng bác sĩ Lục, Đào Gia Nhiên vừa ăn cơm ở ngoài quay về, nhìn thấy anh xuất hiện thì có chút bất ngờ, sao anh lại ở đây? Không đợi Lục Ngộ An lên tiếng, Đào Gia Nhiên chú ý tới đơn thuốc trong tay anh, anh xuống đây lấy thuốc à? Giờ này không phải đang là giờ nghỉ sao, ừm, dòng điệu Lục Ngộ An bình tĩnh, quên mất, Đào Gia Nhiên sửng sốt, nhìn bên mặt lạnh lùng của anh, cô ta hỏi theo bản năng, lấy thuốc cho người nhà sao? Gấp gáp như vậy, Lục Ngộ An, không phải, Đào Gia Nhiên mím môi gật đầu, khi anh muốn đi ra ngoài thì gọi anh lại, bên ngoài đang mưa, cô ta đưa dù cho Lục Ngộ An, cầm dù của tôi đi đi, Lục Ngộ An phản ứng chậm, cục mắt nhìn chiếc dù trước mặt, giọng nói nặng nề, không cần, tôi đi đến tầng hầm. Điều khiến Lục Ngộ An bất ngờ chính là, anh vừa mới đi tới cổng đài phát thanh thì nhìn thấy người đang đứng dựa vào tường chờ mình, có thể là vì bị cảm, Nguyễn Huỳnh mặc chiếc áo lông màu trắng dáng dài, bao bọc bản thân rất chặt chẽ, khi xuống lầu, trên cổ choàng khăn, chen đi gần một nửa khuôn mặt của cô chỉ để lộ ra chóp mũi đông lạnh đỏ lên cùng với đôi mắt sáng rực xinh đẹp kia lục ngộ an đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn mấy giây rồi mới đi về phía cô sao lại xuống đây sớm vậy nghe thấy giọng nói nguyễn huỳnh ngẩng đầu đã hứng gió một lúc ánh mắt cô ướt sũng giống như đã khóc vậy vẫn chưa tới giờ làm việc chính thức cô nhìn qua lục ngộ an nhỏ giọng nói cho nên tôi xuống đây hóng gió một chút lục ngộ an rủ mắt nhìn khuôn mặt nguyễn huỳnh tiều tụy đến mức có thể nhìn ra được quần thâm mắt anh không chút biến sắc mà nhan tráng mấy ngày rồi nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh bờ môi nguyễn huỳnh động đậy yếu ớt nói hai ba ngày rồi lục ngộ an anh không hỏi cô vì sao không nói đưa thuốc trong tay cho cô một ngày hai lần rảnh thì đến bệnh viện một chuyến nguyễn huỳnh nhận lấy ánh mắt dừng lại trên áo khoác dính nước mưa của anh cô chớp mắt nhìn về phía anh tối nay mấy giờ anh tan làm lục ngộ an muốn làm gì tìm bác sĩ lục khám bệnh đó, Nguyễn Huỳnh lắc lư thuốc trong tay với anh, cười nhẹ nhàng nhìn anh chầm chầm, bác sĩ lục có rảnh không, có thể bớt chút thời gian cho nửa bệnh nhân của anh không, có thể chia thời gian cho cô, anh liếc qua khuôn mặt cười sáng lạng của Nguyễn Huỳnh, thuận miệng hỏi, lái xe tới à, Nguyễn Huỳnh lắc đầu, bắt xe, cô đâu dám lái xe đi làm khi bị bệnh, lục ngộ an hiểu ra, 11 giờ tan làm, Nguyễn Huỳnh gật đầu, hít mũi một cái, tình hình bình thường thì như vậy. Ừ, lục ngộ an trả lời với giọng điều rõ ràng. Nguyễn Huỳnh gật đầu, không xác định được là anh còn gì để nói hay không, cô do dự nói, vậy tôi đi lên nhà. Lục ngộ an nhìn chầm chầm vào khuôn mặt đỏ ửng của cô một lúc, bỗng nhiên hỏi, trước khi xuống đã đo nhiệt độ cơ thể chưa? Nguyễn Huỳnh sờ lên khuôn mặt nóng hổi, không, tôi cảm thấy mình không phát. Cô còn chưa nói hết lời thì mu bàn tay ấm áp nóng bỏng của Lục Ngộ An đã phủ trên trán cô, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trong khoảnh khắc da thịt hai người kề nhau, Nguyễn Huỳnh rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của mình đang tăng cao, gương mặt còn nóng hơn so với trước khi mu bàn tay của Lục Ngộ An chạm vào, thậm chí khiến cô sinh ra một loại ảo giác mình sẽ ngay lập tức phát sốt. Hai người đứng mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, gần đến mức bọn họ có thể ngửi thấy mùi hương dễ ngửi trên người đối phương, có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương rơi trên da thịt của mình. Đây không phải là lần điên Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An có tiếp xúc da thịt nhưng cô cảm nhận được rõ ràng, lần này không quá giống với mấy lần trước. Lần trước cô uống say. Lục ngộ an thuận tay dắt lấy cô, lần trước nữa, hình như là làm kiểm tra cho cô. Mu bàn tay của lục ngộ an không dừng lại ở trán Nguyễn Huỳnh quá lâu, anh chỉ dùng tay đo nhiệt độ cơ thể cho cô rồi rời đi. Hơi nóng, lục ngộ an cau mày, có thể xin nghỉ phép không? Tai Nguyễn Huỳnh đỏ ửng lên, gương mặt càng đỏ hơn một phút trước. Cô chậm chạp hoàng hồn, nhịp tim hơi nhanh, không tiện lắm nếu như không phải có tình huống đột xuất đặc biệt nguyễn huỳnh cũng không muốn làm chậm trễ công việc công việc của cô không được tính là đặc biệt tới mức nào nhưng những người mỗi ngày nghe đại trong lúc phát thanh phần lớn là bạn cũ bọn họ đợi mình cả ngày cô không muốn khiến bọn họ thất vọng nhìn sắc mặt lục ngộ an không tốt lắm nguyễn huỳnh mím môi ấm giọng nói tan làm tôi lại đến bệnh viện tìm anh nhé lục ngộ an cúi mặt xuống nhìn cô chút nữa uống thuốc sau đó sau đó cái gì đôi mắt Nguyễn Huỳnh lóe sáng nhìn qua anh. Lục ngộ an nhìn khuôn mặt đỏ thấu của cô, ít hầu khẽ nhúc nhích, uống nhiều nước nóng. Nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh không nhịn được cười, hóa ra bác sĩ cũng phải nói câu này. Từng, lục ngộ an trả lời cô, nước nóng có hiệu quả tốt, Nguyễn Huỳnh công khóe môi cười, giọng nói khàn đến mức không tưởng tượng nổi, biết rồi. Lục ngộ an nghe giọng nói của cô, lông mày nhíu chặt không thể thả lỏng, tôi quay về đi làm trước, có việc gì thì gọi điện cho tôi, Nguyễn Huỳnh đáp một tiếng sau khi lục ngộ an rời đi nguyễn huỳnh quay về đài phát thanh cổ họng của cô đau hơn rất nhiều so với lúc bị cảm bình thường bởi vì nghề nghiệp nguyễn huỳnh khá là coi trọng cổ họng nếu như không phải mấy ngày nay bận rộn thật ra cô đã sớm đi đến bệnh viện kiểm tra rồi cô nhớ mang máng lần trước mình bị cảm đã dẫn đến chứng viêm bệnh hơn nửa tháng mới khỏi chị nguyễn huỳnh đàm tuyết nhi nhìn cô sau khi đi xuống dưới thì xách thuốc quay lại chị đi đến tiệm thuốc à nguyễn huỳnh không có cô lấy thuốc lục ngộ an đưa cho mình ra xem một chút, ngoài trừ thuốc cảm đơn giản và nhiệt kế ra thì còn có thuốc ngậm viêm họng, cùng với một hộp thuốc tiêu viêm cô hết sức quen thuộc, Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, có chút bất ngờ khi lục ngộ an có thể phát hiện ra đường hô hấp của cô bị nhiễm trùng từ lời miêu tả đơn giản mình nói với anh, cô nhìn chầm chầm vào hộp thuốc kia chốc lát rồi mới đi lấy nước nóng uống, nhìn cô uống xong, đàm tuyết nhi mới mở miệng lần nữa, thuốc này của chị giống như lần trước đến bệnh viện lấy vậy cô ấy cũng nhớ rõ lần bị bệnh nặng vào hơn nửa năm trước của nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh ngẩn ra em vậy mà nhớ kỹ à nghe thấy lời này đàm tuyết nhi kiêu ngạo đó là đương nhiên lần trước là em cùng chị đi đến bệnh viện mà cô ấy nheo mắt nhìn nguyễn huỳnh chị nguyễn huỳnh chị chả tin tưởng sự quan tâm của em đối với chị gì cả nguyễn huỳnh bị cô ấy chọc cười cười đến mức cổ họng đau đớn thấy cô khó chịu như vậy đàm tuyết nhi lo lắng chị đừng nói chuyện uống thêm chút nước nóng đi Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ đồng ý, hơn nửa ngày sau đó, hai người đều dùng chữ để trao đổi công việc. Giờ cơm tối, Nguyễn Huỳnh không có khẩu vị gì, không cùng các đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm. Cô gục xuống bàn nghỉ ngơi, uống thuốc rồi mà đầu và cổ họng cũng không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí là có xu thế nghiêm trọng hơn. Nguyễn Huỳnh ráng chống đỡ tinh thần, kiểm tra lại nội dung phát thanh hai lần, sau khi bảo đảm không sai sót thì mới nằm sắp trên bàn nghỉ ngơi, vừa nằm xuống thì điện thoại của cô rung lên. Nguyễn Huỳnh mở mắt ra, là tin nhắn lục gửi tới, hỏi cô thấy thế nào rồi. Nhìn chầm chầm vào tin nhắn này, Nguyễn Huỳnh chậm chạp trả lời, tốt hơn một chút rồi. Lục ngộ an, đo nhiệt độ cơ thể đi. Nguyễn Huỳnh, ồ, Nguyễn Huỳnh lấy ra nhiệt kế mà lục ngộ an đưa cho cô rồi đó. Mấy phút là nhiệt kế đã có kết quả. Đo xong, Nguyễn Huỳnh nhìn, hơn 38 độ. Xoắn xuýt một chút, Nguyễn Huỳnh trả lời lục ngộ an, 37 độ rưỡi, hơi sốt, hẳn là vẫn ổn nhỉ. Lục Ngộ An vừa làm xong quay về văn phòng, nhìn thấy con số cụ thể mà Nguyễn Huỳnh nói với mình, anh bất đắc dĩ mà lấy mắt kính xuống. Buổi trưa anh cảm giác không sai, nhiệt độ phát sốt của Nguyễn Huỳnh không phải con số này. Chỉ có điều, Lục Ngộ An hiểu rất rõ tính cách của Nguyễn Huỳnh, cô vẫn luôn là một người có suy nghĩ riêng, cũng có chút cuộc cường. Nếu như không phải hoàn toàn không chống đỡ được, cô căn bản sẽ không muốn xin nghỉ phép vào lúc quan trọng, Lục Ngộ An rủ mắt. Gõ ra hàng chữ cô chụp hình nhiệt kế cho tôi. Bỗng nhiên anh lại xóa bỏ. Anh không muốn khiến Nguyễn Huỳnh áp lực. Đợi một lúc, Nguyễn Huỳnh nhận được tin nhắn hồi âm của Lục Ngộ An. Uống thêm mấy ly nước nóng đi. Tan làm thì nói với tôi. Buổi tối tôi không bận. Nguyễn Huỳnh, ừm. Đặt điện thoại xuống. Nguyễn Huỳnh nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi. Chờ mấy người Đàm Tuyết Nhi ăn cơm xong quay về thì Nguyễn Huỳnh đã ngủ mơ mơ màng màng được một giấc. Chị Nguyễn Huỳnh, Đàm Tuyết Nhi mang theo cháo đóng gói cho cô đặt trên bàn. Chị khỏe hơn chút nào chưa? Nguyễn Huỳnh gật đầu biên độ nhỏ, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, nói chuyện khó chịu, khá hơn một chút rồi. Buổi tối phát thanh, Nguyễn Huỳnh vừa mở miệng là đã có không ít thính giả online bình luận, hỏi cô có phải bị bệnh không, phải cố gắng nghỉ ngơi các thứ. Nguyễn Huỳnh vui vẻ cười cười, nói cho mọi người biết mình không sao, sau đó giống như thường ngày mà nói chuyện phím, chia sẻ câu chuyện với mọi người. Duy chỉ có một điểm khác thường là, bình thường một buổi tối chỉ đề cử nhiều nhất hai ca khúc cho mọi người, tối nay Nguyễn Huỳnh lại đề cử ba bài. 11 giờ, Nguyễn Huỳnh vừa đi ra khỏi phòng phát thanh liền nhìn thấy tin nhắn Lục Ngộ An gửi cho mình vào 10 phút trước. Lục Ngộ An, tôi ở dưới lầu, mặc nhiều một chút rồi xuống, chị Nguyễn Huỳnh, đàm tuyết nhi đi theo sau lưng Nguyễn Huỳnh, sao chị còn chưa đi? Nguyễn Huỳnh quay đầu nhìn cô ấy, nghiêng người để cô ấy đi qua trước, đàm tuyết nhi nghi ngờ, chị cười cái gì? Cô ấy chú ý tới nụ cười yếu ớt trên mặt Nguyễn Huỳnh, khóe môi Nguyễn Huỳnh hơi cong, cô khó khăn mở miệng, không có gì, nghe thấy giọng nói cực kỳ mong manh của cô, đàm tuyết nhi ôi cho một tiếng, đau lòng không thôi, chị vẫn là đừng nói chuyện, dứt lời, cô ấy nhớ tới hỏi, hay là bây giờ em cùng chị đến chỗ cấp cứu xem sao? Đừng để nghiêm trọng đến mức giống lần trước thì phiền đấy, Nguyễn Huỳnh nhìn dáng vẻ lo lắng của cô ấy, nhấn mở ghi chú gõ chữ cho cô ấy xem, không cần đâu, có bạn chờ chị ở dưới lầu rồi, chị và anh ấy cùng đi đến bệnh viện. Đàm Tuyết Nhi lúc này đang lo cho cơ thể của Nguyễn Huỳnh, cũng không chú ý tới ngôi thứ ba cô gõ là của nam cô ấy dặn dò vậy được nếu như cuối tuần không có chuyển biến tốt hơn thì chị xin nghỉ ở nhà mấy ngày đi chương trình còn có tội em mà nguyễn huỳnh được em về đến nhà thì nói với chị một tiếng đàm tuyết nhi làm dấu tay ok với nguyễn huỳnh sau đó dọn đồ tan làm khi nguyễn huỳnh đi đến dưới lầu liếc mắt là nhìn thấy xe của lục ngộ an dừng ở cổng đài gió lạnh thổi đến mức mặt đau rát cô vội vàng đi về phía xe của lục ngộ an còn chưa đến gần thì người trong xe đã đi xuống đến bên chỗ ghế phụ mở cửa xe cho cô bước chân nguyễn huỳnh dừng lại lục ngộ an nghiêng đầu nhìn cô trong mắt lộ ra vẻ hoang mang nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh hoàng hồn không lưng lên xe cảm còn chưa nói hết lời cô đã đối mặt với đôi mắt sâu sắc của anh cô khẽ chớp mắt phản ứng chậm mà im miệng lại với trạng thái hiện tại thì cô không nên lên tiếng lên xe hai người lần lượt im lặng nguyễn huỳnh không thể nói chuyện lục ngộ an tạm thời không muốn giao lưu với cô sắc mặt của anh không được tính là khó coi nhưng cũng tuyệt đối không được gọi là dịu dàng đến bệnh viện lục ngộ an dẫn đường cho nguyễn huỳnh đi đến khoa nội hô hấp bây giờ là thời gian tan làm nguyễn huỳnh theo anh đi ngang qua khu cấp cứu thì hơi kinh ngạc lục ngộ an lục ngộ an quay đầu nguyễn huỳnh chỉ về phía sau lấy điện thoại ra gõ chữ chúng ta không đi khu cấp cứu sao lục ngộ an nhìn chữ trên màn hình điện thoại của cô trầm giọng nói Khoa nội hô hấp có đồng nghiệp ở đó, tìm cậu ấy khám. Trong lúc Nguyễn Huỳnh kinh ngạc thì bọn họ đã đến văn phòng bác sĩ của khoa nội hô hấp rồi. Tới rồi à, nhìn thấy Lục Ngộ An, bác sĩ rất quen thuộc mà chào hỏi với anh. Bệnh, anh ấy vừa nói một chữ, khóe mắt đã chú ý tới Nguyễn Huỳnh bên cạnh Lục Ngộ An. Anh ấy trợn tròn mắt, cực kỳ bất ngờ, đây là bệnh nhân mà cậu bảo tôi ở lại tăng ca hỗ trợ khám à? Lục Ngộ An không để ý đến lời trình bày phân tích tỉ mỉ của anh ấy, kéo ghế cho Nguyễn Huỳnh cô ấy đang sốt lấy nhiệt kế cho tôi giả trí minh bị anh làm cho nghẹn lời cạn lời mà rút nhiệt kế đưa cho anh cậu biết tình hình rồi mà còn tìm tôi làm gì lục ngộ an đưa nhiệt kế cho nguyễn huỳnh đo một chút nói xong anh mới trả lời câu hỏi của giả trí minh đường hô hấp của cô ấy có vấn đề lục ngộ an hiểu một chút nhưng chuyên ngành có chuyên gia giả trí minh hiểu rõ về đường hô hấp nhất anh ấy là bác sĩ thương hiệu của khoa nội hô hấp này nghe thấy lời này giả trí minh nhướng mày anh ấy nhìn Lục Ngộ An một lúc, chuyển ánh mắt đến trên người Nguyễn Huỳnh. Nguyễn Huỳnh nhận ra ánh mắt kỳ quái mà Giả Trí Minh nhìn mình, cô cẩn thận cười với anh ấy. Giả Trí Minh hiểu ra, khóe môi hơi cong, cầm lấy dụng cụ ở bên cạnh, "Tôi kiểm tra cho cô ấy, hay là cậu kiểm tra cho cô ấy?" anh ấy hỏi Lục Ngộ An. Lục Ngộ An mang vẻ mặt lạnh nhạt liếc anh ấy một cái, "Chờ một chút." Giả Trí Minh biết anh muốn chờ cái gì. Mấy phút sau, Lục Ngộ An nhận lấy nhiệt kế của Nguyễn Huỳnh. 38 độ 6, anh dùng giọng điệu nặng nề báo con số chính xác. Nguyễn Huỳnh hơi bối rối, mơ hồ cảm thấy Lục Ngộ An báo con số này cho mình nghe. Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống, Lục Ngộ An thấy cô như vậy thì không đành lòng nói nặng lực, anh trả nhiệt kế của Giả Trí Minh, kiểm tra đi. Giả Trí Minh khinh bỉ liếc anh một cái, trầm giọng nói, nợ tôi một bữa cơm, Lục Ngộ An, ừm, Giả Trí Minh hôi của nhân lúc cháy nhà, bữa lớn, Lục Ngộ An không để ý đến anh ấy công việc của cô ấy dùng cổ họng khá là nhiều kê đơn thuốc chú ý một chút không thể có thuốc quá nhiều chất kích thích được giả trí minh biết rồi nguyễn huỳnh bị cảm còn nghiêm trọng hơn so với cô tưởng tượng không kém hơn trận bệnh hồi đầu mùa xuân bao nhiêu đường hô hấp nhiễm trùng chỉ số bạch cầu quá cao vì phòng ngừa viêm đường hô hấp trở thành viêm phổi thì truyền nước hai ngày trước đã rồi xem tình hình còn đau không trước khi y tá cầm dịch truyền đến nguyễn huỳnh nghe thấy lục ngộ an hỏi một câu anh đang hỏi vết thương vừa rút máu. Nguyễn Huỳnh cảm thấy đầu của mình vừa bị bệnh là hoạt động rất chậm, cô phản ứng trì trệ, lại lắc đầu. Lục Ngộ An nhìn cô chăm chăm, đang muốn nói chuyện thì y tá tới. Nguyễn Huỳnh đưa tay cho y tá, y tá cầm mu bàn tay của cô nhìn một chút, lầm bầm nói, mạch máu ở mu bàn tay không rõ ràng lắm, đương nhiên là Nguyễn Huỳnh biết. Mạch má của cô vô cùng mảnh, đối với y tá Kim Kim mà nói cực kỳ có tính khiêu chiến, bỗng dưng, Nguyễn Huỳnh nghe thấy giọng nói của Lục Ngộ An, "Để tôi." Y tá sửng sốt, sau khi nhận ra anh thì có chút kinh ngạc, "Bác sĩ Lục." Lục Ngộ An đáp một tiếng, nhận lấy kim trong tay cô ấy, thấp giọng nói, "Đi làm việc đi, tôi trông chừng cô ấy." Y tá ngay người, giật mình a à một tiếng, "Được, có gì cần thì gọi tôi." Chờ sau khi y tá đi, Nguyễn Huỳnh nhìn về phía người cúi xuống không lưng nhích lại gần tìm mạch máu của mình, bờ môi mấp máy, "Lục Ngộ An." Lục Ngộ An ngước mắt lên, biết cô đang lo lắng điều gì kỹ thuật ghim kim của tôi cũng không tệ lắm. Mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, mím môi nhắm mắt, cô yên tâm giao việc này cho anh. Lục Ngộ An nhìn đôi mắt nhắm lại và bờ môi của cô, giống như đang dỗ trẻ con, thả lỏng, một lúc là được, anh mượn ánh sáng trắng của đại sảnh tìm mạch máu trên mu bàn tay của cô, ghim kim cho cô, cảm giác như kiến cắn. Nguyễn Huỳnh mở mắt ra, Lục Ngộ An đã ghim kim cho cô, chú ý tới ánh mắt cô thay đổi, Lục Ngộ An thấp giọng hỏi, đau không? Nguyễn Huỳnh lắc đầu, Lục ngộ an công môi khó nhận ra, tôi đi rửa tay. Nói xong, anh đi về phía nhà vệ sinh, đi đến bồn rửa tay, lục ngộ an rủ mắt mới phát hiện ra, lòng bàn tay của anh lại có mồ hôi, lòng bàn tay có lớp mồ hôi mỏng rõ ràng. Lục ngộ an bình tĩnh nhìn một lúc, không thể làm gì khác là giật giật khóe môi, anh đã rất nhiều năm cầm dao phẫu thuật cũng sẽ không chảy mồ hôi. Bên kia, Nguyễn Huỳnh nhận được tin nhắn tư niệm gửi tới, hỏi cô bị cảm đỡ chưa, có cần cô ấy sáng mai cùng cô đi đến bệnh viện không? nguyễn huỳnh dùng một tay gõ chữ trả lời cô ấy tớ đang ở bệnh viện truyền nước rồi tư niệm một mình à bây giờ tớ đến với cậu nguyễn huỳnh không phải cô đang muốn bổ sung nói ở cùng với lục ngộ an thì một tin nhắn khác của tư niệm đến bệnh viện của bác sĩ lục hả anh ta ở bệnh viện với cậu à nguyễn huỳnh ừm tư niệm vậy tớ quả thật không cần đi nữa nguyễn huỳnh tin nhắn vừa được gửi đi thì lục ngộ an quay lại anh đứng thẳng người cho dù là mặc áo khoác đơn giản thì cũng cực kỳ làm người khác chú ý đêm khuya bệnh nhân truyền nước không nhiều nhưng cũng không được tính là ít nguyễn huỳnh chú ý tới thỉnh thoảng có người len lén quan sát anh mà người trong cuộc giống như không phát hiện ra bình tĩnh tự nhiên ngồi bên cạnh cô bọn họ ngồi rất gần nhau gió ngoài cửa sổ thổi vào nguyễn huỳnh bị nghẹt mũi còn lờ mờ có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh nhàn nhạt trên người anh có chút kỳ lạ khi Nguyễn Huỳnh đang suy nghĩ xem đây có phải là ảo giác của mình hay không thì người bên cạnh lên tiếng, uống nước không? Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An cho rằng cô nghe không rõ, lại hỏi một câu, khác không? Nguyễn Huỳnh khẽ gật đầu, Lục Ngộ An đứng dậy đi rót nước cho cô. Lầu một đúng lúc có ly nước y tế dùng một lần, anh dùng cổ tay cảm nhận nhiệt độ của nước, sau đó đưa cái ly cho Nguyễn Huỳnh. Nguyễn Huỳnh nhận lấy rồi uống, Lục Ngộ An thuần thục nhận lấy cái ly, để ở một bên đại sảnh truyền nước khá là yên tĩnh nguyễn huỳnh không có cách nào dùng giọng nói nữa lục ngộ an cũng không phải người thích nói chuyện hai người ngồi yên tĩnh không ai phá vỡ không khí tĩnh lặng này cách đó không xa có một cặp đôi đang nói chuyện có lẽ là cô gái đang bệnh chàng trai thỉnh thoảng cầm lấy tay cô gái ủ lấy hai người không coi ai ra gì mà dính lấy nhau rất ngọt ngào nguyễn huỳnh nhìn tâm tình không khỏi tốt hơn một chút bên tai có âm thanh lục ngộ an nhìn theo ánh mắt nguyễn huỳnh biểu cảm có chút kỳ diệu. Anh như có điều suy nghĩ trong chốc lát rồi gửi tin nhắn cho Trần Tịnh Dương. Một lúc sau, Lục Ngộ An đang muốn nghiêng đầu nói chuyện thì da thịt ở chỗ bị sợi tóc của Nguyễn Huỳnh lướt qua, để lại chút xúc cảm mềm mại ngứa ngáy. Ánh mắt Lục Ngộ An dần trầm xuống, anh đang chuẩn bị điều chỉnh tư thế ngồi thì bả vai bỗng nhiên nặng đi, là Nguyễn Huỳnh dựa vào. Trời tối người yên, thời gian lặng lẽ trôi qua, đa số bệnh nhân ngồi truyền nước ở lầu 2 đều đã tiêu hao thể lực gần như không còn, trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều vị trí của nguyễn huỳnh và lục ngộ an ở gần cửa sổ gió buổi tối rất lớn bọn họ có thể nghe thấy rõ tiếng gió gào thét thổi qua ngoài cửa sổ mà giờ phút này thứ còn lớn hơn cả tiếng nhỏ khiến người ta không có cách nào khinh thường được là tiếng tim đập thịt 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 tự kèm theo tiếng vọng nhắc nhở người trong cuộc trong khoảnh khắc nguyễn huỳnh dựa vào cơ thể lục ngộ an cứng đờ hô hấp có chút dừng lại anh cẩn thận nghiêng đầu nhìn nguyễn huỳnh đã ngủ thiếp đi rồi có thể là do không thoải mái, cho dù là lúc ngủ thì thỉnh thoảng cô cũng nhíu mày lại. Lục Ngộ An không dám cử động nữa, với tư thế cứng nhắc khó chịu, nghe tiếng hít thở nhàn nhạt dưới cầm, lướt qua cổ, ánh mắt sâu không thấy đáy giống như bầu trời đêm. Khi chạy tới bệnh viện, Trần Tịnh Dương liếc mắt là nhìn thấy hai người ngồi trong góc, đèn chân không trên trần nhà vẫn rất sáng, thậm chí có chút chói mắt, bệnh nhân và người nhà bên cạnh bọn họ chẳng biết đã rời đi lúc nào, ở chết đối diện chỉ còn hai ba bệnh nhân đang nghỉ ngơi, quan ảnh bao trùm trên người họ đang xen nhau. Trần Tịnh Dương bình tĩnh nhìn một lúc, cảm thấy sâu sắc không khí giữa hai người họ còn phù hợp hơn với những gì cậu nhận thức trước kia. Chú ý tới sự tồn tại của cậu, Lục Ngộ An ngước mắt lên nhìn cậu, gửi cho cậu một tin nhắn, đến trạm y tá sạc pin rồi mang đến đây. Trần Tịnh Dương tới đưa găng tay làm ấm cho Lục Ngộ An. Khi nhận được tin nhắn của Lục Ngộ An, cậu hoàn toàn không biết anh đang ở cùng với Nguyễn Huỳnh nhấn mở xem hết tin nhắn anh gửi cho mình trần tịnh dương chuẩn bị đi đến trạm y tá đi được hai bước cậu không nhịn được mà quay đầu nhìn hai người dựa vào nhau ở nơi không xa suy tư khoảng một giây trần tịnh dương cầm điện thoại lên nhấn mở camera trần tịnh dương chụp tách một tấm hình của hai người chụp xong cậu gửi cho lục ngộ an anh không cần cảm ơn điện thoại rung lên lục ngộ an rủ mắt tấm hình trần tịnh dương gửi tới đập vào mắt cùng lúc đó người bên cạnh động đậy mơ màng hỏi mấy giờ rồi lục ngộ an cất điện thoại liếc mắt dậy rồi nguyễn huỳnh sửng sốt ngái ngủ mông lung nhìn về phía anh rõ ràng là đã ngủ mơ màng quên mất lúc này mình đang ở đâu tôi vừa mở miệng nguyễn huỳnh bị giọng nói khàn khàn của mình làm kinh sợ lấy lại tinh thần ngủ quên mất hơi thở trong veo nhu hòa ở mũi xa dần chỗ cổ đã không còn cảm giác tê dại của sợi tóc lướt qua lục ngộ an kiềm chế cảm xúc nổi sống giọng nói hơi khàn có phải dễ chịu hơn một chút không? Anh nhìn Nguyễn Huỳnh, gật đầu lắc đầu là được. Mi mắt Nguyễn Huỳnh động đậy, cô chậm rãi gật đầu. Ngủ một lúc, cô cảm thấy tinh thần của mình đã tốt lên không ít. Điều duy nhất có chút khó xử chính là, tư thế ngủ của cô quá khó chịu, lúc này cổ đau nhất. Nhận ra sự thay đổi cảm xúc nhỏ bé của cô, lục ngộ an ngước mắt lên, còn chỗ nào không thoải mái à, không có, Nguyễn Huỳnh khó khăn lên tiếng, lục ngộ an rủ mắt, Mơ hồ cảm thấy trên mặt cô có màu đỏ ửng mất tự nhiên, anh cau mày ngẩng đầu, nhìn nước thuốc treo trên đầu rồi cố định ánh mắt ở khóe miệng mím chặt của Nguyễn Huỳnh, "Tôi đến trạm y tá một chuyến." Nguyễn Huỳnh lần nữa gật đầu, bả vai của Lục Ngộ An hơi cứng, đi ra khỏi tầm mắt của Nguyễn Huỳnh, anh mới đưa tay xoa bóp để trở lại bình thường. Nhìn thấy Lục Ngộ An đi xa, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu nhìn nước thuốc còn lại gần một nửa, chậm rãi đứng dậy cô đang muốn đưa tay gỡ bình nước thuốc xuống đi vệ sinh thì giọng nói của y tá truyền vào tai cô nguyễn muốn đi vệ sinh để tôi nguyễn huỳnh nhìn cô ấy hơi ngẩn ra rồi bừng tỉnh nói cảm ơn y tá cầm bình nước thuốc cùng cô đi về phía nhà vệ sinh khách sáo rồi đây là việc chúng tôi nên làm mà nguyễn huỳnh cười nhạt ngầm hiểu ý nhau chỉ là cô bất ngờ lục ngộ an đến cùng vẫn rất cẩn thận ngay cả chút tâm tư nhỏ ấy của cô mà anh cũng có thể đoán được từ nhà vệ sinh quay lại găng tay mà trần tịnh dương cầm đi sạc cũng đã đầy tin rồi chị nguyễn huỳnh cậu gọi cô với tinh thần dồi dào chị đỡ hơn chút nào chưa nguyễn huỳnh nhìn cậu lại nhìn lục ngộ an ở bên cạnh lục ngộ an ra hiệu cho cô ngồi đặt găng tay sưởi ấm nóng hổi dưới lòng bàn tay cô rồi mới nói nó đi ngang qua nguyễn huỳnh trần tịnh dương hai người nghe thấy lời này thì đều im lặng yên tĩnh hồi lâu nguyễn huỳnh đang muốn mở miệng thì trần tịnh dương đã ngăn cô lại trước chị đau hồng đừng nói chuyện cũng không cần quan tâm đến em, em chơi trò chơi một lúc là đi ngay." Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ ừm một tiếng, hai người ngồi hai bên trái phải của Nguyễn Huỳnh. Trần Tịnh Dương chơi hai ván trò chơi thì Nguyễn Huỳnh truyền dịch xong, rút kim lại lấy thuốc, sau đó ba người mới cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Xe trên đường ít càng thêm ít, ngoài cửa sổ yên tĩnh, trong xe còn yên tĩnh hơn. Nguyễn Huỳnh không giỏi ăn nói cho lắm, Trần Tịnh Dương cũng rất yên tĩnh hiếm thấy. Còn Lục Ngộ An sau khi lên xe thì không nói chuyện. Bệnh viện cách nhà Nguyễn Huỳnh không xa, khoảng 10 phút, Nguyễn Huỳnh nhìn chầm chầm vào bóng đêm lướt qua cửa sổ một lúc, không tự chủ mà dời ánh mắt đến chỗ người ngồi ở ghế lái. Lục ngộ an lái xe rất tập trung, hiếm khi lơ đảng. Ánh mắt của anh nhìn thẳng về phía trước, ngón tay thon dài khẽ đặt trên bánh lái, sẽ không dụng lực, cùng sẽ không mang đến cho người ta cảm giác lười biếng, rất là nghiêm túc, quan ảnh lúc sáng lúc tối vẽ ra đường nét bên mặt góc cạnh, đường cầm lưu loát, từ góc độ này của Nguyễn Huỳnh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lông mi dài cong lên hơi cục súng của anh. Trong xe quanh quẩn mùi hương sạch sẽ mát lạnh, dễ ngửi hơn mùi nước khử trùng của bệnh viện rất nhiều, cho dù mũi của Nguyễn Huỳnh không thông đến thế, từng chút mùi hương chui vào mũi cũng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, còn có chút buồn ngủ, Nguyễn Huỳnh ráng chống đỡ, mí mắt đang đánh nhau, bỗng dưng xe dừng lại, Nguyễn Huỳnh vô thức quay đầu, nhìn thấy cổng tiểu khu quen thuộc cô đang muốn mở cửa xuống xe thì trần tịnh dương ngồi ở ghế phụ đã nhanh chóng tháo dây an toàn rồi xuống xe mở cửa xe cho cô chị nguyễn huỳnh đỡ hơn chút nào chưa nguyễn huỳnh yếu ớt cười xem như trả lời lục ngộ an cũng xuống xe anh đưa thuốc mới lấy từ bệnh viện cho nguyễn huỳnh giọng nói trầm thấp uống thuốc xong rồi ngủ tiếp dậy thì nói với tôi một tiếng buổi chiều còn phải truyền nước một lần nữa nguyễn huỳnh ừm lục ngộ an thấy cô như vậy thì lông mày nhíu chặt đột nhiên bên cạnh truyền đến giọng nói của tư niệm huỳnh huỳnh nguyễn huỳnh liếc mắt tỏ vẻ bất ngờ đối với sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy ở cổng tiểu khu vào đêm hôm khuya khoắt tư niệm chào hỏi hai người còn lại bác sĩ lục tối nay làm phiền anh rồi lục ngộ an dặn dò cô mấy ngày này phải ăn kiêng không thể uống rượu nguyễn huỳnh tư niệm hai người liếc nhìn nhau tư niệm đáp lời thay tôi sẽ trông chừng cậu ấy lục ngộ an gật đầu ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nguyễn huỳnh đi đây nguyễn huỳnh ngước mắt Lục Ngộ An biết cô muốn nói gì, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, "Đến nhà sẽ nói với cô." Về đến nhà, Nguyễn Huỳnh bị Tư Niệm dục đi tắm rửa. Khi tắm rửa xong đi ra, tin nhắn báo về đến nhà của Lục Ngộ An đã gửi tới được một hồi lâu rồi. Nguyễn Huỳnh trả lời, "Biết rồi, Lục Ngộ An, đi ngủ." Nguyễn Huỳnh, "Ngủ ngon." Lục Ngộ An trả lời cô một câu "Ngủ ngon", Nguyễn Huỳnh mới đặt điện thoại xuống. Vừa đặt xuống, cô đã đối diện với ánh mắt lóe lên ánh sáng hóng hớt của Tư Niệm nguyễn huỳnh bất đắc dĩ một lần nữa cầm điện thoại lên chờ tớ khỏi bệnh rồi hỏi nhất định thẳng thắn để được khoan hồng tư niệm vậy tớ sẽ tin cậu thêm lần nữa uống thuốc rồi ngủ đi uống thuốc xong nguyễn huỳnh nhớ tới hỏi sao cậu biết tớ về nhà vào giờ này tư niệm liếc mắt với câu hỏi của cô vén chăn lên nằm xuống trần tịnh dương nhắn tin cho tớ bảo tớ tới cửa đón cậu cô ấy suy đoán có lẽ là bác sĩ lục bảo cậu ta nói với tớ nhỉ nguyễn huỳnh đoán cũng phải chẳng trách sau khi cô lên xe, hai người họ còn ở ngoài trao đổi một lúc, nhắc đến chuyện này, tư niệm cảm khái, bác sĩ Lục cũng cẩn thận quá, Nguyễn Huỳnh rất tán thành, ngoại trừ bố cô, cô chưa từng thấy ai kỹ tính hơn Lục Ngộ An. Hai người hàng huyên đơn giản hai câu, sau khi truyền nước uống thuốc, đầu óc cô trở nên mê man. Không bao lâu sau, Nguyễn Huỳnh đã bọc chăn mền, nặng nề ngủ thiếp đi. Bên kia, sau khi đến nhà nói với Nguyễn Huỳnh một tiếng, Lục Ngộ An cũng vào nhà vệ sinh tắm rửa một phen thời gian không còn sớm anh có cảm giác mệt mỏi hiếm thấy ra khỏi phòng trần tịnh dương vào phòng bếp uống nước nhìn thấy anh xuất hiện cậu còn chủ động rót ly nước cho anh anh lục ngộ an nhận lấy uống nửa ly giọng nói khàn khàn có việc gì cũng không có việc gì lớn trần tịnh dương nhìn thấy anh suy đoán lục ngộ an cũng sẽ không nói lời trong lòng với mình cậu mơ hồ nói chỉ là muốn nói bệnh của chị nguyễn huỳnh nghiêm trọng không chị ấy bị bệnh trông đáng thương quá nghe thấy lời này trong đầu lục ngộ an hiện ra dáng vẻ nguyễn huỳnh vào nửa tiếng trước cô bị bệnh trông yếu ớt hơn lúc bình thường mỏng manh hơn rất nhiều sắc mặt tiêu tụy chắp mũi ửng đỏ đôi mắt sáng lấp lánh chứa hơi nước ướt sũng không phải cô muốn khóc mà là phản ứng sinh lý do khó chịu anh nhìn dáng vẻ yên lặng của lục ngộ an trần tịnh dương không nhìn được mà hỏi anh vẫn chưa trả lời em đấy lục ngộ an rủ mắt xuống nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu không được tính là nghiêm trọng hai ngày nữa sẽ ổn thôi nghe vậy trần tịnh dương yên tâm vậy là tốt rồi cậu uống nước xong thì chỉ về phía phòng dành cho khách vậy em đi ngủ đây lục ngộ an đáp lời đứng trước đảo bếp một hồi lâu rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi đêm hoàn toàn yên tĩnh lại hôm sau khi nguyễn huỳnh tỉnh lại thì đã là một giờ chiều đổ mồ hôi toàn thân cô cảm thấy mình dễ chịu hơn một chút bò dậy tắm rửa xong nguyễn huỳnh nhấn mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn mấy người tư niệm và lục ngộ an gửi tới cô trả lời từng tin một Nguyễn Huỳnh đi vào phòng bếp, tư niệm đã nấu cháo cho cô, luôn được làm nóng, không có khẩu vị gì, Nguyễn Huỳnh ăn mấy miếng đơn giản, vừa ăn xong thì lục ngộ an nhắn tin tới, cảm thấy thế nào, Nguyễn Huỳnh dùng nước nóng rửa chén sạch sẽ rồi mới trả lời, tốt hơn nhiều rồi, lục ngộ an, khẩu vị thì sao, Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật, ăn cháo rồi, tin tức vừa được gửi đi thì lục ngộ an gọi điện thoại tới, Nguyễn Huỳnh bắt máy, alo, nghe thấy giọng nói của cô, lục ngộ an ngước mắt đúng là đã tốt hơn một chút, giọng nói của Nguyễn Huỳnh không còn khàn như tối qua nữa. Nguyễn Huỳnh, cô đang muốn mở miệng thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Lục Ngộ An, đêm nay tôi trực ca, cô muốn đến bệnh viện vào buổi chiều hay buổi tối, Nguyễn Huỳnh ngẩn ra một lúc, suy nghĩ một chút, buổi chiều, cô vội vàng bổ sung, tư niệm đi với tôi, dứt lời, cô nhận ra Lục Ngộ An bên kia im lặng một lúc rồi mới nói, được, cúp điện thoại, Nguyễn Huỳnh gửi tin nhắn cho tư niệm bảo cô ấy cùng mình đến bệnh viện. Tư niệm nghi ngờ ném ra một dấu chấm hỏi, "Bác sĩ Lục không rảnh à, Nguyễn Huỳnh, nói gì đó?" Tư niệm, "Vậy là cậu không cho anh ta đi cùng à?" Nguyễn Huỳnh, "Không phải, đêm nay anh ấy trực ca." Tư niệm, nhìn mấy dấu chấm hỏi liên tiếp của Tư niệm, Nguyễn Huỳnh không giải thích nhiều, thật ra không phải cô không muốn Lục Ngộ An đi với cô, chỉ là cô có suy tính của riêng mình, ban đêm Lục Ngộ An còn phải đến bệnh viện trực ca, thời gian nghỉ ngơi cả ngày hôm nay của anh sẽ không quá 8 tiếng đồng hồ. Nguyễn Huỳnh không nhìn nổi anh bôn ba như thế, ít nhất cô không muốn anh mệt mỏi như vậy. Cho dù anh muốn thì cô cũng không hy vọng như thế. Đương nhiên là cô cũng còn có tâm tư khác của mình, cô sợ mình sẽ càng ngày càng ý lại Lục Ngộ An, còn nữa, cô cũng không phải đi một mình lẻ loi đến bệnh viện, cô còn có thể sai bảo Tư Niệm mà, có điều không thể để cho Tư Niệm biết suy nghĩ này được, nếu không sẽ bị cô ấy nói là trọng sắc khinh bạn. Hai ngày cuối tuần nguyễn huỳnh đều trôi qua ở bệnh viện truyền nước ba ngày cơn sốt của cô đã hạ hoàn toàn cổ họng cũng tốt hơn rất nhiều chủ nhật truyền nước xong tư niệm quay đầu nhìn cô hôm nay bác sĩ lục có đi làm không cổ họng nguyễn huỳnh vẫn hơi khàn cô lắc đầu không biết tư niệm kinh ngạc hai ngày nay hai người các cậu không liên lạc à có nguyễn huỳnh nói anh ấy không nói đến tư niệm ngay người nhìn nguyễn huỳnh dò xét rất tò mò rốt cuộc cậu nghĩ thế nào nguyễn huỳnh cái gì đừng giả ngốc tư niệm nhìn cô cậu không nhìn ra được sự đặc biệt của bác sĩ lục đối với cậu sao không đợi nguyễn huỳnh nói tiếp cô ấy nhấn mạnh trọng điểm cậu đối với anh ta cũng rất đặc biệt cô ấy và nguyễn huỳnh đã quen biết rất nhiều năm biết cô sẽ có thái độ gì với người khác phái mà cô không thích nguyễn huỳnh im lặng nói đi tư niệm chọc vào cánh tay cô nguyễn huỳnh bất đắc dĩ lên tiếng lời cậu nói là sự thật tư niệm sau đó thì sao hôm qua tớ không muốn anh ấy đi với tớ là muốn để anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn nguyễn huỳnh ăn ngay nói thật tư niệm vậy sao cậu không nói thẳng cho anh ta biết còn một nguyên nhân khác nguyễn huỳnh nói tư niệm cái gì nguyễn huỳnh nghiêng đầu im lặng không nói hồi lâu rồi mới thì thào không muốn ỷ lại vào anh ấy quá không nói đến trước mắt hai người họ vẫn chỉ là quan hệ bạn bè cho dù tiến thêm một bước nguyễn huỳnh cũng không muốn biến sự chăm sóc của lục ngộ an đối với mình thành thói quen thói quen rất đáng sợ một khi bạn đã trở thành thói quen bạn sẽ cần tốn rất nhiều thời gian năm tháng rất dài để bỏ nó tư niệm dừng lại biết vì sao cô lại nói như vậy cô ấy mấp máy môi muốn nói lỡ như lục ngộ an là người có thể dựa vào được thì sao nhưng lời đến khóe miệng lăn lộn một chút rồi lại nuốt về cô ấy muốn thuyết phục đạo lý lớn này của mình thì chắc chắn nguyễn huỳnh sẽ hiểu chỉ có điều cái tính bướng bỉnh của cô đã bị chôn vùi vào mấy năm trước rồi muốn đào nó lên lại thì không dễ dàng như vậy Vậy cậu, tư niệm ngẫm nghĩ một lúc, ít nhất cũng nói chuyện nghiêm túc với bác sĩ Lục đi. Nói đến đây, cô ấy hỏi Nguyễn Huỳnh, hẳn là cậu thích anh ta nhỉ? Nguyễn Huỳnh nhìn cô ấy, gật đầu, tự như cảm thấy phản ứng như vậy là không đủ, cô lên tiếng nhấn mạnh, thích. Nếu như không phải vì có hảo cảm, cô sẽ không có nhiều tiếp xúc như vậy với Lục Ngộ An. Có thể là ban đầu cảm thấy giọng nói của anh hai, giống như giọng nói có thể trấn an được cảm xúc của cô mà cô nghe thấy vào cái đêm khó khăn nhất nhưng nguyễn huỳnh biết rất rõ sự yêu thích hiện tại của cô đối với lục ngộ an không chỉ là giọng nói mà còn bao gồm cả con người anh trong chuyện tình cảm nguyễn huỳnh tỉnh táo mà độc lập cô thích lục ngộ an đó chính là thích chỉ có điều sự yêu thích này nhiều bao nhiêu bản thân cô cũng không biết rõ tư niệm thấy cô như vậy thì không đành lòng hỏi nữa cô ấy cân nhắc suy nghĩ khẽ nói vậy thế này trước đi nếu như cậu cảm thấy vẫn chưa phải lúc vậy thì chung đụng thêm với bác sĩ lục xem sao vốn dĩ thời gian quen biết của các cậu cũng không dài nguyễn huỳnh cười một tiếng ừm cô nhìn về phía tư niệm tớ biết nên làm như thế nào dứt lời cô hỏi tư niệm có phải cậu phải quay về quán cà phê rồi không tư niệm nghe được ý ngoài lời nói cậu không đi cùng tớ à tớ không đi nguyễn huỳnh chỉ vào khu nội trú bên cạnh hùng hồn nói tớ muốn đi gặp người tớ thích tư niệm nghẹn họng hồi lâu không phải cậu không biết hôm nay bác sĩ lục có đi làm hay không sao quả thật không biết nguyễn huỳnh thành thật nhưng bình thường vào cuối tuần anh ấy đều ở bệnh viện, tớ đi thử vận may. Đưa tiễn tư niệm rời đi, Nguyễn Huỳnh chậm rãi bước vào khu nội trú của khoa mắt. Chiều hôm qua sau khi từ chối Lục Ngộ An, việc liên lạc trong hai ngày này của hai người trở nên có quy tắc. Lục Ngộ An ngoại trừ hỏi cô về tình hình khôi phục thì không nói thêm lời gì khác nữa. Mặc dù trước đó hai người nói chuyện phím cũng ít khi thảo luận chuyện vụn vặt, nhưng tình hình hai ngày nay lại khác biệt. Khu nội trú vào chủ nhật còn vắng vẻ hơn thứ bảy gần chạng vạn tối cảm giác như gió thổi lớn hơn rất nhiều tiếng lá cây va chạm vào nhau vang lên sàn sạc rất rõ ràng điều nguyễn huỳnh không nghĩ tới chính là cô sẽ nhìn thấy lục ngộ an ở đại sảnh khu nội trú khi cô đi đến cửa thủy tinh tự động liếc mắt là nhìn thấy bóng dáng gầy gò quen thuộc mà đứng đối diện anh là một người phụ nữ nhỏ nhắn khí chất rất đặc biệt nguyễn huỳnh bình tĩnh nhìn không đi về phía trước nữa hai người đứng đối diện nhau nói chuyện Nguyễn Huỳnh quan sát phát hiện ra, vẻ mặt của Lục Ngộ An ôn hòa, có chút giống bộ dáng khi đối đãi với bệnh nhân và người nhà, nhưng lại ấm áp hơn một chút. Trên mặt anh là nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng là trạng thái chỉ có giữa những người quen biết. Tự như đã nhận ra gì đó, Lục Ngộ An bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Huỳnh. Ánh mắt hai người giao nhau mấy giây ngắn ngủi, Lục Ngộ An dời mắt, nói hai câu với người phụ nữ trước mặt rồi sải bước đi về phía cô. Cửa thủy tinh mở ra, nguyễn huỳnh ngửi thấy hương gỗ rõ ràng hơn đêm hôm trước còn không vào đây lục ngộ an hỏi cô nguyễn huỳnh đi về phía trước hai bước nhỏ giọng nói tôi sợ quấy rầy hai người lục ngộ an đi vào trong tiếng gió và hơi lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài cùng lúc đó người phụ nữ nói chuyện với lục ngộ an vui vẻ cười với cô bác sĩ lục tôi về phòng bệnh trước đây lục ngộ an gật đầu sau khi người đi lục ngộ an rủ mắt nhìn cô cảm thấy thế nào rồi tốt hơn nhiều rồi nguyễn huỳnh ngước mắt anh đến bệnh viện lúc mấy giờ, nghe thấy giọng nói của cô đã khôi phục không tệ lắm, lục ngộ an trả lời, lúc sáng, Nguyễn Huỳnh ung dung ồ một tiếng, tự như biết cô đang nghĩ gì, lục ngộ an đút hai tay vào túi đi về phía thang máy, nhạc giọng nói, có cuộc phẫu thuật, Nguyễn Huỳnh nhìn anh, bình tĩnh tự nhiên hỏi, người nhà của vị mỹ nhân vừa rồi sao, lục ngộ an, ừm, cửa thang máy mở ra, Nguyễn Huỳnh nhấc chân đi vào, lục ngộ an đi theo. Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại. Nguyễn Huỳnh nghe thấy Lục Ngộ An hỏi cô, còn nhớ Úc Đình Quân không? Nguyễn Huỳnh nhớ lại, nghi ngờ nhìn anh, nhớ, lúc tôi và Trần Tịnh Dương uống rượu có gặp qua. Anh ấy là chủ quán ba đó đúng không? Trần Tịnh Dương còn nói gì với cô nữa? Lục Ngộ An thuận miệng nói, Nguyễn Huỳnh chớp mắt, có ý gì? Lục Ngộ An rủ mí mắt, đối diện với ánh mắt của cô, chậm rãi nói, bạn gái cậu ấy, Vân Sơ. Nguyễn Huỳnh ngẩn người rồi mới phản ứng được, Lục Ngộ An đang giới thiệu với mình về thân phận của vị mỹ nhân vừa rồi, cô mím môi, mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hình như Trần Tịnh Dương từng đề cập với tôi rồi. Lục Ngộ An không hề bất ngờ. Nguyễn Huỳnh im lặng, lúc cùng Lục Ngộ An đi ra khỏi thang máy, cô bổ sung một câu, cô ấy xinh đẹp quá. Mặc dù vừa rồi phần lớn sự chú ý của cô nằm trên người Lục Ngộ An, nhưng khi Vân Sơ lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh với cô, chỉ cần thấy qua là tuyệt đối không thể quên được. Kiểu xinh đẹp của cô ấy là thứ mà người được xưng là đẹp từ nhỏ đến lớn như Nguyễn Huỳnh cũng có chút mặc cảm. Nghe được lời cảm thán của Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An ngước mắt nhìn cô một cái. Đúng lúc Nguyễn Huỳnh nhìn thấy, không nhìn được hỏi, ánh mắt này của anh là có ý gì? Lục Ngộ An, không có gì. Nguyễn Huỳnh, xạo. Lục Ngộ An nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Nguyễn Huỳnh vốn rất thoải mái để anh nhìn, nhưng sự thu hút trong đôi mắt thâm tình của Lục Ngộ An quá mạnh, khiến cho người ta không chống đỡ được ánh mắt anh hẹp dài, đôi mắt rủ xuống, khi nhìn chầm chầm vào Nguyễn Huỳnh thì thật sự rất giống như đang dùng đôi mắt để nói ra tình cảm tuôn trào ở nơi sâu trong đôi mắt anh. Nguyễn Huỳnh cảm thấy rõ ràng nhịp tim của mình trở nên nhanh hơn, cô ráng chống đỡ một lúc, lặng lẽ dời mắt đi, thôi, anh không muốn nói thì đừng nói, thấy tai cô đỏ lên, ánh mắt lục ngộ an di chuyển, anh như có như không mà công môi, giọng nói nóng bỏng hấp dẫn, cô cũng rất xinh đẹp, Nguyễn Huỳnh tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày sẽ nghe được lục ngộ an khen cô xinh đẹp. Cô ngơ ngác một hồi lâu, không thể tin mà nhìn về phía anh, hỏi lại xác nhận, anh nói gì cơ. Lục ngộ an nhìn dáng vẻ thích thú của cô, đè tay lên khóe môi đang cong cong, quay người đi vào trong. Nguyễn Huỳnh vội vàng đuổi theo, cực kỳ muốn truy hỏi rõ ngọn nguồn, dáng vẻ cuốn chặt lấy không buông. Bác sĩ Lục, anh lặp lại lời vừa rồi đi, lúc nãy gió to quá, tôi không nghe rõ. Lục ngộ an dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn cô, Nguyễn Huỳnh ngẩn ngơ, gọi anh lục ngộ an giọng nói của cô vẫn hơi khàn nghe vào càng mềm mại hơn trước đó giống như người bạn nhỏ làm nũng so với trẻ con thì lại càng khiến người ta không có cách nào từ chối hơn ánh mắt lục ngộ an lóe lên ý cười tôi cần phải đi đến phòng bệnh một chuyến cô đến phòng làm việc chờ tôi nhé anh thay đổi chủ đề quá nhanh khiến nguyễn huỳnh hết cách cho dù cô có muốn nghe lục ngộ an khen mình xinh đẹp thì cũng biết không thể làm chậm trễ công việc của anh anh đi đi nguyễn huỳnh chỉ về phía trạm y tá ở không xa hôm nay y tá vu có đi làm không tôi đến chỗ cô ấy lục ngộ an cô ấy có đi làm hai người sống vai đi về phía trạm y tá vu tích ngọc vừa làm xong nhìn thấy nguyễn huỳnh tới thì nở nụ cười sáng lạng đầy nhiệt tình cô nguyễn đến thăm kỳ kỳ sao nguyễn huỳnh liếc mắt nhìn người vẫn chưa đi xa rất thẳng thắn nói không phải tôi đến tìm bác sĩ lục nguyễn huỳnh không hề cố kỳ chuyện liên quan đến lục ngộ an Lục ngộ an hơi dừng chân lại, vu tích ngọc ngẩn người theo, ánh mắt đảo quanh hai người, suy nghĩ ra chút gì đó, cô ấy kéo dài giọng điệu, thì ra là thế, người đi xa rồi, Nguyễn Huỳnh khẽ cười, hôm nay bận không, vu tích ngọc, vẫn ổn, cô ấy nghe giọng nói của Nguyễn Huỳnh, không xác định lắm mà hỏi, có phải cô bị cảm không, cô còn có thể nghe ra được à, Nguyễn Huỳnh kinh ngạc, một chút thôi, truyền nước mấy ngày ở bệnh viện cô rồi, vu tích ngọc hiểu ra, giọng mũi khi cô nói chuyện nặng hơn trước đó hai người tán gẫu trên tường chợt vang lên âm thanh thông báo từ giường bệnh kêu vu tích ngọc nghe máy xong nói với nguyễn huỳnh cô nguyễn cô ở đây nghỉ ngơi một lúc tôi đi thay thuốc cho bệnh nhân nhìn bóng lưng vội vàng của vu tích ngọc nguyễn huỳnh ở tại chỗ suy nghĩ đến văn phòng của lục ngộ an chờ anh hay là ở bên ngoài chờ anh xoắn suýt một lúc nguyễn huỳnh đi về phía mái hiên trời chạng vạn tối ánh nắng chiều tà chậm rãi lặng đi tầng mây trên bầu trời trở nên xinh đẹp nguyễn huỳnh ngẩng đầu ngắm nhìn nhớ tới việc nhắn tin cho tư niệm hỏi xem cô ấy có đến quán chưa. Tư niệm, vừa tới, làm khó cho cậu đi gặp bác sĩ Lục mà còn nhớ đến bạn thân. Nguyễn Huỳnh, sao cậu biết tớ đi gặp anh ấy, tư niệm? Anh ta không ở bệnh viện thì cậu đã sớm gọi điện thoại cho tớ, bảo tớ quay lại bệnh viện đón cậu rồi. Cô ấy nói lời này khiến Nguyễn Huỳnh cực kỳ chột dạ, tớ quá đáng như vậy sao? Tư niệm gửi cho cô nhãn dáng nắm đắm đáng yêu. Nguyễn Huỳnh phi cười. Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, Nguyễn Huỳnh ngửi thấy hương hoa linh lan, cô nghiêng đầu theo bản năng, bốn mắt đối diện với Vân Sơ vừa rồi gặp ở đại sảnh. Nguyễn Huỳnh ngay lập tức cười hớn hở, chủ động hỏi, có phải mùi nước khử trùng của bệnh viện vô cùng khó ngửi không? Vân Sơ khẽ gật đầu, âm sắc giống như gió mát lướt qua mặt, Vân Sơ, Nguyễn Huỳnh chớp mắt, Nguyễn Huỳnh, hai người giới thiệu đơn giản, Vân Sơ cười dịu dàng, tôi biết, Trần Tịnh Dương từng nhắc đến cô, hả, Nguyễn Huỳnh kinh ngạc, sợ cô hiểu lầm, vân sơ nhẹ giọng giải thích em ấy nhắc đến lúc nói tới bác sĩ lục đó là vào lần trước bọn họ ăn cơm ở lệ chi trùng hợp nghe thấy quản lý nhà hàng nói bác sĩ lục gọi điện thoại cho anh ta bảo anh ta sắp xếp người đưa đồ ăn đến đài phát thanh sau khi biết là đưa cho ai trần tịnh dương vì để khuấy động bầu không khí trong phòng bao mà cố ý hỏi vn sơ có biết anh trai cậu muốn đưa đồ ăn cho ai không vân sơ chưa kịp hỏi cậu đã khai ra toàn bộ cậu nói gần đây anh trai cậu làm cây vạn tuế nở hoa hiếm khi có cảm tình với người khác còn nói cho vân sơ biết là úc đình quân cũng đã gặp người đó rồi chỉ có điều úc đình quân nói dáng dấp của nguyễn huỳnh bình thường nhắc đến lời bình luận này trần tịnh dương dỗ dành vân sơ nói nhưng em cảm thấy chị nguyễn huỳnh cũng rất xinh đẹp chỉ là không giống kiểu của chị vân sơ vân sơ nghe ra được ý khác trong lời này của cậu đồng thời cũng ghi nhớ cái tên nguyễn huỳnh này nguyễn huỳnh hiểu được đại khái đã xảy ra chuyện gì tự mình trêu ghẹo nói là vinh hạnh của tôi có thể khiến cho trần tịnh dương nhắc đến mình khi nói tới lục ngộ an. nghe thấy lời này, khóe miệng của vân sơ thoáng cong cong. hai người đứng ở mái hiên hóng gió ngắm tráng chiều, không cố ý giao lưu quá nhiều. trời vào đông hiếm khi có hoàng hôn đẹp như vậy, giống như thiếu nữ mới biết yêu, hồng hào non nớt treo ở chân trời. lục ngộ an làm việc xong đi ra tìm người, nhìn thấy tư thế thưởng thức trời chiều giống như đúc của hai người vừa mới quen nhau, hình tượng rất yên tĩnh, bầu không khí cũng phù hợp. anh nhìn từ xa xa còn có chút không đành lòng phá vỡ. Bỗng dưng, một nơi khác trên hành lang có động tĩnh truyền đến, ba người đồng thời nghiêng đầu, Úc Đình Quân mặc bộ vét màu đen được cắt mây hoàng mỹ xuất hiện ở điểm cuối, trên sóng mũi là mắt kính rộng vàng, ánh chiều tà hoàng hôn kéo dài cái bóng của anh ấy, vần trán sâu xa lạnh lùng, sâu hiểm khó dò lại cao cao khó với tới. Nguyễn Huỳnh chỉ nhìn kính mắt của anh ấy một lúc rồi dời tầm mắt đi, có chút tương tự với lục ngộ an, nhưng hai người đeo kính lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lục Ngộ An mang vẻ ôn hòa vắng lặng, mà Úc Đình Quân, cô cảm thấy anh ấy đeo kính là để áp chế sự mạnh bạo trên người. Nguyễn Huỳnh nghĩ vậy, bên tai truyền đến giọng nói của Lục Ngộ An, về rồi à. Úc Đình Quân liếc nhìn anh một cái, giọng điệu hơi trầm, tình hình thế nào, Lục Ngộ An, cậu hỏi Vân Sơ đi. Anh nhìn về phía Nguyễn Huỳnh đang ngẩn người, giọng nói rõ ràng, tới phòng làm việc nhé. Nguyễn Huỳnh ưm một tiếng, khẽ gật đầu với Úc Đình Quân xem như chào hỏi rồi cùng Lục Ngộ An đi vào trong. Vừa đi hai bước, cô nghe thấy giọng điệu mang theo sự trào phúng của Vân Sơ ở sau lưng, sao tổng giám đốc Úc lại có thời gian rảnh tới đây? Nghe vậy, Nguyễn Huỳnh đảo mắt một vòng, quay đầu nhìn người bên cạnh. Ở bệnh viện, Lục Ngộ An luôn mặc áo khoác trắng cực kỳ đứng đắn, nút áo được cài vô cùng kín kẽ, nhã nhặn xa cách, để lộ ra cảm giác lạnh lùng cấm dục. Muốn nói gì, nhận ra được động thái của cô, Lục Ngộ An hỏi, Nguyễn Huỳnh ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nhiều chuyện quá thì không tốt lắm, lời nói xoay chuyển, anh xong việc rồi, từ lục ngộ an rủ mắt, bên ngoài không lạnh à. Nguyễn Huỳnh phản ứng chậm chạp, có chút, lục ngộ an hơi ngẹn lời, muốn khiển trách cô phải chú ý cơ thể nhiều hơn đừng để bị cảm nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ vào giờ phút này của cô, anh vẫn không nói ra được lời như vậy, anh không có cách nào, bảo cô tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, đi đến bên cạnh máy nước uống rót cho cô một ly nước nóng, lại đi ra khỏi văn phòng hỏi mượn vu tích ngọc găng tay làm ấm, sau đó mới yên tâm. Lục Ngộ An nhìn găng tay làm ấm hình con gấu mà anh đưa tới, Nguyễn Huỳnh bất đắc dĩ nói, tôi không yếu ớt như vậy đâu, cô cảm thấy bản thân mình sắp bị Lục Ngộ An xem thành Nguyễn Đại Ngọc rồi. Lục Ngộ An liếc nhìn cô, giọng điệu không mặn không nhạt, đau không, Nguyễn Huỳnh ngẩn ra nhìn về phía anh, đôi mắt hơi lóe lên, hơi hơi. Mạch máu của Nguyễn Huỳnh thật sự rất nhỏ, cực kỳ khó tìm, mỗi lần đến bệnh viện tiêm chích, y tá đều phải tìm thật lâu không nói, thường thường sẽ chích hai lần mới được theo một cách tự nhiên cô nghĩ đến đêm đó anh ghim kim cho cô nghĩ đến hơi thở của bọn họ cúng lấy nhau khi một người trên cao một người dưới thấp nghĩ đến lòng bàn tay ấm áp của lục ngộ an nắm chặt tay cô khuôn mặt anh cúi xuống chuyên chú tìm mạch máu anh cẩn thận từng ly từng tí xem cô như báu vật mà tìm hồi lâu rồi ghim kim cho cô cô biết rõ nguyên nhân anh chăm chú như vậy cô sợ đau anh không muốn để cô trải qua đau đớn lần thứ hai nhìn dáng vẻ tâm tư đi xa của cô lục ngộ an nhăn trán lại với mức độ rất nhỏ đưa tay cho tôi nguyễn huỳnh anh muốn làm gì cô biết rõ còn cố hỏi lục ngộ an không hỏi ý kiến của cô nữa bàn tay thon dài có lực nâng lấy lòng bàn tay của cô nhìn máu ứ động mu bàn tay của cô mấy giây sau đó thả xuống nguyễn huỳnh nhìn lục ngộ an đi ra ngoài với vẻ mặt nặng nề cô không dám lên tiếng càng không dám ngăn lại một lúc sau lục ngộ an quay lại trong tay cầm một chiếc khăn còn tỏa hơi nóng khăn lông ấm dán lên mu bàn tay nguyễn huỳnh cảm thấy rõ ràng chỗ mà mình bị kim đâm dễ chịu hơn rất nhiều mi mắt cô khẽ run nhìn người đang không lưng làm việc này bờ môi mấp máy để tôi làm là được lục ngộ an ngước mắt nhìn cô đang muốn nói chuyện thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa hai người ngẩng đầu nghe thấy giọng điệu ung dung của úc đình quân có phải tôi làm phiền hai người rồi không nguyễn huỳnh lục ngộ an lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái vâng sơ đâu úc đình quân phòng bệnh Tìm tôi làm gì?" Lục Ngộ An cố ý nói, cô ấy không nói cho cậu biết tình hình à?" Úc Đình Quân nói rồi, vẻ mặt anh ấy không tốt lắm, nét mặt thờ ơ, "Cậu không thể cho tôi 3 phút được à?" "Được," Lục Ngộ An đi về phía anh ấy, "Bây giờ bắt đầu tính thời gian, nói đi." Úc Đình Quân nghẹn lời, Nguyễn Huỳnh cũng bất ngờ, Lục Ngộ An và bạn bè có hình thức tiếp xúc như vậy. Hai người đi ra khỏi văn phòng, Nguyễn Huỳnh mới phản ứng được, Lục Ngộ An để văn phòng ấm áp lại cho cô bản thân và úc đình quân thì lại đi ra bên ngoài lạnh lẽo nói chuyện một mình ở trong văn phòng chung của mấy người lục ngộ an thì không tốt lắm nguyễn huỳnh suy nghĩ một chút để lại một tin nhắn trên uy chát cho anh quyết định đi đến phòng bệnh của kỳ kỳ thăm cô bé cũng đã mấy ngày chưa tới rồi nói chuyện với kỳ kỳ một lúc thì điện thoại của nguyễn huỳnh rung lên là tin nhắn lục ngộ an gửi tới hỏi cô có ngại buổi tối cùng ăn cơm với úc đình quân và vân sơ hay không nguyễn huỳnh nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc không nhìn được mà nghĩ cô cũng chưa đồng ý sẽ ăn cơm với lục ngộ an mà có điều con người không thể được voi đòi tiên được cô cố ý đến tìm anh dù sao cũng không thể chỉ là xem anh có đi làm hay không được cho dù vốn có suy nghĩ như vậy đến giờ này cùng nhau ăn tối cũng vô cùng bình thường còn nữa cô thích ăn cơm với gái đẹp nguyễn huỳnh tôi không có vấn đề gì lục ngộ an được nguyễn huỳnh các anh nói chuyện xong rồi sao lục ngộ an sắp xong rồi nghĩ đến đây nguyễn huỳnh nói một tiếng với kỳ kỳ rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh hơn sáu giờ trời đã hoàn toàn tối đi gió lạnh thổi từng cơn bóng đêm tối tăm mịt mờ bao phủ bệnh viện tràn ngập cảm giác tịch liêu không nói nên lời lục ngộ an bị y tá gọi lại nguyễn huỳnh thấy hai người có việc muốn nói thì đi xuống lầu trước đến tầng một cô mới nhớ ra là mình quên hỏi lục ngộ an anh đậu xe ở bãi hay là ở nhà để xe dưới tầng hầm nguyễn huỳnh lấy điện thoại ra Chuẩn bị nhắn tin hỏi anh thì nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, cô ngước mắt, nhìn thấy ba người bên trong, Lục Ngộ An nhất chân đi ra, đến bên cạnh cô, lạnh không, Nguyễn Huỳnh lắc đầu, nói chuyện xong nhanh vậy à, Lục Ngộ An ừm một tiếng, cùng cô sóng vai đi ra ngoài, đi được hai bước, anh dừng lại quay đầu nhìn hai người phía sau, cậu không lái xe à, anh hỏi Úc Định Quân, Úc Định Quân ngước mắt liếc nhìn người không lên tiếng ở bên cạnh, bình thản ung dung nói, tôi từ sân bay tới đây, Vân Sơ Nguyễn Huỳnh loáng thoáng nghe ra được chút vấn đề, Lục Ngộ An cũng như vậy, anh giật giật môi, chỉ có thể dẫn ba người đi đến bên cạnh xe của mình. Lên xe, Nguyễn Huỳnh và Vân Sơ ngồi ở phía sau. Úc Đình Quân đưa tay lấy mắt kính xuống, khuôn mặt trấn tĩnh, đến Lệ Chi. Từ bệnh viện đến nhà hàng Lệ Chi rất gần, tổng cộng cũng chỉ có tầm 3 cây số. Trong xe yên tĩnh, Nguyễn Huỳnh luôn cảm thấy bầu không khí giữa Úc Đình Quân và Vân Sơ không đúng lắm. Không đợi Nguyễn Huỳnh suy nghĩ ra thì xe đã dừng lại. Điều khiến Nguyễn Huỳnh không tưởng tượng được là, Úc Đình Quân lại xuống xe trước, mở cửa xe giúp Vân Sơ, anh ấy hơi cúi người, cánh tay thon dài đặt phía trần xe, tránh cho Vân Sơ đụng đầu, động tác này của Úc Đình Quân tự nhiên thuần thục, giống như anh ấy thường làm việc này vậy, nhưng cảm giác anh ấy mang đến cho người ta là kiểu khí chất của người bề trên cần Vân Sơ hỗ trợ mở cửa, ngẩn ra gì đấy bên tai truyền đến giọng nói của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh quay đầu, chỉ về phía hai người đi xa, có chút tò mò, tôi có thể hóng hớt một chút không? Lục ngộ an khóa xe lại, trong đôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô muốn hóng hớt chuyện gì? Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu nghĩ, nhỏ giọng nói, tổng giám đốc Úc và Vân Sơ là người yêu đúng không? Nghe thấy lời này, lục ngộ an ngước mắt lên, tính là vậy đi, tính là vậy đi, Nguyễn Huỳnh lặp lại mấy chữ anh nói, là có ý gì? Lục ngộ an rủ mắt, ánh mắt sáng rực nhìn cô hồi lâu, mập mờ nói, đối với bên ngoài thì một người thừa nhận, một người thì không đối với bên trong thì chả ai thừa nhận cả nguyễn huỳnh ngẩng ra cái hiểu cái không mà gật đầu ai là người thừa nhận với bên ngoài lục ngộ an nhướng mày ra hiệu cho cô nhìn về phía trước cô cảm thấy thế nào khi nguyễn huỳnh ngước mắt thì đúng lúc bắt gặp Úc định quân giữ lấy eo vân sơ nói chuyện với người mình chạm mặt vân sơ dịch sang bên cạnh cánh tay dài của anh ấy duỗi một cái ông người đến bên cạnh cực kỳ chặt chẽ trong lòng nguyễn huỳnh có đáp án không giống với lần trước nhìn thấy tổng giám đốc út lắm nguyễn huỳnh nói theo bản năng không biết có phải là vì vân sơ ở đây hay không cô cảm thấy út đình quân của hôm nay có thêm một chút tình cảm so với út đình quân trong quán bar lục ngộ an ngước mắt dáng vẻ hờ hững lần trước không đợi nguyễn huỳnh lên tiếng anh không nhanh không chậm nói lần cô uống say à nguyễn huỳnh nghẹn lời yếu ớt ừng một tiếng lục ngộ an thấy cô như vậy hơi mỉm cười nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh có chuyện gì lục ngộ an đưa tay chạm vào trán cô một cái giống như đo nhiệt độ đài phát thanh của cô cần phát thanh viên phụ trách uống rượu bàn chuyện làm ăn sao nguyễn huỳnh còn chưa kịp cảm nhận cảm giác ấm áp tồn tại trên trán thì đã nghe thấy lời này cô hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lục ngộ an trần tịnh dương nói với anh hả không phải bên cạnh có nhân viên phục vụ đi qua lục ngộ an giữ chặt cổ tay của nguyễn huỳnh một cách tự nhiên kéo cô đi vào phòng riêng độc đáo bên cạnh úc đình quân nói nguyễn huỳnh trợn tròng mắt không thể tin được tổng giám đốc úc cũng nhiều chuyện như thế à lục ngộ an cong môi là rất nhiều chuyện nguyễn huỳnh nhìn bên mặt trầm tĩnh của anh lặng lẽ hỏi tổng giám đốc úc còn nói gì nữa không còn gì khác nữa không hai người kia vẫn chưa đi vào lục ngộ an đưa menu cho nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh nhận lấy rồi lật ra xem quay đầu nhìn về phía lục ngộ an nhận được ánh nhìn chăm chú của cô lục ngộ an nhìn về phía cô ánh mắt rơi trên đôi môi trông cực kỳ mềm mại của cô bởi vì không thoải mái Lúc chiều khi Nguyễn Huỳnh đi bệnh viện đã không trang điểm, chỉ bôi son dưỡng màu mật ong, để mình trông không tiều tụy quá. Mấy tiếng trôi qua, son môi đã bị cô cọ mất gần hết, để lộ ra màu sắc vốn có. Đôi môi cô đầy đặn, không mỏng không dày, môi như ráng chiều màu đỏ. Chú ý tới điểm rơi của ánh mắt anh, Nguyễn Huỳnh rủ mắt xuống, tai hơi nóng lên, cô liếm môi một cái, thì nhiều chuyện hơn nữa. Một hồi lâu cô mới tìm được giọng nói của mình, lục ngộ an kiềm chế nhìn đi chỗ khác, không nói anh dường như cũng không để ý lắm về việc nguyễn huỳnh uống rượu với triệu kinh vĩ đặt hết sự chú ý vào menu ăn vải không nói đến đây nguyễn huỳnh còn có chút tò mò mùa đông sao có thể có vải tươi mới được quả vải mà lần trước lục ngộ an bảo người ta đưa đến đài phát thanh sau đó cô mới ăn lục ngộ an nói ít lời mà ý nhiều Úc đình quân bảo người ta chuẩn bị một năm bốn mùa đều có anh nhìn dáng vẻ đôi mắt lóe sáng lấp lánh của nguyễn huỳnh chậm rãi nói thích ăn vải hả nguyễn huỳnh cũng tạm Hai người gọi món xong thì Úc Đình Quân và Vân Sơ mới đi vào. Phòng riêng không lớn, là phòng bốn người tiêu chuẩn. Vân Sơ ngồi đối diện Nguyễn Huỳnh, mượn ánh đèn chiếu nghiêng trên tường để nhìn, song môi của cô ấy hình như bị nghệ đi rồi, màu môi lại đỏ hơn lúc vừa mới xuống xe. Theo bản năng, Nguyễn Huỳnh liếc mắt nhìn Úc Đình Quân ngồi ở phía chết đối diện, khóe miệng anh ấy có dấu song môi lưu lại. Nhìn gì vậy, bỗng dưng, bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp nặng nề. Nguyễn Huỳnh vốn không có sức chống cự đối với giọng nói của Lục Ngộ An, khi anh nói chuyện sát bên tai cô, cô cảm nhận được rõ ràng tai mình trở nên nóng hổi, tê dại, nhưng người bên cạnh không nhận ra, cứ dùng tư thế nói thì thầm để hỏi thăm cô. Mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, trái tim đập nhanh hơn dự đoán, không nhìn gì cả, Lục Ngộ An nhìn chầm chầm vào cổ và tai đỏ ửng lên của cô, cười một tiếng rất khẽ, không truy hỏi nữa, hơi thở ấm ướt ấm áp sau tai tan đi, nguyễn huỳnh nhân lúc lục ngộ an không chú ý đưa tay xoa tay cô mơ hồ cảm thấy lục ngộ an của tối hôm qua có chút cố ý hẳn là anh biết mình cảm thấy rất hứng thú với giọng nói của anh nhỉ nguyễn huỳnh còn chưa suy nghĩ rõ ràng nhân viên phục vụ đã đẩy cửa phòng riêng ra mang đồ ăn lên cho bọn họ mấy ngày nay khẩu vị không tốt nguyễn huỳnh không ăn gì cả lúc này ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn cô hiếm khi có được hứng thú bốn người yên lặng dùng bữa ăn gần xong rồi nguyễn huỳnh nói một tiếng với ba người còn lại chuẩn bị đi vệ sinh vân sơ đứng dậy theo tôi dẫn đường cho cô nguyễn huỳnh liếc mắt nhìn hai người kia cười nhẹ nhàng đồng ý được làm phiền rồi vân sơ dẫn cô đi về phía nhà vệ sinh đi đến lối vào mang phong cách cổ xưa hai người ăn ý nhìn nhau cười vân sơ ra hiệu tôi đi dặm phấn nguyễn huỳnh cong môi được từ nhà vệ sinh đi ra vân sơ vẫn chưa rời đi cô ấy rủ tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng trên đầu phát họa ra khuôn mặt đẹp đến mức trung động lòng người của cô ấy, người khác nhìn thấy mà yêu. Rõ ràng cô ấy chẳng hề làm gì cả, cũng không nói chuyện nhưng lại làm cho Nguyễn Huỳnh tự dưng sinh ra một loại suy nghĩ, muốn chăm sóc cô ấy, muốn tốt với cô ấy. Trong chớp nhoáng này, Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên hiểu được nguyên nhân phóng hỏa hí chư hầu. Một, quân vương không lên triều. Một, truyền thuyết kể rằng, bao tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu u vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất cảo kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển sự nổi tiếng này được gọi là phóng hỏa hí chư hầu, suy nghĩ miên man, Vân Sơ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô, quay về nhé, Nguyễn Huỳnh đáp một tiếng, hỏi thăm, tình hình của bà nội cô vẫn ổn chứ? vân sơ mỉm cười bác sĩ lục nói mọi chuyện đều tốt qua đêm nay sẽ không có vấn đề gì nữa trong lúc nói chuyện thì hai người đã quay về phòng riêng lục ngộ an phải về bệnh viện trực ca vân sơ phải canh giữ ban đêm nguyễn huỳnh nhìn thời gian cảm thấy mình còn đến bệnh viện nữa thì không thích hợp nghĩ đến đây cô quay đầu nhìn về phía lục ngộ an vậy tôi về trước đây lục ngộ an nhìn cô rồi nghiêng đầu nhìn về phía úc đình quân hai người các cậu về bệnh viện trước đi úc đình quân vân sơ được, cô ấy cười với Nguyễn Huỳnh, "Tạm biệt." Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp phản ứng thì Lục Ngộ An đã sắp xếp xong tất cả rồi. Cô mím môi, ngoài ý muốn mà nhìn người trước mặt, "Anh không vội về bệnh viện à? Tình hình sau phẫu thuật của bà nội Vân Sơ cũng không tệ lắm." Lục Ngộ An đi về phía nơi đậu xe, bệnh viện có bác sĩ trực ca, đêm nay anh ở lại bệnh viện là vì anh là bác sĩ mổ chính. Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, ấm giọng nói, "Thật ra tôi có thể bắt xe về." Nghe vậy, Lục Ngộ An nhìn thẳng vào cô, không muốn tôi đưa về à? Nguyễn Huỳnh cạn lời, tôi không có ý này, sao cô lại không muốn Lục Ngộ An đưa về chứ? Dứt lời, cửa xe mở ra, Nguyễn Huỳnh tự giác ngồi vào ghế phụ, về nhà hay là đến quán cà phê, Lục Ngộ An hỏi. Nguyễn Huỳnh cân nhắc ba giây, về nhà, thời gian còn sớm, nhưng lúc này tinh thần của cô cũng không tràn đầy như thường ngày. Vào giờ này, trên đường khá nhiều xe cộ, đèn xe và đèn đường nối liền với nhau, cực kỳ chói mắt. Khi Nguyễn Huỳnh Lơ đã nghiêng đầu thì nhìn thấy bên mặt được ánh đèn chiếu mềm mại của Lục Ngộ An. Cô ngẩng ra, đột nhiên nghĩ đến đề tài mà hai người chưa nói chuyện xong lúc ở trong phòng riêng. "Lục," cô vừa mở miệng thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy thông báo cuộc gọi, biểu cảm của Nguyễn Huỳnh có chút kỳ lạ. Nhận ra được chút thay đổi rất nhỏ đó của cô, Lục Ngộ An ngước mắt lên, sao không bắt máy? Nguyễn Huỳnh do dự một lúc, chuyển điện thoại thành chế độ im lặng. Triệu Kinh Vĩ tìm cô vào chủ nhật không thể nào là vì công việc được tiếng chuông bỗng nhiên biến mất trong xe cũng rơi vào sự yên tĩnh kỳ quái một hồi lâu sau nguyễn huỳnh nghe thấy lục ngộ an hỏi đồng nghiệp hả nguyễn huỳnh quay đầu bắt gặp ánh mắt anh cô im lặng một lát đột nhiên nhắc đến lần trước uống rượu ở quán bar không phải là vì công việc lục ngộ an nhìn thẳng về phía trước tranh thủ liếc về phía nguyễn huỳnh hửng nguyễn huỳnh nhìn thấy màn hình điện thoại tối đi tổng giám đốc triệu từng cản rượu cho tôi một lần lục ngộ an Tôi biết, Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, vốn muốn hỏi ngay cả chuyện này mà Trần Tịnh Dương cũng nói cho anh biết sao. Bỗng nhiên, Lục Ngộ An đạp phanh rồi quay đầu nhìn cô, ánh đèn lúc sáng lúc tối trong xe vẽ ra khuôn mặt anh tú của anh, ánh mắt giống như tia sáng vàng ấm của ngọn đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng bao bọc lấy cô vào sắc điệu ấm áp. "Nguyễn Huỳnh, có chuyện gì?" Bờ môi Nguyễn Huỳnh khẽ động đậy, đèn xanh ở phía trước sáng lên, Lục Ngộ An đạp chân ga, dời ánh mắt khỏi người cô, dừng một chút rồi nói: Lần sau cần người cản rượu thì gọi điện thoại cho tôi. Trong xe quanh cũng mùi hương gỗ mát lạnh, lúc Lục Ngộ An nói những lời này, sự chú ý cũng không ở trên người Nguyễn Huỳnh. Nếu như không phải trong xe chỉ có hai người bọn họ, cô sẽ nghi ngờ anh nói lời này với người khác. Nguyễn Huỳnh hoảng loạn, cả người cản thẳng vì câu nói này của anh, tim đập như nổi trống. Theo bản năng, Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn anh, anh đang nhìn đường, vẻ mặt tập trung, đường nét bên mặt để lại cho cô vẫn góc cạnh lưu loát như trước đây mà lại quyến rũ nguyễn huỳnh nhìn chăm chú một lúc áp chế trái tim nhảy mãnh liệt khẽ nói không phải anh cô hơi dừng lại không thích uống rượu sao trần tịnh dương từng nhắc đến với cô lục ngộ an không thích uống rượu cũng không thích mùi rượu nồng đầm số lần anh đến quán bar là rất ít đa số lần đi đều là vì mấy người út định quân đó là nơi bạn bè bọn họ tụ họp đúng là không thích lục ngộ an trả lời cô nguyễn huỳnh mím môi vậy cô sắp xếp lời nói, suy tư xem thăm dò như thế nào mới không bị cho qua. Còn chưa nghĩ ra được thì xe của Lục Ngộ An đã dừng lại ở cửa tiểu khu của cô, xe tắt máy, ánh sáng lờ mờ của đèn đường bao phủ, chiếu vào trong xe, ánh sáng không sáng không tối, đôi mắt Lục Ngộ An như sao, sáng rực nhìn cô chầm chầm, anh nói không nhanh không chậm, cản rượu cho cô thì có thể chấp nhận được, anh quả thật không thích uống rượu, nhưng uống thay Nguyễn Huỳnh thì anh có thể. Nguyễn Huỳnh nghe hiểu ý khác nằm trong lời nói của anh, đôi mắt hơi lóe lên. Trong xe yên tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở ấm áp của hai người đang lặng lẽ cuốn quyết phập phòng. Khi Lục Ngộ An cho rằng Nguyễn Huỳnh sẽ không lên tiếng thì cô dịu dàng cười với anh, dáng vẻ xinh đẹp trạng ngời, được nha, Nguyễn Huỳnh vờ như bình tĩnh, vậy lần sau tôi gọi điện thoại cho anh. Lục Ngộ An nghiêng đầu, ánh mắt cố định ở vành tai ửng đỏ của cô, giọng nói khàn khàn mà ừm một tiếng. Về đến nhà, Nguyễn Huỳnh nhào vào ghế sofa cô đưa tay xoa tay, vùi mình vào gối ông nhẫn nhịn, không nhịn được mà cong khóe miệng lên. Thay đổi tư thế, Nguyễn Huỳnh ngửa đầu nhìn trần nhà, nghĩ đến những lời lục ngộ an vừa nói, cô giống như học sinh cấp 3 mới biết yêu, nhịp tim tăng tốc, tự mình vui vẻ một lúc, Nguyễn Huỳnh lấy điện thoại ra nhắn tin cho tư niệm, tâm tình quá tốt, cô cần tìm người chia sẻ. Nguyễn Huỳnh, chừng nào về nhà, tư niệm, muốn làm gì, Nguyễn Huỳnh, muốn xem phim, tư niệm, xem ở nhà à, Nguyễn Huỳnh, Ừm. Bệnh vẫn chưa khỏi đâu, bên ngoài lạnh lắm, tư niệm, một tiếng nữa đến, Nguyễn Huỳnh trả lời cô bằng một nhãn dáng tuân lệnh. Nằm thêm một lúc, Nguyễn Huỳnh nhắn tin cho Lục Ngộ An, về đến bệnh viện chưa, Lục Ngộ An, vừa đến, Nguyễn Huỳnh, vậy anh làm việc đi, tôi đi vệ sinh cá nhân đây, đặt điện thoại xuống, Nguyễn Huỳnh đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, đợi cô tắm rửa xong đi ra thì tư niệm cũng đã đến. Cô ấy không chỉ đến mà trong tay còn xách thêm hai chai rượu. Nguyễn Huỳnh liếc mắt, có chút bất đắc dĩ, cậu quên mất chuyện ở tạm thời không thể uống à, không, tư niệm quen cửa quen nẻo đi đến phòng bếp, lấy hai cái ly, cậu nhìn tớ uống là được, tối nay muốn xem phim gì. Nguyễn Huỳnh nghẹn họng, tức giận liếc cô một cái, sao cậu có thể nhẫn tâm với tớ như vậy chứ, tư niệm hù hừ, hùng hồn nói, cậu cũng có thể trọng sắc khinh bạn mà, nhắc đến cái này, Nguyễn Huỳnh đuối lý, cô ngượng ngùng, cầm điện thoại bắt đầu tìm phim muốn xem, lướt một vòng, cô quay đầu hỏi tư niệm, tớ có thể chọn một bộ phim tình yêu không? Tư niệm liếc nhìn cô một cái sâu xa, Nguyễn Huỳnh cười nghe răng, xem lời thề tình yêu thì thế nào, nghe được tên phim quen thuộc này, tư niệm nghi ngờ nhìn Nguyễn Huỳnh, đây đúng là phim tình yêu, nhưng có phải cậu quên mất có là một bộ bi kịch hay không, Nguyễn Huỳnh, không, tư niệm nhướng mày, hôm nay tâm tình cậu chắc là không tội, muốn xem bi kịch đến vậy à, lúc yêu đương bọn họ ngọt ngào mà, Nguyễn Huỳnh giải thích, hơn nữa, tớ muốn xem cảnh mặt trời mọc trong phim tư niệm nhanh chóng hiểu ra được trọng điểm khi cô muốn xem bộ phim này lần trước sau khi nguyễn huỳnh lén lút ra ngoài vào nửa đêm rồi quay về thì đã nhắc đến với cô cô và lục ngộ an đã đi lên núi ngắm mặt trời mọc có điều không nhắc nhiều cô không nói nơi bọn họ ngắm mặt trời mọc là địa điểm quay phim này các cậu đến đó ngắm mặt trời mọc à tư niệm ngạc nhiên nguyễn huỳnh gật đầu xem không tư niệm háng giọng cậu muốn xem thì xem Bộ phim Lời Thề Tình Yêu là một bộ phim buồn, cũng là bộ phim tình cảm được nhiều người vô cùng yêu thích. Trước khi bạn biết nó là bộ phim buồn, tất cả những gì nó hiện lên cho bạn xem đều rất tốt đẹp, là kiểu tốt đẹp của thời kỳ niên thiếu, tình yêu giữa bọn họ sạch sẽ thuần túy mà mãnh liệt. Phim bắt đầu, hai người mỗi người chiếm lấy một góc ghế sofa, vẻ mặt tập trung xem phim, cảm nhận được không khí thanh xuân phả vào mặt. Bên kia sau khi lục ngộ an quay về bệnh viện thì đến chỗ của bà nội vân sơ trước để xem tình hình bà cụ mọi thứ đều tốt không cần lo lắng quá nhiều vân sơ ở lại phòng bệnh nói chuyện với bà cụ úc đình quân giống như đồ dư thừa khi lục ngộ an đi ra khỏi phòng bệnh thì anh ấy đi theo đêm nay không về à lục ngộ an liếc nhìn anh ấy một cái úc đình quân đưa tay xoa khuôn mặt mệt mỏi nặng nề đáp không vân sơ ở đây lục ngộ an biết tính nết của anh ấy gật đầu có muốn đến phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi một lúc không mấy ngày trước công ty của úc đình quân xảy ra chút chuyện anh ấy vội đi xử lý đến giữa trưa công việc mới được tính là kết thúc để chạy về lục ngộ an nhìn quần thăm mắt của anh ấy mà nghĩ mấy ngày nay người này hẳn là không ngủ được nhiều úc đình quân ngước mắt ngược lại không khách khí với anh đồng nghiệp không ở đó à lục ngộ an hắn giọng bọn họ đến phòng nghỉ khác rồi ban đêm không có tình huống đột xuất có một hai bác sĩ ở văn phòng trông coi là được Hai người đi vào văn phòng, Úc Đình Quân kéo ghế ra ngồi xuống, vẻ mặt mệt mỏi. Lục Ngộ An ngồi trước bàn máy tính, đột nhiên nhớ tới gì đó, hiện tại tình hình của Triệu Quản Cường thế nào? Úc Đình Quân quay đầu, khóe môi khẽ nhếch, "Bác sĩ Lục, lời này của cậu có ý gì?" Nghe ra sự chế nhạo trong lời nói của anh ấy, Lục Ngộ An không nhìn anh ấy, giọng nói lạnh nhạt, "Có biết không?" Nhìn dáng vẻ không hề lay động của anh, Úc Đình Quân khẽ mỉm cười tự biết mình không có cách nào nghe được lời mình muốn nghe từ con người trong ngoài không giống nhau này, thản nhiên nói, cụ thể thì không rõ, nhưng tiền ông ta tặng cho bố cậu, bố cậu không nhận, công ty ông ta tuôn ra các vấn đề hạng mục, sau đó có những người khác hỗ trợ giải quyết, cũng là như vậy nên triệu kinh vĩ mới không hề bị ảnh hưởng chút nào, lục ngộ an nhìn anh ấy, ai hỗ trợ, Úc Đình Quân, người tặng du thuyền cho cậu lúc cậu 18 tuổi ấy. Phùng An Quốc, Lục Ngộ An nhớ lại bố của Lục Ngộ An có chức vị đặc biệt, trước kia Phùng An Quốc từng làm thư ký hai năm bên cạnh Lục Hồng Quang. Hai năm đó, ông ta phí hết tâm tư tặng quà cho Lục Hồng Quang, tặng quà cho Lục Ngộ An. Đáng tiếc là Lục Hồng Quang và Lục Ngộ An không hề nhận, trả lại toàn bộ. Sau đó nữa ông ta bị điều đi tỉnh khác, Lục Ngộ An chưa từng gặp lại ông ta nữa. Nghĩ đến đây, Lục Ngộ An nhíu mày lại, biết anh đang lo lắng cái gì, Úc Đình Quân nhạt giọng, việc này bố cậu không biết rõ tình hình cho dù xảy ra vấn đề thì chú lục cũng sẽ không phải chịu liên lụy không phải vấn đề này lục ngộ an suy nghĩ một lúc tình hình hạng mục của ông ta là gì ăn xén nguyên vật liệu út đình quân xoa khuôn mặt mỏi mệt Dễ cợt nói việc này bọn họ làm quá mức không bao lâu nữa sẽ bụng lên thôi anh ấy nghiêng đầu nhìn lục ngộ an bên phía bố cậu hẳn là sẽ nhận được tin tức chú ấy sẽ xử lý lục ngộ an gật đầu ngày nào cậu có thời gian rảnh tìm bố tôi tâm sự đi út đình quân dừng lại cậu muốn tôi nói trước cho chú Lục biết, Lục Ngộ An, nếu như thích hợp thì để ông ấy biết sớm một chút đi xử lý. Úc Đình Quân cạn lời, biết rồi, anh ấy nhìn anh một cái, có điều trọng điểm không nằm ở đây, cậu hỏi Triệu Quảng Cường là muốn biết chuyện của Triệu Kinh Vĩ à. Lục Ngộ An nhìn lại anh ấy, vẻ mặt tự nhiên vô tư, anh ta là nhà tài trợ chương trình cho đài phát thanh của Nguyễn Huỳnh. Việc này tôi không hiểu rõ, Úc Đình Quân nói cho anh biết, cậu muốn biết thì ngày mai tôi bảo trợ lý đi thăm dò rồi nói với cậu. Lục Ngộ An gật đầu, cảm ơn, Úc Đình Quân không tiếp lời, anh ấy lấy mắt kính xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, bỗng dưng anh ấy lại không nhìn được, nghi ngờ nhìn Lục Ngộ An, cậu thật sự có ý với Nguyễn Huỳnh, Lục Ngộ An nhướng mày lên, khóe môi khẽ nhếch, rõ ràng vậy à, cậu thấy sao Úc Đình Quân hỏi lại, Úc Đình Quân khẽ hừ, Trần Tịnh Dương còn nói cậu vẫn chưa xác định được tâm tư, hỏi cậu cậu cũng không nói, Lục Ngộ An, nếu như anh nói cho Trần Tịnh Dương biết thì chưa tới nửa tiếng người trong giới này bao gồm cả bố mẹ anh đều sẽ biết úc đình quân có chút tinh thần tư thái lười biếng nói trò chuyện chứ trò chuyện về việc gì lục ngộ an lạnh nhạt anh không phải người thích phân tích nội tâm của mình huống chi có một số việc không giống nghiên cứu y học không phải bạn phân tích là có thể nghiên cứu ra được yêu thích là cảm giác lục ngộ an không muốn lấy cảm giác của mình ra làm nghiên cứu anh chỉ biết là anh quả thật có hảo cảm với nguyễn huỳnh còn loài hảo cảm này bắt đầu từ lúc nào thì anh cũng không biết, chờ đến khi anh kịp phản ứng, anh đã có thể xác minh được là mình thích cô. Úc Đình Quân quan sát biểu cảm anh thay đổi, tấm tắc kỳ lạ, nói chuyện bác sĩ lục như trăng thanh gió mát, chỉ chui vào phòng phẫu thuật đây. Sao lại đột nhiên thích người ta rồi, lục ngộ an bỏ qua sự trêu chọc của anh ấy, do dự hồi lâu, cũng không được tính là đột nhiên. Úc Đình Quân, nói thế nào, lục ngộ an mở to mắt nhìn anh ấy, ý tứ rõ ràng, nói với cậu không thích hợp đâu nhỉ. Úc Đình Quân hơi ngẹn lời, liếc xéo anh, không muốn nói thì thôi, anh ấy nói, trong lòng cậu tự biết rõ là được, anh ấy dừng lại, hiếm khi lộ ra vẻ chán chường, khẽ dẻo cợt, đừng học theo tôi, lục ngộ an, không đâu, anh đứng dậy đi rót nước, nghĩ đến những chuyện của anh ấy và Vân Sơ, anh ung dung nói, đó là do cậu tự chút lấy. Xem phim xong, tư niệm khóc đến mức đẫm nước mắt, cô ấy nằm trên ghế sofa khóc thúc thích hồi lâu rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đêm nay cô ấy ngủ với Nguyễn Huỳnh. Nguyễn Huỳnh buồn bã một lúc, không nhìn được mà mở điện thoại ra. Cô ngẩn người hồi lâu, gửi tin nhắn cho Lục Ngộ An: "Bác sĩ Lục, lúc này có bận không?" Lục Ngộ An trả lời rất nhanh: "Vẫn không buồn ngủ à, Nguyễn Huỳnh?" "Vâng, vẫn bình thường." "Lục Ngộ An, hương sông còn hiệu quả chứ?" "Nguyễn Huỳnh, tôi không chắc, hai ngày nay cô không thoải mái, thật sự không có cách nào cảm nhận được." Hai người đang trò chuyện. Áp điện thoại của Nguyễn Huỳnh đột nhiên nhảy ra một bài giới thiệu của một blogger tìm kiếm quán ăn uống địa phương mà cô theo dõi. Nhấn vào xem xong, Nguyễn Huỳnh rời khỏi áp, suy nghĩ mấy giây, Nguyễn Huỳnh không nhịn được hỏi, ngày mai anh có phải đi làm không? Lục Ngộ An, muốn làm gì? Nguyễn Huỳnh, không muốn làm gì cả, chỉ là hỏi sắp xếp công việc của bác sĩ Lục thôi. Lục Ngộ An, chờ một lát, Nguyễn Huỳnh hơi ngạc nhiên, không xác định được Lục Ngộ An bảo cô chờ cái gì. Đợi một lúc Lục Ngộ An gửi một tấm hình cho cô. Nguyễn Huỳnh nhấn mở hình xem. Lục Ngộ An gửi cho cô thời khóa biểu sắp xếp công việc trong một tuần tới của anh. Đèn phòng khách vẫn luôn tắt, trong bóng tối đen như mực chỉ có ánh sáng của máy chiếu khúc xạ ra. Tư niệm đi ra từ nhà vệ sinh, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại cười nở hoa. Ánh đèn điện thoại chiếu vào khuôn mặt cô, cực kỳ quỷ dị dưới sự bao trùm của bóng tối. Cười gì vậy? Cô ấy thuận tay mở đèn ra. Nguyễn Huỳnh nhắm mắt hòa hoãn một chút rồi mở ra nhìn cô ấy, tớ cảm thấy, tư niệm nhìn cô chầm chầm, dáng vẻ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lục ngộ an đối với tớ giống như tớ đối với anh ấy vậy, tư niệm làm rõ câu nói, không hề bất ngờ lắm, không phải chuyện này cậu đã sớm biết sao, Nguyễn Huỳnh nhướng mày, tớ đâu có tự luyến đến thế, tư niệm nhếch khóe môi lên, cười dựa vào vai cô, tớ cho phép cậu tự luyến như vậy, cô ấy nhấn mở camera trước trong điện thoại cô ấy, ra hiệu cho cô ngước mắt, gương mặt này của cậu ấy, bác sĩ Lục có thể kiên trì lâu như vậy không động lòng là đã giỏi lắm rồi. Nguyễn Huỳnh nhìn chầm chầm vào bản thân trong ống kính mấy giây, giải thích thay cho Lục Ngộ An, anh ấy không nông cạn như vậy đâu. Tư niệm hừ hừ, cho dù không phải vì thích khuôn mặt này của cậu nhưng anh ta nhìn thấy khuôn mặt này, chắc chắn cũng sẽ có chút thiên vị, con người đều là động vật thị giác. Huống chi dáng dấp của Nguyễn Huỳnh không phải đẹp bình thường, cô là kiểu đại mỹ nhân rực rỡ, nhìn một cái là thấy kinh diễm nhìn lần hai thì vẫn sẽ khiến cho người ta nảy sinh lời cảm thán rằng khuôn mặt cô thật tinh xảo cô là một mỹ nhân đã được cân đo đong đếm tuy nói sự động lòng của lục ngộ an đối với nguyễn huỳnh chắc chắn không chỉ bởi vì cô xinh đẹp nhưng con người quả thật sẽ chú ý hơn đến những thứ đẹp đẽ đương nhiên nếu như nguyễn huỳnh không phải kiểu người lục ngộ an thích thì có thêm chú sự chú ý này trong khoảng thời gian bọn họ chung đụng sớm chiều cũng sẽ biến mất hầu như không còn tư niệm muốn nói cho nguyễn huỳnh biết cậu phải có lòng tin vào bản thân bất kể bác sĩ Lục có phải người nông cạn hay không thì anh ta đều sẽ thích cậu. Nói xong, cô ấy buồn cười, giống như tớ vậy, mặc dù tuổi tớ không phải cùng một kiểu yêu thích, Nguyễn Huỳnh bị lời nói của tư niệm chọc cười, mặt mày khẽ cong, cảm ơn cậu đã cho tớ lời đánh giá như vậy, tư niệm kiêu ngạo, khách khí rồi, hai người vui vẻ một lúc, tư niệm tò mò, bây giờ cậu định làm thế nào? Nguyễn Huỳnh nhấn mở thời gian biểu mà Lục Ngộ An gửi cho tư niệm xem, ung dung nói, tùy cơ ứng biến cô không xác định được lục ngộ an thích cô tới mức nào cũng không xác định được anh có thể tiếp tục thích mình bao lâu cho nên lúc này cô phải nắm chặt lấy cơ hội tư niệm cố lên sớm bắt được bác sĩ lục sau này khám bệnh có người quen rồi nguyễn huỳnh liếc cô ấy một cái nhấn mạnh nói cậu bây giờ và sau này đều sẽ không bị bệnh tư niệm ồ đáp lời xong hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười buổi sáng hôm sau nguyễn huỳnh vẫn tính là dậy sớm cành lá xanh biết ngoài cửa sổ bị ánh nắng chói mắt chiếu vào mềm mại lại sắc bén vào đông hiếm khi có thời tiết tốt như vậy nguyễn huỳnh liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn quyết định trước khi đi làm sẽ đến bệnh viện một chuyến hôm nay lục ngộ an đi làm bình thường bệnh của nguyễn huỳnh gần như khỏi hẳn rồi trước khi đến bệnh viện cô còn mua một bó hoa và hai giỏ trái cây ở gần tiểu khu đến bệnh viện nguyễn huỳnh muốn nhắn tin cho lục ngộ an hỏi anh có bận không nghĩ lại thứ hai không có ai đi làm mà rảnh cả cô cũng không phải đặc biệt đến tìm anh, đến khu nội trú ở tầng 6, Nguyễn Huỳnh chào hỏi y tá rồi đến phòng bệnh của Kỳ Kỳ một chuyến, sau đó ông Hoa đi đến phòng bệnh của bà nội Vân Sơ. Tối hôm qua lúc ăn cơm cô và Vân Sơ đã nói chuyện đôi câu, biết được tình hình của bà nội cô ấy cho nên cô tới thăm. Lúc Nguyễn Huỳnh đến, Vân Sơ đúng lúc đang gọt táo, thấy cô xuất hiện, cô ấy rất kinh ngạc, sao cô lại tới đây? Nguyễn Huỳnh cười một tiếng, đưa hoa cho cô ấy, tôi tới xem một chút tình hình của bà nội vẫn ổn chứ vân sơ hơi ngẩn ra rũ mắt nhìn bó hoa trước mặt một lúc rồi đột nhiên cười lên vẫn tốt cô ấy mím môi ra hiệu cho nguyễn huỳnh ngồi xuống chờ nguyễn huỳnh ngồi xuống cô ấy giới thiệu với bà nội bà nội có người đến thăm bà này bà nội vân vừa rồi đã nghe thấy giọng nói của hai người lúc này nghe vân sơ nói như vậy thì vội vàng vươn tay về phía nguyễn huỳnh là bạn của bé à nguyễn huỳnh sửng sốt vội vàng nắm chặt tay bà cụ ấm giọng nói đúng vậy bà nội gọi cháu là nguyễn huỳnh đi bà gọi là huỳnh huỳnh cũng được bà nội vân cười ha ha đồng ý dựa vào cảm giác mà vỗ vỗ lưng cô được 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 vân sơ ở bên cạnh nghe nhìn hai người giao lưu hốc mắt cô ấy hơi nóng lên nói chuyện với bà nội vân sơ một lúc thì bà cụ có chút buồn ngủ đợi bà ngủ rồi nguyễn huỳnh và vân sơ đi ra khỏi phòng bệnh tôi không nghĩ tới cô sẽ đến vân sơ nhìn qua nguyễn huỳnh ăn ngay nói thật nguyễn huỳnh mỉm cười nói đùa có làm phiền hai người không vân sơ đương nhiên là không cô ấy nở nụ cười khẽ nói cảm ơn ở thành phố này vân sơ không có người bạn tốt nào mấy năm nay sống cũng khép kín cho nên nguyễn huỳnh có thể đến cô ấy bất ngờ lại vui mừng nguyễn huỳnh cười sáng lạng trông dịu dàng động lòng người cô không cảm thấy đột ngột là được không đâu tôi và bà nội đều rất hoan nghênh vân sơ nhìn cô không nhịn được cười một lát nữa cô phải đi làm sao ừ nguyễn huỳnh nói chỗ tôi làm ở gần đây Nói xong Nguyễn Huỳnh nhìn thời gian, bà nội ngủ vào giờ này, lát nữa không ăn cơm trưa sao? Vân Sơ, bà ấy ăn sáng muộn, cũng không có khẩu vị gì, Nguyễn Huỳnh hiểu ra, lúc cô làm phẫu thuật xong thì cũng gần như rơi vào tình hình như vậy, cô thì sao? Vân Sơ chủ động hỏi thăm, cô đã hẹn bác sĩ Lục cùng nhau ăn cơm sao? Nếu như không có thì chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm nhé, cô ấy nhấn mạnh trọng điểm, chỉ hai chúng ta, Nguyễn Huỳnh khẽ nhướng đuôi mày ánh mắt nhìn khuôn mặt quyến rũ mê người của cô ấy, được thôi, cân nhắc đến việc bà nội Vân ở bệnh viện một mình, hai người không dám đi xa, chỉ ăn cơm ở nhà ăn bệnh viện, nhà ăn bệnh viện chia làm hai tầng, tầng một là nơi người nhà bệnh nhân dùng cơm, tầng hai là nhà ăn của nhân viên, đi đến nhà ăn ngồi xuống, Vân Sơ mới nhớ tới rồi hỏi, hôm nay cô tới gặp bác sĩ Lục à, nghe thấy lời này, Nguyễn Huỳnh bật cười, vẫn chưa, vừa rồi lúc tôi tới trạm y tá chào hỏi thì có y tá nói anh ấy đến phòng phẫu thuật rồi. Vân Sơ nói cho cô biết, tôi cũng đã gặp mặt anh ấy lúc anh ấy kiểm tra vào buổi sáng. Nguyễn Huỳnh đáp lời, tôi biết, cô uống một ngụm nước ấm làm trợn giọng, tôi đến bệnh viện không phải cố ý tìm anh ấy đâu. Vân Sơ ngẩn ra, trầm giọng nói, vậy thì tốt, cô ấy không mong Nguyễn Huỳnh ông thất vọng quay về. Hai người ăn cơm, trò chuyện. Mùi vị đồ ăn ở nhà ăn bệnh viện cũng bình thường, hai người không ăn được bao nhiêu bèn đặt đổ xuống thấy gần đến giờ nguyễn huỳnh nói một câu với vân sơ rồi quay về đài phát thanh làm việc nguyễn huỳnh thấy cô phải đi vân sơ gọi một tiếng có tiện thêm liên lạc không lúc này nguyễn huỳnh mới nhớ tới mình quên việc này đương nhiên cô nhanh chóng lấy điện thoại ra để tôi quét mã của cô trao đổi liên lạc xong nguyễn huỳnh lái xe quay về đài phát thanh vân sơ ở dưới lầu phơi nắng một lúc rồi mới chậm rãi quay về phòng bệnh cô ấy vừa tới hành lang thì nhìn thấy người đang dựa vào tường nghỉ ngơi chờ đợi mình buổi trưa lục ngộ an có một cuộc phẫu thuật lúc kết thúc thì đã hơn một giờ anh xoa cổ tay cứng nhắc nhấc chân đi về phía văn phòng bác sĩ lục tiết cảnh thắng đi theo sau lưng anh chuẩn bị gọi món bữa trưa anh muốn ăn gì hôm qua lục ngộ an thức đêm lúc này lại vừa phẫu thuật xong không có khẩu vị gì anh lắc đầu giọng nói khàn khàn không cần gọi cho tôi các cậu gọi là được tiết cảnh thắng đã quen với sự sắp xếp như vậy của anh bất đắc dĩ nói hay là cứ gọi về để đó đói thì hâm nóng lại rồi ăn không cần đâu lục ngộ an cười tối nay tôi tự đi ăn nghe vậy tiết cảnh thắng không còn miễn cưỡng nữa cậu ta gọi mấy người y tá chưa ăn cơm khác cùng nhau gọi món hơi mệt rồi lục ngộ an đi vào văn phòng bỗng nhiên nghĩ đến gì đó anh lấy điện thoại ra nhấn mở lên có mấy tin nhắn chưa đọc nhưng không có của nguyễn huỳnh Nhìn ảnh đại diện uy chát của cô yên lặng, Lục Ngộ An khẽ nhướng mày, rủ mắt hỏi cô, đi làm rồi sao? Tin nhắn được gửi đi, Lục Ngộ An đi về phía vị trí làm việc, còn chưa đến gần thì anh đã nhìn thấy trên bàn đặt một cái túi với logo quen thuộc, trên túi còn dán một tờ giấy ghi chú. Lục Ngộ An sải bước đi qua, thấy rõ chữ viết trên đó, đồ đặc riêng của bác sĩ Lục Ngộ An, ăn cơm xong rồi uống, không phải kiểu chữ quen thuộc, Lục Ngộ An vẫn nhìn chăm chú hồi lâu. Anh lặng lẽ cong môi bả vai bỗng nhiên bị người ta vỗ vỗ, bác sĩ Lục, có phải cậu có bí mật sau lưng tôi không? Tất Khải Hoàng từ bên ngoài trở về, chỉ vào ly cà phê được giao tới trên bàn anh, tại sao lại là quán này đưa cà phê cho cậu? Anh ấy ăn nói chính nghĩa mà nhấn mạnh, tôi đã hỏi rồi, nếu như không phải có người quen đặt món của quán này thì sẽ không giao đi quá xa đâu. Nghe vậy, Lục Ngộ An liếc nhìn anh ấy một cái, không tiếp lời. Này, bác sĩ Lục, nói đi chứ, đừng giả ngốc tất khải hoàng chỉ vào chữ trên giấy ghi chú còn cái này nữa lúc tôi mới từ phòng phẫu thuật đi ra đã muốn uống nhìn thấy nội dung trên tờ ghi chú này thì tôi không dám uống nữa lục ngộ an nhìn anh ấy nhàn nhạt nói cậu muốn uống cái gì tôi mời dứt lời tất khải hoàng còn chưa trả lời thì bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào nho nhỏ hai người quay đầu nhìn có cà phê và đồ ngọt được giao tới ý tất khải hoàng nhướng mày sao lại cùng một quán với cái logo trước mặt cậu vậy anh ấy nghi ngờ sao đồ cậu chưa gọi mà đã tới trước thế lục ngộ an đứng tại chỗ nhìn mấy giây rồi gọi vu tích ngọc lại y tá vu vu tích ngọc bác sĩ lục sao vậy lục ngộ an chỉ vào cà phê và đồ ngọt bên cạnh giọng nói trầm thấp cô ấy gọi người đưa đến à cô ấy đây là nói đến ai hai người đều biết rõ vu tích ngọc gật đầu thuật lại lời nói của nguyễn huỳnh cho lục ngộ an biết cô nguyễn nói là để cảm ơn mọi người đã chăm sóc lúc cô ấy nằm viện lục ngộ an nghe xong thì hơi gật đầu Tôi biết rồi, anh dặn dò, khe khẽ một tí, chia cho mọi người đi." Vu Tích Ngọc đáp lời. Bỗng dưng Lục Ngộ An nghĩ đến điều gì đó, cô ấy đến lúc mấy giờ? Vu Tích Ngọc, khoảng 11 giờ, cô ấy còn đi thăm kỳ kỳ nữa. Tất Khải Hoàng nghe không hiểu lời hai người nói, nghi hoặc không thôi, cậu và y tá Vu đang chơi trò bí mật gì vậy? Lục Ngộ An yên tâm kéo ghế ra ngồi xuống, lấy tờ giấy ghi chú đặt vào ngăn kéo rồi mới ngước mắt nhìn anh ấy, "Cậu không đi lấy cà phê à?" Tất Khải Hoàng cà phê không quan trọng bí mật của cậu quan trọng hơn lục ngộ an không nói gì một lần nữa nhấn mở ảnh đại diện uy chát của nguyễn huỳnh vừa nhấn mở nguyễn huỳnh đã trả lời tin nhắn anh vừa kết thúc ca phẫu thuật à nguyễn huỳnh ừm tôi đến đài rồi lục ngộ an rủ mắt sao lại đột nhiên muốn mời bọn họ uống cà phê nguyễn huỳnh đâu có đột nhiên nguyễn huỳnh cầm điện thoại nói cho anh biết chỉ là không nỡ thấy bác sĩ lục không có cà phê uống mà thôi nguyễn huỳnh mời đồng nghiệp trong khoa của lục ngộ an uống cà phê một mặt quả thật có ý cảm ơn đương nhiên ở mặt khác là suy nghĩ ích kỷ của cô cô sợ đồng nghiệp của lục ngộ an không chú ý tới lời nhắn trên giấy ghi chú lúc buồn ngủ uống mất đồ của anh uống ly cà phê không có gì quan trọng cả chuyện rất bình thường giữa đồng nghiệp với nhau mà thôi chỉ là nguyễn huỳnh sẽ đau lòng cho nên cô làm một công đôi việc mời mọi người cùng uống nhìn thấy lời nhắn cô gửi tới trước mắt lục ngộ an có thể hiện ra vẻ mặt của cô khi nói lời này khuôn mặt công công trong đôi mắt đầy vẻ thành khẩn cô càng như vậy thì càng khiến người ta không có sức chống đỡ nghĩ đến đây lục ngộ an bất đắc dĩ cười một tiếng tốn kém rồi nguyễn huỳnh cũng tạm đây xem như tôi đang quảng cáo cho quán cà phê vậy lục ngộ an của tôi được đưa đến trước à nguyễn huỳnh số lượng quá lớn bọn họ làm khá lâu cho nên cô gọi điện thoại cho tư niệm bảo cô ấy sắp xếp người đưa đến bệnh viện cho lục ngộ an trước hai người nói chuyện không coi ai ra gì Tất Khải Hoàng ở bên cạnh thỉnh thoảng nhìn một cái, trong lòng có suy đoán, thấy Lục Ngộ An đặt điện thoại xuống, anh ấy trượt ghế đến bên cạnh anh, tiết lộ một chút đi, nói chuyện với ai vậy, Lục Ngộ An lạnh lùng nhìn anh ấy, cậu không đi nghỉ ngơi à, Tất Khải Hoàng, tối nay nghỉ sau, tuy cậu, Lục Ngộ An cầm lấy cà phê trên bàn, tôi đến nhà ăn ăn cơm đây, đi đến nhà ăn, Lục Ngộ An đúng lúc gặp đầu bếp thân quen ở đó, chuyện các bác sĩ dùng cơm không đúng giờ người trong bệnh viện đều không cảm thấy kinh ngạc. Bác sĩ Lục, ăn gì đây? Thật ra Lục Ngộ An không thích ăn cá, lúc này không hiểu sao lại nghĩ đến Nguyễn Huỳnh, anh tự mình cười một cái, cũng không biết là đang cười cái gì, còn cá không? Đầu bếp sửng sốt, vội vàng nói, anh muốn ăn thì đương nhiên có, anh ngồi một lúc đi, tôi làm cho anh một phần đơn giản. Lục Ngộ An cười, được, thịt kho tàu, không lấy rau thơm, không phải anh ăn rau thơm sao? Đầu bếp kinh ngạc, Lục Ngộ An, ừm, hôm nay không ăn đầu bếp nghi hoặc nhìn anh mấy giây sau khi xác nhận anh không nói đùa thì quay vào bếp phía sau lục ngộ an đến gần đó tìm chỗ ngồi xuống nguyễn huỳnh vừa trả lời tin nhắn của anh tìm anh xác nhận sinh nhật của kỳ kỳ trước đó nguyễn huỳnh đã hỏi viện trưởng về sinh nhật của kỳ kỳ vào cuối tuần này nhưng cô sợ mình nhớ nhầm xác định lần cuối với lục ngộ an sẽ tốt hơn lục ngộ an là chủ nhật nguyễn huỳnh con bé có muốn món quà sinh nhật nào không lục ngộ an trước đó từng nhắc tới Nguyễn Huỳnh, là gì vậy? Tin nhắn được gửi đi, Nguyễn Huỳnh nhận được cuộc gọi của Lục Ngộ An. Vừa bắt máy, trước hết cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn của Lục Ngộ An, con bé chưa từng đi công viên trò chơi, Nguyễn Huỳnh hiểu ra, vậy con bé có thể rời khỏi bệnh viện không? Tôi sẽ đi xin phép, Lục Ngộ An nói xong thì gọi cô, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh, hả? Lục Ngộ An nhìn qua ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, nghĩ đến khuôn mặt tươi cười sáng rỡ của cô, anh thấp giọng nói, ngày đó có rảnh không? Đầu tiên Nguyễn Huỳnh đã kịp hiểu được ý của Lục Ngộ An, cô nhếch khóe môi, nhìn qua quảng cáo nhảy lên trên màn hình máy tính công công mắt, cố ý hỏi, không xác định được, "Sao vậy? Anh muốn bảo tôi và anh cùng nhau đưa Kỳ Kỳ đi công viên trò chơi sao?" Lục Ngộ An ừm một tiếng, nghiêm túc hỏi, "Đồng ý không?" Rõ ràng chỉ là hỏi cô có đồng ý đi công viên trò chơi hay không, nhưng khi mấy chữ "đồng ý không" này được anh nói ra, xuyên qua dòng điện truyền đến tai Nguyễn Huỳnh, cô lại sinh ra một loại ảo giác Người này đang cầu hôn, tần suất tim đập đang trở nên nhanh hơn. Nguyễn Huỳnh nghiêng đầu, liếc nhìn mình trong tấm gương nhỏ, tai đỏ ửng lên. Cô hít sâu một hơi, mập mờ nói, "Tôi cần nhắc một chút, tí nữa nói cho anh biết." Lục Ngộ An cười một tiếng trầm thấp, "Được, dứt lời, đầu bếp đưa tới đồ ăn mà anh gọi." Nguyễn Huỳnh nghe được lời nói của hai người, kinh ngạc không thôi, "Bây giờ anh mới ăn cơm à?" Lục Ngộ An đáp một tiếng. Nói đến cơm trưa, Nguyễn Huỳnh không nhịn được nói, anh biết lúc trưa tôi ăn cơm với ai không? Lục Ngộ An, kỳ kỳ, không phải Nguyễn Huỳnh nói, Vân Sơ, hai chúng tôi ăn ở nhà ăn bệnh viện. Lục Ngộ An có chút bất ngờ, đang muốn mở miệng thì Nguyễn Huỳnh đột nhiên gọi tên anh, "Lục Ngộ An." Hửm, âm điệu của anh hơi thấp, nghe cực kỳ gợi cảm. Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại đổi sang tai khác, liếm môi, "Cá kho của nhà ăn cho nhân viên thật sự ngon hơn nhà ăn bình thường sao?" Lục Ngộ An nghe ra ý khác trong lời nói của cô. Cục mắt nhìn qua dĩa cá kho được bưng lên, "Lúc trưa ăn ở nhà ăn dưới lầu à?" Ừm, Nguyễn Huỳnh thở dài, "Không ngon." Lục Ngộ An mỉm cười, "Trên lầu ngon hơn một chút." Anh hơi dừng lại rồi nói, "Trưa mai còn muốn ăn không?" Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút, "Qua mấy ngày nữa rồi ăn." Lục Ngộ An, "Được." Đang nói chuyện thì Lâm Du Anh từ văn phòng đi ra, "Nguyễn Huỳnh, chú ý tới cô đang nghe điện thoại." Chị ấy nhẹ giọng, nói chuyện xong thì đến phòng làm việc của chị một chuyến. Hai người yên tĩnh một lúc Nguyễn Huỳnh nói, tôi đi làm việc đây, cúp điện thoại, Nguyễn Huỳnh ngồi tại chỗ suy tư một phút, cũng không thể nghĩ ra được Lâm Du Anh tìm mình muốn làm gì. Cô từ bỏ sự giải dụa, xoay người đi về phía văn phòng của chị ấy. Đi ra từ văn phòng của Lâm Du Anh, Nguyễn Huỳnh hờ hững nhìn điện thoại, phát hiện ra lục ngộ an gửi cho cô một tấm hình. Một tấm hình chụp cá kho, Nguyễn Huỳnh nhìn chầm chầm một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi ở trong điện thoại anh hỏi mình chủ nhật có rảnh không, ngồi yên chốc lát, Nguyễn Huỳnh tìm ra quyển sổ tay đã lâu không dùng. Nhân lúc chưa đến giờ làm việc chính thức, cô bắt đầu mày mò, đàm tuyết nhi vừa đi đến vị trí làm việc, phát hiện ra Nguyễn Huỳnh đang hí hoáy với sổ tay. Cô ấy nghi hoặc nhìn, chị Nguyễn Huỳnh, chị làm gì vậy, Nguyễn Huỳnh, làm sổ tay, đàm tuyết nhi nghẹn lời, ý em là, chị làm sổ tay sao giống như lịch làm việc vậy, Nguyễn Huỳnh gật đầu, ánh mắt em không tệ, chính là lịch làm việc đấy, đàm tuyết nhi mờ mịt, chị làm cái này làm gì thời gian làm việc của chúng ta không phải là cố định sao, bọn họ không có thời gian biểu mỗi ngày, giờ làm việc của bọn họ căn cứ theo pháp luật quy định là được. Thỉnh thoảng sẽ tăng ca nhưng cũng đều thông báo bằng miệng, Nguyễn Huỳnh, gửi cho bạn, cô làm ra đương nhiên không phải để cho mình xem, đàm tuyết nhi đang muốn hỏi là bạn nào thì Nguyễn Huỳnh đã xua tay với cô ấy. Em giúp chị tìm trong ngăn kéo của chị trước đó có một cuộn siết cơ thỏ tím, đàm tuyết nhi, được, lăn lộn hơn nửa phút, Nguyễn Huỳnh cuối cùng cũng làm xong sổ tay chương trình một tuần của cô, làm xong, cô chụp hình gửi cho Lục Ngộ An. Vừa gửi đi không bao lâu thì Lục Ngộ An lại gọi điện thoại cho cô. Thời gian nghỉ ngơi buổi trưa của nhân viên y tế thật là dư giả, chỉ cần không có tình huống đột xuất làm phẫu thuật xong, buổi trưa bọn họ có thể ngủ. Lúc Nguyễn Huỳnh gửi tin nhắn tới, Lục Ngộ An vừa mới chợp mắt 20 phút tỉnh lại, điện thoại rung lên, anh nhấn mở đập vào mắt là một thời gian biểu vui mắt lại được sắp xếp rất hợp quy tắc chữ viết xinh đẹp có lực là của một tuần tới đây chữ của nguyễn huỳnh rất xinh đẹp lục ngộ an vẫn luôn biết điều đó điều anh không biết chính là sổ tay của cô cũng được làm xinh đẹp như vậy trong thời gian biểu của nguyễn huỳnh có ghi chú ngày giờ cùng với lịch trình công việc cùng với hai ngày cuối tuần cô cố ý khoanh lại hai ngày này cô có thêm một ghi chú khác thứ bảy đang chờ quyết định mà chủ nhật ở bên cạnh từ 0 giờ đến 24 giờ, cô ghi chú là nghe theo sắp xếp của Lục Ngộ An. Bình tĩnh nhìn thời gian biểu này hồi lâu, trong mắt Lục Ngộ An có ý cười, rất đột nhiên, anh rất muốn nghe giọng nói của cô. Dưới sự xúc động, Lục Ngộ An một lần nữa bấm gọi Nguyễn Huỳnh. Alo, đến giờ làm việc chính thức, giọng nói của Nguyễn Huỳnh nhỏ đi rất nhiều, "Lục Ngộ An, là tôi, Lục Ngộ An đáp, chậm rãi nói, tôi nhận được rồi." Nguyễn Huỳnh khẽ nhếch môi, "À một tiếng, tôi biết rồi." có thể thấy được anh đã xem điện thoại, Lục Ngộ An im lặng không nói chốc lát rồi thấp giọng hỏi, sao bỗng nhiên lại muốn làm cái này? Hửm, vấn đề này, Nguyễn Huỳnh rất dễ trả lời, có qua có lại mà, cô nhắc nhở anh, anh gửi cho tôi, tôi cũng phải đáp lại anh không phải sao? Lục Ngộ An ngầm hiểu, âm điệu hơi trầm xuống, khàn khàn giống như đang quyến rũ Nguyễn Huỳnh, thứ bảy muốn làm gì? Nguyễn Huỳnh nghĩ đến mấy chữ chờ quyết định mà mình viết, miệng nhanh hơn não, anh nói chuyện này là muốn hẹn tôi sao? Dứt lời hai người, hai người đều yên tĩnh lại. Nguyễn Huỳnh hối hận, hình như cô hơi trực tiếp quá rồi, nhưng đối với Lục Ngộ An, cô cảm thấy trực tiếp mới có tác dụng nhất. Đang suy nghĩ miên man, Nguyễn Huỳnh nghe thấy tiếng cười của Lục Ngộ An. Tiếng cười của anh càng hấp dẫn hơn tiếng nói chuyện, mềm mại tê dại, cách dòng điện cũng có thể đốt nóng tai cô. Trái tim cô một lần nữa có sự chập trùng rõ ràng, giống như gió nhẹ lướt qua cành lá, và chạm tạo ra âm thanh lưu động. Nguyễn Huỳnh lên tiếng theo bản năng, anh. Cô đang muốn hỏi Lục Ngộ An cười cái gì thì anh đã mở miệng trước, sao lại thông minh như vậy, Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, không xác định lắm hỏi, có ý gì? Không đoán được à, Lục Ngộ An phối hợp với cô, Nguyễn Huỳnh mím môi, cảm giác trái tim của mình bị anh làm cho bất ổn, cô đang suy nghĩ xem mình tiếp tục giả ngu hay là trực tiếp hỏi lại, Lục Ngộ An bỗng nhiên gọi cô, "Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh, đây." Lục Ngộ An bị cô chọc cười, nói một cách ngay thẳng thản nhiên, "Là đang hẹn em." Nói xong, anh hỏi ý kiến của Nguyễn Huỳnh, hẹn không, ngày thứ bảy hôm ấy, mặt trời chiếu chói chang. Vào đông ít có ánh nắng sáng lạng, treo cao trên tầng mây, bầu trời vô cùng xanh, trong vắt, sáng sủa tự như được nước mưa cọ rửa. Tối hôm qua Nguyễn Huỳnh lại có chút mất ngủ, khi mê mang thiếp đi thì đoán chừng đã hai ba giờ rồi, đồng hồ báo thức vang lên, cô ráng chống đỡ bò dậy, kéo màn cửa sổ ra, đứng bên cửa sổ nhìn ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, cô mới lê dép đi vào nhà tắm sau khi đi ra nguyễn huỳnh đứng tại chỗ suy nghĩ mấy giây rồi tiến vào phòng để quần áo hôm nay cô phải cùng lục ngộ an đi ra ngoài có điều hai người hẹn nhau vào buổi chiều ở nhà bận rộn công việc một lúc nguyễn huỳnh trang điểm thay quần áo rồi đi ra ngoài vừa mới vào thang máy cô nhận được tin nhắn tư niệm gửi tới hỏi cô hôm nay đi đâu chơi nguyễn huỳnh lục ngộ an không nói tư niệm anh ta không nói đi đâu chơi mà đã bắt cóc cậu đi rồi nguyễn huỳnh cầm điện thoại cười nói gì vậy tớ cũng không dễ lừa như thế đâu tư niệm hy vọng sau khi cậu nghe thấy giọng nói của bác sĩ lục nhìn thấy người thì còn có thể kiên định như vậy nguyễn huỳnh điều này quả thật cũng không chắc chắn được trong khoảng thời gian hai người quen biết nguyễn huỳnh cảm nhận sâu sắc sức hấp dẫn của lục ngộ an đối với cô thật sự rất mạnh mạnh đến mức hôm thứ hai anh vừa hỏi cô có hẹn không cô đã không do dự trả lời anh mấy giờ hẹn ở đâu nghĩ đến sự chủ động của mình vào ngày đó nguyễn huỳnh còn có chút hối hận cô nên kiêu ngạo một lúc nguyễn huỳnh vừa đi vừa nghỉ mãi đến sau khi nhìn thấy ở cổng tiểu khu một người mặc áo khoác màu đen dựa vào bên cạnh xa chờ mình cô lập tức tán thành với quyết định vào hôm thứ hai đó lúc nằm viện cô đã nghe người xung quanh nhắc đến không ai có thể từ chối lục ngộ an cô cũng giống thế nhiệt độ có chút tăng lên lục ngộ an mặc chiếc áo khoác màu đậm anh vai rộng chân dài cực kỳ thích hợp mặc quần áo dáng dài ánh mắt nguyễn huỳnh nhìn từ dưới lên dừng lại ở khuôn mặt tinh xảo mà góc cạnh của anh màu da của anh thiên về trắng đường nét gương mặt lạnh lùng lưu loát nhìn thế nào cũng thấy đẹp lúc không nói lời nào toàn thân lộ ra cảm giác cấm dục mạnh mẽ rõ ràng anh là một người ôn hòa rất đột nhiên nguyễn huỳnh nghĩ đến hai ngày trước lúc ăn cơm trò chuyện với cô tư niệm đã bình luận một câu về lục ngộ an cô ấy nói lục ngộ an là kiểu quý ông dịu dàng ngoài mặt thì trong ôn hòa như ngọc không có bất cứ tính công kích gì trên thực tế bên trong anh cất giấu sự kiềm chế và lạnh lùng nguyễn huỳnh có chút tán thành với lời cô ấy nói lại không quá đồng ý cô đang muốn phản bác lời tư niệm nói thì cô ấy lại không đứng đắn mà nhìn cô có ý riêng nói loại đàn ông kiềm chế như vậy một khi vỡ đê sẽ xuất hiện sự tương phản khiến người ta không chống đỡ được cậu bảo trọng nguyễn huỳnh đang nghĩ ngợi thì một giọng nói quen thuộc chui vào tai hơi thở mát lạnh cũng xông vào mũi đứng đây làm gì vậy sau khi lục ngộ an đi ra khỏi tiểu khu thì đứng tại chỗ nghe thấy giọng nói kiềm chế hấp dẫn của anh tai nguyễn huỳnh nóng lên cô ép buộc mình quên đi lời tư niệm nói không có gì cô ngước mắt nhìn về phía lục ngộ an anh đợi lâu chưa lục ngộ an cũng tạm anh đi đến cửa xe mở cửa cho nguyễn huỳnh ăn cơm chưa ăn rồi nguyễn huỳnh chờ anh lên xe rồi mới trả lời hỏi ngược lại bác sĩ lục anh biết mấy giờ rồi không đương nhiên lục ngộ an biết lúc này đã hơn một giờ nhưng cũng biết nguyễn huỳnh không phải là người ăn cơm ba bữa đúng quy luật thời gian hai người quen biết không dài nhưng sự hiểu biết của anh về cô còn nhiều hơn cô tưởng tượng dường như biết lục ngộ an đang suy nghĩ gì nguyễn huỳnh nhỏ giọng giải thích cho mình thời gian làm việc và nghỉ ngơi của tôi thỉnh thoảng cũng có quy luật nghe vậy lục ngộ an khẽ cong môi biết rồi cô nguyễn quy luật buổi tối muốn ăn gì đây anh hỏi cô nghe được hai chữ cô nguyễn này nguyễn huỳnh không khỏi cười theo cô nhìn thời gian nghe theo sắp xếp của bác sĩ lục lục ngộ an cười một tiếng trầm thấp phối hợp với cô được xe chạy khỏi tiểu khu nguyễn huỳnh nhìn con đường hỗn loạn bên ngoài chậm chạp nhớ tới hỏi bây giờ chúng ta đi đâu vậy ngày đó sau khi đồng ý với lục ngộ an lục ngộ an hỏi cô có nơi nào đặc biệt muốn đi hay không nguyễn huỳnh nói không có toàn bộ đều nghe theo sắp xếp của anh sau đó cô cũng không hỏi lại lục ngộ an nữa mãi đến lúc này cô cũng không biết hôm nay bọn họ muốn đi đâu muốn làm gì ánh mắt lục ngộ an nhìn thẳng về phía trước liếc mắt nhìn cô, một lát nữa em sẽ biết, Nguyễn Huỳnh nhướng mày. 20 phút sau, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy tên nhà hát quen thuộc. Hôm nay nhà hát có một vở kịch âm nhạc Nguyễn Huỳnh rất thích, không giống với vở lần trước cùng xem với mấy người tư niệm. Nguyễn Huỳnh đã muốn xem vở kịch âm nhạc này vào hơn nửa năm trước rồi. Điểm duy nhất giống với lần trước là, cô không mua được vé. Có điều lần này việc khiến cô kinh ngạc chính là, Lục Ngộ An lại biết được. Nguyễn Huỳnh cố gắng nhớ lại trong đầu, cô chưa từng nhắc đến chuyện này với lục ngộ an nhỉ. Cho dù là Trần Tịnh Dương thì hẳn là cũng không biết cô có yêu thích xem kịch âm nhạc, tự như biết cô muốn hỏi cái gì, lục ngộ an quay đầu nhìn lại cô, trước đó vòng bạn bè của em có nhắc tới, hả, Nguyễn Huỳnh sửng sốt, cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới, lục ngộ an sẽ lướt xem vòng bạn bè của cô, tìm hiểu cô, biết thêm nhiều thứ cô thích hơn, tin về vở nhạc kịch này hẳn là từ rất lâu trước đó rồi mà, cô không quá xác định hỏi. Lục Ngộ An ừm một tiếng, em đăng vào tháng năm, Nguyễn Huỳnh dừng lại, Lục Ngộ An mở cửa xuống xe, đi vòng qua đầu xe đến bên phía cô mở cửa xe, đưa tay cho cô, đôi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, cô đưa tay cho anh, cảm nhận đường cong cánh tay gầy gò có lực của anh qua lớp áo, trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, cô không nhịn được hỏi, sao anh còn có thể mua được vé vậy, bảo Úc Đình Quân tìm ban tổ chức lấy, Lục Ngộ An ăn ngay nói thật, Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, ngước mắt nhìn qua anh, bác sĩ Lục hửm lục ngộ an cúi đầu nhìn qua khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng của cô một cơn gió thổi tới có vài sợi tóc bay lên mặt nguyễn huỳnh dính vào cánh môi lục ngộ an rủ mắt xuống nhìn đưa tay gạt sợi tóc của cô qua một bên vén đến sau tai muốn nói gì đó ánh mắt nguyễn huỳnh di chuyển theo tay của anh cảm nhận xúc cảm ấm áp trên ngón tay của anh lướt qua gương mặt lỗ tai không tự chủ được nguyễn huỳnh và anh nhìn nhau ánh mắt anh quá nóng bỏng khiến cô không thể chống đỡ được nguyễn huỳnh nhẹ nhàng thở ra một hơi không đứng đắn lắm hỏi vòng bạn bè của tôi vẫn được xem là thú vị chứ thật ra cô đã quên mất mình đã từng đăng những gì bởi vì tần suất không cao vòng bạn bè của nguyễn huỳnh vẫn luôn ở trạng thái công khai lục ngộ an nở nụ cười thú vị thật không nguyễn huỳnh và anh cùng nhau đi về phía cổng soát vé lúc anh xem sẽ không cảm thấy rất lãng phí thời gian à lục ngộ an đưa vé cho người soát vé sau khi kéo cô đi vào mới nói thật đó không cảm thấy vậy đâu nguyễn huỳnh kinh ngạc tôi còn tưởng rằng người bận rộn giống như anh có lẽ cũng sẽ không lướt vòng bạn bè lục ngộ an không hay lướt lắm nguyễn huỳnh vậy anh nói được một nửa cô dường như hiểu ra lục ngộ an cũng dừng bước chân lại nhìn cô chậm rãi nói cố ý lướt xem anh không hay lướt vòng bạn bè mà anh đều có thể nhìn thấy tất cả bài đăng của nguyễn huỳnh là bởi vì khi rảnh rỗi anh sẽ nhấn mở ảnh đại diện của cô để xem cũng bởi vì là vòng bạn bè của cô anh mới không cảm thấy lãng phí thời gian, thậm chí còn cho rằng nó thú vị. Nguyễn Huỳnh bị sự ngay thẳng của Lục Ngộ An làm kinh động, thế nhưng khi anh nói lời này lại mang theo một loại ý tứ, anh không phải đang cố ý trêu chọc em, anh chỉ nói cho em biết lời thật lòng mà thôi. Nguyễn Huỳnh không khỏi cảm thấy Lục Ngộ An còn rất trành. Trong rạp hát kín người hết chỗ, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đến không sớm không muộn, lúc ngồi xuống thì đã sắp bắt đầu. Trước khi diễn viên lên sân khấu, Nguyễn Huỳnh nhớ tới hỏi người bên cạnh trước đó anh từng tới đây sao? Từng tới hai lần, Lục Ngộ An nói. Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp hỏi nhiều thì Lục Ngộ An đã thấp giọng nói, tới với mấy người Úc Đình Quân. Nguyễn Huỳnh, ồ, cô áp chế khóe môi muốn nhếch lên, bất ngờ, Tổng Giám Đốc Úc cảm thấy hứng thú với nhạc kịch à, cậu ta không hứng thú, Lục Ngộ An nói cho Nguyễn Huỳnh biết chi tiết, Vân Sơ thích, Vân Sơ, Nguyễn Huỳnh chớp mắt, vậy hôm nay bọn họ có đến không? Lục Ngộ An đang muốn nói không thì trước tiên đã thấy được hai người đi ra từ bên cạnh. Anh nhìn thấy, đương nhiên Nguyễn Huỳnh cũng nhìn thấy. Vân Sơ, Nguyễn Huỳnh mừng rỡ không thôi. Vân Sơ ngước mắt nhìn về phía bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, Nguyễn Huỳnh, hai người chào hỏi nhau. Vân Sơ liếc mắt nhìn chỗ bên cạnh hai người họ, quay đầu hỏi Úc Đình Quân, vị trí của chúng ta không ở đây sao? Úc Đình Quân, "Ừm, Vân Sơ." Hai người đi đến hàng phía trước ngồi xuống, bầu không khí có chút kỳ diệu. Nguyễn Huỳnh vừa cảm nhận được thì Vân Sơ bỗng nhiên quay đầu nói chuyện với cô hai người đều khá là yêu thích nhạc kịch chuyện có thể nói cũng tương đối nhiều trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu lục ngộ an và úc đình quân tự như không tồn tại đối với nguyễn huỳnh và vân sơ hai người yên tĩnh muốn nói chen vào cũng không được điện thoại của lục ngộ an rung lên là tin nhắn úc đình quân gửi tới cậu không thể nói mấy câu với nguyễn huỳnh được à lục ngộ an không phải cậu không rảnh hả úc đình quân cô ấy muốn xem vân sơ muốn xem cho dù anh ấy không rảnh thì cũng sẽ rảnh nhìn thấy lời này lục ngộ an giật môi một cái không để ý đến anh ấy nữa cũng may là rất nhanh ánh đèn trên sân khấu tối đi diễn viên ra sân khán giả nói chuyện bên dưới cũng yên tĩnh trong nháy mắt nín thở tập trung nhìn sân khấu lục ngộ an mượn ánh đèn yếu ớt nhìn người bên cạnh vẻ mặt cô chăm chú thỉnh thoảng lại bởi vì chi tiết vở nhạc kịch mà chập trùng sinh ra gần sóng cảm xúc diễn viên khóc cô cũng sẽ cảm động đỏ mắt theo diễn viên cười cô cũng sẽ không tự chủ được mà cười vở nhạc kịch gần hai tiếng đồng hồ nguyễn huỳnh xem rất tập trung lục ngộ an nhìn cô đến mức chăm chú vở nhạc kịch hạ màn cảm ơn nguyễn huỳnh mới chậm chạp hoàn hồn xem kết vở nhạc kịch thì thời gian không còn sớm nữa vân sơ và úc đình quân còn có việc xem xong bèn rời đi trước khi đi vân sơ và nguyễn huỳnh đã hẹn có thời gian rảnh thì cùng nhau ăn cơm sau khi cô ấy đi nguyễn huỳnh phản ứng chậm nhìn về phía người bên cạnh lục ngộ an lục ngộ an hửng Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu nhìn anh, có cảm thấy nhàm chán không? Không đâu, Lục Ngộ An nhìn khuôn mặt bị lạnh đỏ lên của cô, thấp giọng nói, vào trong xe trước đã. Nguyễn Huỳnh từ một tiếng, sau khi lên xe, cô tiếp tục chủ đề vừa rồi, tôi thấy anh và tổng giám đốc Úc hình như đều không phải dáng vẻ hứng thú lắm. Nghe vậy, Lục Ngộ An trầm tư một lúc, liếc mắt nhìn cô, quả thật không hứng thú lắm, nhưng sẽ không nhàm chán, bởi vì có Nguyễn Huỳnh, cho nên dù là chuyện làm Lục Ngộ An không thích anh cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán hay buồn tẻ." Nguyễn Huỳnh hiểu rõ trong lòng, do dự chốc lát rồi nói, "Vẫn chưa tới giờ cơm tối, chúng ta đi đến nơi khác nhé." "Lục Ngộ An, muốn đi đâu?" "Nguyễn Huỳnh, chọn một nơi anh muốn đi nhất." Đối diện với ánh mắt nhìn qua của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh nhẹ nhàng nói, "Có qua có lại." Lục Ngộ An cùng cô xem vở nhạc kịch mà cô muốn xem, cô cũng muốn cùng Lục Ngộ An đi làm việc anh thích, hiểu rõ anh nhiều hơn thật ra lục ngộ an không có nơi nào quá muốn đi anh là một người không có sở thích đặc biệt bỗng nhiên khóe mắt anh chú ý tới đu quay sáng đèn ở cách đó không xa lục ngộ an ngước mắt liếc nhìn người bên cạnh được chưa đến 10 phút nguyễn huỳnh đã đứng dưới đu quay cô ngẩng đầu nhìn vòng đu quay sáng đèn đang chậm rãi chuyển động mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía lục ngộ an đây chính là nơi anh muốn đến lục ngộ an ừm nguyễn huỳnh chớp mắt nhắc nhở anh nhưng không phải ngày mai chúng ta sẽ đi công viên trò chơi sao? Mặc dù công viên trò chơi mà ngày mai bọn họ đi lớn hơn nơi này rất nhiều, nhưng các trò chơi có thể tham gia đều gần như nhau. Lục Ngộ An ừm một tiếng, nghiêng đầu nhìn qua Nguyễn Huỳnh, ngày mai là vì sinh nhật của Kỳ Kỳ, Nguyễn Huỳnh hiểu rõ ý của anh, cô vẫn môi lên, ung dung đáp, vậy bây giờ chúng ta đi lên à, đi xếp hàng, vào giờ này có không ít người đến ngồi đu quay, hai người đi đến phía sau hàng, phía trước đúng lúc là một cặp đôi nắm tay ôm nhau sưởi ấm cô gái nói lạnh chàng trai đầu tiên là nâng hai tay cô gái lên hà hơi sau đó nói có muốn ông không cô gái ừm một tiếng muốn một giây sau chàng trai mở áo khoác ra ông cô gái vào trong ngực không coi ai ra gì trông ngọt ngào lại ấm áp chú ý tới ánh mắt của nguyễn huỳnh lục ngộ an khẽ nhướng mày chậm rãi nói lạnh không nguyễn huỳnh giật mình quay đầu nhìn anh anh ánh mắt cô cố định trên áo khoác của anh cô do dự nói hẳn là anh khá lạnh đối mặt một lúc lục ngộ an không khỏi bị nguyễn huỳnh làm cho muốn cười trong đôi mắt anh hiện lên ý cười nhàn nhạt anh gọi cô nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh bị nụ cười của anh làm cho có chút ngại ngùng cô mập mờ đáp lại tôi nói thật cô quan sát anh từ trên xuống dưới lúc này mặt trời cũng biến mất rồi gió cũng rất lớn nghĩ đến đây nguyễn huỳnh lo lắng tôi nghiêm túc đó nếu như anh lạnh thì chúng ta không xếp hàng nữa lần sau đến ngồi cũng giống nhau Lục Ngộ An biết cô đang lo lắng cho mình, nhưng anh thật sự không được tính là lạnh. Nguyễn Huỳnh nói nhỏ, sao anh không nói chuyện, không cần, Lục Ngộ An từ chối, ra hiệu cho cô, đưa tay, Nguyễn Huỳnh chớp mắt, không biết rõ ý của anh nhưng rất nghe lời mà vương tay phải ra, muốn làm gì, Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô rủ mắt cười nhạt mà duỗi tay mình ra, bỏ vào lòng bàn tay của Nguyễn Huỳnh, lòng bàn tay của hai người kề vào nhau, nóng hôi hổi, mi mắt Nguyễn Huỳnh run rẩy, tim đập mãnh liệt, cô nghe thấy lục ngộ an hỏi cảm nhận được không giọng nói anh trầm thấp khàn khàn lại hấp dẫn tôi thật sự không lạnh lòng bàn tay của lục ngộ an rất nóng thậm chí là có lớp mồ hôi mỏng bàn tay anh rất lớn nguyễn huỳnh vẫn luôn biết điều đó nhưng chỉ có khái niệm về mặt thị giác lúc này sau khi toàn bộ bàn tay anh bao trùm bao bọc lấy bàn tay của cô cô mới có khái niệm trực quan hơn tay nối liền tâm khi anh hoàn toàn cầm tay cô nguyễn huỳnh dường như nghe thấy tiếng tim đập có của mình, hình như cũng có của Lục Ngộ An. Nhận ra sự căng thẳng của cô, đáy mắt Lục Ngộ An lóe lên ý cười, cầm tay cô chặt hơn một chút, sao không nói gì. Nguyễn Huỳnh cố gắng ổn định lại con tim mình, ngước mắt của trách nhìn anh một cái, cảm giác sâu sắc Lục Ngộ An biết rõ còn cố hỏi. Chỉ có điều, Nguyễn Huỳnh từ trước đến nay không phải người sợ hãi, cô thuộc tuyết người sẽ thẹn thùng nhưng cũng can đảm, dám nghĩ dám làm. Lục Ngộ An trêu chọc cô, cô tuyệt đối sẽ trêu chọc lại đúng là rất nóng nguyễn huỳnh giả vờ bình tĩnh nói sắp tới chúng ta rồi đi lên phía trước một chút đi lục ngộ an mượn ánh sáng lờ lờ lúc chạng vạn tối nhìn bên tai ửng đỏ của cô giọng nói nặng nề được hai người tiến lên trước bàn tay nắm lấy nhau không buông ra nữa khuôn mặt nóng lên độ ấm cơ thể cũng tăng ngón tay nóng lòng bàn tay đổ mồ hôi dình dính thật ra nguyễn huỳnh không thích đổ mồ hôi cô cảm thấy nhâm nhớp không thoải mái nhưng vào thời khắc này Cô lại cảm thấy việc đổ mồ hôi cũng không khiến người ta ghét đến vậy, đợi một lúc thì đến lượt hai người, đu quay đi một vòng khoảng 10 phút, vào giờ này là thời điểm mặt trời xuống núi. Theo đu quay chậm rãi chuyển động, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy mặt trời càng xinh đẹp, càng sáng lạn, nắng chiều nhuộm đỏ chân trời, giống như gương mặt ửng đỏ của thiếu nữ, vừa đỏ vừa sáng. Rơi dưới tầng mây, nhìn từ xa xa, những tòa nhà cao đứng vững đều trở nên có nhiệt độ mặt trời lặn với màu sắc như vậy ít khi xuất hiện nhìn qua chiều tà đỏ rực nguyễn huỳnh lấy điện thoại ra chụp hai tấm hình chụp xong cô quay đầu nhìn về phía lục ngộ an không chờ cô mở miệng lục ngộ an đã hỏi chụp hình hả không phải nguyễn huỳnh bật cười tôi không chụp cô quan sát vị trí mà đu quay chuyển động đến khẽ nói đợi chút nữa là sẽ đến điểm cao nhất rồi lục ngộ an cụp mắt hửm hơi thở của hai người cuốn lấy nhau trong khoang đu quay khép kín ở quanh mũi cũng toàn là mùi hương trên người đối phương quanh quẩn lỗ tai nguyễn huỳnh tê rần cô bình tĩnh dợi mắt đi không có gì sau này nói cho anh biết trong khoảnh khắc cô dứt lời nguyễn huỳnh cảm nhận được lục ngộ an cầm tay cô thật chặt điểm cao trong giây lát đã qua đi đu quay không hề dừng lại mà hạ xuống lúc quay về điểm ban đầu hai người đi ra khỏi đu quay thời gian không được tính là sớm lục ngộ an nhìn rồi hỏi thăm người bên cạnh muốn chơi thêm một lúc nữa không nguyễn huỳnh đứng tại chỗ suy tư mấy giây anh đói bụng chưa? Lục Ngộ An vẫn ổn. Ánh mắt Nguyễn Huỳnh sáng lên, cô chỉ vào nói, "Vậy thì đi thêm một lúc nữa rồi đi ra." Công viên trò chơi nằm ở trung tâm thành phố, diện tích không lớn, thiết bị cũng tương đối cũ, không có những trò chơi mới ra, nhưng bởi vì nằm trong thành phố, lại là cuối tuần nên có không ít người tới chơi. Thật ra Nguyễn Huỳnh không có trò nào muốn chơi lắm, hôm nay cô mặc váy, cũng không thích hợp chơi những trò kích thích như tàu lượn siêu tốc. Đi một lúc, Nguyễn Huỳnh gọi Lục Ngộ An lại, tôi đi nhà vệ sinh một chuyến lục ngộ an nói được thuận thế buông bàn tay mà bọn họ vẫn giữ từ lúc trước khi chơi đu quay cảm giác ấm áp bỗng nhiên biến mất nguyễn huỳnh còn có hơi không thích ứng được đi vệ sinh phải xếp hàng nguyễn huỳnh đứng vào hàng thuận thế trả lời mấy tin nhắn cho tư niệm nguyễn huỳnh ở công viên trò chơi đoán chừng tư niệm không bận nên trả lời rất nhanh không phải ngày mai muốn dẫn kỳ kỳ đi công viên trò chơi à hôm nay hai cậu qua đó nghiên cứu địa hình hả nguyễn huỳnh Cậu nói như vậy, thật sự cũng hơi giống, chỉ có điều nơi ngày mai bọn họ đi và nơi hôm nay bọn họ tới không phải cùng một chỗ. Tư niệm, đó là điều tất yếu, Nguyễn Huỳnh vui vẻ một lúc, cũng không giải thích nhiều, cậu không bận à? Tư niệm cũng tạm, lát nữa đi đâu? Cậu sắp có đối tượng rồi, làm tớ có vẻ lẻ loi trơ trọi, vừa nghĩ tới sau này cuối tuần của Nguyễn Huỳnh sẽ bị Lục Ngộ An chiếm lấy, tư niệm đã cảm thấy lòng chua xót, quả nhiên chị em như quần áo, đàn ông như tay chân. Nguyễn Huỳnh buồn cười, đâu có khoa trương như vậy. Nếu không tớ hỏi bác sĩ Lục xem có đồng nghiệp chất lượng tốt không, giới thiệu cho cậu nhé, tư niệm phối hợp với trò đùa của cô, ý kiến hay, lát nữa cậu nhớ hỏi kỹ một chút, Nguyễn Huỳnh. Từ nhà vệ sinh đi ra, Nguyễn Huỳnh ngước mắt liền nhìn thấy người đứng ở chỗ cũ chờ mình, dưới đèn đường sáng loáng, anh mang đến cho Nguyễn Huỳnh một loại cảm giác lạnh lùng cấm dục, Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm một lúc rồi nhấc chân đến gần anh, vừa mới đi về phía trước hai bước cô liếc mắt nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đi đến trước mặt anh, cười nhẹ nhàng nhìn anh, giao lưu với anh. Nguyễn Huỳnh nhướng mày, đứng tại chỗ bất động, cô đang nhìn, lục ngộ an nhận ra sự tồn tại của cô, ngước mắt lên nhìn về phía cô. Ánh mắt hai người giao nhau một lúc ngắn ngủi, rất nhanh anh đã rời đi, không bao lâu sau, cô gái bắt chuyện với anh mất mát rời đi. Nhìn từ góc độ này của cô, cô gái còn lau mặt một cái, hình như là khóc, bác sĩ lục nguyễn huỳnh liếc nhìn người đi về phía mình cô ngửi thấy mùi hương gỗ rõ ràng trên người anh hình như cô ấy khóc ánh mắt lục ngộ an nhìn thẳng vào cô chú ý tới sự bất thường trong ánh mắt anh nguyễn huỳnh nghi ngờ anh nhìn tôi như vậy làm gì nhìn xem em đôi mắt thâm thúy của lục ngộ an vẫn nhìn khuôn mặt cô anh nhạt giọng nói có khóc hay không nguyễn huỳnh hơi bối rối tôi không yếu ớt đến thế đâu em không khóc là được lục ngộ an để lại một câu nguyễn huỳnh ngẩn ra nghe hiểu ý khác trong lời nói của anh cô lặng lẽ vểnh môi, được voi đòi tiên mà hỏi, anh sợ tôi khóc à? Từng, lục ngộ an trả lời cô rất chân thành, sợ, Nguyễn Huỳnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi lóe lên, vì sao? Lục ngộ an rủ mắt, nhìn bản thân mình phản chiếu trong mắt cô, thấp giọng cười một tiếng, nếu như em khóc, tôi không biết nên dỗ thế nào. Trong chuyện dỗ dành Nguyễn Huỳnh, lục ngộ an không có kinh nghiệm, anh sợ không dỗ được cô. Ánh đèn đường lờ mờ vẫn chiếu vào hai người, phát họa ra dáng vẻ rõ ràng xung quanh là rất nhiều người đi đường tiếng ồn ào cũng chưa từng dừng lại nhưng lục ngộ an vẫn biết rõ ràng lời nói đã rơi vào tai nguyễn huỳnh không sót chữ nào trước khi lục ngộ an nói ra câu này nguyễn huỳnh chưa từng đoán được anh lại trả lời mình như vậy câu trả lời của anh thẳng thắn đến mức cô không thể chống đỡ được nguyễn huỳnh cảm thấy mình giống như con ngỗng ngốc nghếch chỉ có trái tim trong ngực đang lay động hồi lâu cô mới tìm về được giọng nói của mình anh có thể hỏi tôi Lục Ngộ An không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, được, hai người tiếp tục đi về phía trước, lúc đi ngang qua một cửa hàng nhộn nhịp xếp hàng mua bán, Lục Ngộ An lên tiếng, khác không, hai người bọn họ đã uống hết nước lúc lên đu quay rồi, Nguyễn Huỳnh thật sự hơi khác, muốn uống nước, Lục Ngộ An, tìm chỗ nào gió không lớn đợi tôi, Nguyễn Huỳnh công môi, biết rồi, ở cổng cửa hàng nhỏ vẫn rất nhiều người, Nguyễn Huỳnh đi sang bên cạnh chờ Lục Ngộ An, Lục Ngộ An đi xếp hàng, Chiều cao của anh rất có ưu thế, cho dù ở nơi nhiều người thì cũng có thể khiến Nguyễn Huỳnh liếc mắt một cái là nhìn thấy. Đương nhiên, người liếc mắt nhìn thấy anh không chỉ có Nguyễn Huỳnh. Nguyễn Huỳnh chú ý tới, lúc anh đi qua đó, ở ven đường có không ít ánh mắt của người cùng giới hay khác giới đều như có như không mà hơi dừng lại trên người anh. Vì thế, Nguyễn Huỳnh không khỏi cảm khái trong lòng, Lục Ngộ An thật là chói mắt. Đang nghĩ ngợi thì trước mặt có một cái bóng che phủ, "Chào em." Nguyễn Huỳnh kéo suy nghĩ của mình về nhìn chàng trai bắt chuyện với mình, chào anh, chàng trai nhìn cô, mím môi, tai hơi đỏ lên, có tiện làm quen, kết bạn uy chát không, Nguyễn Huỳnh hơi dừng lại, cô nhướng mày chỉ về phía lục ngộ an, tôi tới cùng anh ấy, chàng trai sững sờ, nhìn theo ánh mắt cô, nhìn thấy lục ngộ an ở nơi không xa đang nhìn về phía bên này, vẻ mặt anh ta hơi cứng lại, không đợi Nguyễn Huỳnh mở miệng lần nữa. Anh ta thấp giọng bỏ lại một câu, làm phiền rồi, sau đó xoay người rời đi. Bác sĩ Lục nguyễn huỳnh liếc qua người đang chậm rãi đi về phía mình cười nhạo nói lực uy hiếp của anh lớn quá lục ngộ an vặn nắp chai nước ra đưa cho cô trước là nói một câu nước hơi lạnh uống chậm một chút sau đó mới tiếp lời vậy sao anh rủ mắt không mặn không nhạt nói vinh hạnh của tôi nguyễn huỳnh uống chút nước buồn cười chỉ nói về việc bắt chuyện hai người không ai nói được ai cả lục ngộ an nhìn dáng vẻ cười nhạt nhẹ nhàng của cô ánh mắt trở nên rất sâu hôm nay trong nguyễn huỳnh xinh đẹp hơn sáng chói hơn ngày thường cô vốn có tướng mạo xinh đẹp mặt trứng ngỗng tiêu chuẩn khuôn mặt tinh xảo đầy đặn cười lên thì càng giống mỹ nhân bước ra từ trong tranh lục ngộ an không hề bất ngờ với việc nguyễn huỳnh sẽ được bắt chuyện cô đứng ở ven đường không được bắt chuyện mới là chuyện lạ nhận ra ánh mắt của anh nguyễn huỳnh nghiêng đầu lục ngộ an lục ngộ an nhìn cô nguyễn huỳnh cười với anh khuôn mặt dịu dàng giống như ngọn đèn trong suốt tôi hơi đói rồi lục ngộ an hiểu ra đi thôi muốn ăn gì nào nghe vậy nguyễn huỳnh cố ý tôi cho rằng anh đã sắp xếp hết rồi đúng là có sắp xếp lục ngộ an thản nhiên nhưng nguyễn huỳnh có nơi cô muốn đến hơn bọn họ sẽ đi đến nơi cô muốn đến chỉ có điều có chút không đúng lúc hai người vừa đi ra khỏi công viên trò chơi thì lục ngộ an nhận được cuộc gọi của bệnh viện anh bắt máy vừa nghe vừa nhìn nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh đứng bên cạnh anh nhìn thấy sắc mặt lục ngộ an trầm xuống cúp máy không đợi lục ngộ an mở miệng Nguyễn Huỳnh đã lên tiếng trước, về bệnh viện giờ này chắc là sẽ không kẹt xe đâu. Cô vừa mới tìm kiếm, bác sĩ Lục, chúng ta đi đường này sẽ nhanh hơn. Ánh mắt Lục Ngộ An hơi ngưng động, mượn ánh đèn sáng ngời ven đường nhìn cô chầm chầm. Nguyễn Huỳnh đưa điện thoại đến trước mặt anh, đối diện với đôi mắt mất hồn của anh, Lục Ngộ An. Lục Ngộ An hoàng hồn, thu lại suy nghĩ, xin lỗi, lần sau bù cho tôi là được, Nguyễn Huỳnh không ngại chút nào, tôi cùng anh về bệnh viện trước đã nhé vừa rồi cô đã nghe được lời nói của y tá bên kia khu cấp cứu có mấy bệnh nhân đánh nhau được đưa vào tình hình khá là nghiêm trọng có hai người bị thương tới mắt bác sĩ trực ca không đủ dùng những bác sĩ nghỉ ngơi khác thì có hai người không ở trong thành phố y tá hỏi bác sĩ lục có thể quay về bệnh viện hay không hai người xe lái thẳng đến bệnh viện dừng xe xong lục ngộ an nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh lái xe của tôi về đi nguyễn huỳnh nhìn chìa khóa xe mà anh đưa tới biết anh lo lắng cho mình Cô khẽ chớp mắt, bình tĩnh nhận lấy, tôi đến quán cà phê của tư niệm một chuyến, về đến nhà sẽ nói với anh. Lục Ngộ An ừm một tiếng, tôi đi trước đây, Nguyễn Huỳnh nói được. Lục Ngộ An đẩy cửa xe bước xuống, đi về phía trước hai bước thì lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Huỳnh. Ánh mắt anh sâu xa chói sáng giống như bầu trời đêm, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh đúng lúc xuống xe đổi chỗ, nghe tiếng thì nhìn về phía anh, cái gì? Lục Ngộ An im lặng, giọng nói trầm thấp, ngày mai gặp, Nguyễn Huỳnh đột nhiên cười cười ngày mai gặp, nhìn Lục Ngộ An đi vào bệnh viện, Nguyễn Huỳnh đứng tại chỗ một lúc rồi mới lần nữa lên xe, ngồi trong xe ngẩn người một hồi, Nguyễn Huỳnh gọi điện thoại cho Tư Niệm, sau đấy, Tư Niệm bắt máy, nhớ tớ à, Nguyễn Huỳnh, ăn cơm không, Tư Niệm sửng sốt, cậu muốn tìm tớ ăn cơm hả, Nguyễn Huỳnh, không chào đón à, Tư Niệm nghi ngờ, không phải cậu ở cùng với bác sĩ Lục sao, Nguyễn Huỳnh giải thích, bệnh viện có cấp cứu, anh ấy tạm thời về bệnh viện rồi. Tư niệm à một tiếng, vậy cậu đến đi chúng ta đi ăn lẩu nguyễn huỳnh công môi chờ tớ buổi tối quán cà phê không có nhiều người có vài người cũng đều ông máy tính làm việc lúc nguyễn huỳnh đến tư niệm nói một tiếng với nhân viên rồi đi cùng cô ăn gần đây à nguyễn huỳnh gật đầu không lái xe đến khu thương mại ăn là được ở gần quán cà phê có mấy trung tâm thương mại lớn muốn ăn gì cũng có đi về phía quán lẩu tư niệm nhìn vẻ mặt của người bên cạnh tất cả như thường hai người yên tĩnh đi đến quán lẩu ngồi xuống, quét mã chọn món, thao tác xong, Tư Niệm mới không nhìn được mà hỏi, tâm tình vẫn ổn chứ? Nguyễn Huỳnh Liếc nhìn cô ấy, cậu cảm thấy thế nào? Tư Niệm ăn ngay nói thật, trong cậu rất bình thường. Nguyễn Huỳnh cạn lời, Liếc nhìn cô nói, thực tế tớ cũng rất bình thường. Tư Niệm hừ hừ, bị cho leo cây cũng không tức giận à? Ngày đầu tiên tớ quen anh ấy là đã biết nghề nghiệp của anh ấy, cũng biết bác sĩ bận tới mức nào. Nguyễn Huỳnh thản nhiên nếu như cô là người bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận vậy sau khi quen biết lục ngộ an cô sẽ không cân nhắc đến việc cùng anh tìm hiểu phát triển thêm một bước còn nữa có thể là do cảm giác an toàn và tình yêu thương mà bố mẹ dành cho từ nhỏ đủ lớn mạnh đối với chuyện như thế này nguyễn huỳnh thật sự không quá để ý bố của cô là cảnh sát mức độ bận rộn ngang bằng với bác sĩ lúc còn rất nhỏ bố của cô cũng thường vì công việc mà không có cách nào cùng cô ăn cơm đưa cô ra ngoài chơi theo thời gian đã hẹn thỉnh thoảng cũng sẽ giống như lục ngộ an chơi được nửa đường thì bị gọi điện kêu về ban đầu nguyễn huỳnh cũng sẽ cáu kỉnh sẽ khóc càng lớn lên càng được tình yêu thương của bố cô và bà lý bao bọc nguyễn huỳnh chậm rãi ý thức được cô dường như không hề lo lắng việc bố cô sẽ bởi vì công việc mà không có cách nào thực hiện được một vài lời hứa bởi vì cô biết rất rõ cho dù hôm nay ông ấy không có cách nào cùng cô đến công viên trò chơi mà cô muốn một ngày nào đó trong tương lai ông ấy nhất định sẽ đưa mình đi trong lòng nguyễn huỳnh có sự chắc chắn như vậy mặc dù nói thế này hơi tự mâu thuẫn nhưng cô thật sự cảm thấy như vậy cô sẽ không thấy hụt hẫng quá mãnh liệt bởi vì mỗi một lần hụt hẫng thì đều sẽ được bố mẹ lấp đầy nguyễn huỳnh nghĩ vậy nhìn về phía tư niệm trước kia bố tớ cũng như vậy tư niệm dừng lại nghĩ đến sự cưng chiều dung túng của bố nguyễn huỳnh đối với cô cô ấy nhìn cô hỏi đối với cậu bác sĩ lục đã giống chú nguyễn rồi sao nguyễn huỳnh suy tư một lúc cười nhẹ nhàng nói, vậy thì vẫn chưa, không ai có thể sánh bằng bố tớ. Tư niệm, Nguyễn Huỳnh mỉm cười, nhưng trực giác của tớ nói cho tớ biết, lục ngộ an cũng không phải là người khiến tớ hụt hẫng vậy thì tốt, tư niệm không lo lắng nữa, trong lòng cậu biết rõ là được, Nguyễn Huỳnh gật đầu, ăn xong nồi lẩu nóng hổi, hai người thấy thời gian còn sớm, suy nghĩ đi dạo phố rồi về nhà sau, vào cửa hàng, tư niệm chọn hai bộ quần áo cho Nguyễn Huỳnh, đi thử xem, Nguyễn Huỳnh cục mắt nhìn, là phong cách mình thích, cô nhận lấy rồi đi vào phòng thay đồ vừa thay xong đi ra nguyễn huỳnh đang muốn hỏi tư niệm cảm thấy thế nào thì tư niệm đã lôi kéo cô trước cô với cô một bí mật thanh thời sắp về nước rồi ánh mắt nguyễn huỳnh sáng lên cô bất ngờ không thôi cậu ấy gửi tin nhắn cho cậu à tư niệm ra hiệu cho cô xem điện thoại không chỉ gửi cho tớ mà cũng gửi cho cậu nữa trong cái nhóm chỉ có ba chúng ta ấy thanh thời là khương thanh thời bạn học đại học của nguyễn huỳnh và tư niệm tốt nghiệp đại học không bao lâu trong nhà cô ấy xảy ra chuyện sau đó cô ấy bèn cùng một người mới nổi trong giới khoa học kỹ thuật khiêm tốn nhận giấy kết hôn đến nay nguyễn huỳnh và tư niệm đều chưa từng thấy được người chồng trên trời rơi xuống của cô ấy sau khi kết hôn khương thanh thời chỉ nói cho hai người biết một câu là mình đã kết hôn sau đó ra nước ngoài du học từ khi cô ấy xuất ngoại đến nay đã hơn một năm ba người thỉnh thoảng sẽ nói chuyện đôi câu trong uy chát nhưng không nhiều nguyễn huỳnh bận rộn công việc tư niệm bận lập nghiệp khương thanh thời bận học cộng thêm những chuyện trong nhà cô ấy, Nguyễn Huỳnh bà tư niệm sợ gợi lên chuyện phiền lòng của cô ấy nên cố hết sức không tìm cô ấy nói chuyện phím. Nguyễn Huỳnh nhấn mở điện thoại xem nhóm, cuộc nói chuyện phím trong nhóm lần trước của ba người bọn họ vẫn là vào ngày sinh nhật của tư niệm bốn tháng trước. Nhìn thấy Khương Thanh thời nhắn tin nói đêm mai cô ấy về nước, Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm liếc nhìn nhau rồi hỏi, cần hai tuổi tớ tới đón không? Khương Thanh thời, chắc là đáp đất vào trưa thứ hai, hai cậu không bận chứ? Tư Niệm, thời gian của tớ tự do nguyễn huỳnh trước một giờ thì tớ không thành vấn đề nói chuyện đơn giản hai câu nguyễn huỳnh và tư niệm cũng không hỏi sao cô ấy đột nhiên về nước hẹn nhau xong nguyễn huỳnh bảo tư niệm bình luận về chiếc váy trên người tư niệm nhìn từ trên xuống dưới rồi nói nếu như ngày mai cậu mặc chiếc váy này gặp mặt bác sĩ lục hẳn là anh ta sẽ thay đổi chủ ý đến công viên trò chơi cô ấy chế nhạo có lẽ anh ta sẽ không muốn bị nhiều đàn ông con trai thù hằn như thế đâu nguyễn huỳnh liếc cô ấy một cái đôi mắt chứa ý cười đầu có khoa trương như vậy không hề tư niệm hỏi nhân viên ở bên cạnh không tin cậu hỏi cô ấy đi nhân viên hiếm khi có cơ hội lên tiếng vội vã nói cô tư nói không sai cô nguyễn cực kỳ hợp với cái váy này hai người là khách quen của cửa hàng nhân viên cửa hàng cũng không hoàn toàn nói lời khen chiếc váy tư niệm chọn cho nguyễn huỳnh là một chiếc váy ông màu đỏ rượu làng váy hơi xẻ hơi giống với thiết kế sườn xám nửa kín nửa hở ý tứ khó diễn đạt thân hình nguyễn huỳnh mảnh mai nhưng những nơi nên có thì không hề thiếu dáng người đẹp đến mức khiến tư niệm hâm mộ nguyễn huỳnh ngước mắt nhìn về phía mình trong gương vấy không tồi làm nổi bật lên làn da trắng đến phát sáng của cô chỉ có điều mặt mùa đông lạnh lắm tư niệm nghẹn lời cậu mặc thêm áo khoác nguyễn huỳnh tớ thử bộ khác nhân viên ở bên cạnh đề cử chất liệu vải này rất dày sẽ không quá lạnh cô ấy nhìn nguyễn huỳnh giới thiệu thật ra cửa hàng chúng tôi còn có một chiếc chủ đề giáng sinh cô ấy ra hiệu cho hai người nhìn về phía khu trưng bày của ma nơ canh ở tường thủy tinh chiếc váy đó có thể sẽ hơi lạnh nhưng cô nguyễn và cô tư mặc thì đều sẽ rất đẹp ánh mắt hai người cùng nhìn qua treo ở nơi không xa cũng là chiếc váy màu đỏ rượu điểm khác biệt chính là chiếc váy kia là kiểu hai dây cổ áo hình chữ v không nói độ dài còn ngắn hơn rất nhiều so với chiếc nguyễn huỳnh đang thử nguyễn huỳnh nhìn là đã cảm thấy lạnh cô lắc đầu cái đó thì thôi tư niệm đến gần bên tai cô nhỏ giọng thầm thì có thể sang năm cậu cần đó, năm nay hình như hơi nhanh. Nguyễn Huỳnh bị lời của cô ấy làm sặc, đỏ mặt liếc cô ấy một cái, tớ đi thử cái khác, tư niệm, đi đi. Cuối cùng của cuối cùng, Nguyễn Huỳnh đã mua hai chiếc váy mình thử, biết rõ là sẽ lạnh nhưng cô vẫn không chống cự được vẻ đẹp mắt, thích hợp của chiếc váy. Đi dạo phố xong về đến nhà thì đã hơn 10 giờ, Nguyễn Huỳnh tính toán, không xác định được lục ngộ an kết thúc phẫu thuật hay chưa. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Vu Tích Ngọc trước, Trước đó không lâu hai người đã thêm quy chát, buổi tối vu tích ngọc không trực ca, cũng không biết tình hình bên chỗ lục ngộ an. Nhưng cô ấy có thể giúp Nguyễn Huỳnh hỏi đồng nghiệp trực ca, Nguyễn Huỳnh có chút ngượng ngùng, có phiền quá không, vu tích ngọc, không đâu, thuận tiện mà, sợ Nguyễn Huỳnh lo lắng, cô ấy còn cố ý bổ sung, tôi sẽ không nói với đồng nghiệp là cô hỏi đâu, Nguyễn Huỳnh nhìn tin nhắn này, khóe môi cong lên, nói thẳng, nói thì cũng không sao, cô chỉ là quan tâm lục ngộ an, có ý với lục ngộ an thôi về phương diện tình cảm nguyễn huỳnh không hề sợ bị người ta biết được trong lòng mình có ai đó đợi một lúc vu tích ngọc nói cho nguyễn huỳnh biết là lục ngộ an vẫn chưa kết thúc phẫu thuật buổi tối bọn họ nhận được bệnh nhân có tình hình khá là đặc biệt ngoài trừ khoa mắt thì còn có bác sĩ của những phòng khoa khác vào phòng phẫu thuật cùng nhau hội chẩn cảm ơn một tiếng xong nguyễn huỳnh nhấn mở ảnh đại diện của lục ngộ an cô suy nghĩ một chút rồi để lại tin nhắn cho anh nói với anh tin tức mình đã về đến nhà gửi đi xong nguyễn huỳnh cầm điện thoại vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị nghỉ ngơi lúc lục ngộ an nhìn thấy tin nhắn của nguyễn huỳnh thì đã là hai tiếng sau phẫu thuật vào buổi tối sẽ có nguy hiểm khá lớn cũng khó khăn hơn tưởng tượng đã rất lâu rồi lục ngộ an chưa phẫu thuật trong thời gian dài như vậy đi ra từ phòng phẫu thuật lục ngộ an cởi đồ giải phẫu đi rửa tay buổi tối đào dai nghiêng cũng bị gọi tới hỗ trợ có điều cô ta không mổ chính mà là hỗ trợ hai. Đi đến trước bồn rửa tay, cô ta liếc mắt nhìn về phía người mang vẻ mặt mỏi mệt nhưng khuôn mặt vẫn tuấn lãng, khiến lòng cô ta nhộn nhạo. Bác sĩ Lục cô ta nghĩ đến y tá gọi điện cho mình đã nói, Lục Ngộ An chưa ăn cơm là đã chạy đến bệnh viện, nhẹ giọng nói, đợi chút nữa có muốn cùng nhau đi ăn bữa cơm không? Dòng nước ấm áp chảy xuống, rửa tay sạch sẽ xong, Lục Ngộ An vặn chặt vòi nước rồi mới khàn giọng trả lời đào gia nhiên, không cần các cô đi ăn đi. Nụ cười trên mặt đào gia nhiên cứng đờ, cô ta mím môi, anh không đói bụng chút nào à, vẫn ổn, lục ngộ an nhàn nhạt nói. Nói xong, anh không nhìn đào gia nhiên nữa, quay người đi ra ngoài. Trở lại văn phòng, lục ngộ an lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Nguyễn Huỳnh để lại, anh liếc mắt nhìn thời gian, đưa tay xoa bóp khuôn mặt mỏi mệt, trả lời cô, vừa kết thúc, gửi đi xong, anh bổ sung một câu, ngủ rồi à, đợi hai phút, Nguyễn Huỳnh không trả lời, Lục Ngộ An vẫn cười cười, lại nói thêm một câu, ngủ ngon. Lúc Đào Gia Nhiên đi quay về văn phòng chậm hơn mấy bước thì nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Ngộ An. Cô ta cau mày, nhìn dáng vẻ anh cúi mặt nhìn chăm chú vào điện thoại, chợt nhớ tới mấy ngày trước, mấy y tá tụ tập lại nói với nhau là cô Nguyễn đến tìm bác sĩ Lục các thứ. Cô ta dừng lại một chút, nhìn về phía đồng nghiệp đang nghỉ ngơi ở trạm y tá, suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn đi tới. Bác sĩ Đào y tá nhìn thấy cô ta tới thì hơi kinh ngạc nói, cuộc phẫu thuật kết thúc rồi à, đào gia nhiên gật đầu, sao vậy, y tá nhìn về phía văn phòng bên cạnh, bác sĩ lục cũng xong rồi sao, đào gia nhiên nhìn cô ấy, cô tìm anh ấy có việc à, y tá ưng một tiếng, chỉ vào một cái túi đặt trên bàn, có người gọi đồ ăn cho bác sĩ lục, anh ấy quay lại rồi thì tôi đi đưa cho anh ấy, nghe vậy, đào gia nhiên trước tiên là nhìn về phía cái túi đó, cái túi của một nhà hàng gần bệnh viện, cô ta từng đi mấy lần nhà hàng không được tính là cao cấp nhưng cũng không hề rẻ. Không hiểu sao, Đào Gia Nhiên cảm thấy là cô Nguyễn mà mấy y tá nhắc đến cho người mang tới. Cô ta sầm mặt, thấp giọng nói, sao bây giờ các cô đồ ăn ngoài gì cũng dám nhận vậy? Y tá sửng sốt, lúc đối diện với biểu cảm lạnh lùng của cô, môi động đậy, cái này hẳn là sẽ không có chuyện gì chứ. Đào Gia Nhiên cười lạnh, cô dám đảm bảo một trăm phần trăm không? Đương nhiên là y tá không dám, cô ấy hầm hực nhìn túi đồ ăn, bác sĩ đào, vậy tôi nên xử lý cái này thế nào đây cô ấy vừa tới bệnh viện không lâu hiện nay vẫn là y tá thực tập giọng điệu đào giai nghiên nhàn nhạt vứt đi y tá dừng lại đào giai nghiên chú ý đến người trong phòng làm việc đè thấp giọng quát còn không mau đi y tá bị dọa không nhẹ vội vàng đáp lời tôi đi ngay xin lỗi bác sĩ đào tôi vừa tới vẫn chưa hiểu nhiều tôi không biết là không thể tùy tiện nhận thức ăn ngoài cô ấy mím môi căng thẳng nhìn về phía bác sĩ đào cũng không biết chuyện này có ảnh hưởng đến kỳ thực tập của mình hay không, năng nỉ nói, bác sĩ đào, cô có thể đừng nói việc này cho bác sĩ lục không, đào gia nhiên nhìn dáng vẻ vội và cuốn cuồng của cô ấy, cười rất nhẹ, đương nhiên là không, yên tâm đi, y tá ném cái túi vào thùng rác, đào gia nhiên mới nhận ra ra được sự buồn bực trong lòng đã tiêu tan không ít, cô ta kéo môi, cao ngạo đi vào văn phòng, không phải người lộn xộn nào cũng xứng có chủ ý với lục ngộ an. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, nguyễn huỳnh nhìn thấy tin nhắn của lục ngộ an tối hôm qua cô ngủ rất ngon một cách bất ngờ nằm xuống chưa được bao lâu là đã ngủ mất nhìn thời gian nguyễn huỳnh không xác định được hôm nay lục ngộ an còn có thể rời khỏi bệnh viện cùng cô và kỳ kỳ đi công viên trò chơi hay không suy nghĩ chốc lát nguyễn huỳnh rời giường sửa soạn đi ra ngoài cô quyết định đến bệnh viện xem tình hình trước trước khi đến bệnh viện nguyễn huỳnh đi đến cửa hàng sữa đậu nành mà lục ngộ an thường tới để mua mấy phần bữa sáng Lúc cô đến đại sảnh bệnh viện thì trùng hợp gặp Tất Khải Hoàng. Cô Nguyễn, Tất Khải Hoàng nhìn cô, có chút bất ngờ, cô qua đây là vì mắt không thoải mái sao? Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, nhạt giọng nói, tôi tới thăm kỳ kỳ. Tất Khải Hoàng nhướng mày, không phải hôm nay con bé muốn cùng bác sĩ Lục đi công viên trò chơi sao? Hình như vậy, Nguyễn Huỳnh không biết là Tất Khải Hoàng có biết rõ chuyện mình và Lục Ngộ An xem như là thân hay không? Hàm hồ nói, sao anh tới bệnh viện sớm vậy? Tối hôm qua trực ca à? Tất Khải Hoàng lắc đầu, cùng cô đi vào thang máy, tối hôm qua bác sĩ Lục làm một cuộc phẫu thuật cấp cứu, 24 giờ sau phẫu thuật khá là quan trọng, nhưng tôi nhớ hôm nay cậu ta muốn dẫn Kỳ Kỳ đi công viên trò chơi nên tới thay cậu ta, anh ấy về gấp từ vùng ngoại thành, Nguyễn Huỳnh mỉm cười, vất vả rồi, Tất Khải Hoàng nói với cô một tiếng ôi chao, cùng cô đùa giỡn, sau này cô Nguyễn tìm đối tượng thì tuyệt đối đừng tìm bác sĩ, Nguyễn Huỳnh A một tiếng, rất ngoan ngoãn mà gật đầu, được, tôi nhớ rồi trong lúc nói chuyện thì hai người đã đến tầng sáu nhìn thấy hai người cùng nhau xuất hiện lục ngộ an nhìn nguyễn huỳnh chốc lát rồi liếc tất khải hoàng sao cậu lại về rồi tất khải hoàng cậu muốn làm kỳ kỳ thất vọng à anh ấy hơi mỉm cười đi kỳ kỳ đi đón sinh nhật đi nói cho con bé biết anh khải hoàng tốt với con bé tôi đến trực ca thay cậu lục ngộ an ngẫm nghĩ một lúc không từ chối ý tốt của anh ấy tôi nói cho cậu biết tình hình nói đến đây anh nhìn về phía nguyễn huỳnh chờ tôi một lúc nhé, Nguyễn Huỳnh ra hiệu về phía phòng bệnh, tôi đến phòng bệnh của Kỳ Kỳ, Lục Ngộ An, được, nghe đoạn đối thoại của hai người, tất khải hoàng có chút mờ mịt, anh ấy nghi ngờ nhìn Lục Ngộ An, câu mày lại, từ khi nào mà cậu và cô Nguyễn đã quen thân như vậy rồi, không đợi Lục Ngộ An trả lời, anh ấy lại bắt lấy trọng điểm khác, hôm nay cô Nguyễn cùng hai người các cậu đến công viên trò chơi à, nghe anh ấy truy hỏi không ngừng, Lục Ngộ An ngước mắt, có vấn đề gì sao? Tất Khải Hoàng ngay người, hỏi lại, cậu không cảm thấy có vấn đề hả? Anh ấy kinh ngạc quan sát lục ngộ an, tôi biết cô Nguyễn thường đến bệnh viện thăm kỳ kỳ, cô ấy cũng rất thích kỳ kỳ, nhưng hai người cô nam quả nữ đưa kỳ kỳ ra ngoài chơi, không cảm thấy mập mờ à, gần đây cậu thật sự thất tình rồi đúng không? Lục ngộ an nói, dựa theo sự hiểu biết của anh đối với tất khải hoàng, nếu như không phải thất tình chán chường đến mức không quan tâm gì cả thì anh ấy không thể nào không nhạy tin tức như vậy, được lần trước anh và Vu tích ngọc hình như còn nhắc đến nguyễn huỳnh trước mặt anh ấy tất khải hoàng không hiểu rõ ý trong lời này của anh cái gì lục ngộ an nhìn dáng vẻ thật sự không biết của anh ấy anh nhướng mày thừa nước đục thả câu không có gì nói đến tình hình bệnh nhân trước đã tất khải hoàng nghẹn họng vốn định truy hỏi đến cùng nhưng lại biết rõ đối với bọn họ mà nói cái gì mới là quan trọng nhất anh ấy hư hư một tiếng nói đi lỡ như có tình huống gì đột xuất tôi dễ xử lý hai người nói chuyện xong Lục Ngộ An mới đi đến phòng bệnh của Kỳ Kỳ. Lúc anh đến, Nguyễn Huỳnh đang mặc áo khoác cho Kỳ Kỳ. Là một chiếc áo khoác mới, đựng trong cái túi vừa rồi cô mang theo. Không hề bất ngờ, là quà sinh nhật cô tặng cho Kỳ Kỳ. Chờ hai người mặc xong, Lục Ngộ An mới lên tiếng, sao lại tới sớm vậy? Sớm hả? Nguyễn Huỳnh quay đầu, 7 giờ rưỡi rồi đó bác sĩ Lục. Lục Ngộ An công khóe miệng, trầm giọng nói, sớm, ăn sáng chưa? Tôi mua rồi, Nguyễn Huỳnh chỉ vào một cái túi khác ở bên cạnh, anh vẫn chưa ăn nhỉ ăn một chút trước đi lục ngộ an qua cơn đói rồi không có khẩu vị anh suy nghĩ hai giây đợi lát nữa ăn nguyễn huỳnh nói được hai người đưa kỳ kỳ ra khỏi phòng bệnh đi về phía bãi đậu xe gió lạnh thổi tới kỳ kỳ a à một tiếng nắm tay nguyễn huỳnh nói chị nguyễn bên ngoài lạnh quá nguyễn huỳnh đội mũ lên cho cô bé ấm giọng nói có muốn mặc thêm cái áo nữa không không muốn đâu giọng nói kỳ kỳ non nớt mặc dù hơi lạnh nhưng rất thoải mái cô bé rất vui nguyễn huỳnh cong môi một lát nữa vào trong xe ngủ thêm một giấc chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức được không kỳ kỳ được nguyễn huỳnh và lục ngộ an đều không có ghế dành cho trẻ em dựa vào tuổi của kỳ kỳ cô bé không ngồi ghế an toàn cũng được ông kỳ kỳ lên xe lục ngộ an thắt dây an toàn cho cô bé rồi nhấc chân đi về phía ghế phụ nguyễn huỳnh để đồ ăn vào cốc xe thì nhìn thấy lục ngộ an đứng ở bên cạnh ghế phụ mở cửa xe chờ mình cô im lặng mấy giây rồi mở miệng bác sĩ lục anh và kỳ kỳ ngồi ở phía sau là được lục ngộ an cái gì nguyễn huỳnh lấy chìa khóa từ trong túi ra rồi lắc lư hôm nay tôi lái xe lục ngộ an anh hiểu ý của nguyễn huỳnh bất đắc dĩ cười cười tôi không sao vậy thì cũng không được nguyễn huỳnh nghiêm túc nói cả đêm anh ngủ không ngon tôi lái là được dứt lời cô nhìn lục ngộ an giả vờ phiền muộn hay là nói anh không yên tâm về tài lái xe của tôi lục ngộ an nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô không đấu tranh nữa được tôi ngồi cùng với kỳ kỳ anh dặn dò nguyễn huỳnh mệt thì đổi cho tôi lái nguyễn huỳnh biết rồi buổi sáng chủ nhật xe trên đường khá là ít lục ngộ an thoáng yên tâm một chút con đường thông suốt không trở ngại để ba người thuận lợi đi đến công viên trò chơi điểm không giống với con đường trống trải chính là vào giờ này công viên trò chơi đã có rất nhiều người xuống xe kỳ kỳ càng hưng phấn hơn so với lúc ra khỏi bệnh viện cô bé kéo tay hai người cao hứng không thôi chị nguyễn em nghe thấy nhiều tiếng người quá nguyễn huỳnh bật cười đội mũ và đeo găng tay cho cô bé nhẹ giọng nói đúng đợi chút nữa sẽ có nhiều hơn kỳ kỳ muốn chơi cái gì nhất kỳ kỳ suy nghĩ một chút em muốn ngồi ngựa đu quay cô bé đã nghe rất nhiều người nhắc đến ngựa đu quay dành cho công chúa ngồi được vậy chị và anh lục của em dẫn em đi ngồi ngựa đu quay trước kỳ kỳ vân vân gật đầu ba người đi vào công viên trò chơi bởi vì tình huống của kỳ kỳ khá là đặc biệt nguyễn huỳnh và lục ngộ an sẽ chú ý đến cô bé nhiều hơn nhưng kỳ kỳ còn nghe lời hơn hai người dự đoán nguyễn huỳnh và lục ngộ an không mở miệng cô bé vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh hai người không khóc lóc cũng không làm ầm ĩ ngồi ngựa đu quay xong nguyễn huỳnh lại đưa kỳ kỳ đi tàu lửa và phi thuyền hải tặc chơi được mấy trò nguyễn huỳnh có chút mệt thấy sắc mặt của cô không tối lắm lục ngộ an đến gần đưa nước cho cô say xe à nguyễn huỳnh yếu ớt liếc anh một cái hơi bất lực có chút uống nửa ly nước nguyễn huỳnh mới nhận ra được đã lấy lại sức kỳ kỳ vẫn còn dồi dào sức lực cô bé đứng bên cạnh nguyễn huỳnh ríu rít hỏi chị nguyễn một lát nữa chúng ta chơi gì ạ à? lục ngộ an vẫn luôn bị nguyễn huỳnh ra lệnh cưỡng chế ở bên cạnh nghỉ ngơi tạm thời không tham gia chơi nghe thấy lời này của kỳ kỳ anh nghiêng đầu nhìn về phía đứa trẻ tràn đầy phấn khởi ở bên cạnh sờ lên đầu cô bé dỗ dành đợi lát nữa anh lục đưa em đi lái xe điện đụng được không vừa nghe được cái tên này kỳ kỳ hưng phấn hơn được ạ à, được ạ à. anh lục đưa em đi chơi lục ngộ an ừm một tiếng rủ mắt nhìn nguyễn huỳnh chúng ta để chị nguyễn nghỉ ngơi một lúc lục ngộ an nói ra mấy chữ chị nguyễn này nguyễn huỳnh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp cô ngước mắt nhìn lục ngộ an thỏa hiệp nói vậy tôi sang bên cạnh chờ hai người đi đến bên cạnh xe điện đụng thì cần phải xếp hàng lục ngộ an tìm chiếc ghế dài cho nguyễn huỳnh trước để cô ngồi chờ hai người nguyễn huỳnh suy nghĩ một chút tôi xếp hàng cùng hai người trước nhé không cần, lục ngộ an rủ mắt nhìn cô, đỡ hơn chút nào chưa? Nguyễn Huỳnh ừm một tiếng, vốn dĩ cũng không nghiêm trọng, có điều cuối cùng, Nguyễn Huỳnh vẫn không thể nào cố chấp bằng lục ngộ an, thành thật ngồi trên ghế dài chờ đợi. Gió hơi lớn, Nguyễn Huỳnh ngồi trên ghế dài một lúc, sau khi hoàn toàn khôi phục, cô đứng dậy đi về phía rào trắng. Xe điện đụng được bao vây lại, đứng bên cạnh là có thể xem được. Nguyễn Huỳnh vừa đến gần thì nhìn thấy hai người ngồi trong xe điện. Buổi sáng lục ngộ an đã về nhà tắm rửa, thay quần áo khác, mặc dù không ngủ nhưng trên mặt không hề có chút chán nản nào. Có thể là vì đến công viên trò chơi, hôm nay anh mặc một chiếc áo jacket két màu đen, bên trong phối với áo hoodie và quần jean màu sáng, nhẹ nhàng thoải mái, trông hơi giống sinh viên. Nguyễn Huỳnh nghĩ vậy, ánh mắt nhìn khuôn mặt anh Tú không hề có khuyết điểm gì của anh, nhận ra sự tồn tại của cô, lục ngộ an ngước mắt nhìn về phía cô, ánh mắt hai người đối diện nhau qua dòng người cuồn cuộn. Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp hình cho hai người. Cô mơ hồ chú ý tới, Lục Ngộ An lặng lẽ nói một câu với cô, nhưng nói gì thì Nguyễn Huỳnh không thấy rõ. Chờ hai người chơi xe điện đụng xong, Kỳ Kỳ vẫn cao hứng muốn chơi trò khác. Hai người làm hết chức trách mà chơi cùng. Chơi đến 6 giờ chiều, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đều mệt rồi, Kỳ Kỳ thì vẫn tinh thần dồi dào. Vì thế, Nguyễn Huỳnh không thể không bội phục sức lực của đứa trẻ này. Quá mạnh, thật sự quá mạnh lúc tư niệm gửi tin nhắn cho nguyễn huỳnh nguyễn huỳnh và hai người vừa mới đi vào nhà ăn trẻ em của công viên trò chơi chuẩn bị ăn chút gì đó cô không còn sức lực lục ngộ an đưa kỳ kỳ đi mua nhìn thấy tin nhắn của tư niệm nguyễn huỳnh không nhịn được mà chia sẻ một chút với cô ấy không ổn lắm tớ cảm thấy mình sắp chết rồi tư niệm nguyễn huỳnh qua ngày hôm nay tớ nhận thức sâu sắc được khuyết điểm của mình tư niệm cái gì nguyễn huỳnh thể lực thể lực của tớ hơi kém bắt đầu từ ngày mai tớ phải một tuần đến phòng tập thể hình ba lần tư niệm cậu làm gì vậy sao lại nói đến thể lực không phải hai người các cậu đưa kỳ kỳ đến công viên trò chơi sao sao lại nói với tớ về chủ đề giới hạn chứ nguyễn huỳnh sau khi hiểu rõ ý của tư niệm nguyễn huỳnh im lặng nghẹn lời tức giận gõ chữ nghĩ gì thế bà chủ tư tớ đang nói đến thể lực tinh lực đưa đứa trẻ đến công viên trò chơi mà tớ cảm thấy mình bị móc sạch rồi mà kỳ kỳ vẫn còn mang vẻ mặt sôi sục vừa rồi còn đang nói đi chơi đu quay kìa tư niệm ồ xin lỗi chủ yếu là cậu và bác sĩ lục đi ra ngoài tư duy của tớ không khỏi phát tán đi một chút ấy mà nguyễn huỳnh trả lời cô bằng sticker cơ nằm nữa ân điên tư niệm hết sức vui mừng có điều tớ vẫn phải nói một câu bác sĩ lục cũng quá tốt với bệnh nhân rồi vậy mà có thể hy sinh thời gian cuối tuần của mình đưa kỳ kỳ ra ngoài chơi nguyễn huỳnh bày tỏ tán thành sâu sắc nhưng cũng biết tình huống đặc biệt của Kỳ Kỳ, nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn về phía hai người đã lấy xong đồ ăn đi về phía cô, chú ý tới ánh mắt cô thay đổi, Lục Ngộ An tới gần, sao vậy? Không có gì, Nguyễn Huỳnh nhận lấy đồ, cùng hai người ăn cơm, nhưng mệt mỏi quá mức, cô cũng không có khẩu vị gì, ăn được một chút, Nguyễn Huỳnh lơ đãng nhìn hai người ở đối diện, nhìn Lục Ngộ An mở túi gói ra cho Kỳ Kỳ, đưa đồ ăn đến tay cô bé. Chờ Kỳ Kỳ ăn xong, anh lại cầm khăn ướt ở một bên, kiên nhẫn lau tay cho cô bé. Khi làm những chuyện này, lục ngộ an dịu dàng lại nhẫn nại. Nguyễn Huỳnh nhìn, cũng phát tán tư duy giống tư niệm mà nghĩ, đứa con sau này của lục ngộ an nhất định rất hạnh phúc. Bỗng dưng, cô cứng đờ, cô đang nghĩ gì vậy, sao lại nghĩ đến con của lục ngộ an chứ? Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh nhìn biểu cảm kỳ lạ của Nguyễn Huỳnh, lục ngộ an gọi cô hai tiếng. Nguyễn Huỳnh đột ngột hoàng hồn, chột dạ đáp, cái gì? Lục ngộ an liếc qua gương mặt ửng đỏ của cô, hơi hít mắt lại, đang nghĩ gì vậy, không có gì, Nguyễn Huỳnh càng che càng lộ, chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút thôi. Dứt lời, Nguyễn Huỳnh suýt nữa cắn lưỡi tự tử, cô che miệng ho một tiếng, hắn giọng quay đầu nhìn về phía nơi khác, vừa rồi tôi đang nghĩ, cô vắt hết óc kiếm cớ, anh đều tốt với tất cả các bệnh nhân như vậy sao, nhìn theo ánh mắt cô, lục ngộ an nhìn thấy chiếc khăn ướt mình cầm trong tay, anh hơi dừng lại, nhìn cô nói. Tôi đối với bệnh nhân nghe lời đều không tệ nghe hai chữ nghe lời này khiến Nguyễn Huỳnh nhớ tới chuyện mình đi quán ba trước đây không lâu. Nghĩ vậy, cô nói cho Lục Ngộ An biết, hẳn là tôi cũng được tính là bệnh nhân nghe lời nhỉ. Ánh mắt Lục Ngộ An sáng rực nhìn cô chầm chầm, anh cười một tiếng, em không phải là nửa bệnh nhân của tôi à, hả? Nguyễn Huỳnh kinh ngạc, hỏi theo bản năng, nửa bệnh nhân, đãi ngộ sẽ bị giảm đi một nửa sao? Nhìn vẻ mặt hơi tuổi thân của cô, Lục Ngộ An cong môi, chậm rãi nói, không đâu. Anh nhìn Nguyễn Huỳnh chăm chú, có ý riêng, đãi ngộ của nửa bệnh nhân sẽ tốt hơn. Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, chậm rãi ô một tiếng, hình như vậy, đãi ngộ mà cô hưởng thụ được từ lục ngộ an quả thật rất tốt rất tốt, tốt hơn hẳn tất cả mọi người. Ăn xong, ba người đi chơi đu quay. Xuống khỏi đu quay, bọn họ phải về bệnh viện. Trên đường về, lục ngộ an lái xe, Nguyễn Huỳnh và Kỳ Kỳ ngồi ở phía sau, sau khi cô lên xe thì ráng chống đỡ nói hai câu với Kỳ Kỳ, cuối cùng vẫn không chịu được sự mệt mỏi xâm nhập, ngủ thiếp đi chờ đến khi nguyễn huỳnh tỉnh dậy kỳ kỳ và lục ngộ an đều không ở trong xe cô nhìn quanh một vòng xe đã dừng ở cổng bệnh viện nguyễn huỳnh nhấn mở điện thoại trong uy chát có tin nhắn lục ngộ an để lại cho cô thấy em ngủ sâu giấc quá nên không gọi em tôi đưa kỳ kỳ về phòng bệnh rồi xuống ngay nguyễn huỳnh nhìn bỗng nhiên thấy may mắn vì lúc buổi trưa ăn cơm ở công viên trò chơi bọn họ đã cho kỳ kỳ ăn bánh kem hát chúc mừng sinh nhật ngồi trong xe đợi một lúc thì lục ngộ an xuống Vậy rồi à, Lục Ngộ An nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, giọng nói khàn khàn, về nhà chứ, Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, nhấn sáng màn hình điện thoại nhìn thời gian, được, thật ra vẫn còn hơi sớm, tự như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, Lục Ngộ An lại hỏi một câu, vẫn còn tinh thần chứ, Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút rồi trả lời, ngủ một giấc hình như đã khôi phục được một chút rồi, Lục Ngộ An gật đầu, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn cô, muốn uống rượu không, Nguyễn Huỳnh sửng sốt, khóe môi nhếch lên, được. Rất bất chợt, hai người đi đến quán ba, là quán ba Úc Đình Quân mở. Lúc được Lục Ngộ An dẫn đi vào, Nguyễn Huỳnh mới nhớ tới hỏi, "Hôm nay Vân Sơ có ở đây không?" Lục Ngộ An bất đắc dĩ, "Em muốn tìm Vân Sơ à?" Đối diện với ý tứ sâu xa trần trụi trong đôi mắt anh, Nguyễn Huỳnh chậm chạp có chút căng thẳng, "Cũng có thể không tìm, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Lục Ngộ An ừm một tiếng, "Đợi lát nữa hỏi xem." Nguyễn Huỳnh nói được, "Chủ nhật, quán ba vô cùng nhiều người." nguyễn huỳnh được lục ngộ an kéo đến quầy ba cổ tay và lòng bàn tay của hai người kề nhau trong quán ba náo nhiệt xúc cảm vẫn rõ ràng nguyễn huỳnh nghe thấy tiếng tim mình đập trong tiếng hát của ca sĩ quán ba sau khi ngồi xuống cô nhớ tới món rượu lục ngộ an đề cử cho mình mắt sáng rực lên hôm nay tôi có thể nếm thử rượu lần trước anh giới thiệu cho tôi không lục ngộ an nhìn cô có thể anh kéo một bartender trong đó qua nói hai câu rồi quay đầu nói với nguyễn huỳnh tôi vào trong pha chờ tôi ở đây một lúc nhé nguyễn huỳnh ngu ngơ gật đầu ngay sau đó cô thấy lục ngộ an chui vào quầy ba đứng trước một loại chai rượu mà cô không biết anh biết pha rượu à nguyễn huỳnh kinh ngạc lục ngộ an chỉ biết pha ly này thôi nguyễn huỳnh sững sờ mấy phút sau lục ngộ an đẩy ly rượu đã pha xong đến trước mặt nguyễn huỳnh nếm thử xem nguyễn huỳnh rủ mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu được pha chế đặc biệt màu sắc rất đẹp trong giây lát sau đó ngước mắt nhìn lục ngộ an cách cô một cái bàn anh không nếm thử trước xem sao à nguyễn huỳnh dừng lại một chút rồi bưng lên uống một ngụm nhỏ cảm giác tốt hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng nhẹ nhàng thoải mái ngon không nguyễn huỳnh thành thật nói cũng không tệ vậy là tốt rồi lục ngộ an nói lần đầu tiên pha tôi sợ làm thất bại nghe thấy lời này đôi mắt nguyễn huỳnh hơi lóe lên làm thất bại là có ý gì lục ngộ an nhìn qua cô không rõ ràng sao nguyễn huỳnh đối diện với đôi mắt sâu mà trầm của anh trong lòng có một loại suy đoán nào đó nhưng vào giờ phút này cô không dám khẳng định lắm cô có thể cảm nhận được sự đặc biệt của lục ngộ an dành cho cô nhưng cô không dám nghĩ nhiều hơn tôi có thể nói là không biết không nguyễn huỳnh suy nghĩ một lúc lục ngộ an đương nhiên anh và nguyễn huỳnh nhìn nhau ánh mắt trầm lặng có thể cảm nhận được tâm ý anh dành cho em không nhịp tim của nguyễn huỳnh như nổi trống đôi mắt run rẩy bờ môi động đậy tôi nghe anh nói hết trước đã, ánh mắt lục ngộ an nặng nề nhìn cô chầm chầm, giọng nói hấp dẫn có lực, nói cho em biết những lời này là vì muốn em biết rõ hơn suy nghĩ của anh. Nếu như em cho phép, anh muốn theo đuổi em, anh dừng một chút rồi lại hỏi, Nguyễn Huỳnh, có sẵn lòng cho anh cơ hội theo đuổi em không? Ánh đèn quán ba thay đổi không ngừng, mờ mờ ảo ảo. Tiếng hát của ca sĩ quán ba truyền đến từ nơi không xa, ca từ rõ ràng, nghe vào ngay thẳng mà triền miên, giống như lời lục ngộ an nói với cô. Nguyễn Huỳnh không nghĩ tới Lục Ngộ An sẽ nói với mình hai câu này vào tối nay, cô cho rằng anh sẽ đợi thêm một chút nữa. Thật ra Lục Ngộ An quả thực muốn hai người thân hơn chút nữa, gần hơn chút nữa rồi mới nói. Nói bây giờ hình như hơi liều lĩnh, nhưng sau khi nói ra, anh không hề hối hận. Thích Nguyễn Huỳnh, muốn theo đuổi cô là cảm nhận và suy nghĩ chân thật nhất lúc này của anh. Từ trước đến nay anh không làm chuyện gì trái với mong muốn của mình. Ánh đèn mê ly mờ ảo chiếu trên đầu hai người phát họa ra dáng vẻ của bọn họ. Hai người im ắng nhìn nhau, bọn họ chứa đựng đối phương trong ánh mắt mình. Cô hoảng loạn một lúc, vốn muốn hỏi Lục Ngộ An rằng có phải làm chuyện gì thì anh đều sẽ hỏi thăm ý kiến của cô một cách đứng đắn lại chính thức như thế không. Lời đến khóe miệng, Nguyễn Huỳnh lại không nhịn được mà muốn trêu chọc anh. Anh, Lục Ngộ An, hửng, Nguyễn Huỳnh nói mập mờ, nếu như em nói không muốn thì anh không theo đuổi sao? Tiếng ồn trong quán ba quá nhiều quá hỗn loạn, cách một cái bàn lục ngộ an không nghe được quá rõ lời nguyễn huỳnh nói nhưng dựa vào bờ môi mấp máy của cô anh đã biết được đại khái cô đang nói gì lục ngộ an bất đắc dĩ cười một tiếng vẫn theo đuổi nguyễn huỳnh nhướng mày lên nín cười hỏi vậy em có đồng ý không không phải kết quả đều như nhau hả hình như là giống lục ngộ an nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô giọng nói lành lạnh nhưng anh vẫn muốn hỏi em nếu như em cho phép tương lai lúc anh theo đuổi em nếu có hành động hay cử chỉ gì đường đột mà em không thích em đều có thể nói cho anh biết, Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, áp chế khóe môi nhếch lên, bắt lấy trọng điểm trong lời nói của anh, bác sĩ Lục, Lục Ngộ An, hửm, giọng nói của anh trầm xuống, cố ý đè nặng âm cuối, khiến màn nhĩ của Nguyễn Huỳnh có chút muốn ngừng mà không được, cô khống chế lại sự xúc động muốn xoa tay, chế nhạo nhìn anh, cũng hỏi cực kỳ ngay thẳng, anh muốn làm hành động đường đột gì với em vậy, nghe vậy, Lục Ngộ An rủ mắt nhìn cô, thản nhiên đến mức khiến Nguyễn Huỳnh nghẹn lời, nhiều lắm anh thích cô muốn bảo vệ cô muốn yêu cô muốn thường xuyên nói chuyện với cô muốn biết cô đang làm gì vào bất cứ lúc nào muốn hiểu rõ cô muốn trở thành người cô có thể chia sẻ giống như vậy anh cũng muốn nắm tay cô muốn ôm cô muốn hôn cô rất nhiều rất nhiều nhưng điều kiện tiên quyết để làm những điều này là nguyễn huỳnh sẵn lòng đồng ý điểm quan trọng nhất là anh muốn khi nguyễn huỳnh muốn tìm mình thì cô không cần nghĩ ra bất kỳ lý do gì cả bởi vì cô muốn chính là lý do có sức thuyết phục lớn nhất im ắng hồi lâu gương mặt và tai của nguyễn huỳnh đều bị anh nói đến mức hơi nóng hơi bỏng cô khẽ thở ra một hơi nhẹ giọng nói biết rồi đôi mắt cô hơi lóe lên ánh mắt nhìn về phía lục ngộ an lại kiên định vậy anh cố lên lục ngộ an cười được nguyễn huỳnh mím môi bỗng nhiên cảm thấy mình đồng ý quá nhanh vội vã bổ sung em khó theo đuổi lắm trên cơ sở của chữ thích này Nghĩ lực làm việc bền lòng của anh đều không tệ ánh mắt lục ngộ an sáng rực nhìn cô trái tim của nguyễn huỳnh đập ầm ầm còn nhanh hơn cô dự đoán cô cảm thấy nhiệt độ tai và cơ thể của mình đều đang tăng cao dữ dội tại ăn nói bình thường không tệ cũng trở nên nghèo nàn vào lúc này cô tự như trở nên không biết nói chuyện vậy tự như biết được cô đang căng thẳng cái gì lục ngộ an chạm vào ly rượu trước mặt cô không cần căng thẳng như vậy giống như trước đó là được nguyễn huỳnh khẽ động đậy bờ môi lầm bầm sao có thể giống như trước đó được lục ngộ an cong môi rủ mắt người theo đuổi là anh người nên có áp lực hẳn là anh anh nhìn nguyễn huỳnh em chỉ cần nghe theo suy nghĩ đầu tiên của em là được không cần cân nhắc đến chuyện khác vậy nguyễn huỳnh nhìn anh ý của anh là em từ chối anh cũng được sao lục ngộ an nhướng mày ánh mắt nhìn cô sâu sắc đương nhiên em từ chối anh nhất định là do anh làm vẫn chưa đủ tốt làm không tốt vậy thì anh lại cố gắng có một câu mà lục ngộ an đã quên mất mình từng xem ở đâu rằng nếu như bạn bị cô gái mình thích từ chối vậy nhất định là do bạn không đủ cố gắng không hề thật lòng theo đuổi giống như leo núi phong cảnh mà bạn trèo đèo lội suối để ngắm nhìn nhất định là vì đủ yêu thích bởi vì thích nên mới có thể dồn hết sức theo đuổi có lẽ không cần trèo đèo lội suối nhưng nhất định cần bạn tốn nhiều sức lực nhiều chân tình hơn trèo đèo lội suối chỉ có như vậy đối phương mới có thể thật sự cảm nhận được sự theo đuổi của bạn cảm nhận được sự yêu thích của bạn, thích phải nói ra, càng phải chứng minh. Nguyễn Huỳnh ngẩn ngơ, dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ nghiêm túc của lục ngộ an khắc vào trong đầu cô. Anh thật sự là một người, ngay cả tỏ tình cũng nghiêm túc chăm chú giống như làm phẫu thuật vậy, anh xem việc tỏ tình với cô như cuộc phẫu thuật quan trọng như mạng sống, để Nguyễn Huỳnh cảm nhận. Im lặng hồi lâu, Nguyễn Huỳnh mới tìm lại được giọng nói của mình, biết rồi, miệng cô hơi khô, cô cầm lấy ly rượu kia của lục ngộ an uống ưng ực, giống như uống nước vậy uống chậm một chút lục ngộ an dặn dò tối nay cho phép em uống ba ly nghe xong lời này nguyễn huỳnh muốn kháng nghị cô không có sở thích đặc biệt gì chỉ thích xem phim đi sân khấu kịch và uống rượu uống mấy ly rượu có thể làm cho cô ngủ ngon tâm tình tốt lục ngộ an nguyễn huỳnh ngước mắt liếc anh sao em cảm thấy em mới là người theo đuổi vậy lục ngộ an biết ý của cô cực kỳ kiên nhẫn ly rượu này khá là cao độ ngày mai em phải đi làm uống nhiều quá đầu sẽ đau bác sĩ dù sao vẫn có quyền uy nhất. Nguyễn Huỳnh nghe vậy, bờ môi động đậy, chỉ có thể thỏa hiệp, được thôi. Cô dựng thẳng ngón tay lên, nhấn mạnh với Lục Ngộ An, vậy thì ba ly. Lục Ngộ An ừm một tiếng, đang muốn hỏi Nguyễn Huỳnh có muốn thử loại rượu không tệ khác không? Nguyễn Huỳnh chợt nhớ tới, em hỏi Vân Sơ xem cô ấy có ở quán ba không? Trong lòng Lục Ngộ An gạch một nét cho Úc Đình Quân, anh gật đầu đồng ý, có chút trùng hợp. Vân Sơ đúng lúc ở phòng bao trên lầu, biết Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An tới, cô ấy cực kỳ nhiệt tình mời hai người lên. Lần trước đến cùng tư niệm, Nguyễn Huỳnh đã biết quán ba này của Úc Đình Quân có chế độ hội viên VIP, ở tầng 1 và tầng 2 xếp đặt cánh cửa ra vào, tầng 3 là nơi tụ họp riêng tư của bạn bè ông chủ. Vân Sơ ở tầng 3, ở đầu cầu thang có vệ sĩ, vệ sĩ đồng loạt kêu lên, anh Lục, Lục Ngộ An khẽ gật đầu, cùng Nguyễn Huỳnh sóng vai đi về phía trước. Nguyễn Huỳnh nghi hoặc nhìn anh, vẻ mặt Lục Ngộ An tự nhiên, đã tập mãi thành quen với xưng hô như vậy sao thế chú ý tới ánh mắt nguyễn huỳnh thay đổi lục ngộ an thấp giọng hỏi nguyễn huỳnh im lặng mấy giây anh thường xuyên đến đây sao không hay tới lục ngộ an nói bao gồm cả hôm nay thì hẳn là lần thứ năm trong đó có hai lần còn tới đón người nguyễn huỳnh hơi nghẹn lời nhỏ giọng không cần phải nói rõ ràng như vậy đâu lục ngộ an nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô anh nhẹ nhàng cong môi cần thiết mà anh đều có thể nói rõ ràng điều em muốn biết nguyễn huỳnh cô không nói gì chốc lát nhìn lục ngộ an sâu xa, cân nhắc nói, anh thật sự, lần đầu tiên theo đuổi người khác sao, nghe vậy, lục ngộ an nhướng mày, khóe miệng cười lên nhìn cô, biết rõ còn cố hỏi, không rõ ràng hả, trong lòng Nguyễn Huỳnh tự nhủ, không hề rõ ràng chút nào, điều này anh cũng rành quá rồi, rõ ràng không hề nói lời tâm tình hay ho gì, nhưng lại khiến người ta có chút không đỡ được, trong lúc nói chuyện, cửa phòng bao ở tầng 3 mở ra, vân sơ xinh đẹp bước ra, Nguyễn Huỳnh, nhìn thấy Nguyễn Huỳnh, ý cười trên mặt cô ấy rõ ràng tươi tắn hơn nhiều. Nguyễn Huỳnh cười tươi sáng, ba người đi vào phòng bao. Trong phòng bao chỉ có Úc Đình Quân và Vân Sơ, nhìn thấy hai người họ xuất hiện, Úc Đình Quân không hề bất ngờ. Sau khi anh ấy gật đầu chào hỏi Nguyễn Huỳnh thì liếc nhìn Lục Ngộ An, làm một ván chứ, anh ấy đang nói đến Bida, Lục Ngộ An nhìn Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh đã cùng Vân Sơ đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, châu đầu ghé tai nói thì thầm. Lục Ngộ An nhướng mày, đi về phía Úc Đình Quân, bọn họ đâu? anh đang hỏi đến mấy người khác đã hẹn nhau đến đây chơi bi da. út đình quân, chu hạt thư ở dưới lầu, những người khác đi có việc rồi. anh ấy ném cây cơ cho lục ngộ an, vẻ mặt nhàn nhạt, sao hôm nay lại tới đây? nghe ra được sự ghét bỏ trong lời nói của anh ấy, lục ngộ an liếc anh ấy một cái, không tiếp lời. anh nhận lấy cây cơ, cuối người nhắm vào quả bóng ở không xa, đánh một gậy, bóng thuận lợi lăn vào lỗ. bên kia. Nguyễn Huỳnh và Vân Sơ hạng huyên hai câu rồi mới chú ý tới hình như Lục Ngộ An và Úc Đình Quân đang tranh tài, nhìn qua người đang chơi bida đa có dáng có vẻ ở không xa, Nguyễn Huỳnh có chút kinh ngạc, tổng giám đốc Úc rất thích bida à, Vân Sơ im lặng một lúc rồi nói, không biết, cái gì Úc Đình Quân cũng biết, cũng có thể làm tốt. Nhưng Vân Sơ không hề biết rốt cuộc anh có thích hay không, Nguyễn Huỳnh ngẩn ra, Vân Sơ nghiêng đầu nhìn cô, cay đắng cười cười, có phải rất bất ngờ không, không, Nguyễn Huỳnh ấm giọng tôi cũng không biết lục ngộ an biết chơi bi đà, mặc dù đa số đàn ông đều biết hoạt động này nói xong hai người không khỏi nhìn nhau cười bỗng dưng điện thoại của nguyễn huỳnh rung lên là tin nhắn tư niệm gửi cho cô hỏi cô về nhà chưa nguyễn huỳnh nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cô ấy một lúc rồi quay đầu nhìn về phía vân sơ vân sơ vân sơ hửng khuôn mặt nguyễn huỳnh khẽ công cô nói khẽ cô còn nhớ người bạn mà lần trước tôi nói với cô không cô hỏi lúc này chắc là cậu ấy không có việc gì làm tôi gọi cậu ấy đến quán ba hai người có muốn làm quen một chút không mấy ngày trước nguyễn huỳnh nói chuyện với vân sơ thì mới biết được cô ấy không có bạn bè ở bắc thành mỗi ngày đều ở nhà cả người bí bách đến mức sắp nảy mầm rồi tính cách tư niệm hoạt bát nguyễn huỳnh vẫn rất muốn giới thiệu cho hai người làm quen khi cô ấy nhàm chán thì cũng có thể đến quán cà phê của tư niệm ngồi một chút ánh mắt vân sơ lóe lên sáng rực động lòng người được cô hỏi cô ấy xem có muốn không, chắc chắn là cậu ấy muốn rồi, Nguyễn Huỳnh cười nói, cậu ấy còn cùng nhan sắc nghiêm trọng hơn tôi nữa. Sau khi nói với tư niệm, Nguyễn Huỳnh không ngoài ý muốn mà nhận được câu trả lời nhiệt tình của cô ấy, tư niệm, muốn. Tớ đến ngay, Nguyễn Huỳnh, vậy tụi tớ chờ cậu, tư niệm, ừm, có điều tớ muốn hỏi một chút, tớ có nên trang điểm xinh đẹp không, Nguyễn Huỳnh, không cần đâu nhỉ, tư niệm, cũng phải, tư niệm sắp tới, ba người không muốn uống rượu trong phòng bao im lặng nguyễn huỳnh và vân sơ thương lượng quyết định đi đến đại sảnh dưới lầu chờ cô ấy nói một tiếng với hai người chơi bi đa xong nguyễn huỳnh và vân sơ đi ra khỏi phòng bao sau khi họ đi úc đình quân cũng mất hào hứng chơi anh ấy ném cây cơ lên bàn nhấc chân đi về phía bàn rượu uống một ly chứ lục ngộ an ngày mai tôi phải đi làm úc đình quân liếc anh một cái cầm lấy hai ly rượu mà vân sơ đã nhấp qua rồi uống Vẻ mặt chán nản ngồi trên ghế sofa, thấy anh ấy như vậy, Lục Ngộ An hiếm khi có chút lòng đồng cảm, sao vậy? Cúc Đình Quân không lên tiếng, Lục Ngộ An ngước mắt lên, bảo vệ sĩ giữ cửa lấy một chai nước suối vào. Anh mở ra uống nửa chai rồi mới lần nữa lên tiếng, không nói là tôi đi đấy, anh nhạt giọng, tôi đi xem Nguyễn Huỳnh một chút. Cúc Đình Quân giật môi một cái, xem thường mà liếc anh, Nguyễn Huỳnh mới đi được bao lâu mà cậu đã đi kiếm cô ấy rồi? Anh ấy ăn nói quái gở sao trước kia tôi không phát hiện ra cậu không thể rời xa phụ nữ được như vậy chứ lục ngộ an cong môi không hề tức giận cậu cố gắng nhớ lại xem hẳn là tôi lý trí hơn cậu rất nhiều úc đình quân nghẹn lời lục ngộ an ngước mắt có nói không không nói tôi đi thật đó sắc mặt úc đình quân tối đen rót liên tục hai ly anh ấy cắn răng nghiến lời nói cho lục ngộ an biết anh ta về nước rồi ai lục ngộ an chưa kịp phản ứng sau khi hỏi xong và chú ý tới ánh mắt Úc Đình Quân liếc nhìn mình, anh mới chậm chạp nhận ra, bạn trai cũ của Vân Sơ hả? Dứt lời, khuôn mặt Úc Đình Quân đen đến mức đáng sợ. Lục Ngộ An thấy anh ấy như vậy thì rất không khách sáo mà chế giễu, "Tôi đã nói sao hôm nay cậu cứ kỳ lạ mà." Úc Đình Quân im lặng, lạnh lùng liếc nhìn anh. "Không phải chứ?" Lục Ngộ An móc mỉa anh ấy hai câu, nghi hoặc nói, "Anh ta về nước thì về, hẳn là cậu cảm thấy Vân Sơ vẫn còn thích anh ta, sẽ vẫn đi với anh ta à?" úc đình quân không lên tiếng lục ngộ an quan sát thấy vẻ mặt anh ấy thay đổi thì kinh ngạc không thôi úc đình quân anh ít khi nào gọi tên anh ấy một cách đứng đắn cậu thật sự nghĩ như vậy à úc đình quân rút một điếu thuốc ra châm lửa ngọn lửa đỏ hồng cháy lên anh ấy hít sâu một cái phun ra khói trắng cậu cảm thấy tôi không nên nghĩ như vậy hả lục ngộ an không nói gì nói thật anh cũng không biết dù sao thì những chuyện giữa úc đình quân và vân sơ quá phức tạp trong phòng rơi vào yên tĩnh, Úc Đình Quân hút thuốc, Lục Ngộ An không cản lại nữa, cũng không rời đi. Một lúc lâu sau, Lục Ngộ An đứng dậy chuẩn bị xuống lầu, anh không yên tâm về Nguyễn Huỳnh, dự định đi xem một lúc. Trước khi đi, anh nhìn về phía người đang cúi mặt, không người hút thuốc, nhạt giọng nhắc nhở, tôi nhớ không lầm thì Vân Sơ không thích mùi thuốc lá lắm, anh dừng lại một chút, bỏ lại một câu, cậu đợi tan bớt mùi đi, tôi đi xem bọn họ đây, cửa phòng bao mở ra lại đóng lại cúc đình quân liếc nhìn điếu thuốc ở đầu ngón tay hơi cười một cái lại hít một hơi chốc lấy một nửa điếu thuốc còn lại bị ném vào gạt tàn thuốc cháy sạch sẽ dưới lầu nguyễn huỳnh và vân sơ ngồi bên cạnh quầy chờ tư niệm đợi một chút thì tư niệm đến tính cách của tư niệm hoạt bát hơn nguyễn huỳnh rất nhiều sau khi làm quen với vân sơ xong cô ấy buồn cười nói trước đó tôi đã nghe qua tên của cô rồi vân sơ đầu tiên là sửng sốt rồi bỗng nhiên kịp phản ứng cười rất nhẹ có để ý không Tư niệm hỏi, Vân Sơ lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, cô nghe được phiên bản như thế nào, Nguyễn Huỳnh cũng có chút tò mò. Tư niệm nhìn dáng vẻ rất tò mò của hai người, cười nói, đại khái chính là câu chuyện tổng giám đốc út tiếng tâm lừng lẫy vì phụ nữ mà không lưng, hào phóng ném bỏ ngàn vàng. Vân Sơ nghe xong thì trừng trừng nhìn hai người chầm chầm, cười dịu dàng như nước, còn rất có hình tượng đấy, chỉ có điều út đình quân ném bỏ ngàn vàng cũng không phải chỉ vì cô. Nguyễn Huỳnh thấy cô ấy như vậy thì ấm giọng nói, tại sao ba chúng ta phải nhắc đến đàn ông chứ? Vân Sơ bật cười, cũng phải, cô ấy nhìn hai người, muốn uống rượu gì, tôi pha cho hai người, tư niệm kinh ngạc, cô còn biết pha rượu à? Nguyễn Huỳnh cũng rất bất ngờ, Vân Sơ ừm một tiếng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, cô ấy dừng một chút rồi nói, biết, có điều rất lâu rồi không pha, nhìn cô đi vào quầy ba. Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên nhớ tới ly rượu vừa rồi lục ngộ an pha cho mình, cô muốn giới thiệu với tư niệm vừa rồi bác sĩ Lục đã pha cho tớ một ly, hương vị cũng không tệ lắm, tư niệm trợn tròn mắt, khó có thể tin được, người không hay uống rượu như bác sĩ Lục mà cũng biết pha rượu hả, Vân Sơ nhìn Nguyễn Huỳnh, có tên không? Tôi xem xem tôi có thể làm hay không, Nguyễn Huỳnh chớp mắt, anh ấy nói là không có tên, Vân Sơ ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, có thể là tôi biết rượu gì đấy, tư niệm, rượu gì, Vân Sơ nhìn Nguyễn Huỳnh. Khóe môi khẽ công nói cho tư niệm biết, cái này thì tôi không pha cho cô uống được đâu tôi pha cho cô kiểu khác thích mùi vị gì tư niệm tôi sao cũng được cô cứ pha thoải mái vân sơ nói được nguyễn huỳnh nhìn hai người không biết ly rượu lục ngộ an pha cho mình có bí ẩn gì đợi chút nữa đi về cô nhất định phải hỏi anh lúc lục ngộ an xuống lầu tìm người nguyễn huỳnh và tư niệm đã uống hai ly rượu do vân sơ pha chế gò má cô hồng hồng dáng vẻ hơi giống say ngửi thấy mùi hương gỗ chan chát nguyễn huỳnh sao anh lại xuống đây Lục ngộ an rũ mắt nhìn chầm chầm vào đôi mắt gần sóng nước của cô, ánh mắt dời xuống, nhìn chiếc áo len màu trắng cổ tròn của cô. Ba ngày đi công viên trò chơi, Nguyễn Huỳnh mặc rất thoải mái, quần dinh phối với áo lông ngắn màu trắng, cả người lười biến lại dịu dàng. Vừa rồi khi cùng lục ngộ an đi vào quán bar, cô không cởi áo khoác, lúc này uống mấy ly nên hơi nóng, cởi áo khoác để lộ ra vòng eo thon. Ánh mắt lục ngộ an dừng lại ở eo cô mấy giây, sau đó nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt hơi động đậy, say rồi à không nguyễn huỳnh vẫn chưa đến mức uống ba ly đã say cô chỉ hơi nóng mặt thôi quán ba mở mấy sự nóng quá cô nhỏ giọng lầm bầm sau khi nghe rõ lời cô nói lục ngộ an bất đắc dĩ cười nóng hả nguyễn huỳnh đáp một tiếng lục ngộ an cúi đầu nhìn cô uống chút nước nhé không muốn nguyễn huỳnh liếc cô một cái em muốn uống thêm ly nữa dứt lời cô quay đầu đi tìm vân sơ kết quả là không chỉ không thấy vân sơ đâu ngay cả tư niệm cũng không biết đi đâu rồi Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Lục Ngộ An nói nhỏ, vừa mới đi rồi, anh vừa tới, hai người đã cực kỳ biết nhìn mà đi qua chỗ khác. Nguyễn Huỳnh, cô nghẹn họng nhìn trân trối, buồn bã nói, bọn họ cũng đi nhanh quá đi. Ừm, Lục Ngộ An nhìn cô, anh pha cho em thêm một ly nữa nhé, nghe thấy anh nói pha rượu cho mình. Nguyễn Huỳnh nhớ tới lời vừa rồi Vân Sơ nói, bác sĩ Lục, Lục Ngộ An nhìn cô, Nguyễn Huỳnh cau mày lại, ly rượu vừa rồi anh pha cho em tên là gì vậy? vì sao vân sơ nói cô ấy không pha cho em được muốn biết à lục ngộ an mở miệng nguyễn huỳnh liếc anh một cái ý tứ rất rõ ràng nếu như cô không muốn biết thì sẽ không nhiều chuyện hỏi đâu lục ngộ an trầm giọng cười thưa nước đục thả câu sau này nói cho em biết lại sau này nguyễn huỳnh có chút buồn bực nói thầm có phải anh cố ý không lúc nào cũng nói sau này để cô và anh có nhiều tiếp xúc hơn nghe vậy lục ngộ an rất thẳng thắn mới nhìn ra được à anh một lần nữa rẽ vào quầy ba đôi mắt lộ ra sự vui vẻ nhìn cô chầm chằm, hối hận không? Nguyễn Huỳnh dùng hai tay chống cằm, liếc anh một cái, bây giờ em có hối hận thì cũng không kịp, cô nhấn mạnh trọng điểm, dù sao anh cũng chưa theo đuổi được em. Lục Ngộ An, nhìn dáng vẻ á khẩu không trả lời được của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh cười tranh mảnh, ném điều kiện ra, trừ phi anh để em uống thêm hai ly nữa. Lục Ngộ An dở khóc dở cười, thật sự không sợ say à, Nguyễn Huỳnh trả lời hùng hồn, không phải có anh sao, nghe thấy lời này, trong lòng lục ngộ an khẽ động đậy, không tự điều khiển được mà chui vào lời dỗ dành ngon ngọt mà cô cố ý ném ra. Rõ ràng bản thân mình không phải là thanh niên 17-18 tuổi nhưng vẫn không thể tránh khỏi, không chạy thoát được cạm bẫy mà Nguyễn Huỳnh bày ra trong vô thức, giống như chỉ cần cô nói một câu nhẹ nhàng thì anh sẽ cắn câu vậy. Nghĩ đến đây, anh giống như chấp nhận mà cười cười, dung túng nói, vậy thì hai ly, dù sao cũng có anh đây mà. Uống được hai ly, Nguyễn Huỳnh sản khoái tinh thần cùng lục ngộ an rời khỏi quán bar. Trước khi đi, Lục Ngộ An nói một tiếng với Úc Định Quân, bảo anh ấy tối nay sắp xếp người đưa tư niệm về, nếu không Nguyễn Huỳnh sẽ không yên tâm. Vẫn chưa tới 11 giờ, trên đường khá nhiều xe cộ, đèn nê ông nối nhau một mảng. Đầu óc Nguyễn Huỳnh vẫn tỉnh táo, cô ngồi ở ghế phụ, nhìn chăm chú vào cảnh đêm ngoài cửa sổ một lúc rồi quay đầu nhìn Lục Ngộ An. Nhận ra ánh mắt nhìn chăm chú của cô, Lục Ngộ An nghiêng đầu, khó chịu à, Nguyễn Huỳnh lắc đầu, tử lượng của em cũng không kém thế đâu, cô biện giải cho bản thân, lần trước không cẩn thận uống trúng rượu có tác dụng chậm lớn thôi. Tối nay rượu mà Lục Ngộ An và Vân Sơ pha cho mình có số độ không thấp, nhưng cũng không được tính là cao. Lục Ngộ An nhìn ánh mắt xem như là tỉnh táo của cô, không thoải mái thì nói nhé, Nguyễn Huỳnh gật đầu, đi một mạch đến nhà, Nguyễn Huỳnh không có gì khó chịu cả, đến cửa tiểu khu rồi dừng lại, cô mở dây an toàn nhìn về phía người bên cạnh, vậy em về nhà đây. Lục Ngộ An bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu xa, thật sự không say à, không, Nguyễn Huỳnh nhìn lại anh, không tin anh có thể kiểm tra em. Lục Ngộ An ngước mắt, kiểm tra gì, anh hỏi em mấy vấn đề, Nguyễn Huỳnh nói, em có thể biết lắng nghe và trả lời anh thì chính là không say. Lục Ngộ An cục mắt nhìn cô chầm chầm, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, bờ môi ướt ác đầy đặn quyến rũ, anh dừng lại, anh đưa em đến cổng nhà, anh không yên tâm, Nguyễn Huỳnh chậm rãi chớp mắt, đây là kiểm tra sao, cô nói nếu như em đồng ý với anh thì có phải xem như là em say không lục ngộ an nghẹn lời anh thật sự không có ý này nguyễn huỳnh nhìn vẻ mặt anh vào giờ phút này bật cười đùa anh chơi thôi sau khi uống rượu nguyễn huỳnh lại nói nhiều hơn lúc bình thường cũng hoạt bát hơn vậy thì lại làm phiền bác sĩ lục một chút rồi cô chỉ ra bên ngoài đưa em đi vào đi vào giờ này phần lớn hộ gia đình trong tiểu khu đều đã nghỉ ngơi bóng đêm yên tĩnh chợt có mấy căn phòng sáng đèn có ánh sáng chiếu ra hòa làm một thể với ánh trăng soi rọi mặt đường nguyễn huỳnh và lục ngộ an sống vai đi với nhau không nhanh không chậm gió lạnh từ đối diện thổi tới nguyễn huỳnh né tránh đến bên cạnh lục ngộ an lục ngộ an nghiêng người cố hết mức ngăn cản ngọn gió thổi lên người nguyễn huỳnh đến cửa thang máy hai người dừng chân lại lục ngộ an ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn về phía cô lên đi anh không lên nữa nguyễn huỳnh cô ngước mắt nhìn thang máy chạy xuống vốn định làm khó lục ngộ an thêm một chút nhưng nhìn thời gian nghĩ đến ngày mai lục ngộ an còn phải đi làm nguyễn huỳnh đè lại lời nói đã đến khóe miệng vậy anh về nhà chú ý an toàn lục ngộ an đáp một tiếng nhìn cô ngủ ngon nguyễn huỳnh cười ngủ ngon cửa thang máy mở ra nguyễn huỳnh bước về phía trước hai bước đi vào lục ngộ an đút hai tay vào túi đứng ở ngoài hai người nhìn nhau qua khoảng cách một cánh cửa không hiểu sao nguyễn huỳnh cảm thấy ánh mắt lục ngộ an nhìn mình có chút kỳ lạ cô căng thẳng mím môi đang muốn mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói của Lục Ngộ An trước, có thể tự nấu trà tỉnh rượu không? Nguyễn Huỳnh cười, đưa tay nhấn nút mở thang máy, vậy thì làm phiền bác sĩ Lục thêm một chút nữa rồi. Hai người nhìn hai cười một tiếng, Nguyễn Huỳnh ở tầng 12, cô thuê căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, một phòng đã bị cô đổi thành phòng để quần áo, một căn phòng ngủ chính không lớn không nhỏ. Đi đến cửa nhà, Nguyễn Huỳnh bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cô quay đầu nhìn về phía Lục Ngộ An, anh, cô mấp máy môi đợi em một lúc nhé lục ngộ an dường như đã đoán được gì đó trầm giọng cười nói chờ bao lâu cũng được anh nói một câu mang hai nghĩa nguyễn huỳnh liếc nhìn anh một cái rồi cấp tốc đẩy cửa đi vào tiếng gió ở hành lang rất lớn rít gào thổi qua lục ngộ an nghe động tĩnh trong nhà khóe môi không tự chủ được mà cong lên rõ ràng là không nhìn thấy gì cả nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh nguyễn huỳnh dọn dẹp đồ đạc lục ngộ an đợi ba phút cánh cửa mới mở ra khuôn mặt Nguyễn Huỳnh còn đỏ hơn lúc trời khỏi quán bar, ánh mắt lơ lửng nhìn Lục Ngộ An cô nghiêng người, mời bác sĩ Lục, Lục Ngộ An đứng ở cửa, ý cười ở khóe môi có chút quyến rũ, thật sự để anh vào à? Nguyễn Huỳnh a à một tiếng, hiểu rõ ý của anh, gương mặt và cổ đều không chịu khống chế mà đỏ lên, em chỉ là bảo anh giúp em nấu trà tỉnh rượu thôi, cô nhấn mạnh trọng điểm, Trần Tịnh Dương nói trà tỉnh rượu anh nấu có mùi vị không tệ, đôi mắt Lục Ngộ An chứa ý cười anh ngửi mùi rượu trong veo từ trên người cô bay tới, yết hầu khẽ động đậy, nó nói không tính, Nguyễn Huỳnh nhướng mày, vậy ai nói mới tính, em, lục ngộ an nói ngắn gọn có lực, Nguyễn Huỳnh nghe xong, tai hơi nóng lên. Trước đó sao cô không phát hiện ra lục ngộ an còn rất giỏi nói lời dỗ dành ngon ngọt chứ, miệng lưỡi trân tru, lục ngộ an, không thích à, Nguyễn Huỳnh nhìn ánh mắt thâm thúy sâu xa của anh, không nói ra được lời trái lương tâm, cũng không phải, chỉ là không nghĩ tới anh sẽ nói lời như vậy lục ngộ an gật đầu lần đầu tiên em không thích thì sau này anh không nói nữa bây giờ nguyễn huỳnh đã có chút miễn dịch với ba chữ lần đầu tiên này cô trêu chọc anh lại là lần đầu tiên cô cố ý còn lần đầu tiên nào nữa vậy bác sĩ lục hay là hôm nay nói ra hết đi lục ngộ an cười nói không nhanh không chậm lần đầu thích người ta không biết nói thế nào làm thế nào thì phù hợp anh dừng lại một chút nhìn nguyễn huỳnh chăm chú vẻ mặt trở nên nghiêm chỉnh nếu như có chỗ nào đó làm quá mức thì nói thẳng cho anh biết nhé, Nguyễn Huỳnh. Lục Ngộ An nói lần đầu tiên anh theo đuổi người khác, Nguyễn Huỳnh tin, dù sao thì với tướng mạo của anh mà nói, người đồng giới hay khác giới tre già măng mọc muốn theo đuổi anh đều không phải số ít, huống chi công việc và tính tình của anh đều không tệ, người muốn theo đuổi anh càng sẽ không ít, nhưng nếu nói anh lần đầu tiên thích người khác, Nguyễn Huỳnh nửa tin nửa ngờ. Năm nay anh 29 tuổi, hơn 20 năm gần 30 năm không thích ai, có chút giống như lời tâm tình để dỗ dành thiếu nữ vô tri lục ngộ an chú ý đến biểu cảm nguyễn huỳnh thay đổi anh có chút bất đắc dĩ cô là một người sẽ viết hết suy nghĩ trong lòng lên mặt nguyễn huỳnh lục ngộ an tập trung nghiêm mặt nói cần anh làm chút gì đó chứng minh không nguyễn huỳnh hoàn hồn đối diện với đôi mắt sâu sắc mà yên tĩnh của anh cô chậm chạp lắc đầu không cần thật ra bất kể lục ngộ an có hay không cô đều không để ý đến thế quá khứ anh không thích ai đương nhiên là tốt nhưng nếu như có, cô cũng sẽ không để ý quá mức, bọn họ đều là người trưởng thành chính chắn, có kinh nghiệm tình cảm cũng rất bình thường. Mặc dù giao diện kinh nghiệm tình cảm của Nguyễn Huỳnh cũng có thể nói là trống không, nhưng tình huống của cô hơi đặc biệt, hơn nữa nếu nghiên cứu kỹ hơn, ở giai đoạn cấp 3 thật ra cô có thầm mến một người. Nghĩ đến điều này, Nguyễn Huỳnh ngước mắt nhìn Lục Ngộ An, em có cần bẩm báo về kinh nghiệm tình cảm của em không? Lục Ngộ An, không cần. Nguyễn Huỳnh a một tiếng. Nhưng anh nói của anh rồi mà, mặc dù cô không tin tưởng hoàn toàn, nghe thấy lời này, Lục Ngộ An cười rất khẽ, nhắc nhở cô, "Nguyễn Huỳnh, anh là người theo đuổi em, em là người được theo đuổi. Anh muốn theo đuổi em, không liên quan đến việc em có kinh nghiệm tình cảm hay không, chỉ cần bây giờ em không có, vậy thì anh theo đuổi." Suy nghĩ của anh và Nguyễn Huỳnh giống như nhau, quá khứ chính là quá khứ. Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Có qua có lại mà, em có đặc quyền." Lục Ngộ An công môi đặc quyền của việc được người ta theo đuổi, không cần nói, Nguyễn Huỳnh nghe vậy, không nhìn được cười, được thôi. Vậy sau này anh muốn biết thì có thể hỏi em, Lục Ngộ An nói được, trong nhà Nguyễn Huỳnh không có dép lê cho Nam, cô mở cửa tủ giày nhìn rồi hướng về phía Lục Ngộ An, tạm chấp nhận một chút nhé, Lục Ngộ An nhìn cô lấy ra một đôi dép thỏ lông nhung màu trắng, anh không lưng nhận lấy, mang vào, không chấp nhận. Lục Ngộ An liếc nhìn một vòng, căn nhà của Nguyễn Huỳnh không lớn, bố trí lại rất ấm áp, có điều tắm thả trên ghế sofa lại lộn xộn, có thể là vừa rồi cô vội vàng dọn dẹp, không cẩn thận kéo trúng. Trên bàn trà bày một bó hoa, là hoa mau lương trắng và hoa violet kết hợp với nhau, trên bàn là vài cánh hoa và lá cây rơi xuống. Lục Ngộ An không nhìn quá nhiều, chỉ liếc một cái rồi cùng Nguyễn Huỳnh đi vào phòng bếp, căn nhà Nguyễn Huỳnh thuê có gian bếp không lớn, thường ngày cô cũng không hay xuống bếp, cũng chính vì như vậy mà phòng bếp sạch sẽ hơn rất nhiều so với Lục Ngộ An dự đoán. Nguyễn Huỳnh đưa Lục Ngộ An vào phòng bếp, sau khi nói cho anh biết những thứ cần thiết để nấu trà tỉnh rượu ở đâu, cô quay đầu nhìn về phía anh, "Vậy em ra ngoài đây." Lục Ngộ An nhìn cô, "Có khác không?" Nguyễn Huỳnh chớp mắt, liếm môi, hình như hơi khác. Lục Ngộ An rót một ly nước đưa cho cô. Nguyễn Huỳnh nhận lấy, bưng cái ly quay lại ghế sofa. Từ ghế sofa bên này đúng lúc có thể nhìn thấy từng hành động cử chỉ trong phòng bếp ánh đèn phòng bếp màu trắng cực kỳ sáng sủa ánh sáng ngời chiếu vào người lục ngộ an làm nổi bật anh của giờ phút này có chút giống với ánh trăng sáng tỏ treo trên bầu trời đêm lạnh lùng mà hiu quạng nhưng việc anh làm lại không phải thứ mà ánh trăng sáng đó sẽ làm anh rủ mi đang chăm chú với trà tỉnh rượu trong nồi không phải nguyễn huỳnh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ người khác bận rộn trong phòng bếp hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bối rối cho dù anh lần đầu tiên đến nhà mình Lần đầu tiên đi vào phòng bếp của cô, anh vẫn tự tại giống như đã tới mấy trăm lần, đã nấu trà tỉnh rượu cho cô mấy trăm lần. Nguyễn Huỳnh nhìn anh chầm chầm, ánh mắt quá nóng bỏng, khiến cho người trong phòng bếp ngước mắt nhìn về phía cô. Lục ngộ an nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Nguyễn Huỳnh, rủ mắt cười nhạt, Nguyễn Huỳnh, Nguyễn Huỳnh đáp một tiếng, đứng dậy đến gần, sao vậy, cô cho rằng lục ngộ an cần cô lấy gì đó. Lục ngộ an, hương sông còn tác dụng không, Nguyễn Huỳnh sửng sốt, không nghĩ tới anh lại hỏi mình việc này, cô ngẫm nghĩ một lúc cho lục ngộ an một đáp án không xác định hai ngày nay em ngủ tạm được lục ngộ an tính toán thời gian tuần trước thì sao tuần trước thì không nhớ rõ lắm nguyễn huỳnh nói lục ngộ an hiểu ra tuần sau anh đổi cho em cái khác nguyễn huỳnh gật đầu trả lời xong nguyễn huỳnh cũng không vội rời đi cô đứng ở cửa phòng bếp cùng lục ngộ an hít thở không khí của một mảnh trời đất nhỏ bé ở cự ly gần hơn ngửi mùi hương mát lạnh khiến cô an tâm trên người đối phương cái bóng của hai người thỉnh thoảng giao nhau, đang xen. Nhìn từ góc độ này của Nguyễn Huỳnh, khi lục ngộ an nghiêng đầu nhìn cô, bờ vai hai người chạm vào nhau, giống như đang ôm ấp. Trà tỉnh rượu ngon hơn Nguyễn Huỳnh tự nấu, lục ngộ an còn bỏ vào một quả táo. Nguyễn Huỳnh uống vào, không có cảm giác khó uống như trước kia. Cô uống xong, đôi mắt lóe sáng nhìn người trước mặt, sao anh lại nghĩ đến việc bỏ táo vào. Lục ngộ an nhìn đôi mắt phát sáng của cô, luôn có thể nhìn thấy cảm xúc chân thật nhất của cô từ đó, táo tốt cho dạ dày, anh thấp giọng hỏi, ngon không, Nguyễn Huỳnh gật đầu, bưng cái ly trống không, bây giờ em có chút tin tưởng lời Trần Tịnh Dương nói rồi, nó nói gì, Lục Ngộ An đứng bên cạnh cô, cúi đầu chỉnh sửa ống tay áo, thân hình anh cao thẳng, lúc đứng bên cạnh Nguyễn Huỳnh, cái bóng của anh bao trùm lấy cô, đặt cả người cô vào vòng vây an toàn, rất bất chợt, Nguyễn Huỳnh sinh ra suy nghĩ như vậy, chú ý tới ánh mắt cô thay đổi, Lục Ngộ An gọi cô, Nguyễn Huỳnh. Nguyễn Huỳnh hoàng hồn, chậm rãi nói, cậu ấy nói tài nấu nướng của anh rất tốt, lục ngộ an nhướng mày, lần sau được nghỉ sẽ làm cho em, Nguyễn Huỳnh, ồ, cô cong mắt, đè nén khóe môi vểnh lên, nhưng em không biết nấu ăn, lục ngộ an cong môi, anh biết, Nguyễn Huỳnh lúng túng, lục ngộ an rủ mắt, hơi thở ấm áp rơi trên gò má cô, anh nói không nhanh không chậm, biết ăn là được, lục ngộ an không ở nhà Nguyễn Huỳnh lâu, nấu trà tỉnh rượu cho cô xong, sau khi xác định cô vẫn rất tỉnh táo, anh bèn rời đi anh sợ nếu như mình không đi thì sẽ càng không muốn đi. Ra khỏi thang máy, lục ngộ an ở dưới lầu hóng gió mát một lúc mới áp chế được sự khô nóng trong cơ thể. Nghĩ đến dáng vẻ Nguyễn Huỳnh dựa vào khung cửa ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói êm ái chúc anh ngủ ngon, lục ngộ an bèn không kìm nén được mà chuyển động ít hầu. Cô thật sự rất biết cách quyến rũ anh một cách vô thức. Nghĩ vậy, lục ngộ an ở trong lòng thầm mắng mình không có tiến bộ. Gần 30 tuổi rồi, lại giống như thiếu niên ngây thơ mới biết yêu không có năng lực tự khống chế, nhưng vừa nghĩ đến người đó là Nguyễn Huỳnh, anh lại cảm thấy mình như vậy cũng có thể thông cảm được. Đứng lại chỗ một lúc, Lục Ngộ An ngước mắt nhìn về phía căn nhà vẫn sáng đèn ở trên lầu, cong khóe môi rời đi, đêm càng lúc càng khuya. Cuối tuần buông thả qua đi, buổi sáng thứ hai, hơn 10 giờ Nguyễn Huỳnh đã thức dậy rồi, điện thoại nhận được mấy tin nhắn, có của Lục Ngộ An, cũng có của mấy người tư niệm. Nguyễn Huỳnh trả lời từng người một, hỏi khương thanh thời bay đâu rồi trong nhóm của cô và tư niệm cùng với khương thanh thời vừa gửi đi khương thanh thời đã trả lời cô ngay chuyến bay bị trễ chắc là phải ba giờ mới đáp đất tư niệm vậy thì huỳnh huỳnh đi làm đi tớ đến sân bay đón cậu ấy nguyễn huỳnh được vậy buổi tối chúng ta gặp nhé khương thanh thời ừm ba người hàng huyên một lúc nguyễn huỳnh rời giường sửa soạn đi làm đến vị trí làm việc ngồi xuống chưa được nửa phút nguyễn huỳnh đi đến văn phòng của lâm du anh suy nghĩ xong rồi à tuần trước lâm du anh tiền nguyễn huỳnh nói chuyện với cô về việc chủ trì của một chương trình đó là chương trình kênh thiếu nhi người chủ trì mang thai rồi bởi vì tình hình đặc biệt nên không có cách nào đợi đến ngày dự sinh rồi mới nghỉ trước mắt trong đại có ứng cử viên làm chủ trì nhưng lâm du anh vẫn cảm thấy nguyễn huỳnh thích hợp nhất chị ấy muốn nguyễn huỳnh thử làm mc trước sân khấu chương trình được ghi hình trước đối với nguyễn huỳnh mà nói độ khó cũng không lớn có điều lâm du anh vẫn là người quyết định lớn nhất để Nguyễn Huỳnh tự quyết định. Chị ấy chỉ cho cô lời đề nghị, hy vọng cô làm. Nguyễn Huỳnh đi đến cái ghế đối diện chị ấy rồi ngồi xuống, suy nghĩ xong rồi, Lâm Du Anh nhìn chầm chầm cô. Nguyễn Huỳnh cười khẽ, nếu không làm chậm trễ chương trình của em thì em có thể tạm thời đến thay thế một khoảng thời gian. Nhìn dáng vẻ sửng sốt của Lâm Du Anh, Nguyễn Huỳnh đưa tay hôi hôi trước mặt chị ấy, chị Du, ôi Lâm Du Anh kéo suy nghĩ về, ăn ngay nói thật, nói thật, chị đã chuẩn bị mấy lý do để thuyết phục em rồi nguyễn huỳnh chị không nghĩ tới em sẽ đồng ý à em không thích xuất hiện trước ống kính lâm du anh nói đây là việc chị ấy đã biết khi nguyễn huỳnh đến đài phát thanh thực tập người khác cố hết sức muốn tranh cơ hội lộ diện mà nguyễn huỳnh khi cô đến phỏng vấn đã nói lên lời yêu cầu duy nhất chính là cố hết mức không ra trước sân khấu cô chỉ muốn ở phía sau màn dùng giọng nói giao lưu với thính giả nghe chị ấy nói như vậy nguyễn huỳnh giải thích cũng không phải là không thích chị cảm thấy dùng giọng nói giao lưu với mọi người cũng rất tốt lâm du anh hiểu ra vậy cứ quyết định như vậy nhé chị ấy nhắc nhở nguyễn huỳnh thứ bảy tuần này sẽ có buổi ghi hình hai tập chương trình mc đã định ra từ trước vẫn sẽ có mặt em đi qua đó làm quen trước nhé nguyễn huỳnh đáp một tiếng đi ra từ văn phòng của lâm du anh nguyễn huỳnh mới nhớ ra thứ bảy tuần này hình như là giáng sinh vừa nghĩ đến việc này tư niệm đã gửi tin nhắn cho cô hỏi cô cuối tuần có muốn đi tắm suối nước nóng hay không mùa đông hàng năm hai người bọn họ đều có các loại hình hoạt động như trượt tuyết tắm suối nước nóng nguyễn huỳnh tuần này không được tư niệm sao bác sĩ lục ra tay nhanh vậy nguyễn huỳnh không phải anh ấy ra tay nhanh là công việc nhanh tư niệm phải tăng ca à nguyễn huỳnh đúng tư niệm hai người nhìn điện thoại không nói gì một lúc nguyễn huỳnh nhìn thời gian rồi cười hỏi đến sân bay rồi hả tư niệm ừ ừ nhưng chuyến bay vẫn chưa tới nguyễn huỳnh rủ mắt cười đón được rồi thì nói với tớ nếu cậu ấy không cần điều chỉnh múi giờ thì buổi tối tới gần đài phát thanh ăn cơm nha. Tư niệm, đợi lát nữa hỏi cậu ấy, Nguyễn Huỳnh đang muốn trả lời được, bản thân đi làm trước thì đã nghe thấy giọng nói của đàm tuyết nhi, chị Huỳnh Huỳnh, cô ấy tới đài vào đúng sát giờ, trong tay còn cầm một bó hoa mau lương màu trắng. Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp phản ứng thì đã có đồng nghiệp cười nói, sao hôm nay Tuyết Nhi lại ông Hoa đi làm, tâm tình tốt như vậy, đàm Tuyết Nhi ra vẻ thần bí, cái này không phải của tôi cô ấy nhìn về phía nguyễn huỳnh là có người tặng cho chị nguyễn huỳnh của tôi hả ai vậy nguyễn huỳnh cũng sửng sốt đàm tuyết nhi đến gần nhét hoa vào trong tay cô nói đúng lúc gặp anh trai tặng hoa ở dưới lầu em bèn thuận tiện cầm lên cho chị nguyễn huỳnh rủ mắt ngẩn ngơ nhìn bó hoa mau lương trong tay các đồng nghiệp lập tức hóng hớt huỳnh huỳnh ai tặng vậy người theo đuổi hả có người nói chen vào vậy thì chắc chắn là người theo đuổi rồi huỳnh huỳnh của chúng ta xưa nay không thiếu người theo đuổi mà đây là lời nói thật, nói thật nếu tôi là nam, tôi cũng muốn theo đuổi Huỳnh Huỳnh. Nguyễn Huỳnh nghe các đồng nghiệp trêu chọc, hơi mỉm cười đáp lại. Cô nhìn chầm chầm hoa trong tay hồi lâu, trong đầu hiện ra một hình ảnh, trong lòng có đáp án. Nghĩ vậy, Nguyễn Huỳnh cầm điện thoại chụp một tấm hình gửi cho người tặng hoa không để lại tên. Vào giờ này, cô đoán Lục Ngộ An đang bận. Gửi xong, Nguyễn Huỳnh đặt điện thoại xuống, hùa theo sự trêu chọc của đồng nghiệp. Nói hai câu, cô điều chỉnh cảm xúc xong, tâm tình vui vẻ mở email. Vừa mở ra, Nguyễn Huỳnh nhìn thấy tài liệu quá trình của chương trình thiếu nhi mà Lâm Du Anh gửi cho mình. Cô hít sâu một hơi, chống cằm ngẩng đầu, lên tinh thần mà xem sơ qua. Bên kia, khi Lục Ngộ An ra khỏi phòng phẫu thuật xem được tin nhắn của Nguyễn Huỳnh thì đã là 2 giờ chiều. Dạ dày của anh có chút không thoải mái, sắc mặt không tốt lắm. Bác sĩ Lục, tiết cảnh thắng đi theo sau lưng anh nhìn thấy, lo lắng nói, anh vẫn ổn chứ. Lục Ngộ An thấp giọng đáp một tiếng, trả lời tin nhắn cho nguyễn huỳnh trước nói cho cô biết là mình vừa kết thúc phẫu thuật hỏi cô hoa thế nào trả lời xong anh nhìn về phía tiết cảnh thắng không sao tiết cảnh thắng lo lắng thật sự không sao chứ có phải là đói quá không đi ăn cơm trước đi không cần lục ngộ an từ chối nhấc chân đi về phía văn phòng tôi uống chút nước làm dịu một chút tiết cảnh thắng đi theo bên cạnh anh tận tình khuyên bảo hay là em gọi hai phần cháo nhé thấy cậu ta tích cực như vậy lục ngộ an không tiện từ chối nữa anh khẽ gật đầu được gọi đi tôi đi nghỉ ngơi một lúc tiết cảnh thắng vân một tiếng tất khải hoàng nghỉ ngơi nửa tiếng tỉnh dậy vừa mở mắt đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của lục ngộ an anh ấy nhướng mày thuần thuộc móc ra một hộp thuốc cho anh uống đi trong ly còn nước không lục ngộ an nhận lấy mỉm cười nói cảm ơn tất khải hoàng hừ hừ một tiếng nói thật nhỏ có phải dạ dày của cậu đã bị được một khoảng thời gian rồi không Vấn đề nhỏ thôi, Lục Ngộ An nói. Lúc trước anh đã kiểm tra, đơn giản là do ba bữa không có thời gian cố định, không có vấn đề lớn, chỉ thỉnh thoảng có chút không thoải mái. Cái nghề này của bọn họ, chuyện thế này là bình thường. Bác sĩ không tự trị bệnh được cho mình, phần lớn chính là nói về tình huống này. Uống thuốc xong, Lục Ngộ An nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, thông thả lại sức, anh đi vệ sinh một chuyến. Từ nhà vệ sinh đi ra, cần phải đi qua trạm y tá. Lúc đi ngang qua, anh đúng lúc thấy Tiết Cảnh Thắng và y tá đang nói chuyện, "Bác sĩ Tiết, đây là đồ ăn anh gọi à?" Y tá thực tập nhìn tên, "Sao anh không viết tên mình ra?" Tiết Cảnh Thắng nghe vậy thì vui vẻ nói, "Tôi có bao giờ viết đâu, sao vậy?" Y tá thực tập có ý tốt nhắc nhở, "Nếu như anh không viết thì rất dễ bị hiểu lầm là đồ ăn do người lạ đưa tới." Tiết Cảnh Thắng hiểu ra, "Được, vậy lần sau tôi gọi đồ ăn sẽ sửa tên lại, vân vân." Y tá gật đầu, "Anh không biết đâu." bây giờ nửa đêm còn có người lạ gọi thức ăn đưa đến bệnh viện cho bác sĩ lục đấy. Khi lục ngộ an đi ngang qua thì đúng lúc nghe được một câu như vậy, lời nói thoáng qua tai, anh không để ý lắm. Đi về phía trước hai bước, lục ngộ an mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, anh hơi dừng bước chân lại, ngước mắt nhìn về phía hai người còn đang nói chuyện ở trạm y tá, cao mày đến gần, cô vừa mới nói nửa đêm có người gọi đồ ăn cho tôi, lúc nào vậy, đột nhiên nghe thấy giọng nói của lục ngộ an, Y tá giật mình, bác, bác sĩ Lục, cô ấy nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Ngộ An, căng thẳng đến mức nuốt nước bọt. Lục Ngộ An gật đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, anh hỏi lại, lúc nào vậy? Tối, tối thứ bảy, tối thứ bảy, Lục Ngộ An bắt được trọng điểm, đồ ăn đâu? Vứt, vứt rồi, nhìn vẻ mặt sầm lại của Lục Ngộ An, y tá trả lời lắp bắp, vứt đi, không đợi Lục Ngộ An lên tiếng, tiết cảnh thắng đã lên cao giọng trước, khiếp sợ không thôi, sao cô lại vứt thẳng đi? Cô hỏi bác sĩ Lục chưa, sắc mặt y tá trắng nhợt, cô ấy giải thích đứt quãng, bác sĩ Đào nói không thể nhận đồ ăn không rõ nguồn gốc, cho nên, cô ấy vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Lục Ngộ An, giọng nói càng ngày càng nhỏ. Buổi sáng Đào Gia Nhiên không có phẫu thuật, nghỉ trưa dậy thì quay lại văn phòng, cô ta cảm nhận được rõ ràng không khí văn phòng không đúng lắm, toàn bộ yên tĩnh im ắng, cô ta khó hiểu đảo mắt một vòng, không nhìn thấy Lục Ngộ An đâu, bác sĩ Lục vẫn chưa kết thúc phẫu thuật à, Cô ta hỏi Tất Khải Hoàng. Tất Khải Hoàng mở máy tính, trong tay cầm một cây bút, vẻ mặt không tập trung mà xoay nó. Nghe thấy lời của Đào Gia Nhiên, anh ấy nhàn nhạt liếc nhìn cô ta, cậu ấy đi ra ngoài rồi. Đào Gia Nhiên hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, khoảng 10 phút nữa là vào làm rồi, anh ấy đi đâu vậy? Buổi chiều hai người bọn họ còn có một cuộc phẫu thuật kết hợp, cô ta lại có thể cùng lục ngộ an vào phòng phẫu thuật rồi. Nghe vậy, Tất Khải Hoàng nhìn về phía cô ta, bác sĩ Đào, Đào Gia Nhiên, cái gì tất khải hoàng dừng lại một chút nói với ý tứ sâu xa khác tính tình của ngộ an thật ra không tốt lắm đâu người ngoài nhìn lục ngộ an thì luôn cảm thấy anh hiền hòa rất dễ nói chuyện không có tính cáu kỉnh thật ra không phải vậy khi lục ngộ an thật sự tức giận thì đó là sự tồn tại đáng sợ nhất mà bạn bè bên cạnh công nhận anh sẽ không nổi giận cũng sẽ không mắng chửi ai nhưng bạn sẽ cảm nhận được cảm giác áp bách và ngạt thở liên tục không ngừng mà anh mang tới Đào Gia Nhiên nghe vậy thì nhíu mày nhìn về phía Tất Khải Hoàng, vẻ mặt mờ mịt, anh đang nói gì vậy? Không hiểu gì cả, Tất Khải Hoàng không rõ ý tứ mà giật môi dưới, cô tự suy nghĩ cho kỹ, cô có đầy đủ năng lực chuyên môn, không cần phải làm ra chuyện tự hủy hoại tương lai. Mặc dù Tất Khải Hoàng và Đào Gia Nhiên không thân, nhưng dù nói thế nào thì cũng đã làm việc một khoa trong khoảng thời gian rất dài, anh ấy cũng không hy vọng cô ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy đi đến ngày hôm nay, lại phải vì cảm xúc ghen ghét xúc động mà chặt đứt con đường ở chỗ làm việc của mình tuy lục ngộ an không làm ra việc khoa trương như vậy nhưng một khi chuyện cô ta làm bị truyền ra đồng nghiệp đều sẽ nhìn cô ta với ánh mắt khác thường hai người đang nói chuyện thì lục ngộ an trở lại nhìn thấy anh xuất hiện ánh mắt đào dai nghiêng sáng lên bác sĩ lục anh vừa đi đâu vậy cô ta mừng rỡ nói có phải chúng ta nên đi đến phòng phẫu thuật trước không ánh mắt lục ngộ an lạnh nhạt liếc nhìn cô ta giọng điệu bình tĩnh bác sĩ đào tối thứ sáu có phải cô bảo y tá thực tập vứt phần thức ăn đưa cho tôi không? Dứt lời, sắc mặt đào gia nhiên bỗng nhiên trắng bệt, tôi, cô ta mấp máy môi, không nói ra được một câu. Mà mấy người trong văn phòng cũng không dám thở mạnh, bọn họ đều không nghĩ tới, lục ngộ an sẽ hỏi thẳng ở văn phòng. Đào gia nhiên không ngờ tới lục ngộ an sẽ biết việc này, cô ta ổn định tinh thần, cắn chặt môi, nhanh chóng sắp xếp từ ngữ, nói lắp bắp, bác sĩ Lục, tôi bảo y tá thực tập vứt phần đồ ăn đó là bởi vì trên đó không viết tên ai cả, tôi cho rằng là, tôi cho rằng là trò đùa dai. Cô ta lấy cớ vụng về, dù sao trước đó bệnh viện của chúng ta cũng từng nhận đồ ăn ác ý, câu cuối cùng là sự thật. Nói xong, Lục Ngộ An không lên tiếng nữa, đào gia nhiên quan sát thấy vẻ mặt không hề lay động của anh, mím môi giải thích, tôi không cố ý bảo y tá vứt đi, chủ yếu là do tôi lo lắng. Đồ ăn đưa tới vào đêm hôm khuya khoắc không an toàn, hồi lâu, Đào Gia Nhiên mới nghe thấy giọng nói của Lục Ngộ An, sự lo lắng của bác sĩ Đào quả thật không phải không có lý, nghe anh nói như vậy, Đào Gia Nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Ừm, tôi thật sự không phải cố." Cô ta còn chưa nói hết lời, Lục Ngộ An đã hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Có điều," anh liếc mắt nhìn Đào Gia Nhiên một cách nhẹ như mây gió, "Nếu như bác sĩ Đào hỏi thêm một câu thì cũng không đến nỗi lãng phí một phần đồ ăn." Khuôn mặt Đào Gia Nhiên vàng như đất, "Bác sĩ Lục," Lục Ngộ An không nhìn cô ta nữa anh thuận tay cầm tài liệu trên bàn lên, nhấc chân đi ra khỏi văn phòng. Đào Gia Nhiên nhìn bóng lưng anh rời đi, theo bản năng nhìn đồng nghiệp xung quanh, cố gắng biện giải cho mình, lúc ấy tôi thật sự không nghĩ, còn chưa nói hết lời, các đồng nghiệp cũng đã rối rít nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng bàn luận, sau này gọi đồ ăn nhất định phải ghi chú toàn bộ tên của mình, nếu không sẽ bị hiểu lầm rồi vứt đi thì không đáng. Lòng Đào Gia nghiêng như tro nguội. Nguyễn Huỳnh biết việc này là khi tối thứ bảy đến bệnh viện chờ Lục Ngộ An, vu tích ngọc nói với cô mấy ngày nay bởi vì khương thanh thời về nước lại tạm thời có thêm nhiệm vụ của một chương trình cô và lục ngộ an đều bận rộn mặc dù hai người không đến mức cắt đứt liên lạc lục ngộ an cũng tặng hoa cho cô mỗi ngày nhưng từ đầu đến cuối anh đều không nói với cô việc này nguyễn huỳnh không xác định được anh sợ mình biết rồi sẽ buồn hay là thế nào nói tóm lại anh không nói cho cô biết nguyễn huỳnh nghe vu tích ngọc nói thì ngẩn ra anh ấy giận à cũng không thể tính là tức giận được vu tích ngọc suy nghĩ một chút anh ấy chỉ là hỏi ngay trước mặt bác sĩ đào sau đó bác sĩ đào nói không phải cố ý bác sĩ lục nói cảm ơn cô ấy nhắc nhở các thứ nói một lúc vu tích ngọc nhỏ giọng nhiều chuyện với nguyễn huỳnh có điều đây không phải là trọng điểm trọng điểm nằm ở phía sau đó nguyễn huỳnh còn sau đó nữa à vu tích ngọc ừm một tiếng buổi chiều hôm đó bác sĩ lục và bác sĩ đào đúng lúc có cuộc phẫu thuật kết hợp sau đó trong quá trình phẫu thuật có thể bởi vì chuyện đồ ăn mà bác sĩ đào căng thẳng phạm chút sai lầm nguyễn huỳnh kinh ngạc bệnh nhân không sao chứ không sao không sao vu tích ngọc thấy cô lo cho bệnh nhân trước thì vội nói là bác sĩ lục muốn cô ấy lấy đồ mà cô ấy lấy nhầm cũng may bác sĩ lục phát hiện kịp thời nên mới không tạo thành sai lầm lớn nguyễn huỳnh yên tâm hơn vậy sau đó thì sao sau khi đi ra ngoài hai người đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm vu tích ngọc nói mấy ngày nay bác sĩ lục không hợp tác với bác sĩ đào nữa cô ấy nhìn Nguyễn Huỳnh, nghe nói là bác sĩ Lục đề nghị, Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, trong lòng hiểu rõ Lục Ngộ An làm vậy là vì bảo vệ mình, nhưng nếu là như vậy, Nguyễn Huỳnh lo lắng ở bệnh viện cũng sẽ có những lời đồn đại không tốt về anh, nhìn dáng vẻ lo lắng của Nguyễn Huỳnh, vu tích Ngọc An ủi cô, cô Nguyễn, có phải cô đang lo cho bác sĩ Lục không, có chút, Nguyễn Huỳnh ăn ngay nói thật, thật ra nói rõ ràng, xin lỗi a à được, dù sao bọn họ cũng là đồng nghiệp mà. Hai, Vu Tích Ngọc cũng thấy tiếc, chủ yếu vẫn là do bác sĩ đào quá đáng, Nguyễn Huỳnh bắt được trọng điểm, còn có chuyện khác nữa à, Vu Tích Ngọc gật đầu, sau khi bọn họ ra khỏi văn phòng chủ nhiệm quay về văn phòng lớn thì đã làm ầm ĩ một trận, nguyên nhân cãi nhau là, Đào Gia Nhiên cảm thấy lục ngộ an chuyện bé xé ra to, cô ta chỉ ném đi đồ ăn mà người khác đưa cho anh, ở trong phòng phẫu thuật mất tập trung lấy nhầm đồ, nhưng không hề tạo thành sai lầm lớn. Cô ta tức hỗn hển chất vấn lục ngộ an, nếu như thật sự để ý đến phần đồ ăn đó như vậy, cô ta có thể đặt lại cho anh. Cô ta vừa nói ra lời này, các đồng nghiệp vốn dĩ cảm thấy lần này lục ngộ an có chút công chính nghiêm minh quá lại dồn dập quay xe. Đây không chỉ là chuyện ném đồ ăn đi, mà là đào gia nghiên dở trò tâm cơ, lại không biết tự kiểm điểm suy ngẫm vấn đề của bản thân. Bọn họ là bác sĩ, bỏ qua chuyện khác không nói, chỉ nói đến việc mất tập trung trong phòng phẫu thuật mà vẫn không cảm thấy bản thân phạm lỗi lớn thì đã đủ cho cô ta nghĩ làm viết, kiểm điểm, thậm chí là tạm thời cách chức. Lục Ngộ An tạm thời giúp Tất Khải Hoàng làm một cuộc phẫu thuật, lúc đi ra thì đã gần 12 giờ. Anh sải bước đi xuống lầu, liếc mắt nhìn thấy người đứng trong hành lang hóng gió, nghe thấy động tĩnh, Nguyễn Huỳnh quay đầu nhìn về phía anh, kết thúc phẫu thuật rồi à. Lục Ngộ An rủ mắt nhìn thấy khuôn mặt bị lạnh đỏ lên của cô, trong cái nhìn chăm chú của Nguyễn Huỳnh, anh khẽ lướt ngón tay qua gò má cô, đứng bên ngoài làm gì. Không lạnh à, chưa kịp cảm nhận xúc cảm ấm áp thì nó đã biến mất, Nguyễn Huỳnh mất hồn, phản ứng chậm chạp, hình như hơi lạnh. Lục Ngộ An thuận thế nắm tay cô đi về phía văn phòng. Lúc sắp bước vào lối thoát hiểm, Nguyễn Huỳnh dừng bước lại nhìn anh, hay là em ở đây đợi anh nhé. Ban đêm Lục Ngộ An không cần trực ca, khi anh tan làm thì Tất Khải Hoàng đã nhận một cuộc phẫu thuật nên mới có thể chậm trễ đến bây giờ. 24 tiếng sau phẫu thuật cũng đã có Tất Khải Hoàng ở bệnh viện trông coi. Lục Ngộ An rũ mắt, nhìn gương mặt cô, đôi mắt Nguyễn Huỳnh trong sáng, ánh mắt thản nhiên, cảm xúc không khác trước đó quá nhiều thấy anh không nói lời nào nguyễn huỳnh mím môi ra vẻ bình tĩnh bác sĩ lục nhìn gì vậy có phải mấy ngày không gặp em anh cảm thấy em trở nên đẹp hơn rồi không lục ngộ an dừng lại ánh mắt khẽ động trong giọng nói mang theo chút ý cười em vẫn luôn rất xinh đẹp tai nguyễn huỳnh hơi nóng lên không phải lần đầu tiên nghe lục ngộ an khen mình như thế nhưng mỗi lần nghe cô đều không thể không chế được mà tim đập nhanh hơn ồ nguyễn huỳnh cong mắt ánh mắt của bác sĩ Lục thật là tốt. Lục Ngộ An tự biết đứng đây hỏi thì sẽ không hỏi ra được gì. Anh ổn định tinh thần, thấp giọng nói, anh sẽ ra nhanh thôi. Nguyễn Huỳnh, được, đợi ở hành lang chưa đến 2 phút thì Lục Ngộ An đã quay lại. Hai người sống vai rời khỏi bệnh viện. Lên xe, Nguyễn Huỳnh tự giác cài dây an toàn. Cài xong, cô liếc nhìn người bên cạnh, không về à. Lục Ngộ An liếc mắt nhìn cô, vừa rồi ở hành lang em nghĩ gì vậy? Nguyễn Huỳnh kinh ngạc vì trực giác của anh nhạy cảm như thế, ánh mắt cô lơ lửng, không nghĩ gì cả. Lục Ngộ An nhìn bàn tay đặt trên túi sách của cô, im lặng một lúc rồi nói, anh có chuyện nói cho em biết, Nguyễn Huỳnh, gì vậy, Lục Ngộ An, thứ bảy tuần trước có phải em gọi đồ ăn cho anh không? Ừm, Nguyễn Huỳnh thấy anh chủ động nhắc tới thì cũng không che giấu nữa, có phải anh có chút tàn nhẫn với bác sĩ đào kia rồi không? Lục Ngộ An nhướng mày, em sợ à, em sợ gì chứ? Nguyễn Huỳnh buồn cười hỏi, anh cũng sẽ không làm như vậy với em, nghe thấy lời này, Lục Ngộ An đưa tay búng trán cô, giọng nói chứa ý cười, không sợ là được. Nguyễn Huỳnh cạn lời, nghiêm túc giải thích, em chỉ lo lắng những đồng nghiệp khác cảm thấy anh quá tuyệt tình, sinh ra ấn tượng không tốt với anh. Nghe vậy, Lục Ngộ An cười một cái rất khẽ, em không có là được. Nguyễn Huỳnh, anh không sợ đồng nghiệp à, không sợ, Lục Ngộ An rủ mắt, bỗng nhiên nhéo ngón tay cô đang đặt trên túi sách, giọng nói trầm thấp, anh lại chẳng theo đuổi bọn họ. Lời này hơi không có cách nào nói tiếp được. Nguyễn Huỳnh nhẫn nhịn rồi vẫn không nhịn được cười. Cô đưa tay chọc vào bả vai Lục Ngộ An, màn tài nóng lên, bác sĩ Lục, chúng ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh, anh có thể đứng đắn một chút không? Lục Ngộ An tự kiểm điểm hai giây, vừa rồi anh không đứng đắn à, có chút, Nguyễn Huỳnh dừng lại một chút rồi một lần nữa nhắc đến chuyện đồ ăn, phần đồ ăn đó ném cũng ném rồi, em ngoại trừ tiếc vì lãng phí thì cũng không khó chịu nhiều lắm, sau này lúc gọi cho anh em ghi chú là được, thật ra đây không phải là việc lớn gì, anh không nên ầm ĩ quá căng thẳng với đồng nghiệp. Lục ngộ an lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu mới nói, không tức giận à, vừa rồi khi y tá vu nói cho em biết, thật ra rất tức giận, Nguyễn Huỳnh thản nhiên cho biết, nhưng anh đã giúp em lấy lại công đạo rồi mà không phải sao. Lục ngộ an im lặng một lúc, thấp giọng hỏi, quan hệ của em và y tá vu thật là không tệ, Nguyễn Huỳnh, hả, cô không hiểu lắm về câu mà lục ngộ an đột nhiên nói ra. Lục ngộ an rủ mắt, nhìn bàn tay cô còn đang chọc bả vai mình, ngón tay của Nguyễn Huỳnh rất xinh đẹp. Mấy ngày trước khi gặp mặt Hương Thanh Thời, ba người đã cùng đi spa, cũng đã làm móng tay. Sơn móng tay là kiểu giáng sinh, màu đỏ, làm nổi bật lên làn da cô trắng hơn, non mềm hơn. Bình tĩnh nhìn một lúc, Lục Ngộ An mở miệng: Có phải cô ấy đã nói với em lời anh nói với Đào Gia Nhiên ở văn phòng sau khi phẫu thuật không? Nguyễn Huỳnh đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh, chậm rãi gật đầu. Khi Đào Gia Nhiên đề nghị đặt lại một phần đồ ăn giống như đúc trước đó cho Lục Ngộ An. Lục Ngộ An đã nói một câu không cần với cô ta, đồng thời nói cho Đào Gia Nhiên biết, phần đồ ăn đó là do người anh thích tặng, thứ cô ta ném đi không đơn thuần chỉ là một phần đồ ăn. Lúc Vu Tích Ngọc nói lời này với Nguyễn Huỳnh, trong ánh mắt cô ấy lóe ra ánh sáng hóng hớt, còn lặng lẽ hỏi cô, người Lục Ngộ An nói thích là cô đúng không? Lục Ngộ An không hề bất ngờ, cô ấy nói thế nào? Nguyễn Huỳnh nhìn lại anh, nhanh trí nói, anh nói với bác sĩ Đào thế nào thì cô ấy nói với em thế ấy, anh cười cái gì? Chú ý tới nụ cười trên mặt Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh truy hỏi. Lục Ngộ An nhìn khuôn mặt cô xích lại gần, khóe miệng anh khẽ cười, "Có phải cô ấy còn hỏi em, người anh nói đến có phải là em hay không?" Nguyễn Huỳnh trợn tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc không thôi, "Sao anh biết?" Lục Ngộ An cười cười, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm, "Em trả lời cô ấy thế nào?" Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, Nguyễn Huỳnh có chút căng thẳng, cô suy nghĩ mấy giây, ném vấn đề cho anh, "Anh cảm thấy em trả lời thế nào?" Lục Ngộ An em muốn trả lời thế nào cũng được, Nguyễn Huỳnh chớp mắt, cố ý nói, em nói không phải cũng được à, vậy thì không được, Lục Ngộ An trả lời, Nguyễn Huỳnh nghẹn lời, Lục Ngộ An nhìn biểu cảm cạn lời của cô, cảm thấy thú vị, anh rủ mắt, cúi đầu tới gần ngón tay đang đặt trên bả vai mình của cô, giọng nói hơi trầm xuống, ngoại trừ các đáp án phủ định, những cái khác thì tùy em, hơi thở ấm áp tới gần, lướt qua da thịt trên ngón tay. Ánh mắt Nguyễn Huỳnh ngây ngốc nhìn Lục Ngộ An tới gần, phản ứng chậm chạp hỏi, "Vì sao?" Bởi vì, Lục Ngộ An ngước mắt nhìn cô chậm chậm, hơi được voi đòi tiên khẽ cắn đầu ngón tay cô. Vào khoảnh khắc cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, Nguyễn Huỳnh nghe thấy giọng nói trầm khàn của Lục Ngộ An, "Em không thể nghi ngờ chuyện anh thích em được." Nếu như lúc mới quen biết Lục Ngộ An có người nói cho Nguyễn Huỳnh biết, Lục Ngộ An là một người sẽ bày tỏ sự yêu thích một cách ngay thẳng, cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ, cô không thể không tin cô nhận ra sau khi tình cảm của lục ngộ an được khai thông ấn tượng so với ban đầu anh để lại cho nguyễn huỳnh đã hết sức khác biệt nguyễn huỳnh không nghĩ tới sau khi anh tỏ tình thì sẽ như thế này có chút cảm giác đặt tình yêu lên hàng đầu anh luôn có thể thản nhiên nói thẳng cho mọi người biết anh thích cô đang theo đuổi cô đột nhiên nguyễn huỳnh nghĩ đến một cụm từ tương phản manh một một ngôn ngữ mạng trung quốc dùng để chi một người vật một cái gì đó có thuộc tính tính chất trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hoặc chỉ một người vật cái gì đó có hàng loạt các tính chất trái ngược nhau tạo nên sự đáng yêu sự tương phản manh của lục ngộ an rất lớn cũng rất đúng ý mình dường như cô chính là thích anh như vậy anh nghĩ vậy nguyễn huỳnh mang gương mặt hồng hồng nhìn về phía anh không sợ bị đồng nghiệp chê cười sao lục ngộ an nhướng mày lên cười như không cười hỏi cười cái gì thì đặt tình yêu lên hàng đầu nguyễn huỳnh nghĩ đến cụm này nghe được cụm từ mà trước kia cách mình rất xa lục ngộ an lười nhác cười nhắc nhở Nguyễn Huỳnh, anh vẫn chưa đến mức đó, Nguyễn Huỳnh đang muốn phản bác thì đột nhiên bắt được cạm bẫy trong lời nói của anh, cô không nói gì chốc lát, giận dỗi liếc anh, bác sĩ Lục, anh đang đào hố cho em sao, Lục ngộ anh nhìn ánh mắt liễm diễm của cô nhìn về phía mình, ít hầu khẽ động đậy. Nguyễn Huỳnh cho rằng mình đang hung dữ, thật ra tất cả đều là quyến rũ, ánh mắt anh nặng nề nhìn cô một lúc, nghiến chặt răng, lại một lần nữa khẽ cắn đầu ngón tay của cô, để lại dấu răng ở đó xúc cảm ẩm ướt khiến hơi thở nguyễn huỳnh hơi ngưng lại có thể cảm nhận được nơi mà răng anh va chạm có dòng điện dâng lên tấn công thẳng đến ngực nhịp tim của cô bỗng nhiên trở nên nhanh hơn nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng anh lục ngộ an vẫn được tính là đã bớt phóng túng chỉ giống như trừng phạt nhỏ mà cắn đầu ngón tay cô rồi kiềm chế sự xúc động tiến thêm một bước ánh mắt anh sâu thẳm nhìn qua nguyễn huỳnh giọng nói hơi khàn không đào hố cho em đâu mi mắt nguyễn huỳnh run rẩy cô luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình dường như đè nén một loại dục niệm nào đó sau khi ý thức được nguyễn huỳnh khẽ mím môi vội vàng thu bàn tay vương ra đặt ngay ngắn trên đùi ồ một tiếng vậy chúng ta về thôi lục ngộ an đáp một tiếng chợt nhớ tới gì đó chờ anh một lúc nguyễn huỳnh thấy anh đẩy cửa đi xuống xe đi đến cốp xe cầm hai cái túi lúc lên xe anh quét mắt nhìn thời gian rồi đưa cái túi cho nguyễn huỳnh đây là gì vậy nguyễn huỳnh cụp mắt Lục ngộ an nhiên đầu nhìn cô chăm chú, giọng nói rõ ràng, Nguyễn Huỳnh, Giáng sinh vui vẻ, Nguyễn Huỳnh nhận lấy, một cái túi rất nặng, cô chưa kịp nhìn thì đã chú ý tới trong một cái túi khác là một quả táo rất đẹp rất tươi, cô nhìn chăm chú một lúc, không nhìn được cười, em còn tưởng rằng anh không đón ngày lễ như vậy, lục ngộ an nói thẳng, trước kia quả thật không đón, thậm chí sẽ không để ý đến, sở dĩ anh biết hôm nay là Giáng sinh là vì nghe các đồng nghiệp nói lúc tan làm vào hôm qua khi anh tan làm thì đã khuya, loại táo tốt trong tiệm trái cây thì đa số cũng đã bán hết rồi. Cuối cùng Lục Ngộ An mua được ở một siêu thị nhập khẩu mở của 24 giờ. Anh có thể không đón ngày lễ, nhưng cảm giác nghi thức nên có thì anh sẽ cho Nguyễn Huỳnh, dù chỉ là một ngày lễ nhỏ. Nguyễn Huỳnh hiểu rõ ý của anh, cô liếc nhìn thời gian hiển thị là 11 giờ 50 có phải em phải nhân lúc hôm nay vẫn chưa trôi qua mà cắn một cái không? Mặc dù cách làm này có chút mê tín, Lục Ngộ An cong môi, muốn ăn thì cắn anh lấy ra một chai nước suối anh đi rửa nguyễn huỳnh bật cười còn thật sự mở ra cho lục ngộ an rửa sau khi rửa đơn giản xong nguyễn huỳnh cầm quả táo cắn một cái cô chậm rãi nhai thấy người bên cạnh nhìn mình cô đảo mắt bác sĩ lục hửng đêm khuya giọng nói của lục ngộ an dường như hấp dẫn hơn gợi cảm hơn một chút nguyễn huỳnh đưa quả táo tới trước mặt anh cười một tiếng tươi sáng cùng mê tín chung với em đi ăn một tiếng thì thế nào một người làm chuyện mê tín như vậy hình như sẽ có chút ngây thơ hai người làm thì vừa đúng lục ngộ an rủ mắt ánh mắt chuyển từ khuôn mặt cô sang quả táo quả táo bị cô cắn một lỗ nhỏ có lẽ quả táo còn rất tươi mới bên trong đó nước đang chậm rãi tràn ra nhìn lục ngộ an bất động nguyễn huỳnh ngẩng người chú ý tới mình hướng mặt đã cắn về phía anh cô đang muốn đổi bên thì lục ngộ an cúi đầu cắn vào chỗ cô đã cắn hai người giống như đã hôn một cách vô hình âm thanh trong trẻo vang lên bên tai nguyễn huỳnh cảm thấy tai vừa hạ nhiệt lại tăng lên cô mím môi còn chưa mở miệng thì đã nghe thấy lục ngộ an nói hương vị cũng không tệ lắm nguyễn huỳnh xấu hổ rõ ràng bản thân mình không phải cố ý muốn dùng cách thức như vậy để tiếp xúc thân mật với anh nghe lời này của lục ngộ an cô vẫn không khống chế được mà đỏ mặt lên vì dời đi sự chú ý của mình nguyễn huỳnh chỉ vào một cái túi hơi nặng khác đây là gì vậy em mở ra nhìn xem lục ngộ an khởi động xe chuẩn bị đưa cô về nhà nguyễn huỳnh lại cắn một miếng vào chỗ vừa mới cắn rồi mới cúi đầu lấy đồ trong túi điều khiến nguyễn huỳnh bất ngờ chính là món đồ còn nặng hơn cô tưởng tượng mượn ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu vào từ ngoài cửa sổ xe cô nhìn thấy rõ một món quà khác mà lục ngộ an tặng cho mình một tập truyền cổ tích nước ngoài không còn xuất bản nữa ở trang bìa ngoài cùng còn cài một cái cài áo hoa hồng nguyễn huỳnh bình tĩnh nhìn món đồ mình cầm trong tay kinh ngạc nghiêng đầu anh đèn đỏ lục ngộ an đạp phanh rồi nhìn cô nói một câu trước nguyễn huỳnh giáng sinh vui vẻ vào đêm bình an anh là người nói cuối cùng vào ngày giáng sinh anh muốn làm người đầu tiên mi mắt nguyễn huỳnh run lên cô chú ý tới đồng hồ đúng lúc chuyển sang không giờ cô khẽ chớp mắt có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cuối cùng lại hỏi đây là quà giáng sinh sao không phải lục ngộ an nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô khuôn mặt hơi ngước lên quà đêm bình an anh nói quà giáng sinh thì tối nay đưa cho em bọn họ đã hẹn nhau buổi tối cùng ăn cơm nguyễn huỳnh không nghĩ tới anh sẽ chuẩn bị đầy đủ như thế chỉ có điều nguyễn huỳnh lật tập truyện cổ tích trước mặt này ra xem mới phát hiện lại còn có tác giả tự tay ký lên cô trợn tròn mắt hồi lâu rồi nhớ tới hỏi sao anh lại nghĩ đến việc tặng em truyện cổ tích lục ngộ an rủ mắt không thích à không phải nguyễn huỳnh nhẹ giọng thích lắm chính bởi vì vô cùng thích nên cô mới bất ngờ hình như cô chưa từng nhắc đến với lục ngộ an là mình thích truyện cổ tích Nói đến thì hơi ngây thơ, Nguyễn Huỳnh gần 25 tuổi, tư tưởng cũng khá là trưởng thành, nhưng cô lại rất thích truyện cổ tích, cũng sẵn lòng tin tưởng vào truyện cổ tích. Không chỉ là truyện cổ tích, rất nhiều ngày lễ, ví dụ như giờ phút này bọn họ đang đón lễ Giáng sinh, cô cũng tin rằng có ông già Noel tồn tại. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là bố Nguyễn bận biểu thế nào thì vào ngày lễ của quốc gia hoặc là ngày lễ của phương Tây thì ông ấy đều sẽ cùng Nguyễn Huỳnh đón lễ, cho dù bản thân không rảnh ông cũng sẽ không quên chuẩn bị quà cho nguyễn huỳnh bố nguyễn qua đời ông già noel người bảo vệ bình an của nguyễn huỳnh cũng biến mất năm đó là năm duy nhất nguyễn huỳnh không tin vào thế giới truyện cổ tích sau đó cô dường như lại bắt đầu ông trong lòng sự hy vọng tin tưởng bố nguyễn từng nói với cô cho dù ông không ở bên cạnh cô thì cũng sẽ mãi mãi yêu cô món quà mà ông thiếu thì sẽ tìm cơ hội bổ sung cho cô kiếp này không thực hiện được lời hứa hẹn này vậy thì kiếp sau Nguyễn Huỳnh vẫn muốn là con gái của ông, ông nhất định sẽ cùng cô lớn lên. Trong lúc Nguyễn Huỳnh ngẩn người thì hai người đã quay về cổng tiểu khu, xe dừng lại, Lục Ngộ An quay đầu nhìn Nguyễn Huỳnh, ánh mắt anh nóng bỏng, khiến Nguyễn Huỳnh không coi nhẹ được, cô chậm rãi chuyển ánh mắt từ tập truyện cổ tích sang khuôn mặt anh, đối diện với anh, Lục Ngộ An, Lục Ngộ An nhìn cô, ừm một tiếng, muốn nói gì, Nguyễn Huỳnh cầm tập truyện đó, khẽ nói, cảm ơn, cảm ơn anh, để cô một lần nữa thật sự cảm nhận được cảm giác được yêu thích, có người cưng chiều. Lục Ngộ An nhìn biểu cảm nhỏ xíu của cô, lười nhác cười một tiếng, chỉ vậy thôi à. Nguyễn Huỳnh mờ mịt, đầu óc hơi quá tải, em sẽ chuẩn bị quà đáp lại. Thật ra trước đó cô đã nghĩ tới việc chuẩn bị quà Giáng sinh cho Lục Ngộ An, nhưng mấy ngày nay cô thật sự bận quá, cũng không biết nên tặng cho anh cái gì. Vốn dĩ cô muốn buổi sáng ngủ dậy hỏi Khương Thanh thời hoặc tư niệm, hoặc là đến chỗ Trần Tịnh Dương hỏi thăm xem Lục Ngộ An thích cái gì, Thiếu cái gì, nghe thấy lời này, Lục Ngộ An tức cười, anh không có ý này, ánh mắt anh sáng rực nhìn Nguyễn Huỳnh chăm chăm, giọng nói càng thêm dịu dàng, vang vọng trong khoang xe, vừa rồi suy nghĩ gì vậy, Nguyễn Huỳnh kịp phản ứng, ngước mắt nhìn anh, nghĩ đến bố em, Lục Ngộ An, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh buồn cười nói, trước kia khi bố em còn sống thì cũng sẽ chuẩn bị những món quà này cho em, món quà bố cô chuẩn bị cho cô đa số có giá bình dân nguyễn huỳnh rất thích sách truyện mỗi năm ông đều sẽ chọn một quyển sách truyện tặng cô vào ngày lễ vào lễ giáng sinh bố cô sẽ đặt một cái mũ ông già noel đựng đầy quà ở bên gối cô cô ngủ dậy vào ngày giáng sinh thì có thể nhìn thấy lục ngộ an nghe cô nói không nhanh không chậm ánh mắt cố định trên đôi mắt sáng lấp lánh của cô khi nói đến những chuyện này nguyễn huỳnh có chút sầu não nhưng đôi mắt lại sáng ngời bởi vì mỗi một ngày của quá khứ cô đều rất hạnh phúc đều rất vui vẻ bình thường trong mũ có gì lục ngộ an hỏi nguyễn huỳnh suy nghĩ một chút chỉ là mấy cái kẹp tóc dây buộc mà con gái dùng còn có phụ kiện móc chìa khóa có thể treo lên cặp sách rất nhiều rất nhiều cô nghiêng đầu nhìn về phía lục ngộ an khi còn bé em cũng vì những việc này là tức giận với bố em lục ngộ an hửng bởi vì có một năm có bạn học nói quà giáng sinh mà bố của cậu ấy tặng là một con búp bê bản giới hạn em cực kỳ thích nhưng mà con búp bê đó là do bố của bạn học đi công tác nước ngoài mang về trong nước không mua được nguyễn huỳnh nhớ lại em cầm con búp bê đó so sánh với con búp bê bình thường mà bố em tặng cho em khi ấy cô đã nói không ít lời khiến bố nguyễn đau lòng khó chịu mặc dù sau này cô đã xin lỗi với bố cô nhưng nguyễn huỳnh biết sự tổn thương đã tạo thành có thể rất lâu ông đều vì chuyện này mà hối hận canh cánh trong lòng nói xong nguyễn huỳnh cười hỏi lục ngộ an có phải lúc còn nhỏ em rất không hiểu chuyện không Lục Ngôn An, không, Nguyễn Huỳnh hơi ngẩn ra, sao lại không, bây giờ em nhớ lại đều cảm thấy lúc đó mình cực kỳ quá đáng. Lục Ngộ An ừm một tiếng, nhìn hốc mắt cô đỏ lên, anh đưa tay khẽ áp lên mí mắt cô, nhẹ giọng nói, bố của em có tức giận với em không? Nguyễn Huỳnh sửng sốt, hình như không, lúc đó bố Nguyễn rất kiên nhẫn giải thích với cô, còn hứa hẹn với cô ngày nào đó còn có thể mua được thì nhất định sẽ mua cho cô, điều tiếc nuối là sau này con búp bê đó không được bày bán nữa em biết vì sao ông ấy không giận không lục ngộ an hỏi nguyễn huỳnh ngẩng đầu nhìn anh lục ngộ an cười bởi vì ông ấy yêu em ông ấy biết em không cố ý phát cáu với ông ấy cũng không phải không thích món quà ông ấy tặng chẳng qua là nguyễn huỳnh lúc đó nhỏ tuổi sẽ không khống chế được một chút tâm lý ganh đua so sánh của mình cực kỳ hâm mộ những thứ mà người khác có chúng ta của thời kỳ tuổi thơ dường như đều từng phạm lỗi này trước mặt bố mẹ chính vì như vậy sau khi lớn lên chúng ta mới có thêm cơ hội sửa chữa, bù đắp lại những tốt xấu trong quá khứ. Giống như vậy, cũng có thêm nhiều ký ức đặc biệt với bố mẹ hơn. Cuộc đời hoàn chỉnh luôn được chấp vá nên từ tốt xấu, đúng sai. Nghe Lục Ngộ An nói như vậy, Nguyễn Huỳnh thoải mái nở nụ cười, hình như cũng phải, chỉ là em vẫn có chút hối hận. Lục Ngộ An có thể hiểu được sự hối hận của cô, anh rủ mắt xuống, ông ấy biết suy nghĩ của em mà. Nguyễn Huỳnh gật đầu, mẹ em cũng nói như vậy. Hai người ngồi xong xe một lúc, chờ nguyễn huỳnh khôi phục lại bình thường cô mới tạm biệt lục ngộ an vậy em về đây anh lái xe chậm thôi lục ngộ an đáp một tiếng giọng nói hơi trầm xuống đến nhà sẽ nói với em khuôn mặt nguyễn huỳnh khẽ công cô chỉ vào món quà nói em rất thích món quà lục ngộ an cong môi anh biết nhìn nguyễn huỳnh đi vào tiểu khu bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt lục ngộ an mới lái xe rời đi đêm đã khuya trên con đường trống trải có chiếc xe chạy qua để lại dấu vết nhỏ bé ánh trăng lượn quanh Mặt trăng vào mùa đông vẫn rất sáng. Ngủ một giấc đến 10 giờ, khi Nguyễn Huỳnh thức dậy thì Tư Niệm đã vùi mình trên ghế sofa nhà cô. Cô buồn ngủ liếc nhìn cô ấy một cái, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Dậy rồi à, Tư Niệm nhìn cô, đánh răng chưa? Nguyễn Huỳnh từ từ nhắm hai mắt. Chưa, tớ ngủ thêm một lúc nữa rồi đi. Tư Niệm nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, dở khóc dở cười. Tối hôm qua mấy giờ về nhà? Nguyễn Huỳnh, hơn một giờ mới ngủ. Tư Niệm không nói gì chương trình này của cậu vẫn không có ý định điều chỉnh thời gian sao cứ làm việc không quy luật như vậy cũng không tốt lắm đâu từng nguyễn huỳnh nói không rõ ràng sang năm đi tớ lại suy nghĩ một chút tư niệm dừng lại suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm cậu thật sự cam lòng đổi chương trình à nguyễn huỳnh mở mắt ra cậu kinh ngạc như vậy làm gì cậu nói xem tư niệm hỏi lại mấy chương trình mà trước đó chị du đề cử cho cậu cậu cũng không làm chỉ sống chết với cái chương trình hiện tại của cậu sao bây giờ lại đột nhiên đồng ý? Nguyễn Huỳnh suy tính một lúc, nói, không tính là đột nhiên đâu. Lần trước khi Lâm Du Anh tìm cô nói về chương trình mới, thật ra Nguyễn Huỳnh đã muốn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề thay đổi chương trình. Sở dĩ không nhận chương trình đó, một mặt đúng là không bỏ được thính giả của bên này, còn một mặt nữa là cho dù bản kế hoạch đã trở nên thú vị, nhưng hào hứng của Nguyễn Huỳnh cũng chỉ có 40%. Nếu như cô muốn làm một chương trình hoàn toàn mới, vậy thì tất nhiên cần phải có trên 80% hứng thú, cô mới chắc chắn làm tốt, cô luôn thích xếp ở phía trước, nghe cô nói như vậy, tư niệm cũng hiểu được, vậy bây giờ cậu có chương trình mới rồi à, Nguyễn Huỳnh liếc cô ấy, hôm nay ghi hình chương trình kênh thiếu nhi cũng không tệ lắm, thay thế công việc bên này xong rồi suy nghĩ cái khác, tư niệm đáp một tiếng, cũng được, cô ấy nhìn người quẩy oải dựa vào ghế sofa ngủ gà ngủ gật, đang muốn dục cô đi rửa mặt. Đợi một lúc nữa Khương Thanh Thời sẽ tới cùng nhau ăn trưa còn chưa mở miệng thì nguyễn huỳnh bỗng nhiên mở mắt hỏi cô cậu nói xem lễ giáng sinh thì tặng cho đàn ông cái gì tư niệm nghẹn lời nói với ý tứ sâu xa không bằng cậu hỏi là tặng cái gì cho bác sĩ lục thì chính xác hơn nguyễn huỳnh liếc cô ấy biết nghe lời đúng mà đổi giọng bác sĩ lục sẽ thích cái gì tư niệm cạn lời hồi lâu tớ lại không có bạn trai tớ đâu có biết nguyễn huỳnh thở dài phiền não nói tớ cũng không biết hai người im ắng nhìn nhau đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên Nguyễn Huỳnh đi đến mở cửa, cửa mở ra, Khương Thanh Thời đứng bên ngoài cửa cùng hai vệ sĩ hạng nặng. Nguyễn Huỳnh còn chưa kịp bày tỏ sự hoan nghênh đối với cô ấy thì Khương Thanh Thời đã tháo kính trầm xuống trước rồi nhìn cô, tớ lắp một cây thông Noel trong nhà không quá đáng chứ. Nguyễn Huỳnh liếc nhìn về phía đồ đạc mà hai người vệ sĩ cầm, nghiêng người, mời quý cô, không hề quá đáng chút nào. Khương Thanh Thời ngước cầm lên, chỉ huy hai người đi phía sau, đi vào đi, đặt đồ xuống, sau đó xuống lầu mang cây lên đây. Nguyễn Huỳnh mặc cho Khương Thanh thời dậy vò, tự mình vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, đợi đến lúc cô đánh răng rửa mặt xong đi ra, phòng khách không được tính là rộng rãi của cô đã bị cây thông Noel chiếm đóng gần hết. Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu nhìn, vẫn may, cây thông Noel vừa vặn đến vị trí trần nhà, không vượt quá, đương nhiên, cũng không có cách nào vượt quá được. Tư niệm ngồi trên ghế sofa quay video, Nguyễn Huỳnh đi qua, cậu ấy đâu, dứt lời, cô nhìn thấy hai người trong phòng bếp. Khương Thanh Thời còn mang theo dì trong nhà tới làm cơm trưa cho ba người. Nguyễn Huỳnh trận mắt há mồm một lúc rồi nói thầm với tư niệm, hôm nay cuối tuần, cậu ấy đưa dì trong nhà đến đây nấu cơm, vậy chồng cậu ấy ăn gì? Tư niệm suy đoán, có thể là chồng cậu ấy bận rộn nhiều việc, không cần ăn cơm. Không phải mấy ông chủ đều như vậy sao? Mất ăn mất ngủ mới có thể làm chủ được, Nguyễn Huỳnh, cậu nói có lý, hai người đang nói thầm thì Khương Thanh Thời đã sắp xếp xong tất cả đi từ trong phòng bếp ra mệt chết tớ rồi, cô ấy đi đến bên cạnh Nguyễn Huỳnh ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô, lại thức đêm à, Nguyễn Huỳnh chớp mắt, quần thăm mắt rõ lắm à, bình thường, Khương Thanh thời phe phải mái tóc xoăn, tung ra một câu, lát nữa đúng lúc không có sắp xếp gì, chúng ta ăn cơm trưa đi làm mặt, Nguyễn Huỳnh, cô lặng lẽ sờ mặt hỏi, trạng thái làn da hiện tại của tớ cũng không tốt lắm sao, Khương Thanh thời cười với cô, kém hơn tớ một chút, Nguyễn Huỳnh lập tức liếc cô ấy một cái. Nhưng xinh đẹp hơn tớ, Khương Thanh Thời ông cánh tay cô, đôi mắt công công, cũng không biết tương lai tên đàn ông nào được lợi nữa. Tư niệm ở bên cạnh ăn trái cây thấy khe hở thì nói chen vào, tương lai thì không biết, gần đây hẳn là bác sĩ Lục được lợi. Nói đến Lục Ngộ An, Khương Thanh Thời nhớ tới hỏi, buổi tối hai người các cậu sẽ cùng nhau ăn cơm à? Nguyễn Huỳnh ưm một tiếng, nhìn cô ấy, có cơ hội sẽ giới thiệu cho các cậu làm quen. Khương Thanh Thời không có ý kiến cô ấy vốn định đề nghị cô ấy có cơ hội thì dẫn bọn họ gặp ông xã lời đến khóe miệng lăn một vòng lại cảm thấy thôi ông xã cô ấy không xứng gặp các chị em xinh đẹp lại đáng yêu của cô ấy cây thông noel được bài trí xong sau khi làm xong cơm trưa vệ sĩ và gì mà khương thanh thời đưa tới rút lui hoàng mỹ trong phòng tung bay mùi thơm của đồ ăn khiến người ta bụng đói kêu vang nguyễn huỳnh lấy ra ba lon rượu trái cây từ trong tủ lạnh buổi trưa kiềm chế một chút thì thế nào hai người rất tán thành lon rượu trái cây được kéo ra, ba người ăn ý cùng ly, Giáng sinh vui vẻ, ba người ăn ý nở nụ cười, gì mà Khương Thanh thời mang tới toàn làm món ba người thích ăn, cô ấy cố ý dặn dò, chú ý đến sở thích đặc biệt của mỗi người, Nguyễn Huỳnh chưa ăn sáng, lúc này đã đói gần chết, bỏ vào miệng mấy miếng đồ ăn, cô mới nhận ra được mình đã lấy lại sức, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn bữa cơm gần một tiếng đồng hồ, cơm nước xong xuôi, Khương Thanh thời đề nghị quản tù tì chọn quà trên cây thông Noel được lắp xong treo rất nhiều những món quà to nhỏ. Có rất nhiều món mà Khương Thanh thời mang tới, cũng có mấy phần Nguyễn Huỳnh và tư niệm chuẩn bị. Hoạt động này đã có khi bọn họ học đại học, sau khi Khương Thanh thời ra nước ngoài thì không còn cây thông Noel nữa. Nhưng vào lúc này hàng năm, Nguyễn Huỳnh và tư niệm đều sẽ nhận được quà gửi về từ nước ngoài. Được nha, Nguyễn Huỳnh vương tay, chơi đi, người thắng chọn nhé, Khương Thanh thời và tư niệm đều không có ý kiến, ba người quẳng tù tì ván đầu tiên tư niệm thắng cô ấy chọn món quà nhẹ nhàng theo thứ tự là nguyễn huỳnh và khương thanh thời ván thứ hai khương thanh thời thắng cô ấy cầm một phần quà trong số nguyễn huỳnh chuẩn bị ván thứ ba tư niệm lại thắng cô ấy cũng lấy món quà nguyễn huỳnh chuẩn bị ván thứ tư ván thứ năm ván thứ sáu nhìn thấy đóng quà bên cạnh hai người càng ngày càng nhiều nguyễn huỳnh suýt chút nữa ăn vạ không chơi nữa hôm nay tớ không may mắn sao khương thanh thời và tư niệm liếc nhìn nhau cười nói đâu có trên cây còn rất nhiều mà chúng ta còn mấy ván nữa. Nguyễn Huỳnh ủ rũ cúi đầu. Được thôi, thử lại lần nữa. Tớ không tin, tớ không thắng được ván nào cả. Sự thật chứng minh, có đôi khi con người sẽ đánh hoài mà vẫn thua. Ván thứ bảy, ván thứ tám, Nguyễn Huỳnh vẫn không thắng. Thậm chí ngay cả Khương Thanh Thời và Tư Niệm còn lần lượt nhường mà nói cho cô biết. Tiếp theo đó bọn họ sẽ ra cái gì, nhưng Nguyễn Huỳnh đều không thắng. Đến ván cuối cùng, Nguyễn Huỳnh đánh cực sự tôn nghiêm của mình còn không thắng nữa thì năm nay tớ không cần quà giáng sinh nữa khương thanh thời và tư niệm buồn cười dùng ánh mắt giao lưu hai người nhất trí ra kéo nhường cho nguyễn huỳnh ra búa thắng một ván nguyễn huỳnh tự biết hai người nhường mình cười hớn hở tớ sẽ không khách sáo đâu lấy món quà ở dưới cùng tư niệm nhanh mở ra xem xem thanh thời dùng cái hộp lớn như vậy đừng gì thế khương thanh thời xem đi xem đi nguyễn huỳnh vẫn luôn chơi oẳng tù tì không quá giỏi Lời nguyên này từ khi học đại học đến bây giờ đều như vậy. Nguyễn Huỳnh không lưng lấy. Sau khi cảm nhận được trọng lượng thì quay đầu nhìn về phía Khương Thanh Thời. Cái gì thế, nặng vậy? Cô mở nắp hộp quà ra. Sau khi nhìn thấy trong đó đựng cái gì thì Nguyễn Huỳnh sửng sốt. Trong hộp quà lớn không chỉ là một món quà. Trong đó có túi sách, đồng hồ của nhãn hiệu nào đó mà Nguyễn Huỳnh rất thích, cùng với tai nghe gần đây cô nhìn trúng muốn mua nhưng chưa kịp mua. Mà điều khiến cô sửng sốt thuộc về tập truyền cổ tích kia. Giống như đúc với tập truyện tối hôm qua lục ngộ an tặng cho cô, Nguyễn Huỳnh lấy tập truyện ra, ngước mắt nhìn về phía Khương Thanh Thời, cậu tìm được ở đâu vậy, hửm, Khương Thanh Thời biết cô thích cái này nhất, mua được từ một người sưu tầm sách ở nước ngoài, anh ta nói anh ta có ba tập, quyển ký tên đã được người ta dùng giá cao mua mất, tới chỉ có thể mua được tập không có chữ ký thôi, Nguyễn Huỳnh cục mắt nhìn, đứng dậy quay về phòng, lấy ra tập tương đồng dưới sự kinh ngạc của hai người, ý, tư niệm kinh ngạc cậu có bộ sách này khi nào vậy nguyễn huỳnh giải thích tối hôm qua lục ngộ an tặng cho tớ tư niệm và khương thanh thời sững sờ một cách rõ ràng sao anh ta lại biết cậu thích tập truyện này nguyễn huỳnh tớ cũng rất bất ngờ tư niệm ở bên cạnh suy đoán có phải là trần tịnh dương nói cho anh ta biết không cậu từng nhắc đến chuyện này với trần tịnh dương sao nguyễn huỳnh suy nghĩ tớ quên mất rồi có đôi khi bọn họ nói chuyện phiếm thì sẽ nói một chút về sở thích nhưng cô thật sự không nhớ rõ khi mình uống rượu nói chuyện phiếm với trần tịnh dương thì có từng đề cập đến chuyện mình yêu thích truyện cổ tích hay không ba người im lặng một lúc khương thanh thời lên tiếng có từng đề cập hay không cũng không quan trọng quan trọng là vị bác sĩ lục này có thể mua tặng cậu chứng tỏ con người anh ta không tồi tư niệm nhướng mày chỉ có thể coi như là không tồi à đương nhiên khương thanh thời kiêu ngạo những cái khác thì xem biểu hiện sau này của anh ta nguyễn huỳnh bị đoạn đối thoại của hai người chọc cười khóe môi hơi cong không nói chuyện này nữa Cô ông món quà nhìn hai người, cảm ơn, tớ thích lắm, bóc quà xong, ba người ra ngoài đi spa, biết được Nguyễn Huỳnh sẽ cùng Lục Ngộ An đi hẹn hò, làm spa xong. Khương Thanh thời còn bảo thợ trang điểm riêng của cô ấy trang điểm phong cách trong trẻo tinh xảo cho cô. 5 giờ 40 phút, Lục Ngộ An đã đến địa chỉ Nguyễn Huỳnh gửi để đón cô. Hai người hẹn nhau 6 giờ đến nhà hàng. Đợi một lúc, anh nhận ra đôi chút, ngước mắt nhìn về phía người đang đi ra ở nơi không xa. Sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Nguyễn Huỳnh, ánh mắt lục ngộ an hơi ngưng động, gió lạnh rét thấy xương, Nguyễn Huỳnh mặc một chiếc váy len màu đỏ rượu, bên ngoài khoác một chiếc áo dáng dài, nhưng vẫn khó che giấu được đường công dáng người xinh đẹp của cô. Mái tóc đa số thời điểm đều buộc đuôi ngựa lúc này được xỏa xuống, tóc xoăn dài làm nổi bật lên khuôn mặt cô càng thêm xinh đẹp động lòng người, thợ trang điểm còn chấm một nốt trùi lệ nho nhỏ ở bên cạnh khóe mắt, tăng thêm cảm giác quyến rũ. Lục Ngộ An vẫn luôn biết Nguyễn Huỳnh rất xinh đẹp, không trang điểm cũng xinh đẹp, nhưng vào khoảnh khắc này, anh vẫn không có cách nào phủ nhận được, mình bị cô làm cho kinh diễm đến mức mất hồn. Đối diện với ánh mắt lục ngộ an nhìn mình, Nguyễn Huỳnh không nhìn được mà đỏ mặt, nhưng lời nói ra vẫn ngay thẳng, bác sĩ lục, nhìn gì đấy, khóe môi cô nhếch lên, không phải anh nhìn em đến mức ngay người rồi chứ, không cho phép sao, lục ngộ an hỏi, Nguyễn Huỳnh a à một tiếng, hơi kinh ngạc nhìn anh, lục ngộ an rủ mắt, ánh mắt sáng rực nhìn cô chầm chầm, anh hơi nhướng mày lên, giọng nói trầm xuống, xinh đẹp lắm, cho nên anh nhìn đến ngay ngốc cũng là chuyện có thể hiểu được. Nguyễn Huỳnh nghe hiểu ý khác trong lời nói của anh, không áp chế được khóe môi mà cười, biết rồi, em cũng cảm thấy hôm nay em rất xinh đẹp. Lục ngộ an cười, mở cửa xe cho cô, lên xe, hai người xuất phát đi đến nhà hàng, nhà hàng do lục ngộ an chọn, cô cũng không biết ở đâu. Đến cửa nhà hàng, Nguyễn Huỳnh mơ hồ cảm thấy cái tên có chút quen thuộc, sau khi đi vào, cô mới phản ứng được, nhà hàng mà lục ngộ an chọn là một nhà hàng sẽ có tuyết rơi mà cô từng lướt thấy trên mạng và theo dõi nguyễn huỳnh kinh ngạc nhìn lục ngộ an dường như biết được cô muốn hỏi gì lục ngộ an nói anh hỏi tư niệm nguyễn huỳnh bừng tỉnh chẳng trách buổi chiều khi cô đi spa khương thanh thời hỏi cô buổi tối đi đâu ăn cơm cô nói rằng cô không hỏi tư niệm nói chắc chắn lục ngộ an sẽ cho cô một bất ngờ có hỏi hay không thì bữa cơm này chắc chắn cô đều sẽ hài lòng nghĩ đến đây nguyễn huỳnh buồn cười bác sĩ lục lục ngộ an rủ mắt nguyễn huỳnh và anh cùng nhau đi đến chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống rồi mới nói sao bây giờ anh đã bắt đầu mua chuột người bên cạnh em vậy lục ngộ an mỉm cười không thích à nguyễn huỳnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc thế thì không có cô cười nhẹ nhàng yêu kiều sáng lạng như sao trời em cho phép anh mua chuột tư niệm lục ngộ an cong môi tiêu chuẩn đồ ăn của nhà hàng thật ra cũng bình thường thậm chí còn không ngon bằng đồ ăn mà gì trong nhà khương thanh thời làm có điều không khí của nhà hàng rất tốt đây là một nhà hàng hiếm có trong thành phố khi ăn cơm sẽ được tặng dù trong suốt sau đó sẽ có tuyết do người ta thả tuyết sẽ rơi nửa tiếng một lần khi nguyễn huỳnh và lục ngộ an ăn gần xong thì bông tuyết từ trên không trung roi xuống qua lớp dù trong suốt nguyễn huỳnh nghiêm túc quan sát lục ngộ an cô bỗng nhiên gọi anh lục ngộ an nhìn cô đôi mắt nguyễn huỳnh phát sáng nhìn về phía anh anh muốn dầm tuyết không nghe rõ lời nói của cô lục ngộ an lập tức thu cây dù lại bông tuyết trắng ngần tung bay bị gió thổi phe phẩy rơi xuống tóc dừng lại trên vai bọn họ ánh mắt bọn họ ăn ý nhìn nhau vẫn như trước đây hơi muốn có tuyết rơi rồi người thả tuyết dùng lại nguyễn huỳnh đột nhiên cảm khái lục ngộ an rủ mắt thích tuyết ta. nguyễn huỳnh gật đầu đảo mắt một vòng nhìn những vị khách khác trên mặt mọi người đều mang nụ cười nhàn nhạt đang nói chuyện còn có người đang ôm đang hôn nhau nguyễn huỳnh cười khẽ gật đầu thích chứ em thích trời có tuyết rơi cũng thích trời đổ cơn mưa nói xong nguyễn huỳnh dừng lại một chút ngước mắt nhìn về phía lục ngộ an khắc ghi hình dáng đường nét khuôn mặt sâu sắc của anh vào trong đầu nhìn anh nói hình như là thời tiết gì em cũng thích trời nắng trời âm u ngày mưa ngày tuyết một năm bốn mùa thay đổi xuân hạ thu đông cô đều rất thích giống như thích người trước mặt đây bất kể anh mang dáng vẻ bác sĩ dịu dàng hay là có bộ dáng không đứng đắn tương phản mãnh liệt ở trước mặt cô, cô đều thích. Hết chương 40. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.